hai trăm mười bốn tiết hai trăm mười ba chạy ra trại dân tị nạn bên trên kêu gọi cất giữ ba lão lao đầu tử thật là vũ hình tiếu nãi nãi tại sau lưng nơm nớp lo sợ vấn đạo là nàng cái này đứa nhỏ ngốc sáu tiêu xa đồ hầu kết nhúc nhích một cái không biết nói thế nào mới tốt nhưng hắn cũng biết bây giờ cũng không phải chào hỏi thời điểm bây giờ cũng không phải hắn ích kỷ mà là hắn tin tưởng tiếu vũ hình nhất thiết phải có lý do làm như vậy mà nhóm người mình quan trọng nhất là không muốn nhiều loạn lực chú ý của nàng cứu mạng a vài tiếng thê lương la lên vang lên sáu ở nơi này buổi tối máu me tiếng kêu cứu tựa hồ đã là chuyện tầm thường nhưng ở con đường này phía dưới vẫn là có phần để người chú ý sáu bảy người từ một dãy nhà bên trong lao ra chạy ở sau cùng một cái nữ nhân mập không bên trong còn ôm một cái dương nhỏ nàng nguyên bản vốn đã chạy tới trên đường phố nhưng ngay tại chân sau vừa bước ra cửa thời điểm một cỗ màu trắng sự vật lấy nàng sau lưng lóe lên một cái nàng ấy lớn mập cơ thể liền giống bị người lăng không tú một chút tựa như đột nhiên cửa sau bên trong ngã đi lập tức liền nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết chạy ở trước mặt mấy cái cái hãi nhiên hướng sau lưng liếc mắt nhìn nhưng không người nào nguyện ý dừng bước lại sáu vách đối diện vách tường đột nhiên nổ ra một cái cửa hàng một cái màu đen nện to từ bên trong ép ra ngoài, màu đen vỏ ngoài dài rác điểm lầm tấm, hai đôi chân trước bên trên cẳng có sắc bén móc câu, vô luận là kéo túm địch nhân hay là xé rách thân thể của bọn hắn đều rất thuận tiện. sáu người kia tại nện to xuất hiện thời điểm, sừng sốt một sát na, nhưng bọn hắn phản ứng cũng không chậm, đổi phương hướng liền chạy sáu. nhưng bọn hắn động tác vẫn là chậm một nhịp, cái kia biết nện to bỗng nhiên há miệng, vô số màu xám trắng tơ nện vung tới, ở giữa không trung sen lẫn thành một cái lưới lớn hương, kẻ chạy trốn trụ xuống. phu phu sáu, kẻ chạy trốn nhóm tránh không kịp, quả nhiên là bị một mẹ hút gọn, té ngã kỹ năng té ngã trên đất. vành, vành. Và anh sáu nện to từng bước từng bước tiếp cận con mồi nếu như miệng của nó khuôn mặt có thể làm ra nhân tính hóa biểu lộ lúc này nhất định là tràn đầy nụ cười dữ tợn nhưng thế sự lúc nào cũng không vừa ý người những cái kia bất hạnh trở thành con mồi mọi người nhất định là không cách nào cảm thụ nó ưa thích từng cái đã run dày trở thành một đoàn bọn hắn tính toán muốn mở ra những cái kia mạng nện nhưng loại này tơ nện lại dính lại nhận chính là cầm đao cụ cũng chưa chắc cắt tới mở thúng chi là tay không tất sát mắt thấy nện to từng bước từng bước tiếp cận trong mắt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng hưu, hưu, hưu bốn tiếng vạch phá không khí âm thanh là như thế rõ ràng nện to bén nhạy cảm giác được nguy hiểm mà tiếp cận nó dưng bước thật thấp mà phát ra một tiếng gào thét trên thân đột nhiên hiện ra một lớp bụi mông mông tia sáng sau đó miệng rộng mở ra phun ra một chương mạng nện hướng về phía trước đang tại bắn nhanh mà đến bốn cái mũi tên túi đi qua phanh mũi tên thứ nhất mũi tên đột nhiên nổ tung tấm kia mạng nện bị tạc ra một cái động lớn mặt khác ba cây tiến xuyên qua tàn phá mạng nện, liên tiếp bắn chúng nện to đồng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn cùng ánh lửa nện to phát ra tiếng kêu thê thảm khi lửa sáng cùng nổ tung lắng lại sau đó mạng nhện bên trong người ngạc nhiên phát hiện cái kia nện to đã bị nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi chết đến mức không thể chết thêm quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi có người lập tức hoan hô lên. Nhỏ giọng một chút, ngươi nghĩ lại dẫn đến những thứ khác quái thú sao? Mau đem những thứ này mạng nhện bỏ đi mới là đứng đắn có người lập tức nói ra cảnh cáo, cái kêu hoan hô âm thanh lập tức dừng lại. Tốt mất linh hư linh, liền tại bọn hắn nghiên cứu như thế nào từ trong mạng nhện thoát thân thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn, từ bọn hắn trốn ra được trong phòng, lại có một cái nện to phóng tới bọn hắn, nhưng mà nó đang hướng đến một nửa thời điểm, đột nhiên đổi qua phương hướng, cho dù là thất kinh, kẻ chạy trốn cũng có thể cảm thấy nó trong mắt cảnh giác, cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi vừa rồi cứu mình đánh mạng người. Ở đâu đây, lại là một nữ một thanh niên kinh ngạc nói hắn ở trong lòng còn yên lặng bổ sung một câu một người phi thường xinh đẹp nữ hải tiếu vũ hinh kéo cung nhìn chăm chú lên trước mắt con này nhẹ to nàng không rõ ràng đây là cái gì chủng loại lại biết bọn chúng vô cùng duy quấn những ma thú kia công kích vẫn là vô cùng có lần tự giống như là một chi đi qua huấn luyện quân đội đầu tiên là trên không được kích sau đó là mặt đất cắn quét cuối cùng còn tới cái dưới mặt đất thanh lý nhân loại tại những này sinh vật hùng mạnh trước mặt lộ ra mười phần yếu ớt không chịu nổi một kích Trí đức vừa bọn người ở tại trên đường lại hội tụ một chút bị tách ra chiến sĩ bọn hắn hưởng ứng hiệu triệu đi chính phủ thành phố phương hướng vốn là chính đức vừa định mời tiếu vũ Huynh cùng đi nhưng nàng biểu thị muốn trước đi cứu mình thân thích xấu. nay liền không có biện pháp Trình đức vừa cũng không thể không để nàng đi cứu thân thích của mình bất quá tiếu vũ hinh đáp ứng một khi tìm được thân thích sau đó liền nghĩ biện pháp tới chính phủ thành phố bên này cùng bọn hắn hội hợp dọc theo con đường này nàng bắn chết không ít nện to cùng một chút biến dị chuột nhưng là nhìn thấy rất nhiều người bị những cái này quái vật tan hết thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hiện đầy dấu răng thi cốt cùng nhân loại xác không còn cảm thấy ác tâm cùng sợ hãi cũng sẽ không cảm thấy phẫn nộ hoặc may mắn nàng bắt đầu để cho mình trở nên chết lặng quá nhiều tình cảm chập trùng rất dễ dàng nhường sự tình trở nên càng hỏng bét đối với nàng mà nói chính là một cái giết cùng không giết cứu cùng không cứu vấn đề trước mắt con này nện to cùng trước đây nện to không có gì khác biệt những vật này có thể so sánh biến dị chuột khó giết đồng dạng hai mũi tên liền có thể hiệu quả công kích phải cần bắn ra ba mũi tên mới có thể đánh tan phòng ngự của bọn nó ti nện to phát ra uy hiếp tựa như khàn giọng tiếp đó thân thể khẽ động bắt đầu hướng địch nhân trước mắt phát động công kích nó vậy không nhiều trí tuệ nói cho nó biết cái này cẩm cung tiễn nhắm ngay nhân tài của nó là chân chính địch nhân Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, ngón tay buông ra dây cùng, bốn mũi tên gào thét mà đi, bốn đám ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, cái kia nện to năng lượng trên người vòng bảo hộ chỉ chợt lóe lên bị tức tiêu thất, một tiếng hét thảm sau đó, nện to đã bị nổ điểm phải đồ. Cứu mạng nhanh nghĩ biện pháp thả chúng ta ta còn không muốn chết, ô 6. Sáu người lập tức mồm năm miệng mười hô lên, Tiếu Vũ huynh đi qua, đưa tay trên lưới nện sờ vớt mấy lần, như vậy bền bị mạng nện dưới tay của nàng liên tiếp đứt từng khúc, liền cùng giấy mang tựa như sẽ ở đó một số người sững sờ thời điểm, Tiếu Vũ Hinh chạy tới một bộ nện to thi thể trước mặt, dùng truy thủ đưa nó ma tinh đào ra, dọc theo con đường này đã chiếm được hơn bốn mươi khối ma tinh chỉ nàng cá nhân mà nói thu hoạch nhưng thật ra vô cùng lớn những người kia lấy xuống trên thân còn sót lại mạng nhện phía sau ánh mắt kính sợ nhìn xem nàng lấy ra khối thứ hai ma tinh trước hết nhất thấy được nàng chính là cái kia thanh niên rất hiếu kỳ nàng đảo là cái gì có thể khiếp sợ nàng vừa rồi hiện lộ vũ lực không hỏi lên tiếng tiếu vũ huynh đảo xong ma tinh sau đó liền hướng tiêu xa đổ bọn hắn ở phòng ở đi tới một người trung niên cả gan tiến lên phía trước nói vị tiểu thư này chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi tiểu vũ huynh dừng bước lại nhìn bọn hắn một mắt có thể nhưng ta không có thể bảo chứng các ngươi nhất định là an toàn thật đúng là đủ trực tiếp sáu người nhìn lẫn nhau một cái vẫn là người trung niên kia đạo chỉ cần ngươi có thể tại phương tiện dưới tình huống cứu chúng ta một cái để chúng ta đi theo ngươi là được rồi đúng vậy à tiếu vũ hinh sẽ không cam đoan bọn họ là an toàn nhưng nhất thiết phải cam đoan mình là an toàn chỉ cần bọn hắn theo sát nàng là xong sáu người còn không có kinh hoàng đến đánh mất tối thiểu năng lực suy tính tình cảnh tiếu vũ hinh không nói gì nữa dụng ý của nàng chỉ là nhắc nhở những người này không muốn đem sống sót hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác nàng đi tới tiếu gia ở dưới lầu phanh phanh gõ cửa mãi mãi ta biết các ngươi nhìn thấy mau xuống đây theo ta ly khai nơi này cha chúng ta thật muốn ly khai nơi này tiêu hàn lâm có chút do dự ngươi thật đúng là cho là đây là an toàn tiêu xa đổ chừng mắt liếc hắn một cái ngươi nghe một chút bên ngoài ở đây chỉ có thể càng hỏng bét chờ những quái thú kia đem chúng ta giống như là đuổi chuột một dạng đuổi ra khi đó ngươi liền biết nơi nào cũng sẽ không an toàn trên thực tế cũng không có cái gì có thể dọn dẹp ban đầu ở rút lui đến hầm trú ẩn thời điểm bọn hắn vẫn ít nhiều mang theo chút hành lý nhưng bây giờ trên tay ngoại trừ một chút thức ăn và quần áo thay đồ và giặt sạch bên ngoài cũng chỉ còn lại có lao ra từ không nỡ lòng bỏ vứt bỏ mấy món tiểu đồ cổ cùng một chút đồ trang sức tiếu ra bảy người nhanh chóng cầm chắc hành lý của mình từ trên lầu đi xuống tiếu vũ hinh cũng không có nhiều lời ra hiệu bọn hắn cùng tự mình đi tiếu vũ hinh không thể lộng chiếc xe đi tiêu hàn lâm nuốt nước miếng một cái đạo hắn cũng biết yêu cầu của mình ta có chút quá phận lại vội vàng giảng giải ra ra mãi mãi đã lớn tuổi rồi đi đường rất khổ cực câu nói đầu tiên nhường tiếu vũ hinh có chút không thoải mái nhưng đối hắn giảng giải nhưng là đón nhận tam thúc có xe cũng không dám mở những quái vật này cũng là từ dưới đất chui ra ngoài loại sinh vật này bình thường đối với mặt đất âm thanh cùng chấn động đều tương đối mất cảm chúng ta nếu như dùng xe rất dễ dàng thu nhận số lớn công kích đối với nàng ý kiến tất cả mọi người biểu thị tiếp nhận nhưng tiếu vũ hinh cũng không có trực tiếp đi ra phía ngoài mà là hướng về tiếng súng kịch liệt nhất chỗ đi qua lần này không có ai hỏi lại vì cái gì bởi vì tất cả mọi người đã là không có lựa chọn nào khác tiêu xa đổ cơ thể còn rất cường tráng đi bước đi như bay nhưng tiếu nãi nãi cơ thể còn kém nhiều đi ra ngoài mấy chục mét thời điểm tiếu vũ hinh liền đem cung thu vào sáu đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cây cung kia đã biến mất rồi nếu không phải tiếu vũ huynh bộ dáng cùng lời nói cử chỉ cùng nhân loại không hay, bọn hắn có thể muốn hoài nghi mình có phải hay không rơi vào trong tay quái vật tiếu vũ huynh đi tới tiếu Nại Nại trước mặt không chờ nàng phản ứng lại cũng đã đem người đeo lên ai vũ huynh mau buông ta xuống ta theo được tiếu Nại Nại gấp nàng biết lần này đảo mệnh hành trình bên trong tiếu vũ huynh là chủ lực cho nên giấy rủa nghĩ xuống Nại mãi ngươi dạng này loạn động ta sẽ cực khổ hơn tiếu vũ huynh thấp giọng nói quả nhiên tiếu nãi yên tĩnh trở lại nàng biết cháu gái này là có sợi quật kính nhi còn không bằng yên tĩnh một chút cũng tốt không để nàng lấy sao khổ cực tiếu vũ hinh cước bộ không ngừng giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng mặc dù không là rất nhanh nhưng rất có cảm giác tiết tấu. hơn nữa không dễ để cho người ta mệt nhọc mà tinh thần lực của nàng nhưng là thỉnh thoảng tại bốn phía bắc quan, nhất là dưới mặt đất sáu những cái kêu biến dị chuột so nhện tỏ càng thêm nguy hiểm là từ hai trăm mười lăm tiết hai trăm mười bốn chạy ra trại dân tị nạn bên trong kêu gọi đặt mua ba bốn phía tiếng vang tại tiếu vũ hinh nghe tới phản phất là đến từ thiên ngoại thanh âm căn bản vốn không đáng giá chú ý nàng cẩn thận đi ở trên con đường này một cô gây mũi mùi máu tươi từng trận đập vào mặt nàng luôn cảm thấy muốn phát sinh thứ gì bốn phía tình cảnh có ra quỷ dị nhưng là lại không thể nói là cái gì à lại đi qua hai con đường phía sau nàng đột nhiên ngừng lại người phía sau cũng theo sát lấy dừng bước lại không biết chuyện gì xảy ra các ngươi đều không cần động vô luận chuyện gì xảy ra tất cả không được nhúc nhích tiếu vũ hinh nhẹ nhàng nói lập tức nàng liền phóng xuất ra một cái hắc ám kết giới đám người chỉ cảm thấy bốn nam lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón liền thân bên người đều chỉ là miễn cưỡng có thể thấy được tin tưởng ta chúng ta liền sẽ không có chuyện tiếu vũ hinh thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên hai cái này khiến tâm tình của bọn hắn thoáng trở nên buông lỏng hắc ám kết giới đối với tiến vào kết giới phạm vi sinh vật đều sẽ giảm xuống bọn họ lục thức tiếu vũ hinh là phát giác được chỗ không đúng mới phóng xuất ra hắc ám kết giới sau đó để ma vân đằng dưới đất bảo hộ sáu tất nhiên nàng đáp ứng những người này thì sẽ không để bọn hắn dễ dàng tử vong lúc này từ bốn phía truyền đến từng đợt như có như không sản sạt tâm thanh giống như là có đồ vật gì trên mặt đất bỏ nhưng mà theo bỏ thanh âm tiếp cận lại không cách nào thấy rõ ràng tới là cái gì bởi vì có một mảng lớn đồng vụ từ cách xa mặt đất chừng hai mét mãnh liệt mà đến bên trong căn bản không nhìn thấy đồ vật nhìn rõ chi nhãn tiếu vũ hinh đang thi triển bí kỹ sau đó trong sương mù đồ vật lập tức rõ ràng khi nhìn rõ đồ vật bên trong sau đó nàng có một loại cảm giác muốn nôn mửa nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế vật đáng ghét đồ chơi kia giống như là một đoạn cắt đứt ruột thừa từng đoạn sáu có chút không phân rõ đầu đôi trước sau đồng dạng thô đường kính ước chừng một m ngược lại đằng sau một đoạn kia là ở ra một chút khí màu trắng thể nàng lo lắng có độc đã đem mặt nạ mang tốt phía trước phía kia nhìn qua giống như là một cái cong lên miệng sáu hoặc hướng về hoa cúc phương hướng nghĩ hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy hết thể có mười mấy cái ngay tại trên mặt đất ngạo hướng tiếu vũ huynh bỏ qua tới âm thanh chính là từ cái kia từng trương hoa cúc trong miệng phát ra mà bọn hắn hành động của mình gần như không phát ra bất kỳ thanh âm ngay tại tiếu vũ hinh quan sát bọn chúng thời điểm những cái kia loại động vật kỳ quái rõ ràng cũng cho rằng giữa hai bên đã thỏa mãn công kích cần có yêu cầu cơ bản sáu trong đó một đầu quái vật miệng bỗng nhiên mở ra vậy mà đạt đến kinh khủng sáu m đường kính đáng sợ nhất chính là theo nó trong cổ họng cực nhanh bắn ra bốn cái dài hơn mười mấy mét xúc tu chẳng ngang đem tiếu vũ hinh cuốn lên tiếp đó tiễn đưa hướng cái hắc động kia gia hỏa này quả thực là chuyên nghiệp đánh hôn mê động tác thật không ngờ thành thạo tiếu vũ hinh nhất thời không có tránh đi cư nhiên bị bốn cái xúc tu hình dáng đồ vật chặn ngang cuốn lên nàng không chút nào hoảng mặc cho cái kia xúc tu đem nàng đến đến quái vật bên miệng ngay tại khoảng cách không xa thời điểm nàng cũng không bị trói tay trái bỗng nhiên khe đảo cổ tay lộ ra một thanh huyết sắc lần đao, nhẹ nhàng vung lên liền đem cái kia bốn cái xúc tu cắt đứt tay phải đồng thời nhanh chóng hướng tấm kia hoa cúc miệng ném đi một khỏa lựu đạn mũi chân trên mặt đất hơi hơi đạp một cái thân hình giống như mũi tên vậy hướng phía sau và tới vanh cường đại trở lại động vật trong đó bẩn cũng là nhu nhược tấm kia còn chưa kịp khép lại trong miệng rộng đông dưng bốc lên một ánh lửa thân thể quái vật lập tức bị tạc phải điệp phái đồ, may mắn tiếu vũ hinh lui nhanh hơn không phải vậy muốn bị mảnh máu này thịt mắt phải khắp cả mặt mũi không chờ nàng rơi xuống đất lại là mấy chục cây xúc tu hướng nàng xoắn tới sáu lúc này nàng đã có đề phòng song đao xiết trong tay sẽ ở đó chút xúc tu sắp cập thân thời điểm hai đạo huyết cầu vồng mánh liệt bắn mà ra đem những cái kia xúc tu chặt đứt hữu sáu mấy chục cây trưởng thành lớn bằng cánh tay sợi đằng đông dưng từ dưới đất rối ra nhanh chóng đem những cái kia đại tràng hình dáng sinh vật quân lấy sáu theo sợi đằng lên truy hình ống gai đâm đâm vào thân thể quái vật những quái vật kia trong miệng phát ra tư tư thanh âm hết sức thét thế. thế theo ma vân đang hút những quái vật kia thân thể vặn vẹo phải càng ngày càng lợi hại nguyên bản tương đối đầy đặn cơ thể cũng thời gian dần qua khô cắt xuống chờ một chút tiếu vũ hinh vui vẻ nghĩ đến một cái khả năng loại sinh vật này hẳn là thuộc về loại kia kém thông minh sinh vật tại tam nguyên thần quyết chính giữa ngự thần quyết bên trong từng có liên quan tới khống chế sinh vật càng là kém thông minh sáu ân tinh thần lực thấp động vật càng dễ dàng khống chế cái này khống chế là chỉ giao lưu cái này sinh vật yêu cầu kỳ thực không cao chỉ cần có thể để bọn chúng hài lòng tự nhiên là có thể khống chế lúc này còn dư lại mười mấy cái đại tràng tại ma vân đẳng vừa dừng lại hút thời điểm lập tức liền trung thực xuống mặc dù bọn chúng trí thông minh không cao nhưng cũng có thể cảm thấy đây là bọn chúng có thể sống cơ hội tiếu vũ huynh mặc dù hệ thống tu luyện tam nguyên thần quyết cũng ngự thần quyết bên trong có chút thần thông nàng còn không có thực tiễn tự nhiên cũng liền có chút xa lạ đang đối với khẩu quyết mặc tụng mấy lần sau đó nàng bắt đầu thử đem tinh thần lực cùng những sinh vật này tiếp xúc giao lưu sáu chính như nàng sở liệu đến những quái vật này thuộc về cấp thấp ma vật bị ma vân đằng hung tàn hù đến sau đó bắt đầu giao lưu ngược lại là không chút nào khó khăn bởi vì bọn chúng phản phản phục phục chỉ trọng phục lấy đói cảm giác này dường như là làm chúng nó nhất là khổ não thế là Tiếu Vũ Hinh bày ra chi lấy uy, đang để cho Ma Vân Đẳng thả ra bọn chúng sau đó, lại cam đoan cho chúng nó đầy đủ đồ ăn, liền vô cùng thuận lợi đem những quái vật này trinh lịch vì lính đánh thuê. Đương nhiên, những quái vật này cái tên không gọi đại tràng, mà gọi là làm vực sâu ma trùng, bọn chúng phun ra ngoài những thứ này xương mù màu trắng mang theo phi thường cường liệt gây tê tác dụng, mà những cái kia theo bọn nó trong cổ họng bắn ra xúc tu cũng không phải là xúc tu, càng không phải là đầu lưỡi của bọn nó, mà là ký sinh tại bọn chúng trong cơ thể một loại ký sinh trùng. Nói những thứ này nữa vực sâu ma trùng, bọn chúng không có răng, nhưng miệng lại có rất mạnh tính bền dẻo, có thể mở ra đem so với chính mình lớn hơn gấp mấy lần vật thể nuốt vào hơn nữa vị toàn cung có ăn mòn cùng gây tê tác dụng liền xem như sinh vật hùng mạnh một khi bị bọn chúng nuốt vào liền sẽ tại vị toàn tác dụng dưới cấp tốc bị phân giải chỉ là bọn chúng không có cơ quan bài tiết những phế vật kia tại vị toàn bên trong lên men dung hợp cuối cùng hóa thành khí độc từ phía sau phun ra ngoài mười mấy đầu vực sâu ma trùng gia nhập vào nhường tiếu vũ hinh rất là vui vẻ nay bằng với là đại đại tăng cường lực lượng hộ vệ hắn hiện tại ngược lại là nóng trong nhiều cứu một chút người giải quyết sau đó nàng bỏ hắc ám kết giới chưa tỉnh hồn mọi người tại phát hiện chung quanh sương mù màu trắng phía sau lại là một hồi kinh sở trải qua tiếu vũ hinh giải thích hơn nửa ngày sau đó bọn hắn cái này mới miễn cưỡng tin tưởng bất quá những thứ này vượt sâu ma trùng ngược lại là khống chế những độc chất này xương mù cao thủ cũng không biết bọn chúng là làm sao làm được những độc vật kia chỉ ở bọn chúng bên cạnh bờn quanh không tiêu tan hành động thời giá hành động trùng phản phất giống như giống như đẳng vân giá vũ bởi vì hai em mở độ cao mặc dù có thể đem người che kín cũng dễ dàng treo chọc người loại đánh út cho nên tiếu vũ hinh tại tiến lên thời điểm bảo trì xương mù cao thực chất tại chừng một mét này ngược lại là càng nhường người đi đường này lộ ra thần bí rất nhiều lại đi một đoạn đường sau đó đám người thấy kia chút xương mù màu trắng từ đầu đến cuối ở bên cạnh cũng không có tổn thương gì tính chất liền thời gian dần qua thả lỏng trong lòng có một thanh niên thậm chí còn nghĩ đưa tay kiểm tra bị tiếu vũ hinh nghiêm khắc cảnh cáo một phen rất một tiếng to rõ ràng vái gáy hấp dẫn tiếu vũ hinh chú ý của nàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái dương cánh chừng gần 10 em mở cực lớn loài chim đang tại cách đó không xa trên bầu trời xoay quanh mà lại là càng chuyển càng thấp lúc nào cũng có thể khởi sướng một kích chí mạng Phía dưới có người Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động, đối với bên cạnh tiêu sa đồ đạo, ra ra, các ngươi tiếp tục hướng tiếng súng kịch liệt nhất phương hướng đi tới, chỉ là không tiến vào những sương mù kia liền không có quan hệ, ta đi một chút liền đến." "Ai, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Sa Đồ không có nàng tốt như vậy ánh mắt cùng tính lực, nhưng Tiêu Vũ hình động tác quá nhanh, không chờ hắn đưa tay kéo người, Tiêu Vũ hình đã từ sương mù màu trắng dày đặc bên trong vọt ra ngoài, kiên trì Tiêu Vũ hình trông thấy con quái điểu kia còn tại xoay quanh, biết nó còn không có khởi xướng công kích sau cùng, liền vừa chạy một bên lấy cung tên lên ra. "Hiu hiu 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 sáu." Bốn cái mũi tên gào thét lên bắn về phía quái điểu trong đêm tối lần theo bốn cái không nhìn thấy quý tích bay đi quái điều cảm giác mười phần nhạy cảm cái kia bốn mũi tên rời tách dây cùng nó liền cảm thấy nguy hiểm bông xuống đang tại quanh quần thân hình bỗng nhiên nổ lên cao bốn cái mũi tên vậy mà cùng nhau thất bại con quái điều này hình thể rất lớn nhưng xem nó hình dạng lại không giống ngưng loại máy cầm ngược lại có mấy phần giống hạc, chỉ là miệng ngắn chút một thân màu xanh lông vũ hai cái chân dài tại ban đêm ánh lửa chiếu đầu ngón tay chiếu lấp lánh thưởng thụ thức ăn ngon quá trình bị người ngoài ý muốn quấy dày lệnh con quái điều này hết sức phẫn nộ nó ở trên không trung phát ra tức giận tiếng kêu to hai cánh bỗng nhiên hướng tiếu vũ hinh phương hướng vô xuống tới tiếu vũ hinh cũng không cho rằng đó là tại hướng nàng vẫy cánh thăm hỏi sáu quả nhiên theo thanh vũ hạc đây là nàng địa đặt tên hai cánh gỗ tại nó phía dưới cấp tốc xuất hiện từng mảnh từng mảnh chất hóa phong nhận vụ vù, vù hướng nàng phong tới dây khải thuật tiếu vũ hinh một bên thi triển ra phòng ngự đạo thuật một bên né tránh những cái kia phong nhận phốc phốc mà trước ở trên người đều bị năng lượng phòng ngự cản lại không gì hơn cái này bị động rõ ràng không phải là một cái biện pháp mà cái kia thanh vũ hạc tốc độ phi hành cực nhanh trên không né tránh kỹ xảo cũng cực mạnh nếu như không thi triển đặc thù kỹ xảo e rằng chỉ có thể là bị đến nỗi phi ma sáu nàng căn bản không dám phóng xuất đến rồi trên không tên kia chỉ là bị trả đạp phần long tiếu vũ hinh đột nhiên nghĩ đến mình một đầu khác ma sủng cự long mặc dù vẫn còn đấu niên kỳ nhưng nó đã tiến hóa đến dây cấp có thể phi hành hơn nữa lấy lực phòng ngự của nó lượng đủ để giải quyết đầu này linh hoạt thanh vũ hạc giống ấu long vô căn cứ được triệu hoán đi ra hai con mắt lập tức nhìn về phía trên bầu trời cái kia thanh vũ hạc nó gào thét một tiếng chấn động hai cánh hương cái kia thanh vũ hạc tiến lên sáu cái kia thanh vũ hạc rõ ràng là ngốc trệ phúc chốc ước chừng nó cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái như vậy sinh vật hùng mạnh làm ấu long hướng nàng xông tới thời điểm nàng mới vớt hai cánh phát ra từng tiếng the thé tiêu to hướng nơi xa bỏ chạy là từ hai trăm mười sáu hai trăm mười lăm chạy ra trại dân tị nạn phía dưới tiếu vũ hình không có nhìn ấu long cùng thanh vũ hạc chiến đấu kết quả đừng vậy cái kia con quái điều công kích quái dọa người đối với ấu long tới nói căn bản liền uy hiếp cũng không tính đã tấn giai đến dê cấp ấu long nhưng mà dựa vào lân giáp phòng ngự đã đủ rồi Thống chi bây giờ ấu long ngoại trừ vật lộn cùng lòng tức bên ngoài cũng có thể thi triển mấy loại thượng pháp bảo nhưng tiếu vũ hinh lại không toàn bộ qua khế ước truyền thừa cái kia mấy loại pháp thuật cũng là đủ nàng buồn bực lúc này nàng nhanh chóng vòng qua một đống gạch nói vụn đi tới một tòa bị bóc đi trần nhà nhà máy bên trong nổ nang trên đất trốn tránh mấy cỗ thi thể một cái tiểu nữ hài dịu rít mà khóc trong miệng càng không ngừng nghỉ non mụ mụ sáu mụ mụ sáu ngươi tỉnh một chút ninh ninh cũng không tiếp tục chọc ngươi tức giận đứa bé này chính là cái kia thanh vũ hạ công kích sau cùng mục tiêu sao tiếu vũ hinh nhẹ nhàng đi nữ hài kia nghe được động tĩnh quay đầu nhìn về phía tiếu vũ hinh hơi sững sốt một chút lập tức trên mặt hiện ra một vòng mong đợi ngươi có thể giúp ninh ninh đem mụ mụ đánh thức sao nàng chạy thật là nhiều vết tiếu vũ hinh cảm thấy con mắt có chút chua nàng đã thấy rõ cô gái kia vết thương sáu tại bụng vị trí có mấy cái rác đại vết thương nội tạng đều xoắn đến rối tinh rối mù kỳ quái là nàng lại còn không có chết đi ngực còn tại hơi hơi chập trùng chỉ là con mắt vẫn như cũ đóng chặt lúc nào cũng có thể tắt thở một cái tay phí công che lấy phần bụng một cái tay khác lại lôi kéo bé gái quần áo tiếu vũ hinh khẽ nhữ mày loại tình huống này e rằng chỉ có chân chính thần tài có biện pháp cứu chữa dạng này vết thương bất quá nếu là tạm thời cho cái này treo một chút mệnh nhưng là có thể xuân lâm thuật trên tay của nàng xuất hiện một chùm hào quang màu xanh lục khi này phiến tia sáng cháo đến cô gái kia phần bụng vết thương lúc đổ máu thời gian dần qua chậm lại nữ tử kia rên dỉ một tiếng mở mắt ninh ninh sáu mụ 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 vẻ mặt của cô bé lập tức trở nên sinh động đứng lên cảm tạ nữ tử đưa tay giữ chặt nữ hai tay ánh mắt chuyển hướng tiếu vũ hình khó khăn nói lời cảm tạ sáu ta rất xin lỗi tiếu vũ hình có mấy phần ấy nấy ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ một điểm có chuyện ngươi phải nhanh một chút nói đủ nữ tử chuyển hướng nữ nhi ninh ninh đáp ứng mụ mụ vô luận lúc sau nhất định muốn khoái hoạt mà sống sót ân ninh ninh dùng sức gật đầu mụ mụ ninh ninh bây giờ rất nghe lời nhất định muốn vui vui sướng sướng mà sống sót hào hai tử trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười mụ mụ ngươi nàng đem ánh mắt rời về phía tiếu vũ hình ta so ngươi sáu đại hai tuổi gọi ngươi một tiếng cầu ngươi sáu chiếu sáu chiếu cố sáu nàng thân nhân sáu đều đều sáu mà nói cuối cùng còn chưa nói hết tay của nàng hướng về phía trước nâng lên như muốn bắt lấy hai quả nước mắt theo cặp mắt khoe mắt chảy ra con người đã tản mụ mụ không khóc ninh ninh dối ra bẩn thiểu tay nhỏ cho vụng về xóa đi mụ mụ khỏe mắt nước mắt tiếu vũ hinh đưa tay ra nắm chặt cái kia dư ấm vẫn còn tồn tại tay ta hiểu ngươi ý tứ ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ tận lực chiếu cố ninh ninh xem nàng như làm thần cánh tay bỗng nhiên mềm nhún bông xuống con mắt cũng lập tức khép lại trên mặt tái nhợt xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên ninh ninh mụ mụ ngủ phải ngủ rất dài ngươi cùng đi được không không nhẹ chữ tiếu vũ hinh nhẹ nhàng buông xuống tay hỏi tiểu nữ hải nữ hai ước chừng năm sáu tuổi tả hữu nàng nhìn thẫn thờ mà nhìn xem thi thể lẩm bẩm nói mụ mụ cũng không cần ninh ninh nàng và ba ba mở dạng lại chỗ rất xa cũng không tiếp tục có thể vì không mang theo ninh ninh đi đâu ninh ninh ngươi không phải cùng mụ mụ nói qua muốn làm một cái vui sướng hài từ sao nghe chúng ta cho mụ mụ tìm chỗ ngủ ánh mắt của nàng ở chung quanh băn khoăn qua một lần tại bên tường có mấy cái to lớn thùng dụng cụ nàng đi mở rừng ra tiếp đó đem bên trong công cụ các loại lấy ra hơn phân nửa quay người lại đem cái kia thi thể đem đến trong hộp công cụ cuối cùng ở phía trên làm tiêu ký ninh ninh yên lặng nhìn xem tiếu vũ hinh bận rộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưu trở thành hai đầu tiểu hà sáu bây giờ hai tử đều thành chín sớm chắc hẳn nàng cũng cùng mẫu thân đã vĩnh viễn không cách nào gặp mặt nho nhỏ trong tâm linh đã tràn đầy bị thương ninh ninh tiếu vũ hinh ôn nhu đem nàng ôm chúng ta ly khai nơi này đến tương lai quái vật đều bị đổi đi chúng ta lại được không không nhẹ chữ nữ hải dùng sức gật đầu nàng đống nhiên chỉ vào bầu trời trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc long sáu quái thú tiếu vũ hinh ngửa mặt nhìn lại giữa không trung quanh quần chính là ấu long nhìn thấy tiếu vũ hinh ngẩng đầu nó miệng rộng mở ra một khối người trưởng thành lớn chừng quả đấm thanh sắc ma tinh rơi xuống từ trên không tiếu vũ hinh khẽ vươn tay đem ma tinh tiếp lấy tiện tay đưa nó thu hồi tiếp đó lại đem ấu long đưa về sùng vật không gian long không còn ninh ninh khá là kinh dị hét lên kinh ngạc ha ha đó là nó đem mới vừa cái kia hỏng điệu giết chết cho mụ mụ báo thủ tiếu vũ hinh nói ta có thể cùng nó chơi sao không nhẹ chứ ninh ninh chú ý của lực lập tức liền mới vừa bị mới hấp dẫn đương nhiên có thể bất quá bây giờ không thể được chờ sau này có cơ hội lại nói tiếu vũ hinh nói ở giữa hai người đã rời đi những tòa phá phòng ở trở lại trên đường nữ hải đối với những cái kia vực sâu ma trùng hình thành xương độc rất là sợ vững vàng ôm cổ của nàng không chịu buông tay không cần lo lắng tầng này xương mù mặc dù có độc lại sẽ không tổn thương chúng ta tiểu huyền an ủi trong này có một chút tiểu động vật bọn chúng cùng cái tia đầu lòng mở dạng cũng là nuôi sùng vật bất quá bọn chúng quá xấu xí cũng không phải chơi đùa tiểu vũ huynh nói mặc dù cùng những thứ này vượt sâu ma trùng câu thông rất thuận lợi nhưng nàng luôn cảm thấy đám côn trùng này không thể tín nhiệm nếu như không phải là bởi vì bây giờ không có những biện pháp khác nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại đám côn trùng này vũ huynh đứa nhỏ này là chuyện tiểu nãi mãi thấy được nàng trong ngực có thêm một cái hài tử liền hỏi mẹ của nàng bị quái thu sáu ta tới chiếu cố nàng tiểu vũ huynh dừng một chút nhưng mọi người đều biết nàng ý tứ hảo hảo tiếu nãi nãi liên tục gật đầu ánh mắt nàng nhất chuyển mưa quốc ngươi tiếp một cái vũ hinh muốn xen vào nhiều chuyện có thể giúp liền giúp một cái không cần nãi nãi tiếu vũ hinh mỉm cười ngăn lại ít như vậy tiểu hài đặt ở trên thân thật không coi ra gì một đoàn người tại vực sâu ma trùng bảo hộ hướng hướng tạm thời chính phủ thành phố phương hướng chạy tới bị bại chưa từng suy đoán tan tác chính phủ thành phố thị ủy cùng chú quân bộ chỉ huy đang phân tích thời điểm cho rằng bằng vào quân đội vũ khí trang bị chống cự monster công kích cũng có thể kiên trì hai ngày nhưng mà vô tình sự thật hủy diệt giấc mộng của bọn hắn vẹn vẹn ba giờ tường thành bị đột phá rút lui đội ngũ bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt quân đội hệ thống chỉ huy cùng tất cả hành chính hệ thống đều ở đây đệ nhất bên trong tê liệt khi thấy nhóm lớn quái thú cùng biến dị thú xuất hiện ở trong thành phố thời điểm còn lưu lại thị ủy một ít lãnh đạo trên mặt đều lộ ra thần tình tuyệt vọng bây giờ đại bộ phận binh sĩ đã rút ra chiến sĩ đang tại hộ tống những người may mắn còn sống sót rời đi thế gian này địa ngục lưu lại đoạn hậu binh sĩ không thể nghi ngờ là anh dũng bọn hắn đã đã mất đi thành tường nghiệp hộ cũng đã mất đi trợ giúp bọn hắn chỉ bằng lấy một cố nhuệ khí cùng những quái thú kia làm đánh nhau chết sống may mắn đại bộ phận cường đại nhất quái thú đã bắt đầu đuổi theo đang liều mạng trốn chạy nạn dân, chỉ có một bộ phận cấp thấp quái thú cùng biến dị thú tại trại dân tị nạn bên trong tàn phá bờ bãi, các chiến sĩ đạn còn có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Ôn thị trường, chúng ta bây giờ xử lý. Một nữ tử vấn đạo, nàng gọi đinh sở là tuyên truyền bộ trưởng thư ký, chỉ là vị bộ trưởng kia ở quái thú trong đợt công kích đầu tiên mất mạng, mà Ôn Thanh Sơn thư ký cũng là đồng thời gặp nạn tại chỗ chính phủ thành phố nhân viên công tác ở trong, chỉ có nàng là một thư ký. Ôn Thanh Sơn tình huống cũng không tốt, cuộc sống của hắn bị trọng thương, cơ hồ gãy thành mấy khúc, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích lúc này cùng với bọn họ ngoại trừ một bộ phận chính phủ thành phố nhân viên công tác bên ngoài còn có sáu bảy cái người mặc áo choàng dài trắng người ngay trong bọn họ phần lớn là lão giả còn có một nam một nữ phi thường trẻ tuổi những người này không phải làm nhưng bọn hắn đối với trên tay một chút cái dương đều hết sức coi trọng đã lan đến như cái bùn khỉ tựa như lại chỉ sợ tổn thương những cái kia cái dương đợi nàng tất nhiên đáp ứng liền nhất định sẽ tới ôn thanh núi cắn răng nói tuổi của hắn đã không nhẹ dưới loại tình huống này loại này cốt thương là trí mạng hắn thậm chí không dám di động vừa rồi tại bọn hắn phá vây tới đây thời điểm đột nhiên bị một đám biến dị chuột vây quanh may mắn kịp thời lui vào nhà này tầng hai kiến trúc lại có trình đức vừa bọn người kịp thời trợ giúp lúc này mới kiên trì đến bây giờ nhưng lúc này vô luận là các chiến sĩ tinh lực vẫn là đạn số lượng cũng là hiện lên số âm hạ xuống hỏa lực thời gian dần qua giảm bớt dựa theo trình đức vừa nói tới tiếu vũ hinh nói là tiếp mấy cái người nhà chờ một lát liền tiếp ứng nhưng bây giờ hơn nửa canh giờ cứu binh còn xa xa không nhìn thấy thân ảnh mà biến dị chuột nhưng là càng ngày càng nhiều may mắn những thứ này điên cuồng biến dị chuột ngay cả này hình thể so với chúng nó kẻ phản bội mấy phần quái thú đều đánh sợ, bằng không những người này có thể hay không chống cự đến bây giờ còn thực sự là khó mà nói ôn thị trưởng ta cho là chúng ta bây giờ hẳn là lập tức phá vây ngươi nên nhiệm vụ của chúng ta là không cho sơ thất vì một cái không giải thích được hứa hẹn ở chỗ này chờ là hướng ta nhóm không chịu trách nhiệm là đối quốc gia phạm tội một cái người mặc áo choàng dài trắng lao giả nghiêm túc đối với ôn thanh núi nói chính đức vừa dẫn ngươi vị này lao đồng chí thượng cương thượng tuyến chúng ta bây giờ xông ra ngoài ngươi dám cùng đi lên sao không nhẹ chữ đúng vậy à lưu giáo dạy bây giờ chúng ta chỉ cần phòng thủ cầu thang áp lực nhỏ hơn nhiều nếu như ra ngoài tại đàn chuột vây quanh dưới chúng ta e rằng liền mười mấy phần chồng đều trèo không bây giờ cũng chỉ có thể cái kia tiếu vũ hinh hứa hẹn đinh sở huyện chuyển nói đúng lúc này nơi cửa thang lầu chiến sĩ đột nhiên kinh dị một tiếng tiếng súng cũng theo đó dần dần ngừng lại là từ hai trăm mười bảy thiết hai trăm mười sáu đáng sợ sinh sôi hết đạn sao không nhẹ chữ cái kia lưu giáo dạy sắc mặt lập tức đại biến sắc mặt của những người khác cũng là một mảnh đau thương không phải là sáu là những cái kia biến dị chuột rời đi mục tiêu công kích một cái chiến sĩ hô âm thanh tràn đầy khó có thể tin ngoài cửa sổ vang lên súng chát chúa âm thanh cùng đàn chuột phát ra đáng sợ âm thanh tiếu vũ hinh nhất định là Tiểu vũ hinh tới trình đức vừa hô một tiếng bổ nào vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại thật là nàng ngươi ngược lại là lòng tin có đủ cái kia lưu giáo dạy hư một tiếng phát hiện cũng không có thay đổi gì chuột xông lên liền cũng tới đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại tiếu vũ hinh đang đến gần ở đây chi tiện đã phát hiện số lớn biến dị chuột sáu ước chừng có hơn ngàn chỉ biến dị chuột đang điên cuồng công kích lầu nhỏ mà trên lầu tiếng súng cũng càng ngày càng thưa thớt cho nên tại cách nhau rất xa thời điểm nàng đã để người đứng phía sau phát ra đủ loại đủ kiểu âm thanh lấy hấp dẫn những cái kia biến dị chuột quả nhiên tại phát hiện mới gầy ra con mồi đến sau đó biến dị chuột nhóm cảm thấy những con mồi này rõ ràng so trên lầu con mồi bắt dễ dàng hơn liền chi chi kêu hướng tiếu vũ hinh bọn người nào tới phanh sáu tiếu vũ huynh hai tay đều ra hiện một khẩu súng lục hướng chuột kích đây là tự tìm cái chết đinh sở vỗ bệ cửa sổ kêu lên chính tay nhanh để các nàng chạy nếu không chạy liền đến đã không kịp không cần phải gấp gáp lưu giáo dạy lúc này ngược lại là thần định ký nhàn cô nàng này thương pháp không thể mỗi một thương cũng không có chạy không các ngươi có thấy hay không đến những cái kia biến dị chuột là song song đi tới đương nhiên là đi tới chẳng lẽ bọn chúng còn có thể lui lại không thành một cái chiến sĩ đối với cái này không biết từ nơi nào nhô ra giáo thụ tuyệt không cảm bạo mở miệng chế nhạo nói vị này lưu giáo dạy ngược lại cũng không sinh khí hưởng cho ngươi vẫn là chiến sĩ những cái kia đàn chuột săn thức ăn nào có xếp hàng bây giờ chỉnh tế như vậy không có một cái ở vào nhô ra bộ là bởi vì chỉ cần bọn chúng vừa ló đầu chắc chắn đã bị đánh chết cho nên bây giờ chỉ có thể cậy vào số lượng ưu thế đi lên phía trước bất quá cái này còn không phải là cổ quái nhất các ngươi nhìn thấy những sương mù kia sao không nhẹ chứ lúc này những người khác cũng chú ý tới ở bên ngoài những người kia chân chính ra tay công kích chỉ có tiếu vũ hình những người khác đều khắp nơi phía sau nàng nhìn xem trên mặt hoàn toàn không có bao nhiêu thần sắc kinh hoàng mà ở chung quanh bọn họ vây quanh một vòng cơ hồ cùng các nàng bộ ngực cùng cao xương mù màu trắng những cái kia xương mù sáu sẽ không phải là độc khí gì a à? một cái chiến sĩ trần trờ ngờ tới lưu giáo dạy nhìn hắn một cái tiểu hòa tử có tiền đồ cũng rất có sức tưởng tượng cái kia xương mù có hay không độc không biết nhưng nhất định là có gì đó quái lạ tiếu vũ hinh mặc dù thương thuật vô song cần phải bằng hai chi thương liền có thể ngăn cản đàn chuột đột kích đó không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm đàn chuột tiên phong tại chuyển mắt ở giữa đã vọt vào vụ khu sáu mặc dù biến dị chuột nhóm là một loại cực kỳ mạnh chậm sinh vật nhưng chỉ cần là hô hấp sinh vật đều không thể tránh khói độc gây tê hiệu quả trừ phi là nghĩ tiếu vũ hình như thế mang cũng có đặc thù mặt nạ những thứ này biến dị chuột đang hướng vào xương độc phạm vi sau đó nhao nhao run chân chân tê dại ngã xuống đất vụ khu bên trong rất nhanh liền nằm đầy tầng tầng lớp lớp biến dị chuột bọn chúng cũng chưa chết chỉ là hôn mê nhưng cái này đủ để cho vượt sâu ma trùng nhóm thông dòng ăn có chút biến dị chuột tính toán từ những phương hướng khác công kích nhưng đều không có chút nào bất ngờ bị xương độc tê dại đổ tiếu vũ hình bạ trình đức mới vừa ở trên lầu gieo họ những người khác cũng là hưng phấn không thôi vừa rồi đem bọn hắn ép chật vật không chịu nổi biến dị đàn chuột vậy mà tại trong chốc lát có hơn phân nửa đổ tại trong làn khói độc tại vụ khu trung gian người cũng đều là thập phần hương phân sáu tiếu vũ huynh dọc theo con đường này cũng không có nhàn rỗi ước chừng có trên dưới một trăm người bị nàng ven đường cứu vừa mới bắt đầu thời điểm trong lòng bọn họ còn có mấy phần thấp thỏm dù sao bên cạnh có một đám quái vật đồng hành ai cũng lo lắng những quái vật kia có thể hay không phản vệ nhưng bây giờ nhìn thấy những cái kia biến dị đàn chuột nhao nhao thế ở trong làn khói độc tự nhiên là may mắn an toàn của mình có nhất định bảo đảm cùng người chung quanh vui sướng khác biệt tiếu vũ hình một bên sạc kích vừa quan sát những cái kia vượt sâu ma trùng những vật này là sinh quen không kỵ chỉ cần là huyết nục chi vật liền xem như thi thể cũng chiếu nuốt không lầm bọn chúng cường hãn khí quan tiêu hóa có thể trong thời gian cực ngắn tiêu hóa bất kỳ vật gì nàng nhìn thấy những cái kia vượt sâu ma trùng trong miệng phun ra bắn ra bốn cái xúc tu những cái kia xúc tu đem những cái kia biến dị chuột kéo vào tấm kia kinh khủng trong miệng rộng thậm chí ngay cả nhấm nuốt một chút đều không cần trực tiếp nuốt xuống hơn nữa còn không nói xương cốt Đồng nhiên một đầu vượt sâu ma trùng bắt đầu thay đổi bất ngờ thân thể của nó bắt đầu bành trướng giống như là bên trong tràn đầy khí thể đồng dạng sáu chẳng lẽ là ăn nhiều chết no ngay tại nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm cái kia vực sâu ma trùng đột nhiên bành một tiếng nổ tung huyết vũ bắn tung tóe bên trong chỉ nghe được một mảnh vụ vụ âm thanh đợi nàng thấy rõ ràng sau đó sắc mặt lập tức biến đổi sáu thì ra là thế chỉ thấy cái kia vực sâu ma trùng đã bạo thể mà chết nhưng ở nó lúc nổ theo nó thể nội bay ra hàng trăm tiểu vực sâu ma trùng những thứ này hấu thể phần miệng cẩn thận bám vào những cái kia bị thuốc mê biến dị chuột trên thân tiếp đó mà bắt đầu hút máu tươi của bọn nó sáu đem một cái biến dị chuột cơ thể hút khô bọn chúng liền cao lớn hơn không ít đây thật là một loại kỳ lạ sinh sôi phương thức tiếu vũ hinh trước đó chỉ ở thực vật trên thân thấy qua có phân liệt sinh sôi phương pháp không nghĩ tới côn trùng cũng có loại này sáu năng lực tương đại chỉ là nếu như những cái kia vực sâu ma trùng đều lấy loại phương thức này sinh sôi đây chẳng phải là trong thời gian rất ngắn liền sẽ sinh sôi ra một đoàn vậy đối với chỗ tránh nạn nhân tới nói cũng không phải một kiện đáng giá ăn mừng sự tình hơn nữa những thứ nhỏ bé này đổ vật sức ăn cũng có hạn trong lúc nhất thời không hình thành nên sức chiến đấu ma vân Đằng, cho chúng nó bất mập một chút tiếu vũ hinh nhìn thấy mặt khác những cái kia vượt sâu ma trùng cũng đều bắt đầu gồ lên rồi liền lập tức cho ma vân đẳng chuyển qua một đạo ý niệm Phốc sáu, mười mấy cây sợi đằng từ dưới đất rễ ra, đem những cái kia không phòng bị chút nào vực sâu ma trùng trói lại, rồi lâm đâm vào thân thể của bọn chúng, bắt đầu hấp thu trong đó huyết nục, vực sâu ma trùng mập mạp cơ thể lại thời gian dần qua khô quắc đứng lên. Xem ra biện pháp này hữu hiệu a, Tiếu Vũ huynh nhẹ nhàng thở ra, tại không có nghĩ đến như thế nào giải quyết những thứ này vực sâu ma trùng ở giữa, nàng cũng không muốn để bọn chúng sinh sôi cùng quá nhanh, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này, hiện tại xem ra thủ đoạn đối đầu, chỉ cần bọn chúng không có tích lũy đến đầy đủ chất dinh dưỡng, liền không cách nào phân liệt sinh sôi chỉ là mình và ma vân đằng không thể đứng lâu ở bọn chúng cơ thể đốc xúc giảm béo xem ra hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này gần ngàn con biến dị chuột trong thời gian thật ngắn cơ hồ có hai ba bị gây tê tại trong làn gói độc còn lại không phải là bị tiếu vũ hinh bắn giết chính là đào tẩu tiếu vũ hinh không có lập tức lên lầu mà là tại phía dưới mà thu lấy những cái kia biến dị chuột trên người ma tinh mặc dù những cái kia ma tinh rất nhỏ nhưng góp gió thành bão cũng là có giá trị không nhỏ tiếu vũ hinh ôn thị trưởng tìm ngươi trình đức mới từ trên lầu chạy xuống đứng ở đó đoàn xương mù bên ngoài hồ sáu những xương mù này có chút quỷ dị hắn thật đúng là không dám tới gần ân chờ một chút lát tiếu vũ huynh còn nghĩ đem những cái kia ma tinh đều thu thập xong lại đi lên không thể chờ ôn thị trường hắn sáu đã không kiên trì được quá lâu trinh đức vừa dừng một chút nói úc ôn thị trường bị thương rất nặng sao không nhẹ chữ tiếu vũ huynh ngừng lại trong tay công tác đứng lên cái kia ôn thị trường làm người không tệ nàng thật đúng là không hy vọng người này chết đi hoài nghi là xương cổ sống đã mất ở đây lại không có bác sĩ cũng không có dự vật bây giờ đã rất nguy hiểm trinh đức vừa thở dài nói ta là sáu thực tập bác sĩ a tiếu vũ huynh nói bước nhanh hướng trong lâu đi đến Vũ Hinh, ngươi đi địa phương nào? Tiếu Nãi mãi ở phía sau hô. Ta đi lên nhìn cái thương binh, các ngươi tại chỗ này lợi lấy. Tiếu Vũ Hinh đã đi vào trong lâu, đợi nàng đi lên lầu, phát hiện lại là tràn đầy người cả phòng, có năm, 60, Nàng quay đầu nhìn thấy Lưu Giáo dạy mấy người bọn hắn mặc bẩn thỉu áo khoác trắng, nhân tiện nói, chính thay, bọn hắn không phải bác sĩ. Hẳn là sáu. Không phải. Trình Đức vừa thấp giọng nói, ta cũng không biết bọn họ là làm cái gì, nhưng là không giống như là bác sĩ. Tiểu Tiêu, bên cạnh truyền đến Ôn Thanh Sơn đồng thanh. Tiêu Vũ Hinh vội vàng đi qua nhìn thấy sắc mặt của hắn nàng liền hơi nhũ mày ôn thị trưởng ngươi trước không nên động để cho ta cho ngươi xem một chút nói nàng trước tiên cho ôn thanh núi bắt mạch từ mạch tự nhìn trước mắt còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu như chỉ hoan tiếp nữa liền không nói được rồi ôn thị trưởng ngươi có cái gì trọng điểm việc cần phải làm xin nói cho bọn hắn ta muốn cho ngươi trước tiên làm chút xử trí trở về bên ngoài chúng ta cái kia lý hữu tốt nhất đại phu sẽ cho ngươi trị liệu ha ha nên dặn dò cũng đã dặn dò bất quá có một chuyện muốn nhờ ngươi ôn thanh núi ho hai tiếng hiển nhiên là chấn động đến rồi vết thương trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ mời nói Tiếu Vũ huynh trên tay không có nhàn rỗi, lấy ra một chi ngân châm tại Ôn Thanh Sơn ngực đâm mấy lần sau đó, Ôn Thanh núi biểu tình trên mặt lập tức buông lòng rất nhiều. Lưu giáo dạy mấy người bọn hắn là phi thường khó được ghen học phương diện chuyên gia, trên tay bọn họ có quốc gia trọng điểm hoàng nghiên cứu hạng mục, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem bọn hắn an toàn đưa đến Bắc Kinh. Ôn Thanh núi thấp giọng nói, không có khả năng. Tiếu Vũ huynh lắc đầu, nếu có máy bay hoặc có xe lửa đều được, ta còn có thể thử một lần đem bọn hắn đưa qua, nhưng tại trước mắt loại tình huống này, ta căn bản là không có cách đưa bọn hắn đi đường xa như vậy. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi cam đoan bọn hắn tại Hương Hải thành phố an toàn, chỉ cần bọn hắn phục tùng sắp xếp của chúng ta chúng ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn ôn thanh núi khẽ gật đầu ta biết muốn ngươi hộ tống bọn hắn đi bắc kinh là có chút cảm phiền có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn là được chờ có cơ hội nhất định muốn thông chi bắc kinh phương diện được rồi ngươi thật là đủ dài dòng những chuyện này hoàn toàn có thể đợi ngươi đã khỏe chính mình xử lý đi tiếu vũ huynh phát hiện vị thị trường này đại nhân bỗng nhiên trở nên dài dòng nàng lại thi trâm tại ôn thanh sơn huyện đạo bên trên đâm mấy cái tiếp đó lại tại mấy cái khác dưới vị trí châm, cuối cùng đem hắn lật người bắt đầu kiểm tra xương sống lên thương thế đúng là đã mất nhưng mà sáu nếu như ác ma thành có thể khai phóng nàng nhất định có thể mua được mấy vị dược liệu luyện chế ra một bộ xoay chuyển trời đất cao dùng để nối xương gây linh hiệu vô cùng nhưng bây giờ chỉ có thể là nhường hắn trước tiên thích hợp bảo trụ mạng là từ hai trăm mười tám tết hai trăm mười bảy bảy dọn bị tiếu vũ hình ôn thị trường tình huống như thế nào chính đức cương vấn đạo không có nguy hiểm tính mạng vốn lấy tình huống trước mắt mà nói tê liệt là tránh không khỏi tiếu vũ hình có chút tiếc nối đạo ở chính giữa ý ở trong cũng có một chút tương đối kỳ diệu nối xương phương pháp nàng vừa rồi cho ôn thanh sơn đã dùng qua nhưng xương sống là nhân thể bên trong một cái vô cùng trọng yếu khí quan nó không chỉ là xương cốt đơn giản như vậy còn bao gồm phức tạp mạng lưới thần kinh cùng gân mạch một khi tổn thương cho dù là tại dưới tình huống bình thường lấy trung y hoặc tây y trình độ cũng rất khó khiến cho khôi phục thúng chi là bây giờ hy vọng duy nhất chính là đợi đến ác ma thí luyện bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm xem tại ác ma thành lý hữu không khả năng đổi được thích hợp dược vật sáu đương nhiên cái này cũng là nàng cảm thấy ôn thanh núi người này cũng không tệ lắm bằng không nàng liền ý nghĩ thế này cũng sẽ không có có thể giữ được tính mạng liền tốt ta về sau có thể chậm rãi an dưỡng đinh sở trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ đúng là thư ký đâu tiếu vũ hinh vấn đạo la thư ký cùng tần tư lệnh trên nửa đường đều thất lạc cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào đinh sở đáp tiếu vũ hinh nhìn về phía đám người nhưng là ngoại ý muốn nhìn thấy một cái người quen lạc cục trưởng thực sự là hiếm thấy a ách là sáu là sáu lạc tử sơn lung tung cực điểm tại phát hiện người bên ngoài là tiếu vũ hinh lúc hắn liền nghĩ rất xa rời đi tầm mắt của nàng sáu vì ai là hắn phát hiện mình chỉ có lưu lại sinh tồn hệ số mới là lớn nhất ôm vạn nhất viễn tưởng hắn trốn ở mọi người sau lưng lại không nghĩ vẫn là bị tiếu vũ hinh nhìn thấy tiếu vũ hinh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái đối với cái này loại còn lại nàng thật đúng là lười nhác trả thù trừ phi hắn lần nữa phạm đến trong tay mình chính thay ta đã giúp ôn thị trường tiếp hảo cốt các ngươi chuẩn bị kỹ càng căng cứu thương dơ lên hắn đi theo ta tận khả năng không muốn chấn động hắn a à, hảo hảo chính đức cương vội vàng mệnh hai cái chiến sĩ đem chuẩn bị xong căng cứu thương lấy tới tiếp đó đem đã bị thôi miên ôn thanh núi cẩn thận từng ly từng tí mang lên phía trên sáu lúc này đương nhiên không có khả năng có chân chính càng cứu thương bọn hắn tìm được là một chương một người giường xếp đem chân giường cùng đầu giường tản cũng là y theo răng rớp ai ngươi gọi tiếu vũ huynh có phải hay không ta là lưu trạch thanh vị tiên lưu giáo dạy nhiệt tình đi tới hướng tiếu vũ huynh đưa tay ra những xương mù kia là chuyện gì xảy ra bên trong là không phải có một loại sinh vật nào đó còn có ta gặp lại ngươi từ biến dị chuột trước lấy cái gì đồ vật xấu. có phải hay không một loại cực kỳ nhỏ bé hạt tròn hình dáng tinh thể tiếu vũ huynh vốn là nghĩ đưa tay cùng hắn đem nắm có thể nghe được cái kia liên tiếp về vấn đề lập tức sạm mặt lại quay đầu đối với trình đức cương đạo trình thay lập tức tổ chức người rút lui xuyên qua những cái kia xương trắng thời điểm đã phải nhanh đi qua những xương mù kia cũng là hàm lượng có gây tê tính chất độc tố không chỉ có là hô hấp sẽ trúng độc ở bên trong sống một thời gian lâu cũng giống vậy sẽ trúng độc những độc tố kia sẽ theo lỗ chân lông bốn mặc dù về thời gian sẽ chậm một chút nhưng kết quả cũng chỉ có nghiêm trọng hơn tại không có tìm được giải dược phía trước liền tiếu vũ huynh cũng không nguyện ý ở tại trong sương ngủ miễn cho còn chưa lấy được ngừng thi triển giày khải thuật cho mình ra chỉ phòng ngự tăng thêm vừa mới ra nhập người tiếu vũ huynh chi đội ngũ này đã có gần tới hai người dọc theo đường đi gặp được mấy đám quái thú cùng độc trùng nhưng chúng nó không ngoài dự tính đối với vực sâu ma trùng phóng ra xương độc cảm thấy cố kỵ chỉ rất xa theo đuôi một đoạn đường phía sau liền là từ bỏ nhưng mà đối với các nàng tới nói cái này chỉ là cái bắt đầu phía trước còn không có rời đi nan dân doanh địa trong đêm tối đã xuất hiện ảnh ảnh sức sức bóng người tại mọi người bên trong chỉ có tiếu vũ Huynh có mắt nhìn được trong bóng tối có thể thấy rõ ràng đó là một chút zombie, mà những người khác thì cảm thấy có chút cổ quái tiếu vũ Huynh, những thứ kia là không phải zombie. lưu trạch thanh nâng đỡ con mắt vấn đạo không sai những cái kia cũng là zombie. Tiếu Vũ Huynh biết lão nhân này không có gì đặc dị công năng, thuần túy là từ những cái kia giòm bị hành động lúc động tác nhìn lên ra á báo, tùy ý trả lời một câu sau đó liền lại suy nghĩ như thế nào đem các loại người mang đi ra ngoài tiếu vũ hinh những cái kia dòm bị chưa chắc sẽ e ngại những độc chất này sương ngủ ta đề nghị rút lui trước đến bên cạnh những tòa công ty trong đại lâu sau đó để trong làn khói độc những vật kia tại trong hành lang bố trí xuống mai phục phòng thủ chờ sau nửa đêm dòm bị lúc nghỉ ngơi chúng ta lại lao ra đến lúc đó nếu như có thể tìm được xe vậy thì càng tốt hơn lưu trạch thanh tiếp tục nói dòm bị nghỉ ngơi tiếu vũ hinh còn là lần đầu tiên nghe thế loại ý kiến lông mày hơi động một chút đương nhiên mặc dù dòm bị được xưng thi hơn nữa liền linh hồn ý nghĩa tồn tại tới nói bọn chúng đã là thi thể nhưng trên thực tế bọn chúng chỉ là lấy một loại hình thức khác tồn tại sinh vật bọn chúng bởi vì tự thân thể chất đang không ngừng tiến hóa nhưng chúng nó cũng sẽ diệt vong cũng không phải là chân chính không chết cũng sẽ mỏi mệnh chỉ cần ngươi có thể đủ kiên trì đến một khắc này ta mặc dù không có cùng dòm bị vật lột qua nhưng ta quan sát qua bọn chúng tập tính phát sinh các nàng tại dạng sáng trong đoạn thời gian đó là cảm giác chậm nhất cùng thời điểm ta đem trong khoảng thời gian này xưng là dòm bị thời gian nghỉ ngơi sáu lưu trạch thanh còn muốn thao thao bất tuyệt đi lên nói lại bị tiếu vũ hinh ngăn cản lưu giáo dạy việc này đợi một chút lại nói chúng ta bây giờ muốn lập tức thay đổi vị trí lão đầu tử nói rất có đạo lý cũng rất tinh tích thế nhưng chút từ bên ngoài doanh trại tràn vào dòm bị càng ngày càng nhiều trong đó có không ít tiến hóa dòm bị tại thiếu vũ huynh nhìn rõ chi nhãn phía dưới bọn chúng không chỗ chết hơn mà chút tiến hóa dòm bị giống như đối với mấy cái này màu trắng xương mù cũng cảm thấy cấm kỵ cơ hồ không có hướng phương hướng này mà đến nhưng nếu như thiếu vũ huynh dương lợi dụng điểm này xông ra doanh địa đó là tuyệt đối không thể nào từ trại rất thị nạn đã vách tường sụp đổ cùng cửa ra vào nàng chỗ đã thấy là một mảnh dòm bị hải dương cho dù là nàng cũng sẽ không cân nhắc từ mặt đất lao ra mà gần hơn hai người sáu coi như không có ra ra người một nhà nàng cũng sẽ không đem bọn hắn ném cho dòm ngay tại khoảng cách các nàng hẹn năm mươi m tả hưu chính là một tòa tầng năm văn phòng cao ốc, lúc đầu bảng hiệu đã rơi trên mặt đất đại môn rộng mở một tầng hai có không ít cửa sổ pha lê cũng đã phá thoái ngược lại là tầng ba trở lên pha lê cơ bản hoàn chỉnh Trình thay chúng ta lập tức tiến vào những tòa cao ốc, người dẫn người đi điều tra tầng hai trở lên tất cả gian phòng một tầng liền giao cho ta xử lý tiếu vũ hinh nhường trình đức cương mang theo một đội chiến sĩ lập tức tiến vào cao ốc, nàng mang theo những người khác theo vực sâu ma trùng hướng cao úc thay đổi vị trí tiếu vũ hinh ta xem bên trong là một loại côn trùng a rốt cuộc là cái gì côn trùng lại có thể phóng xuất ra loại này có gây tê hệ phiệt chất độc hóa học bọn chúng là dùng biện pháp gì bảo trì những độc chất này khí không quyết tán lưu trạch thanh theo sát lấy tiếu vũ hình liền cùng lam nhỏ ba ngàn hỏi tựa như nếu không phải thấy hắn tóc trắng một cái tiếu vũ hình thật muốn một cước đem nàng từ bên cạnh đá văng ngươi có thể tự mình đi cùng những côn trùng kia giao lưu nàng câu nói vừa dứt chạy đến phía trước một bên an bài đám người tiến vào cao ốc một bên chỉ huy những cái kia vượt sâu ma trùng tiến vào một tầng không đến nửa giờ nguyên một cái tầng đã bị nặng nề sương mù bao phủ thỉnh thoảng có từng cái thô trọng thân ảnh từ trong sương mù lướt qua tầng hai phía trên Trình Đức Cương nửa người liền cùng trong máu mặt vứt ra tới tựa như, bất quá tinh thần nhưng là rất tốt, một chút cũng không giống mới từ trên con đường tử vong rẽ rựa trở về vừa rồi tiến vào đại lâu thời điểm, bọn họ cùng bốn cái dáng dấp cùng bọn ngựa tựa như quái vật tao nộ, hai tên chiến hữu lúc đó hy sinh, nếu không phải tiếu Vũ Hinh đi lên tiếp ứng, kịp thời cho giúp hắn cầm máu trị thương, e rằng bây giờ cũng là giữ nhiều lấy ít. Bây giờ, lầu 2 trở lên cửa sổ đều bị đám người lấy cái bản màn cửa những vật này che kín, một đám người lòng vẫn còn sợ hãi từ trong khe hở nhìn ra phía ngoài, dậm dạp chẳng chịt dòm bị đang lề mề lấy bước chân từ phía dưới đi qua một chút tiến hóa dòm bị thì thỉnh thoảng lại tại trong bầy dòm bị đi xuyên ngược lại tựa như đang chỉ huy những cái kia phổ thông dòm bị hành động hình tỷ trừ bọn ngươi ra trại dân tị nạn bên kia còn sẽ có người sống xuống sao không nhẹ chữ làm thiếu vũ hình đem cảnh tượng này thông qua tâm linh xiềng xích truyền lại cho mạc lâu đám người thời điểm hơn nửa ngày bên kia mới chuyển đến một tiếng yếu đặt câu hỏi rất khó tiếu vũ hinh trầm mặc một hồi đạo trên cơ bản rất không có khả năng kim sóng cùng thân nhược lan trở về không có các nàng đã trở về cũng là cứu trở về một cái hơn một trăm người chỉ là kim sóng thụ chút thương mặc lâu đáp cái gì rất nghiêm trọng sao không nhẹ chữ tiếu vũ huynh lập tức khẩn trương lên không có vấn đề gì đã bắt đầu khỏi hẳn nàng chỉ là bị một con chim hình quái thú thi triển ma pháp thương tổn tới con quái điều kia cũng bị nàng giết chết hơn nữa người sói không khí kỹ năng cũng đồng thời thức tỉnh nàng nhân họa đắc phúc sức chiến đấu cũng lớn bức đề thăng vậy là tốt rồi trại dân tị nạn trung quanh còn có người sao không nhẹ chữ tiếu vũ huynh vấn đạo vũ tu cùng ngũ tử như mang theo một tổ đội viên ở trung quanh tùy thời cứu viện bất quá người tìm xe phải kém một chút các nàng đang suy nghĩ biện pháp mặt lâu đạo ta biết ta đã cùng các nàng bắt được liên lạc tiếu vũ huynh xem đồng hồ chỉ cần là trước tờ mở sáng có thể tới là được rồi bây giờ đại đội dọn bị đã hoàn toàn tiến vào trại dân tị nạn ngoại vi mặc dù vẫn là lấy ngàn mà tính nhưng so với mới vừa quy mô liền trò trẻ con nhiều ở cách trại dân tị nạn nước chừng trong vòng hơn mười dặm xa một gian mắt xích trong siêu thị la thanh tuyết mang theo hơn mười tên hộ vệ đội viên đang tại ngồi trên mặt đất mỗi người trong tay đều cầm một bao bữa sáng bánh bích quy bên cạnh để một bình nước khoáng đang tại ăn cơm dã ngoại ngũ tử Như cầm trong tay trôi này cự hình lo vừa dùng khăn lao thờ ơ lao sạch lấy vừa thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài Đồng nhiên, động tác trong tay của hắn dừng lại, ánh mắt rời về phía phía ngoài đường cái, chỉ thấy từ đằng xa truyền đến từng đợt động cơ xe hơi thanh âm sáu. Trên mặt đường không có chút nào tia sáng, nhưng qua không lâu sau đó, trong bóng đêm liền xuất hiện mơ mơ hồ hồ bóng xe sáu. Có mấy chiếc ô tô đang hướng siêu thị phương hướng mà đến. Chuẩn bị chiến đấu ngũ tử như khẽ quát một tiếng, cơ thể linh xảo xông vào trong cửa nút ở phía sau cửa. Nghe được ngũ tử như tiếng quát, trong phòng hộ vệ đội viên cũng ăn ý thu hồi đồ ăn, riêng phần mình cầm lấy vũ khí của mình, từ cửa sổ, cửa ra vào chờ khác biệt góc độ dối ra, chuẩn bị khai hỏa không có ta mệnh lệnh không được tùy ý xạ kích ngũ tử ngưu thấp giọng giàn dò. bằng hữu cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sắc trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đình xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 219. Tiết 218, cường địch ba chiếc hổ vô xe buýt ở phía trước, đằng sau là một chiếc xe tải nặng. Bốn chiếc xe tại cửa siêu thị dừng lại, Văn Vũ Tu từ phía trước chiếc kia xe tải nặng trong phòng điều khiển nhảy xuống, hướng bên trong siêu thị phất tay hô nhanh hỗ trợ, đem súng máy hạng nặng chứa vào trên mui xe trong siêu thị nhân khi thấy rõ là nàng các nàng phía sau, đã sớm thu thương chạy đến, những cái kia súng máy cũng đã chuẩn bị xong, bọn hắn phải dùng đơn sơ công cụ tại đánh đầu cùng áp sau hai chiếc xe đỉnh làm tốt súng máy tổ, miễn cho trước đây vào thời điểm xả kích nhân viên lại bởi vì không ổn định mà rơi xe văn vũ tu đi tới ngũ tử ngưu bên cạnh một chương nhựa tợ lặt tiệp ghế nhỏ bên trên đặt mông ngồi xuống tiếp đó nói với hắn đây là phụ cận có thể tìm được xe tốt nhất chiếc bình xăng cũng là đầy mỗi chiếc xe một bộ bộ đàm tin đều tràn đầy hơn nữa đã đi qua khảo thí chính là không có tìm được có thể đem những cái kia vượt sâu ma trùng cỗ xe cái này không dùng sầu, ta chỗ này tìm được một chiếc vận săn dùng dài hơn xe tải đoán chừng trang những cái kia ma trùng không thành vấn đề ngũ tử ngưu chỉ chỉ siêu thị đằng sau phía ngoài hộ vệ đội viên rất nhanh liền đem súng máy tổ cố định lại bọn hắn còn tại xe tải phía trước suy nghĩ khác người mà hàn một cái hình tam giác tấm tre cái này tấm tre cách xa mặt đất chỉ có không đến một thức độ cao cái kia nghĩ ra cái ý tưởng này đội viên nói loại này tấm tre có thể đẩy ra trên mặt đường lưu động chướng ngại vật miễn cho bánh xe ép đi lên thời điểm tạo thành sóc này cùng với bởi vậy đưa đến lật xe mặc kệ nói cái này sáng ý hay không ngũ tử ngưu cùng văn vũ tu nhìn đại gia tán thưởng ngoại trừ hạng nặng cỗ xe bên ngoài tương tự với xe nhỏ hoặc xe buýt đang nhanh chóng chạy thời điểm thường thường sẽ bị mặt đất chướng ngại vật hạng chót phải bay lên có đôi khi thậm chí sẽ nghiêng đổ trước đây dòm bị quy mô công kích nhân loại nhân loại tại chạy trốn trên đường lũ lũ xuất hiện lật xe thảm kịch đều là bởi vì hạng nhẹ cỗ xe gặp trên mặt đất chướng ngại vật tại dưới tốc độ cao không cách nào bảo trì bình ổn mới phát sinh thai nạn xe cộ tại xe cộ thay đổi nhỏ tạo hoàn tất sau đó ngũ thử xe đem lần này vận động bản đồ trên mặt đất chia cho các đội viên nhìn nhất là những tài xế kia tiến vào trại dân tị nạn về sau như thế nào biến hóa đội hình cùng với như thế nào lẫn nhau cung cấp điểm hỗ trợ đều dần dần tiến hành ăn bài ở phương diện này lão ngũ là rất có quyền lên tiếng dù sao hắn đã từng chủ trì qua phá án tương tự với cương ép con tin các loại vụ án sáu mặc dù hắn là không có tự tay làm qua nhưng là nhìn không ít án lệ an bài lên những chuyện này tới tâm ứng tay cầm súng máy hạng nặng làm tinh chuẩn xa kích độ khó này có chút cao nhưng số đông đội viên dùng cũng là ba tám thức súng trường ngũ tử như đặc biệt cường điệu bọn hắn phải chú ý tiết kiệm đạn dù sao bọn hắn không có súng ống đạn được hậu cần ngoại trừ vũ khí nóng sau đó mỗi người đều trang bị vũ khí lạnh sáu Thập bắt ban binh khí kiện kiện động tay có mấy vị trực tiếp liền mang theo lưới lê trừ cái đó ra các đội viên còn mỗi người mang theo sáu viên nhận thức lựu đạn đem trang bị sau khi kiểm tra xong ngũ tử ngưu mệnh người đem dừng ở siêu thị phía sau dài hơn xe tải lái các đội viên nao nhao lên xe năm chiếc xe tại siêu thị trước mặt trên đường lớn biên đội xuất phát hơn lửa quang ngất trời nan dân doanh địa mở ra ngũ tử ngưu người những xe kia bên trên phóng nhiều như vậy cái bà làm văn vũ tu nhìn xem dài hơn xe tải bên trong những cái kia vụn vặt có chút không hiểu ha ha đây là ta lão vân vân lại một cái sáng ý chờ một lát ngươi liền ngũ tử ngưu bắt đầu bán cái nút đầu này đại đạo cũng không phải đại lộ ngũ tử như bọn họ lúc sau đã đem chúng quanh dòm bị thanh trừ sạch sẽ đội xe một đường phi nhanh ngăn tại trước mặt dòm hết thể phá tan liền thương đều chẳng muốn mở sáu lúc này nổ súng ngược lại lại càng dễ gây nên nơi xa dòm bị hoặc những quái vật khác chú ý của ngũ tử như bọn hắn chú ý tốc độ xe cùng lái xe lúc sinh ra tạm tâm bọn hắn cũng không vội tại đi nan dân doanh địa bởi vì tiếu vũ hình đã cùng bọn hắn nói qua dòm bị tại trước bình mình sẽ phản ứng vô cùng chi đột, ở thời điểm này công kích sẽ tiết kiệm không ít khí lực trên đường lớn đen kịt một màu năm chiếc đều đầu xe đèn lớn cũng đã mở ra nhưng mà điều rất ám đội xe chậm rãi hướng về phía trước có ánh lửa toát ra chỗ chạy tới. Dần dần, theo nan dân doanh địa càng ngày càng gần, bên lề đường bắt đầu xuất hiện zombie, Ngũ Tử Nưu cùng Văn Vũ Tu đều làm xong chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn một chiếc một sau phân biệt trông coi đoàn xe trước sau, chủ yếu là tại phòng bị những cái kia tiến hóa zombie tập kích. Đám zombie đã chú ý tới bên này đội xe, bắt đầu phát ra hưng phấn tiếng gào thét hướng đội xe tới gần, Ngũ Tử Nưu cầm trong tay bộ đàm lớn tiếng phân phó tất cả xe tài xế tất cả cỗ xe chú ý, bây giờ bắt đầu tăng tốc chạy, chú ý cùng phía trước cỗ xe bảo trì tốc độ, lặp lại một lần, chú ý cùng phía trước cỗ xe giữ một khoảng cách. Bổ sung một câu, không cần thiết không cho phép nổ súng may mắn hắn bổ sung câu này những đội viên hộ vệ kia đã bắt đầu kéo co súng nghe được trong điện thoại vô tuyến âm thanh mới hậm hực đem thương thả xuống đám dòm bị thấp giọng gào thét tính toán tới gần đội xe nhưng chờ chúng nó đi lên quốc lộ thời điểm đội xe đã rất xa rời đi nhưng càng ngày càng nhiều dòm bị đi theo đoàn xe đằng sau xa xa theo đuôi, bất quá một khắc đồng hồ đã có mấy trăm dòm bị đi theo sau ô tô lái ước chừng chừng nửa canh giờ nan dân doanh địa đã ở trong tầm mắt trong doanh địa có vài chục chấu ngọn lửa khói đặc cuột cuộn tản ra khét lẹ hương vị tại cửa doanh trại dòm bị càng là đạt được nhiều đáng sợ ảnh ảnh sức, sức cũng không có bao nhiêu. Hướng, súng máy xạ kích ngũ tử như hướng về phía bộ đàm hét lớn một tiếng sau đó cùng tiếu vũ hinh liên hệ hình tỷ chúng ta lập tức đến các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta từ sáu hoa bắc lộ lộ tiến vào tiếp đó lừa gạt đến hoa trung lộ doanh địa mở miệng hoa bắc lộ bên kia chặn lấy tường vây đâu tiếu vũ hinh nói văn vũ tu đã tra xét cái kia đoạn tường vây đã sớm đổ người yên tâm đi ngũ tử như giống to cục 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 sáu bên ngoài truyền tới kịch liệt tiếng súng lập tức hấp dẫn người bị kẹt chú ý của trại dân tị nạn bên trong tiếng súng đã tiêu thất rất lâu cứ việc đối tiếu vũ hinh có một chút lòng tin có thể lòng của mọi người bên trong vẫn còn có chút lo sợ bất an tỷ ta nghe lấy tiếng súng là ở bên kia vang lên là tới cứu chúng ta sao không nhẹ chữ tiếu vũ linh nhẹ giọng hỏi tiên tâm tiếu vũ hinh cười cười ta đều sắp xếp xong xuôi đại gia thu thập một chút trình thay trước tiên dơ lên ôn thị trưởng đi tới mặt khúc quanh thang lầu chờ lấy những người khác theo giả trẻ nam nữ sắp xếp chờ chờ một lát hành động thời điểm ai cũng không muốn cướp bằng không đừng nhanh đạn không nhận người ta sợ thà thà lôi kéo tiếu vũ huynh tay nhẹ nói đừng sợ chờ một lát ôm ngươi ra ngoài tiếu vũ hinh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng An ủi tha tha dùng lực gật đầu tay nhỏ nết chặt mà lôi kéo tiếu vũ hinh tay phía ngoài tiếng súng càng ngày càng gần thậm chí đã có thể nghe được theo tới đám giòm bị tiếng gào thét trầm thấp tiếu vũ hinh một tay ôm tha tha một tay cầm thương nhanh chân đi ra cửa lầu Kích một tiếng dừng ngay trước mặt nhất xe tại phút chốc dừng lại văn vũ tu từ trên xe nhảy xuống nhanh để bọn hắn lên xe tiếu vũ hinh quay đầu hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy từ đằng xa đang có rất nhiều giòm bị đuổi nhưng theo sát đoàn xe giòm bị cũng không phải rất nhiều nàng nhường trình đức vừa chỉ huy đám người leo lên sau đó dừng lại xe buýt tiếp đó vẫn đạo vũ tu đi theo sau xe dọn bị ít như vậy. Văn Vũ Tu chỉ vào vừa mới dừng lại cuối cùng một chiếc dài hơn xe tải đạo vẫn là ngũ tử châu ý tưởng nhiều, hắn làm một xe cái bản tấm trèo lên các loại, tại hoa bắt trên đường ném xuống, kết quả đem lộ diện tắt lại, những cái kia dọn bị đang tại thanh trừ chướng ngại vật trên đường đâu. Đúng, ngươi nói vực sâu ma trùng chính là những dương mù kia bên trong sao không lẽ chữ. Không có, chính là những cái kia. Tiếu Vũ huynh thấy mọi người đã lên không sai bị lắm, liền chỉ huy những cái kia ma trùng về phía sau dài hơn xe tại 6. Chỉ là chút ra hỏa thể tích không phải quá lớn chính là quá nhỏ, căn bản là không có cách tự động lên xe cuối cùng vẫn là tiếu vũ hinh nhường ma vân đằng đưa chúng nó ném lên xe ngoại trừ còn có mười ba đầu còn cọp bên ngoài còn có hơn chín mươi đầu ấu trùng lúc này đã dáng dấp giống như heo tể kích cỡ tương đương tất cả đều nhét vào chiếc kia dài hơn trên xe tải hinh tỷ nhanh lái xe à do bị càng ngày càng nhiều phụ trách chỉ huy hiểm hậu ngũ tử như la lớn có thể rút lui tiếu vũ hinh nhảy đến một chiếc xe buýt xe trên thang đem thả thả đưa cho tiếu vũ linh nàng đang muốn đuổi theo đi một cỗ tâm quý cảm giác đột nhiên từ trong lòng dâng lên sáu cảm giác nguy hiểm một đêm này đều chưa từng phát động cảm giác nguy hiểm bây giờ lại phát động sáu quan môn nàng hét lớn một tiếng nhảy xuống xe hướng về phía trước nhanh chạy mấy bước bừng tỉnh nhấc lên thân hình lướt lên trước mặt xe tải nặng cùng lúc đó một đạo to lớn thân ảnh màu đen tựa như tia chấp từ cao ốc văn phòng đối diện trong một cái ngõ hẻm lao ra mục tiêu của nó đương nhiên đó là đầu xe 6. tiếu vũ hinh không chút nghi ngờ nếu quả như thật bị nó chặn lại thành công hôm nay sẽ cho đội xe này mang đến tai họa ngập đầu có thể người còn sống sót gần như không nhiều hô 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 cơ hồ tại bóng đen tới gần phía trước tiếu vũ hinh nhanh chóng bổ ra ba cái phách không trưởng lập tức thân hình cũng trước mặt phước hữu quyền một cái cự một cơm lôi quyền đánh phía đạo thân ảnh kia phanh 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 ba cái phách không trưởng toàn bộ đánh chúng mặc dù bóng đen kia hết sức cường đại nhưng vẫn là bị cái này ba trưởng khiến cho thế đi hơi chậm lại mà thiếu vũ hinh sau đó một cái cự một cơm lôi quyền cũng ác hung ác mà đánh vào tiết trên người của nó giống bóng đen phát ra một tiếng nghe giống như thống khổ kêu gào thân hình lảo đảo lùi lại thiếu vũ hinh cũng đứng ở trên mặt đất thấy rõ cái bóng đen này bộ dáng c hình dòm bị thiếu vũ hinh cơ hồ có thể chắc chắn đây chính là internet trong truyền thuyết đã từng giới thiệu qua c hình zombie. bị c hình giòm bị vẫn như cũ duy trì hình thái của nhân loại chỉ là cái mũi của nó đã không thấy khối kia đã từng nô lên chỗ bây giờ là bằng phẳng một khối chỉ có hai cái lỗ nhỏ hai cái dài nửa tấp răng nanh rỗi tại tàn phá bờ môi bên ngoài chiều cao của nó gần tới bốn m phơi bày ở ngoài thân thể đen thui giống như gang đúc thành đồng dạng con của nó là màu đỏ sậm lộ ra tàn nhẫn mà huyết tinh đã từng làm nhân loại đặc thù đã hoàn toàn đã mất đi hai tay móng tay giống như lưỡi dao đồng dạng lóe lên nhấp nháy hàng quang cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 220. trăm 219, mươi tết hai xê hình dòm thị đây chính là c hình dòm ta lưu lại giúp ngươi ngũ tử như cùng văn vũ tu truyền âm nói mặc dù vài ngày trước trên internet còn không có ở trung quốc cảnh nội xuất hiện xe hình dòm đưa tin nhưng đã có không thiếu xe hình dòm bi miêu tả cho nên bọn hắn cũng nhận ra cái quái vật này nghe nói loại tiến hóa này dòm bi đã là chân chính đau thương không bằng liền xem như hạng nặng súng ống cũng không cách nào đánh xuyên ra của nó hơn nữa loại dòm bi này hành động nhanh nhẹn liền xem như ưu tú nhất sở nhị vợ cũng không cách nào khóa chặt thân hình của nó không cần thiếu vũ huynh một bên bình tĩnh mà đối diện trước mắt xe hình dòm một bên phân phó ngũ tử như bọn người đi mau ta có biện pháp thoát thân các ngươi lập tức hộ tống các nạn dân trở về chỗ tránh nạn hai ngày này phải chú ý ngừng hết thể mặt hoạt động Văn Vũ tu thì cũng thôi đi, Ngũ Tử như thực lực còn muốn kém một chút, tới ngược lại là bó tay bó chân, hơn nữa đội xe tại trên đường trở về rất khó nói sẽ gặp phải sự tình gì, nếu như gặp lại tiến hóa zombie, chỉ dựa vào La Thanh Tuyết các nàng là ứng phó không được. Coi như thật sự đánh không thắng cái này xe hình zombie, nàng ít nhất còn có thể chạy trốn, huống hồ nàng còn có một cái trung cực đại sát khí tinh thần đại đạo quyền. Đội xe chậm rãi khởi động, hướng trại dân tị nạn bên ngoài chạy tới, xe hình zombie cũng không có giống cái khác zombie như thế thấy con ngồi liền cắn loạn không chỉ, nó vững vàng đứng ở nơi đó, liền như là một vị võ lâm cao thủ giống như nhìn chòng chọc vào Tiếu Vũ hình ánh mắt giống như là một cái khôi thái lang nhìn chằm chằm hỉ dương dương còn kém nước bọt chảy đầy tiếu vũ hinh cũng bày ra vật lộn tư thế nàng bày ra là phân cân thác cốt thủ thức mở đầu mà tinh thần lực của nàng đã một mực phong tỏa c cấp dòm bị sáu rất rõ ràng con này c hình dòm bị không quen bị người khóa chặt nó dưới chân làm biên độ nhỏ di động tính toán thoát khỏi tiếu vũ hinh khóa chặt mà hắn ánh mắt mặc dù tràn ngập giết hại khát vọng lại như cũ cẩn thận quan sát lấy động tác của đối thủ giống ngay tại tiếu vũ hinh suy xét như thế nào ép buộc đối phương chủ động đánh ra thời điểm c hình dòm bị đột nhiên phát ra rít lên một tiếng tiếng này gầm rú phảng phất là tất cả lực lượng từ toàn thân mỗi một khối cơ bắp mỗi một khối xương cốt hội tụ đến dây thanh bên trên giống như lấy giống như là trời nắng bên trong xẹt qua một tiếng sét đùng đoàng lập tức thân thể của nó giống như một trận tựa như gió lốc hướng tiếu vũ hình nào tới hai tay mở ra móng tay lập lòe dày đặc hẳn quăng giống như là trường thương đại kích một dạng hướng nàng đâm tới do bị phương thức chiến đấu hẳn là đến từ bản năng cho nên trong lúc phát tay đều có một loại có chí thì nên khí thế sáu thật đáng tiếc dùng cái này mang theo mấy phần bao ý từ để hình dung một cái zombie nhưng lúc này nó cho Tiếu Vũ hình cảm giác chính là như vậy tiếu vũ hinh cảm thấy bây giờ trước mắt cho dù có một khối thép tấm cũng sẽ bị xuyên thủng đối mặt cái này có thể động kim xuyên thạch nhất kích tiếu vũ hinh trong ánh mắt tia sáng tăng vọt đang thi triển ra dạy khải thuật đồng thời hít sâu một hơi vai con kiên cường ngực bụng ở trong chứa cơ thể lộ ra cong dưới lòng bàn chân giống như là gắn dòng dọc một dạng cấp tốc triệt thoái phía sau xê hình dòm bị mắt bên trong thoáng qua một vòng hồng quang nhất kích không trúng nguyên bản thế không thay đổi cơ thể bị cái này chảo thế dẫn dắt ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới trước giống như là một đầu nhanh nhẹn báo săn dán chặt lấy mặt đất vút qua mười mấy thước khoảng cách thời gian một cái nháy mắt cũng đã đi tới gần hai cái cánh tay thẳng tắp đâm vào ngực của nàng bụng mang theo khiếu âm không thua kém một chút nào hai thành kim loại lợi khí tiếu vũ hinh thân hình đột nhiên dừng lại hai tay vận chuyển ti kình lấy như xuyên hoa hồ điệp hướng cặp kia tràn ngập kim loại chất cảm móng vuốt nên đón tiếp lấy nhìn thấy tiếu vũ hinh động tác xê hình dòm bỉ trên gương mặt giữ tận vậy mà xuất hiện một loại rất nhân tính hóa biểu lộ sáu tàn nhẫn đúng vậy chính là loại vẻ mặt này nó tựa hồ đã thưởng thức được mới mẹ máu người mang cho nó khoái cảm đến mức toàn bộ đỏ ngầu cả mắt đứng lên rồi rồi ngay lúc này tiếu vũ hinh hai tay đã cùng hai cánh tay của nó tiếp xúc C hình dòm bị giống như sắt thép đúc kim loại cánh tay đột nhiên phát ra hai tiếng then chốt sai chỗ thanh âm động tác của nó hơi hơi cứng lại sáu ngay lúc này tiếu vũ hinh trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí thế hai mắt tinh quang giống như là một tia chớp sáng lên thần đỡ hùng hữu quyền hơi hiện lên kim sắc phía trên hồ quang điện lấp lóe giống như là rơi một quả lôi cầu hung hăng đập về phía C hình dòm một quyền này đánh ra tiếng sấm run run tiếu vũ hinh toàn thân tán phát khí thế giống như lôi thần tái thế đồng dạng cường hành tới cực điểm xê hình dòm trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi sáu giống nó sinh vật như vậy đối với lôi hệ kỹ năng hoặc là thần thánh hệ kỹ năng đều có một loại bản năng kính sợ phía trước nó vẫn không có hiện thân cũng là bởi vì tiếu vũ huynh trên người có một cố làm nó rất bất an rất đáng ghét khí tức chỉ là nhìn thấy các nàng muốn chạy trốn xê hình dòm bị mới quả quyết xuất kích bởi vì nó đồng dạng cảm ứng được nếu như ăn người trước mắt này loại nó sẽ một lần nữa để thăng tiến hóa nó rất muốn tránh mở nhưng tiếu vũ huynh tốc độ quá nhanh mà vừa rồi cái kia chuyển xương nhất kích mặc dù không có chân chính cắt ra nó gân cốt lại khiến cho nhất thời không thể điều khiển theo ý cho nên bây giờ không thể làm gì khác hơn là ngày kháng chiến thắng nó nhất định muốn chiến thắng nó cái này chỉ sợ là Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội phát hiện cái thứ nhất xe hình zombie, tiếu tiếu Vũ Hinh mặc dù không là trong truyền thuyết hiệp khách nhưng nàng một dạng tranh cường hào thắng phanh 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 liên tiếp bốn quyền lôi quang bạo phát xe hình zombie bị liên tiếp lui về phía sau hiện ra kim loại sáng bóng cơ bắp bên trên hồ quang nhảy vọt phát ra khét lẹ hương vị sáu nếu như lúc này có ánh sáng các loại dụng cụ liền sẽ phát hiện nó trúng quyền bộ vị xương cốt mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện với dạng dòm bị tiến hóa phía sau để cho bọn chúng buồn bực một vấn đề chính là theo bọn chúng nhập hàng trình độ đề cao nguyên bản vốn đã đánh mất tác dụng thần kinh nguyên bắt đầu có khôi phục dấu hiệu thí dụ như bây giờ xê hình dòm bì cũng rất đau đớn rất phẫn nộ nhìn xem đối thủ theo đuổi không bỏ còn muốn phát động công kích liên tục xê hình dòm bì cố nén khó chịu huy động hai tay công kích tiếu vũ hinh tiếu vũ hinh cũng không né tránh thi triển ra phân cân thác cốt thủ còn lấy màu sắc sáu liền xem như chân chính cương thi chỉ cần tồn tại then chốt cũng muốn chịu phân cân thác cốt thủ bài bố duy nhất bài bố không thể có thể là người xuất thủ công lực quá yếu mà đối với trước mắt tiếu vũ hinh tới nói cũng không phải một cái chứng ngại mới vừa thức thứ nhất ra tay đã rất chứng minh vấn đề kết sáu kết sáu tại một hồi làm cho người hoa cả mắt then chốt kỹ năng bên trong phát ra một hồi không quá hòa hài âm thanh xê hình dòm bị phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ nhưng nó hai tay lại không dơ nổi hô mặc dù xê hình dòm bị không phải cao thủ võ học nhưng công kích là nó bản năng 6. là nó đang tiến hóa phía sau sinh ra ở vào chi phối địa vị bản năng hai tay mặc dù không có thể động nhưng nó nhanh chóng bay ra đùi phải lấy chân trái làm chủ mang theo một ngọn gió mát hướng tiếu vũ hinh quất tới tiếu vũ hinh tình nguyện nhường đồng ngân rút một chút cũng không muốn nhường căn này cây sắt rút chúng cho dù có giải khải thuật hộ thân nàng cũng không muốn nếm thử nàng thân hình hơi hơi lui về phía sau tránh đi cái này một chân phong mang cùng lúc đó hai tay nhanh chóng tại đùi phải của nó bên trên du tàu sáu ngay tại tiếu vũ hinh hai tay liên lụy nó đùi phải thời điểm c hình dọn bị trong ánh mắt lơ đạn thoáng qua một chút do dự dường như là nhớ tới vừa rồi hai cái cánh tay tao nộ bất quá bây giờ đã không kịp hơn nữa lấy nó trước mắt vẫn là tương đối đơn giản tư duy tới nói công kích mới là sự hiện hữu của nó mục đích cách, cách thẳng tắp đá ra đùi phải đột nhiên ngắn một đoạn c hình dọn bị thân thể cân bằng trong nháy mắt xuất hiện vi rượu bất ổn tiếu vũ hinh cặp kia tràn ngập túc sát chi khí mắt đã tới trước mặt của nó một cái bạch bạch nộn nộn nắm đấm không chút lưu tình đánh trúng trái tim của nó cổ họng cùng chán bành cách bành theo nó ngực cổ họng trong đầu phân biệt chuyển ra ba tiếng khắc thường động tinh sáu cấp tốc hoàn thành ba kích liên tục tiếu vũ hinh mũi chân đơn giản dễ dàng mà ngã tại C hình dòm bì trên ngực mượn bắn ngược lực đạo hướng phía sau nhảy ra phanh C hình dòm bì thân thể khổng lồ giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng ngã xuống giống như là đổ một tòa tháp sắt nện đến bụi đất tung bay tiếu vũ hinh hơi có chút thở hổn hển đây là một đầu hướng hệ sức mạnh dòm bị tiến hóa C hình dòm bí. nếu như không phải là chia gân chuyển xương tay có hiệu quả nàng muốn thắng phải chẳng thắng lợi này e rằng còn cần một đoạn thời gian hơn nữa vừa rồi các nàng tại thời điểm chiến đấu những cái kia dòm bị vậy mà rất có ăn ý đình chỉ công kích nhưng ở xê hình dòm bị sau khi chết bọn chúng lại bắt đầu hướng tiếu vũ hinh xuống lại sáu tại số đông dòm bị suy nghĩ đơn giản bên trong sợ hai chỉ là chiếm cứ rất nhỏ tỷ lệ mà thôn phệ máu thịt bản năng thì chiếm cứ thượng phong nếu như chỉ chỉ là một hồi cùng phổ thông dòm bị chiến đấu thì cũng thôi đi nhưng nếu như lại chạy đi ra một cái dê hình hoặc xe hình tiến hóa dòm bị tiếu vũ hinh không dám khẳng định trong cơ thể của mình năng lượng bản nguyên cùng tinh thần lực còn có thể hay không chống đỡ lấy một lần to lớn tiêu hao tại loại này không có niềm tin chắc chắn dưới tình huống đầu nhập chiến đấu đây tuyệt đối là sáu. chán sống c hình zombie bị loại này biến dị sinh vật là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng là duy nhất tại nàng nhiều lần thi triển mấy lần cự một cơm lôi quyền sau đó miễn cương đánh chết đối thủ. c hình zombie bị vỏ ngoài cứng cỏi, liền đạn đều đánh không thấu, mà hắn xương cốt càng là cứng như kim cương, không thể tùy ý vứt bỏ. sát trời đã sáng rõ, ngũ tử ngưu cùng văn vũ tu mang đội xe cuối cùng đem bảy zombie bỏ lại đằng sau. ngũ tử ngưu cự hình loan đao bên trên còn dính vết máu đen cùng màu vàng nhạt cao hình dáng vật đây là một cái tiến hóa giòm bị lưu lại di vật mà bọn hắn chủ nhân đã bị chặt rơi mất đầu nằm ở ven đường nào đó trồng trong đùi cỏ chờ lấy từ từ hư tối sau đó lại hóa thành chất hữu cơ cùng bùn đất dung hợp Mưa linh tỷ ngươi đến bây giờ còn không có đến kịp tới có thể hay không xảy ra chuyện a tiếu nãi mãi lo lắng hướng phía sau nhìn sáu đương nhiên nàng cái gì cũng không nhìn thấy đằng sau khác mặt khác mấy chiếc xe mà đội xe là kiên quyết không cho phép đem đầu lộ ra cửa xe sẽ không mãi mãi ngươi yên tâm tỷ có thể lợi hại sáu khẳng định so với dòm bị còn muốn lợi hại hơn tiếu vũ linh nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì tới ví dụ vậy mà nói một câu như vậy chọc cho tiêu xa đồ cũng nhịn không được đứa nhỏ này có người như thế tương đối sao không nhẹ chữ bằng hưu cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần hưởng kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đình xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 221. Tiết 220, quay về ta đã thấy lợi hại nhất sinh vật chính là zombie, đương nhiên muốn như thế so. Tiếu Vũ Linh nói lầm bầm, đột nhiên nàng chỉ vào bên cạnh phía trước hoảng sợ nói các ngươi nhìn, các ngươi nhìn a à là tỷ ta ở đâu đây, nhanh dừng xe thật là hình tỷ tài xế cũng nhìn thấy, năm chiếc xe tuần tự dừng lại, Văn Vũ tu thứ nhất từ trên xe lao xuống, hướng Tiếu Vũ huynh chạy hình tỷ, dạng. Cái kia xe hình zombie dạng. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười ta tới, nàng không đến, đây không phải đã rất chứng minh vấn đề sao không nhẹ chữ. Ngoài ý liệu, người thứ hai lao xuống xe hơi nhưng là lưu trạch rõ ràng hắn lấy một lao nhân không có mạnh mẽ vọt tới lúc tiếu vũ hình trước mặt tiếu vũ hình ngươi nói thế nào chỉ xê hình dòm bị bị ngươi giết chết thi thể kia đâu đương nhiên là tại nan dân doanh địa chẳng lẽ ta sẽ có một bộ to lớn thi thể chạy khắp nơi tiếu vũ hình cố ý nói lưu trạch rõ ràng hướng chung quanh nhìn một chút nghi ngờ vấn đạo ngươi có thể chạy đến chúng ta phía trước ta là một chiếc ma thác xa đi tắt chỉ tiết ma thác xa ở phía trước thả neo bằng không ta có thể đi được càng xa một chút tiếu vũ hình nói mặc dù cảm thấy có chút cổ quái nhưng ai cũng nói không hơn bây giờ đã là bình minh tại trên con đường tử vong vùng vây cả đêm mọi người đều có chút đói bụng tiếu vũ hinh bọn người lấy ra mấy ngụm nồi lớn sau đó dùng khoáng hoàng nước rửa mét bắt đầu nấu cháo buổi sáng đại gia liền gian khổ một chút uống hấp hiếm chấp nhận một chút chờ đến chỗ tránh nạn thì có ăn tiếu vũ hinh chào hỏi mọi người đạo thừa dịp nấu cơm lúc này ta theo đại gia nói một việc hy vọng các ngươi phải nghiêm túc cân nhắc chúng ta muốn đi chỗ tránh nạn không phải chính phủ tổ chức mặc dù chúng ta sẽ không coi thường chính phủ lâm thành hơn nữa sẽ ở chính phủ giám sát phía dưới tiến hành quản lý nhưng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh ngành chính phủ tham gia ta tại trong các ngươi có không ít là quan viên của chính phủ bộ đội binh sĩ hoặc cái nào đó xí nghiệp lớn nhân vật tinh anh lao bản nhưng mà ta ở đây nhắc lại một lần tại ta trong chỗ tránh nạn hết thể từ ta quyết định tổ chức chúng ta một cái ủy ban chuyện như thế này cũng là sau khi thương nghị tiến hành nhưng ta có tuyệt đối quyền phủ quyết trong các ngươi có lực xuất lực có sở trường cũng sẽ cho các ngươi thi triển sở trường cơ hội nhưng tuyệt đối không cho phép sĩ diện càng không cho phép đối với ra lệnh cự tuyệt đương nhiên đây chỉ là trong tai nạn tạm thời chính sách nếu có một ngày trật tự xã hội khôi phục các ngươi vẫn là có thể riêng phần mình quay về nguyên bản cương vị cho đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi nếu như chúng ta không phục tùng mệnh lệnh của các ngươi đâu một cái chiến sĩ vấn đạo hai con đường tiếu vũ hinh làm ra cái vây chữ tay hình đạo biện pháp thứ nhất đơn giản nhất đánh bại ta liền có thể tại trong chỗ tránh nạn định đoạt thứ hai con đường ngay tại lúc này rời đi đội xe bây giờ đã là rời đi dọn bị cùng monster khu vực hoạt động các ngươi có thể làm theo ý mình chúng ta tuyệt không quan hệ cái kia ai ngươi sẽ để cho chúng ta làm một cái yếu ớt âm thanh trong đám người nói tại trong chỗ tránh nạn ngoại trừ bệnh nặng người bệnh cho dù là tiểu hài tử cũng muốn xử lý đủ khả năng lao động vì phòng ngừa không có người đạo hạnh vì cái gì xuất hiện chúng ta sẽ thỉnh các nạn dân để cử một cái pháp luật kỳ cương giám sát tiểu tổ nhưng bất kể là người cũng không có hoàn toàn thoát ly sản xuất đãi ngộ mặc kệ hắn trước kia là làm chỉ cần tiến vào chỗ tránh nạn liền muốn tuân theo chỗ tránh nạn quản lý Tiểu vũ hinh nói ta phục tùng một cái thanh âm yếu ớt trong đám người vang lên đám người đảo mắt nhìn nhưng là nằm trên băng ca ôn thanh núi không thời điểm thất tình ôn thị trưởng nàng đây rõ ràng là mắt không tổ chức mắt không chính phủ không thể cổ vũ nàng khí diễm a à một người trung niên vọt tới ôn thanh núi bên cạnh đỏ mặt tía hai mà gào lên nhìn hắn bộ dáng cũng hẳn là một cái chính phủ cán bộ nhưng đinh sở trong ánh mắt lại toát ra một tia khinh miệt rõ ràng đối với người này rất là coi thường ôn thanh núi cười cười hắn thở hồn hển mấy cái đã bất kể là trước đó vẫn là bây giờ đều có một cái đạo lý không thể đạo khách thành chủ nhân ra mời ngươi tới trong nhà tị nạn các ngươi cũng không thể đem nơi đó coi như nhà chẳng lẽ khách nhân nhiều chỉ làm chủ nhân phản sao tiểu tiêu vừa rồi cũng đã nói chỗ tránh nạn là ở chính phủ giám sát phía dưới cũng không phải là không muốn chính phủ đến nỗi phục tùng mệnh lệnh làm hết năng lực tiến hành lao động cái này cũng là rất bình thường các ngươi cuối cùng không yên tâm thoải mái tại chủ nhân nhà vụ tan vụt ở a không tiểu thuyết internet không nói nhiều liền xem như ở khách sạn cũng muốn trả tiền đi bây giờ tiền tài bị giảm giá trị chỉ có thể lấy công việc đại tiền người trung niên kia lần này không tiếp tục nói ôn thanh núi là rõ ràng sẽ không vì bọn hắn làm chủ nói cũng không có thật là muốn để hắn rời đi đội ngũ hắn cùng những cái kia ôm giống ý tưởng người cũng không lá gan kia ôn thanh núi còn là một cái thương binh Tiếu Vũ Hinh không có lập tức dùng Xuân Lâm Thuật trị cho hắn, là lo lắng thần kinh của hắn tổ chức tổn thương được tại lợi hại. Nếu như Xuân Lâm Thuật chỉ có thể khép lại vết thương, mà không cách nào phục nguyên thần kinh tổ chức, vậy hắn liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi, cho nên chỉ có thể đơn giản xử lý sau đó, đem hắn dơ lên thỉnh trong chỗ tránh nạn bác sĩ kiểm tra một chút mới quyết định. Lúc này hắn nói thật dài một đoạn lời nói, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Ôn thị trưởng, đừng nói nữa, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Tiếu Vũ Hinh cho hắn xem phía dưới mạch đập, cảm thấy không có trở ngại, liền nhẹ nhàng thở ra, đứng lên hướng mọi người nói đại gia bây giờ liền suy tính một chút, hộ vệ đội kiểm tra một chút vũ khí cùng cố xe, một hồi ăn cơm xong lập tức gấp rút lên đường gạo nước khoáng cùng nồi và bếp cũng là vừa rồi thừa dịp các nạn dân không chú ý thời điểm từ không gian chữa vật bên trong lấy ra lúc này mùi cơm chín lượn lờ vừa rồi đám người đảo mệnh lúc còn không chú ý bây giờ nghe thấy tới mùi cơm chín bụng lập tức lẩm bẩm kêu lên lạc tử sơn cầm một cái lưu chế hộp cơm đi tới tiếu vũ hinh bên cạnh tiêu đồng chí ta có lời sáu tiếu vũ hinh đạo chúng ta chỉ sợ sẽ không là đồng chí bảo ta tiếu vũ hinh tốt sự tình ta không muốn cùng ngươi tính toán nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ quên chào ngươi tự vi chi ba tiếu vũ huynh đối với lạc tử sơn thật sự là không có hảo cảm nhưng là bây giờ động đến hắn sáu nhưng có chút mang tư trả thù hiểm nghi vốn là cái này cũng không có thể nàng căn bản khinh thường đi đối phó loại này quan cao bằng không nàng lúc đó cũng có thể đi giải quyết hắn tất nhiên lạc tử sơn có thể chạy ra một kiếp này vậy thì nhìn hắn có hay không sống tiếp vật khí vội vàng ăn cơm sáng xong đám người nhao nhao lên xe sáu đương nhiên không có ai rời đi đội xe đội xe lần nữa chạy bên trên đường cái ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy dòm bị thi thể và những cái kia tại dòm bị trên thân hút biến dị chim tức cùng vô số biến dị chuột hình tỷ thế giới này biến hóa như thế xuống còn có nhân loại sống sót không gian sao không nhẹ chữ văn vũ tu lo lắng mà hỏi thăm những cái kia biến dị chim tức trước mắt mặc dù không có công kích người đó là bởi vì bọn chúng còn có lại càng dễ kiếm ăn thi thể nhưng có một ngày dòm bị không còn vì chúng nó cung cấp thức ăn vậy chúng nó sẽ đem thức ăn mục tiêu khóa chặt ở nơi nào biết nhân loại nhất định sẽ có sống sót không gian mặc dù trong lòng đồng dạng suy nghĩ nhưng thiếu vũ hinh trong lòng hay là đối với này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ vũ tu ngươi có hay không bất kể là dòm bị cũng tốt biến dị sinh vật cũng tốt bọn chúng tiến hóa đều là vô cùng phiến diện cực mà chỉ có loài người tiến hóa là ổn định tương đối toàn diện Mặc dù đang sơ kỳ có thể sẽ ăn thiệt tỏi, nhưng tương lai sáu nhất định là thuộc về loài người. Nhớ kỹ thời điểm ở trường học Lao sư đã từng nói, trên cái thế giới này sinh vật cũng là tỉ mỉ tương quan, chúng ta cùng tất cả sinh vật tưởng tượng tạo thành sinh vật này liên, tạo thành thế giới này. Bây giờ thế giới thay đổi, chuỗi sinh vật cũng sẽ ra biến hóa cực lớn, nhưng mà đó cũng không phải thế giới tận thế, nàng chỉ là cần một cái điều chỉnh quá trình. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra, có lẽ đây chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại cảm tạng. khinh tỷ Văn Vũ tu trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, kể từ trở thành thần tuyển giả ta một mực rất lo sợ nghi hoặc ta cảm thấy ông trời cho ta một cái cơ hội thế nhưng là cơ hội này để cho ta hoang mang ta không bất kế tiếp muốn đạp về nơi nào ta thật là sợ sẽ ở một lần trong thực tập chết đi mất đi người nhà của ta mất đi ta nhất là làm đại tai nạn lúc hàn lâm ta cảm thấy thế giới này liền muốn hỏng mất là ngươi đem chúng ta tổ chức để chúng ta cảm thấy sinh mệnh có ý nghĩa vũ tu đừng nói phải thâm trầm như vậy có hay không hảo tiếu vũ huynh liếc mắt ta không có như vậy cơ chí cũng không phần kia năng lực nói một cách thẳng thừng là ta sợ một người sống không nổi linh tinh cái cờ tung bay đại gia sống vui vẻ thôi Ha <laughs> hai người cùng một chỗ nợ nụ cười lúc hoàng hôn đội xe tại tránh đi đến phát bảy dọn bi sau đó cuối cùng lái vào lục sơn công viên bãi đỗ xe nhanh trước đem ôn thị trưởng khiên xuống đi làm kiểm tra tiếu vũ hinh gọi vài tên đồng phục y tá buộc nữ hải hỗ trợ tiếu vũ hinh cái này thật sự có thể chứ không nhẹ chứ đinh sở không yên tâm vấn đạo yên tâm đinh thư ký chúng ta nơi này chính là có hương hải viện y học nổi danh nhất chuyên gia ngồi công đường xử án ngươi cứ việc yên tâm tốt tiếu vũ hinh an ủi bây giờ nào còn có thư ký ngươi liền gọi ta đinh sở tốt đinh sở cười khổ nói đúng đinh sáu sở ôn thị trưởng người nhà đâu tiếu vũ hinh vấn đạo người nhà của hắn tại đại hai nạn buông xuống phía trước đi láo ra thăm người thân không ở hương hải đinh sở trả lời một câu lại vội vàng đuổi kịp ôn thanh sơn cáng cứu thương q sáu tiếu vũ hinh vốn là muốn nghe được ôn thanh sơn ra người bên trong địa chỉ gặp đinh sở vội vã đi liền cũng trở về thân đi tìm người của tiếu gia chuẩn bị cho bọn hắn ăn bài cái địa phương hình chúng ta ở đây này thả thả tại tiếu vũ linh trong ngực vây tay tiếu vũ hinh vội vàng đi vũ hinh cha ngươi đâu tiếu nại nại gấp gáp vấn đạo đừng nóng bọn hắn có thể còn không có sáu ai bên kia cha mẹ ta tới tiếu vũ huynh phất tay cha mẹ bên này tiêu hàn núi cùng yến hành vân đang tại phía trước lo lắng tìm kiếm nghe được tiếng la của nàng lúc này mới nhìn thấy các nàng những người này vội vàng chạy hô hô ngươi sẽ không sợ đem zombie bi đưa tới tiêu hàn núi vẫn không quên hấn nàng một câu sau đó mới chuyển hướng tiêu xa đồ cùng tiếu Nãi Nãi cha mẹ các ngươi vẫn khỏe chứ không tiểu thuyết internet không nói nhiều cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sức ở đại lục chi đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm hai mươi hai thiết hai trăm hai mươi lương thực còn tốt tiêu xa đồ thở dài nhìn một chút đứa con trai này lại nhìn một chút thiếu vũ hình, mẹ ngươi mệt mỏi lĩnh nàng đi nghỉ a a -5 hảo hảo sắc mẹ hàn lâm các người đi theo ta tiêu hàn núi lớn tất cả rất ít nhìn thấy lão phụ thân như thế hòa khí nói chuyện với mình vội vàng lôi kéo tiêu hàn lầm hướng về chỗ tránh nạn đi tiến hành vân cũng cùng hồng sương đỡ tiêu lại lại theo ở phía sau cho tới nay tiếu vũ Hinh lúc nào cũng có một nghi vấn vì cái gì ra ra đối với đại bá tam thúc thái độ cùng đối với phụ thân thái độ khác biệt quá nhiều nếu như nói là phụ thân sai nàng là đánh chết cũng không tin tưởng nhưng nếu nói xấu không sai tiêu thị tập đoàn cùng nó người cầm lái quả thật có, có nhiều vấn đề nhưng chẳng lẽ cũng bởi vì cái này nàng hôm nay nhìn thấy tình hình này lại không khỏi rơi vào trầm tư tiếu vũ hinh những quái vật kia ngươi chuẩn bị đưa chúng nó an trí ở nơi nào lý gia liệt vội vàng đuổi đi lên vấn đạo tiếu vũ huynh suy nghĩ một chút nói bên kia không phải có một trầm xuống thức quảng trường sao ta xem trước tiên an trí ở nơi đó tốt chờ lục sơn công viên chỉnh thể công sự phòng ngự sửa chữa tốt lại đem bọn chúng phóng tới hảo quanh thành bên trong thứ này có thể tin được không không nhẹ chữ lý gia liệt lo lắng mà hỏi thăm thương cũng có cướp cò thời điểm tình nhân cũng có bổ chân thời điểm trên thế giới này đổ vật gì chân chính đáng tin qua tiếu vũ hinh tâm tình đang không được tốt cho nên nói liền có chút tranh chua nhưng sáu trên thế giới thế nào thì có chuyện trùng hợp như vậy ngay tại nàng vừa dứt lời thời điểm hai cái quen thuộc thân hình xuất hiện ở trước mặt của nàng đến mức liền xê hình dòm bị xuất hiện ở trước mặt cũng chưa từng sợ tiếu vũ hinh đại não tạm thời chết máy này vũ hinh thật sự rất khéo cái kia quen thuộc nam nhân lúng túng chào hỏi bên cạnh hắn nữ tử kia trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó xử rõ ràng vừa rồi tiếu vũ hinh lời bản cao kiến hai người đều nghe được trung hạo dương đồng mạng tiếu vũ hinh chỉ có thể là cười khổ sáu thiên địa này thật đúng là tiểu nàng ngược lại là không có hy vọng hai người kia bị quái vật ăn hoặc biến thành dòm bị các loại thế nhưng không nghĩ tới gặp lại ở nơi này các ngươi có biết lý gia liệt kinh ngạc bất quá hắn cũng là nhân tình nhìn thấy ba người thần sắc cũng là lúng ta lung túng thì biết rõ trong đó có chút kỳ quặc liền không tiếp tục hỏi tiếp đạo trung hạo dương cùng đồng mạng là theo chân kim song các nàng cái kia nhóm người tới vừa rồi cũng là nghe nói có người mới tới liền sung phong nhận việc mà đến giúp đỡ tiếu vũ hinh tâm tình lúc này đã khôi phục bình thường nàng hướng hai người gật gật đầu vấn đạo đồng mạng người nhà của ngươi còn tốt chứ không nhẹ chữ đồng mạng sắc mặt lập tức trở nên có mấy phần âu sầu cha ta mẹ tại từ hầm trú ẩn phá vòng vây thời điểm sáu mất tích bây giờ cũng chỉ còn lại có hạo dương một người thân nói đến phần sau câu này lúc cái này luôn luôn tiêu ngạo nữ hải lại có mấy phần cầu khẩn dọc của tiếu vũ hinh trong lòng thở dài một cái nàng đương nhiên minh bạch đồng mạng ý thứ sáu gặp tình hình như vậy còn có cái gì không thả ra sự tình mặc dù trên mặt cảm tình gặp bổ chân không phải một kiện khoái trá sự tình nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành một lần hứa hẹn không có nghĩa là cả một đời hứa hẹn nếu như còn hy vọng xa vời cái này vậy chỉ có thể nói là quá ngây thơ có lẽ bọn hắn cũng sẽ truyền uy thanh an không nên vô cùng sáu lo lắng tiếu vũ hinh thở dài một tiếng chính mình quả nhiên không am hiểu an ủi người khác kỳ thực rất thẳng thắn mà nói cho nàng một câu ta đối với các ngươi nhà Hạo Dương không có hứng thú có thể sẽ càng thêm hữu dụng. 6. Lý Gia Liệt, chuyện còn lại các ngươi giải quyết ta, ta có chút mệt mỏi. Tiếu Vũ Hinh hướng hai người gật gật đầu, dưới chân bước nhanh như bay quay trở về chỗ tránh nạn. Vẹn vẹn một tuần lễ, Lục Sơn chỗ tránh nạn đã đã thu dụng gần 3000 tên nạn dân, may mắn tại trong lúc này, dưới mặt đất chỗ tránh nạn không gian còn đang không ngừng quét trường, chung quy là người người đều có cái dung thân chỗ. Bên ngoài bây giờ tình huống mười liệt, lại một phát quái thú hướng nội lục thành thị phát động công kích, nghe nói bây giờ ngoại trừ số ít mấy cái thành thị còn tại chống cự bên ngoài cơ hồ tất cả thành thị đều luôn hãm hơn nữa rất nhiều trại dân tị nạn đều bị quái thú phá hủy mặc lâu trong khoảng thời gian này cưỡi phi mã bốn phía nghe ngóng cũng nghe được một chút tin tức địa phương khác chúng ta không còn được bây giờ nói một chút chúng ta cái này nhóm chỗ tránh nạn trước mắt đều tồn tại vấn đề gì à tiếu vũ hinh vuốt bắt đầu vẫn là đồ ăn ôn thanh núi nói chỗ tránh nạn nhân khẩu số lượng gia tăng máy liệt lương thực căng thẳng mặc dù bây giờ còn có một số tồn kho nhưng hơn ba người ăn dùng liền xem như nhậm phối cấp cũng kiên trì không được thời gian quá dài nói đến ôn thanh sơn giã là may mắn mặc dù cuộc sống của hắn thương thế nghiêm trọng nhưng thần kinh tổ chức đi qua sau khi kiểm tra cũng không có quá lớn tổn thương tiếu vũ huynh lợi dụng châm cứu làm tên đem hắn làm mê mội sau đó thi triển xuân lâm thuật chữa khỏi thương thế của hắn bất quá bởi vì hắn là quan viên của chính phủ tiếu vũ huynh không có khả năng cho hắn trực tiếp an bài công tác cho nên liền để hắn hiệp trợ lý ra liệt làm cái cố vấn giúp đỡ sách cái đề nghị cái gì lương thực đi sáu ta có một chút bắp nô hạt giống có thể thử trồng một chút nếu như hiệu quả tốt hoàn toàn có thể mở rộng đứng lên Tiếu Vũ Hinh đối với vấn đề này đã có cân nhắc, nàng từ phía dưới mặt bản lấy ra một cái túi, túi miệng một mở, hoàng sán sán bắp nô hạt giống lăn đi ra. Đây là đang khoa mạc nhiều long ve kim cương cự mãng kịch tình thế giới ở bên trong lấy được gen bắp nô hạt giống, vốn là nàng là không dám dùng những thứ này, bất quá đoạn thời gian trước đang suy nghĩ lương thực khan hiếm vấn đề lúc, nàng nhớ tới những vật này, liền làm một chút cho hắc toàn phong ăn, phát hiện nó cũng không có cái gì không bình thường biến hóa. Về sau nàng lại đem ở trên đảo phòng thí nghiệm lấy được tư liệu giao cho Lưu Trạch rõ ràng, trưng cầu ý kiến của hắn. Lưu Trạch rõ ràng khi lấy được những tài liệu này sau đó, liền khẳng định nói cho nàng, những tài liệu này kỳ thực đã là tương đương hoàn thiện kỹ thuật gìn sở dĩ sẽ dẫn tới một chút động thực vật biến dị cũng không phải là những gen này bắp nô bản thân nguyên nhân mà là căn cứ vào hai điểm nguyên nhân tạo thành đầu tiên là dịch nuôi cấy vấn đề nếu như đem dịch nuôi cấy cùng một chút phân bón phối hợp trực tiếp sái nhập thổ nhưỡng liền sẽ tạo thành cùng những thứ này thổ nhưỡng có tiếp xúc động vật phát sinh biến dị thứ yếu chính là loại này thí nghiệm nếu như tại động vật trên thân sử dụng nhất là muốn cảnh giác một phương diện động vật tại biến dị trong quá trình tính cách rất dễ dàng trở nên bạo ngược cái này từ bên ngoài những cái tiêu biến dị sinh vật trên thân liền có thể nhận được chứng Minh, một phương diện khác chính là động vật bản thân liền trở thành dịch nuôi cấy vật dẫn, cái khác động vật đang ăn uống nên loại máu của động vật dịch phía sau, giống như là hút ăn đi qua sửa đổi gen dịch nuôi cấy một dạng, sẽ phát sinh biến dị, nếu như không thêm vào dự phòng, coi như giống ngoại giới một dạng xuất hiện toàn bộ chuỗi sinh vật biến dị, mà muốn lần nữa khôi phục chuỗi sinh vật cân bằng, chính là một kiện gian khổ mà dài dòng sự tình. Bất quá Lưu Trạch rõ ràng đang nhìn xong tư liệu, lại nhìn nàng bắp ngô sau đó, rất hưng phấn mà nói cho nàng, nếu như có thể từ trong bắp ngô rút ra chứa dịch nuôi cấy thành phần chất lỏng, đồng thời đem hắn rót vào những thực vật khác thể nội sẽ rất có khả năng bồi dưỡng được mới gen giống khóc hơn nữa sẽ không đem loại này đột biến gen truyền lại đến trên thân động vật hội nghị tiếp tục bây giờ biết bắt nhất chính là ban ngày trong doanh địa không dám có rõ ràng hoạt động hết thể chỉ có thể ở ban đêm tiến hành vì thế tiếu vũ huynh bọn hắn còn đặc biệt đi lúc đầu tài liệu thị trường bán xỉ tìm tòi một chút tài liệu làm thành ngụy trang phục để tránh cho những cái kia phi hành loại biến dị sinh vật con mắt mà tiến vào lục sơn công viên trong phạm vi mặt đất biến dị sinh vật không phải là bị tiếu vũ huynh bọn người giết chết chính là điển những cái kia vực sâu ma trung sau khi hội nghị kết thúc tiếu vũ hinh đem trình nhược tùng cùng lý gia liệt đơn độc lưu lại nàng ra hiệu trình nhược tùng đóng cửa lại sau đó đạo hôm nay lưu lại các người là cho các ngươi một lựa chọn cơ hội nàng từ trong túi áo lấy ra hai cái ác ma huy chương để lên bàn tiếp đó đem liên quan tới ác ma thực tập một ít chuyện hướng hai người nói một lần sáu lý gia liệt cùng trình nhược tùng đều có chút chấn kinh nhưng ở nghĩ đến tiếu vũ hinh bọn người cụ bị năng lực sau đó nhưng cũng rất nhanh liền đón nhận điểm này lý gia liệt trình nhược tùng ta biết các ngươi đều nghĩ trở nên mạnh mẽ nhưng vô luận là thần tuyển giả vẫn là cảm giác tình chiến sĩ muốn trở nên cường đại đều cũng có giá cao trong khoảng thời gian này ta đối với các ngươi biểu hiện cảm giác sâu sắc hài lòng cho nên cũng cho các ngươi một lựa chọn cơ hội tiếu vũ hinh nói xong im lặng không lên tiếng nhìn xem hai người ta tuyển lý gia liệt đưa tay cầm lên trong đó một cái huy trường tại hiện thực thế giới đồng dạng gặp phải tử vong uy hiếp bây giờ ít nhất có cường đại cơ hội cảm ơn ngươi tiếu vũ hinh ngươi cho ta một cái thủ hộ cơ hội của ngươi bất đi tiếu vũ hinh có chút tức giận ngươi tốt nhất thủ hộ ngươi vị kia vị hôn thê a à, ta nói qua lệ dung không phải của ta vị hôn thê lý gia liệt phản bác ta cũng đã nói vậy không quan chuyện của ta tiếu vũ hinh trực tiếp đổi người ngươi tất nhiên lựa chọn vậy sau này sự tình ngươi thì phải tự cầu nhiều phúc cảm ơn ngươi tiếu vũ hinh ta sẽ vô cùng chân quý cơ hội này trình nhược tùng cầm lên mặt khác một cái huy chương đi các ngươi ngay ở chỗ này dung hợp huy chương a trước tiên làm quen một chút mình kỹ năng tiếp đó thêm ra đi chiến đấu tại tương lai trong thực tập mới có thể thu được càng lớn sinh tồn cơ hội tiếu vũ hinh nói xong quay người rời đi phòng họp tiện tay đóng cửa lại đi mười mấy mét vừa mới quải một chỗ ngặt đâm đầu vào liền thấy được một cô gái đang đứng tại trước mặt phía sau của nàng còn đứng cái kia trần thúc đang một mặt lúng túng hướng nàng làm ra một cái nét mặt xin lỗi tiếu vũ hinh ngươi và lý gia liệt nói những gì trần lệ dung thấp giọng hỏi tiếu vũ hinh nhìn nàng một cái cảm thấy có chút buồn cười trần lệ dung nếu như ngươi là vì bảo vệ tình yêu của ngươi như vậy ta cho ngươi biết là biểu thất tình coi như ta và lý gia liệt ở giữa thật sự có những chuyện gì phát sinh cũng sẽ không tuyển tại trình lực tùng tại chỗ thời điểm nói xong nàng liền từ trần lệ dung bên cạnh đi qua trần lệ dung sửng sốt một chút trở về chỗ một chút tiếu vũ hinh vừa rồi nói mà nói lại cảm thấy có chút không đúng ở phía sau kêu lên uy vậy các ngươi ở giữa đến cùng phát không có chuyện gì phát sinh tiếu vũ hinh quay đầu cười cười ngươi có thể trực tiếp đến hỏi lý gia liệt cũng có thể tự mình nghĩ giống một chút đây rốt cuộc là có ý tứ gì đi trần lệ dung nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm lại muốn tìm tiếu vũ hinh lúc đã đi được xa tiếp lấy nghe được phía trước chuyển đến lý gia liệt cùng trình được tùng tiếng nói chuyện nàng lại liền vội vàng đuổi theo trần thúc ở phía sau bất đắc dĩ cười cười không nhanh không chậm đi theo là từ hai trăm hai mươi ba thiết hai trăm hai mươi hai quay về ác ma không gian lòng sáu đã lâu tiếng sấm từ chân trời quần quận chuyển đến trong khoảnh khắc mưa rào xối xả nước mưa tùy ý cọ rửa thành phố mỗi một cái xóa xỉnh như muốn đem những cái kia đông lại mấy tháng lâu vết máu cọ rửa sạch sẽ tại hoài hải lộ hoạn mặt chi nhánh trước cửa quảng trường hai cái bóng người đứng đối mặt nhau chính là hai tay nắm huyết tẩm tiếu vũ hinh cùng cầm trong tay cự hình loan đao ngũ tử Như. a a a thật là thông khoái đây là hương hải bên này đầu xuân sau cơn mưa rào đầu tiên a không tiểu thuyết internet không nói nhiều cảm giác đã qua rất lâu ngũ tử như cười lớn tiếng đạo lập tức ngươi thì càng trở về thống khoái tiếu vũ hinh mỉm cười thân hình phiêu hốt mà hướng hướng ngũ như hai đạo máu đỏ đao quang xé ra màn mưa bay vòng vòng chạm hướng ngũ tử nhu cổ ngũ tử như ánh mắt lạnh lùng cả người giống như là trong báo tắp một gốc đứng ngạo nghệ tung bách ngay tại hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm khoảng cách không xa thời điểm bỗng nhiên một cái cất bước đã né qua đao thế phạm vi bao phủ bên ngoài cự hình loan đao chém xéo về phía tiếu vũ hình đầu người đồng thời quyển trái hung hăng đánh về phía eo của nàng sườn ngũ tử nhu ngươi cũng không địa đạo vậy mà dùng bách bộ thần quyền tới đối phó ta tiếu vũ hinh một bên tiêu to một bên thân hình lùi lại ngũ tử như thủ đoạn công kích càng ngày càng sắc bén lại có thể đem đao pháp cùng quyền pháp kết hợp lại sử dụng uy lực tăng gấp bội nhưng ở nhanh lùi lại đồng thời nàng cũng đánh ra một cái phách không trường trường phong cùng quyền kình nhầm vàng chạm vào nhau mưa không bị kích động vàng tư phía mặt đất vậy mà giống như bị viên đạn kích qua đồng dạng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ ngũ tử ngưu bước nhanh đến phía trước loan đao khí thế rộng lớn đao quang tầng tầng lớp lớp như trường giang đại hà đồng dạng hướng tiếu vũ hinh quần quận trước đến bách bộ thần quyền tùy thời chờ phân phó như vậy cương mánh quyền pháp tại hắn dùng vậy mà so một con rắn độc còn muốn đáng sợ đồng tiếu vũ hinh bỗng nhiên đưa chân nhất câu đem một chiếc giỏ hàng đá hướng ngũ tử như. chẳng lẽ chiếc này giỏ hàng liền có thể tổn thương được ngũ tử ngưu đang tại buồn bực thời điểm chợt thấy tiếu vũ hinh giơ tay hướng giỏ hàng đánh ra một quyền cự một câm lôi quyền trước kia đang hướng ngũ tử như bay đi giỏ hàng đông nhiên giống như là bị một quả bom nổ tựa như đột nhiên tan ra thành từng mảnh mấy chục cây dây kém giống như mũi tên đồng dạng gào thét lên xạ hướng ngũ tử như hinh tỷ người quá âm hiểm ngũ tử như sợ hết hồn quát to một tiếng cự hình loan đao múa ra một mảnh đao quang đem hắn cả người bọc lại đinh sáu một hồi bí mật như như mưa rào thanh âm bỗng nhiên vang lên những cái kia dây kém lúc bắn chúng ánh đao thời điểm nhao nhau giống như bắn ngược đi ra càng là một cây cũng không có bắn vào đi lực lượng thật đáng sợ ngũ tử như nhưng là âm thầm kinh hãi cảm thấy cổ tay đều có một chút tê dại bất quá hắn cảm thấy có thể vì đáng sợ là tiếu vũ huynh có thể đem kỹ năng cùng cảnh vật chung quanh đầy đủ kết toàn bộ đứng lên phương thức công kích càng thêm đánh bất ngờ sáu đông nhiên hắn nhớ tới một việc hình tỷ ngươi cự một cơm lôi quyền lại có tiến cảnh đoạn trước tiếu vũ huynh cự mổ cơm lôi quyền muốn phát huy uy lực cực lớn mà nói nhất định phải đánh trúng mục tiêu mới có thể mà mới vừa lăng không ra quyền uy lực lại do so trước đó cường đại mấy lần cho nên hắn mới có điều phán đoán này đúng vậy a à, hôm qua vừa mới đột phá tầng thứ bảy tiểu vũ huynh mười phân đắc ý những ngày này nàng đem mấy cái thần tuyển giả tổ chức vừa tu luyện một bên lẫn nhau lập bàn tu vi cũng lớn có tiến bộ so tự mình như luyện còn mạnh hơn nhiều các nàng chuẩn bị tu luyện một đoạn sau đó mà bắt đầu luyện khoảnh khắc chút khắp nơi hoành hành quái vật thêm một bước cường hóa kỹ năng mà nàng cự một cơm lôi quyền nhưng là tại hôm qua cùng văn vũ tu trong chiến đấu đột phá tới tầng thứ bảy mặc dù trong miệng nhưng thiếu vũ hinh công kích nhưng không có dừng lại thân hình của nàng cơ hồ là theo sát những cái kia dây kém hướng ngũ tử như hướng một đôi loan đao thi triển ra đoạt mệnh thập tam đao huyết quang lượn lờ trong nháy mắt đem ngũ tử như bao phủ lại lúc này nhìn qua chỉ thấy một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm bó chặt ánh đao màu trắng song phương đều cực lực đột phá lại giữa hai bên không có bất kỳ cái gì gặp nhau nhìn qua giống như là trước đó tập luyện xong một dạng vũ khí lạnh có một trời sinh được điểm đó chính là mặc kệ vũ khí phẩm chất tốt bao nhiêu tại cứng trọi cứng đánh chúng cuối cùng sẽ có tổn thương tổn còn chân chính cường giả là tuyệt đối sẽ không cậy vào vũ khí sắc bén lấy được thắng lợi đây chẳng qua là cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn một bước từng bước ngũ tử ngưu một chiêu mất đi tiên cơ lập tức từng bước thất thố hoàn toàn rơi vào bị động chịu đựng đánh đằng đấu bên trong đột nhiên một cái ngoại ý muốn nhường tiếu vũ hinh kinh dị một tiếng thân hình phút chốc triệt thoái phía sau ác ma thí luyện hệ thống một lần nữa khởi động tất cả thần tuyển giả sẽ tại sau năm phút cưỡng chế trở về lần trước cắt đứt ác ma nhiệm vụ tập luyện một cái trong suốt tư liệu không xuất hiện ở trước mặt của nàng lòng bàn tay ác ma huy trường cũng tại hơi hơi phát nhiệt thí luyện lại bắt đầu tiếu vũ hinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ngũ tử ngũ sáu hắn hiển nhiên là cũng nhìn thấy cái thông báo này đồng dạng kinh dị nhìn về phía tiếu vũ hinh năm phút lập tức tiến vào ác ma không gian nghĩ biện pháp cường hóa tiếu vũ hinh lập tức thông qua tâm linh xích hướng tất cả thần tuyển giả đưa đề nghị lập tức gọi ra ác ma huy trường thân hình lóe lên liền tiến vào ác ma không gian hoan nên một trăm bảy mươi ba hảo không đợi thấy rõ trước mắt hoàn cảnh bên hai liền vang lên ác ma chi linh thanh âm quen thuộc tiếu vũ hinh nhìn chung quanh một chút tựa hồ không có biến hóa ác ma chi linh cũng là cái kia giao như cũ đừng gọi ta một trăm bảy mươi ba hảo ta có tên là tiêu mưa hinh tiếu vũ hinh chừng nó một mắt làm ác ma hệ thống lại đột nhiên đóng lại bây giờ lại đột nhiên khôi phục ngươi không nhiều cá nhân đề nghị ngươi chân quý sử dụng loại vấn đề này tốt nhất chờ hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ sau đó mới nói ác ma chi linh nhắc nhở đạo không ta muốn hối đoái một bản thân pháp bí tịch ngươi nhưng có thích hợp để cử tiếu vũ hinh vấn đạo đi qua gần nhất liên tiếp sau khi chiến đấu nàng mặc hoa nhiều thân cây pháp đã không thể thỏa mãn nàng cần nhất là tại đối mặt C hình dòm bị thời điểm cơ hội không thể hiện được tới thân pháp bên trên ưu thế cho nên nàng vô cùng cần thiết cường hóa thân pháp phương diện tốc độ kỹ năng ta đề nghị ngươi hối đoái lưu quang độ ảnh thân pháp cấp võ học 200.000 tích phân đội Tiểu vũ hinh bây giờ không có cân nhắc lập tức không chút do dự đáp ứng hơn nữa lập tức đem tích phân chuyển cho ác ma chi linh còn thừa lại một phút phải nắm chặt ác ma chi linh động tác ngược lại là nhanh xoay tay một cái một bản màu vàng sách nhỏ xuất hiện ở trên mặt bàn tiếu vũ hinh lập tức cầm lên quyển bí tịch kia cấp võ học lưu quang đột ảnh độ thuần thục đạt đến trăm phần trăm thời điểm tốc độ có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng tu luyện độ khó cao đẳng điều kiện học tập nhanh nhẹn bốn mươi cơ bản thân pháp ba cấp có thể hối đoái mười nghìn tích phân thực sự là gian thương giá thu hồi cách lại là thấp như vậy tiếu vũ hinh phúc phỉ nhưng là cấp tốc điểm lấy học tập quyển bí tịch kia lập tức hóa làm vô số điểm sáng tràn vào thân thể của nàng lập tức từng cái thân hình cùng tu luyện khẩu quyết sen lẫn nhau tại trong đầu của nàng xuất hiện đầu đau quá tiếu vũ hinh thật thấp mà lầm bầm một tiếng cũng không chú ý bắn ra tư liệu không biểu hiện là ngay lúc này một mảnh quen thuộc tia sáng bao phủ thân thể của nàng lập tức hai cái trong suốt tư liệu không xuất hiện ở trước mặt của nàng hoan nên quay về hình lập phương thế giới tiến vào hình lập phương không gian sau 6 tiếng tùy ý tuyển một cái thông đạo tiến vào cái tiếp theo kịch tình thế giới hơn lúc không ly khai giả giúp cho gạt bỏ sau một lát nàng mở to mắt trước mắt vẫn là một cái hình lập phương thế giới hạ hơn văn mấy người cũng ở nơi này trong phòng ngay tại nàng mắt nhìn bốn phía thời điểm hạ văn mấy người cũng mở to mắt hình tỷ vũ tu mặt lâu nhược lan ha <laughs> ha tất cả mọi người tại thật sự là quá tốt hạ hơn văn nhìn thấy tất cả mọi người tại vui vẻ nợ nụ cười lôi kéo mọi người tay hạch hỏi mười phần khoái hoạt uy mỹ nữ là các ngươi mấy cái nghĩ nam nhân sao lại đem ca môn trói đến tới nơi này một cái dáng vẻ lưu manh em thanh đột nhiên vang lên đồng thời một thanh sáng như tuyết thủy thủ xuất hiện ở tiểu huyện bên gáy cơ hồ đang nói âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt cây thủy thủ kia chủ nhân đã kêu thả một tiếng bay ra về phía sau thủy thủ cũng cầm không được hắt nhiên rơi xuống tiếu vũ hinh quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia xui xẻo ra hỏa một mắt tiếp đó ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác mặt khác ba người ta hy vọng đại gia lãnh tĩnh một chút đối với các ngươi hiện nay chỗ hoàn cảnh ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích nếu như còn có ai tiếp tục làm ra không lý trí hành vi tự gánh lấy hậu quả tiếu vũ huynh thả chậm nửa tốc nàng chú ý tới trong đó có hai cái vốn là đã đem bàn tay hướng bên hông người trẻ tuổi lúc này lại đưa tay thả lại chỗ cũ rất tốt tiếu vũ huynh giả vờ không thấy đối với chờ ánh nắng chiều đỏ đạo chờ ánh nắng chiều đỏ người tới cho đại gia giải thích một chút chúng ta bây giờ là ở chỗ chờ ánh nắng chiều đỏ chờ cái kia bị đánh bại thanh niên sau khi đứng dậy mới đưa ác ma nhiệm vụ tập luyện trước sau đi qua đơn giản giảng thuật một lần tại nàng giảng thuật kết thúc về sau bốn người biểu lộ khác nhau như tin như không các ngươi nghe kỹ bên ngoài bây giờ thế giới các ngươi đã nếu như đặt ở mấy tháng phía trước đồng dạng là khó mà để cho người ta liền cái kia hết thể vẫn là xảy ra cho nên ta khuyên các ngươi không cần ôm lấy hảo nghĩ hiện tại các ngươi cứ dựa theo trình tự giới thiệu một chút tính danh nghiên linh nghề nghiệp sở trường nàng vừa chỉ cái kia tính toán khống chế nàng thanh niên liền từ ngươi bắt đầu đi quách tử nguyên hai mươi tám tuổi không nghề nghiệp đánh nhau hậu đả có tính không là sở trường thanh niên lúng túng mà hỏi thăm tiếu vũ hinh không đáp nhìn về phía người thứ hai mẫn khánh núi hai tuổi võ thuật đội viên tinh thông tán đả phong thiên đức ba tuổi không nghề nghiệp, sáng tác, lương thiên lộc, 30 tuổi, trước mắt không nghề nghiệp, am hiểu quản lý. Tiếu vũ huynh nghe xong hơi có chút thất vọng, xem ra liền cái kia mẫn khánh núi có chút ý tứ, những người khác đều không được. Bất quá nàng cũng không có nói, mà là đem tám người giới thiệu cho bọn hắn từ giờ trở đi, chúng ta chính là một cái đoàn đội, ta các ngươi còn có lo nghĩ, nhưng nếu như bây giờ tuyên bố không tham dự cái đoàn đội này, ta sẽ không ép buộc các ngươi, nhưng nếu như là muốn ám là gây sự, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tiếu vũ huynh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đạo còn có bốn tiếng lẻ hai mười phân, các ngươi có suy tính nói xong, nàng hướng đám người ra giấu một cái, phối hợp ngồi ở hình lập phương trong một cái góc bắt đầu điều thức. bốn tên người mới nhìn các nàng một mắt, cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống. về phần bọn hắn phải không nghe vào Tiếu Vũ hình mà nói, vậy thì không hiểu được. là từ 224 tiết 223 biến dị hình lập phương, ma giới chi thúc ngựa lữ điếm đối với người mới tới nói, dài dòng chờ đợi chỉ là để bọn hắn trở nên càng thêm sốt ruột. bất quá đối với cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình ngược lại là đều công nhận xấu. tại hiện thực thế giới bên trong xuất hiện những sinh vật kia đã sớm lật đổ loài người nhận thức, chỉ cần không phải não tàng người đối với chưa từng thấy qua sự vật cũng sẽ không cầm tuyệt đối thái độ hoài nghi cái kia chớ chúng ta trong chi đội ngũ này ai là lãnh đạo chống rất dài dũ khí lương thiên lộc cảm thấy mạc lâu nhìn tựa hồ niên linh nhỏ nhất tương đối dễ dàng ngươi mới là đâu mạc lâu chừng mắt liếc hắn một cái hoặc là kêu tên gọi sao trực tiếp gọi tỷ là, là chớ xấu. Lâu. lương thiên lộc rốt cục vẫn là không có kêu lên cái kia tỷ chữ dũ khí của hắn là có còn không có dạy như vậy mặt của ra mặc lâu một ngón tay tiếu vũ hình, hình tỷ là của chúng ta thủ lĩnh ngoại trừ cái từ này đừng dùng linh tinh bên ngoài cái khác xưng hô tùy thiện là không hổ là làm quản lý công tác, Lương Thiên Lộc rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cung cung kính kính đối với Tiếu Vũ Huynh đạo hinh tỷ, chờ một lát tiến vào bắt đầu thực tập thời điểm, còn xin chiếu cố nhiều hơn. khác ba người cũng đều hướng Tiếu Vũ Hinh nhìn. Tiếu Vũ Huynh thản nhiên nói chúng ta đồng dạng là tại trong sinh tử dãi dùa, không thể nói là có bao nhiêu chiếu cố. Bất quá ánh mắt của nàng nhìn lướt qua cái kia bốn cái rõ ràng có chút thất vọng, người mới một mắt chúng ta sẽ tận lực cung cấp trợ giúp, có thể hay không trong thực tập sống sót, vậy phải xem cố gắng của các ngươi là. Là Lương Thiên Lộc liên tục gật đầu, mặt khác ba người cũng là trầm mặc không nói. Trên thực tế Lương Thiên Lộc vấn đề này bọn hắn cũng có thể đoán ra đáp án hưu là vì cầu cái an tâm cầu người sáu cuối cùng không bằng cầu mình trong vòng năm phút đồng hồ tiến vào thông đạo hơn lúc dừng lại tại hình lập phương không gian hăng giả đem giúp cho gạt bỏ trong vòng năm phút đồng hồ tiến vào thông đạo hơn lúc dừng lại tại hình lập phương không gian hăng giả đem giúp cho gạt bỏ tại sáu giờ nghỉ ngơi lập tức phải đến rồi thời điểm một cái nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra tới tất cả mọi người đứng lên những người mới thì rõ ràng có chút khẩn trương đến nỗi tuyển đầu nào thông đạo tiếu vũ huynh bọn người nhưng là không do dự sáu nàng thậm chí hoài nghi đi đâu một cái thông đạo cũng là chạy nhiều cột kết quả tiến vào ma giới tam bộ khúc kịch tình thế giới không được rời đi tiến vào địa điểm phương viên năm mươi m bằng không giúp cho gạt bỏ trong lúc các nàng từ trong thông đạo đi ra thời điểm một cái trong suốt tư liệu không xuất hiện ở mỗi người trước mặt mặc lâu kinh ngạc nhìn về phía tiếu vũ hinh không có nhiệm vụ chính tuyến chứng minh còn cần một cái phát động nhiệm vụ chính tuyến môi giới tiếu vũ hinh cũng có chút kỳ quái chúng ta trước tiên xác nhận một chút hoàn cảnh chung quanh a tiếp đó sáu chính là chờ đợi hoàn cảnh ngược lại là rất dễ dàng xác nhận đây là một cái tương đối tương tự với tập thể túc xá loại kia phòng lớn bên trong vừa vặn có mười hai cái giường ngủ sáu tại hai hàng trong giường chiếu ở giữa là một cái bàn giải tử bên cạnh bàn để mười hai tấm cái ghế trên mặt bàn là tương đối xưa cũ chén gỗ cùng một cấm nước cũng là gỗ thô mặc dù tạo hình đơn giản chút vẫn là rất đáng tiền ngũ tử như một mặt tham tiền mà vớt vẽ cái cốc kia ngươi cảm thấy vậy liền coi là cầm sau đó còn có người biết xài tiền mua cái này sao không nhẹ chứ? hạ hân văn vấn đạo cái kia ngược lại là ngũ tử năm phanh lập tức lại đem cái trên phóng ta đoán chừng ở đây không phải quán trọ chính là cái nào đó thôn xá đại gia nhớ kỹ không nên rời đi cái nhà này năm mươi em ở phạm vi bên ngoài bằng không sinh tử tự phụ tiếu vũ hinh đặc biệt nhìn bốn tên người mới một mắt chúng ta sẽ nhớ bốn người liền vội vàng gật đầu không ngoài dự tính tại các nàng mới xuất hiện ở nơi này trong phòng thời điểm Tiểu ra hiện một tầng năng lượng vòng bảo hộ tầng này vòng bảo hộ xuất hiện nguyên nhân có hai cái một là thuận tiện thần tuyển giả nhóm quan sát tình huống chung quanh hai là vạn nhất tại trong hoàn cảnh nguy hiểm các nàng không đến mức tại ngay từ đầu liền treo sáu mà liền tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm bảo hộ đã qua chung quanh tình cảnh đã khôi phục bình thường chúng ta tiến vào là ma giới tam bộ khúc kịch tình thế giới đó chính là ba bộ điện ảnh kịch bản hợp tại một chỗ độ khó chỉ sợ sẽ không nhẹ các ngươi mấy cái này người mới nhất định muốn chú ý tuyệt đối không nên hiếu kỳ bằng không chết cũng không ngũ tử như cảnh cáo mấy cái kia người mới đừng dọa hù bọn họ chúng ta đi ra xem một chút tiếu vũ huynh đạo đi ra cửa phòng bên ngoài là một đầu hẹp dài hành lang dưới lầu truyền đến hò hét tầm ỉ âm thanh còn tràn ngập liệt chất tiểu thủy hương vị nơi này có thể ăn không không nhẹ chữ mặc lâu đột nhiên vấn đạo sáu bây giờ các nàng trên cơ bản đã có thể xác nhận đây là địa phương không quan hệ ta nơi đó còn có một số nhét đầy cái bao tử chỉ là hương vị liền không thể nói là tiếu vũ huynh nói nàng tại đại thai nạn phía trước tại ác ma thành mua một nhóm ngưng tụ thủy hoàn cung đích cốc đan một mực đặt ở không gian chữ vật bên trong không cần ngược lại cũng không sợ bị đói mấy người đi xuống lầu chỉ thấy dưới đây trong hành lang ngồi một đoàn người mặc châu âu thời trung cổ quần áo người ngược lại cũng không giống trong phim ảnh miêu tả như vậy âm u cũng không ít người liền rửa quầy hàng ăn uống nhìn đổ các nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhìn một cái liền tiếp theo việc làm đừng mong đợi chúng ta ở đây không phải nhân vật chính tiếu vũ hinh liếc mắt nhìn cái kia lúc trước cầm thanh đao nhỏ uy hiếp nàng thanh niên vừa mới bắt đầu cảm thấy tiểu tử này thật không đúng vậy cái kia một cái bá vương khuỵu tay có phải hay không nhẹ hiện tại xem ra cũng không bất quá là một cái không quá lấy giọng người trẻ tuổi sáu nàng cũng không nghĩ một chút bao lớn liên quản người khác gọi người trẻ tuổi quách tử nguyên có chút buồn mực, kỳ thực hắn thật đúng là không phải một cái phép lối người thậm chí tại thai nạn phía trước hắn vẫn một cái tiếng lành đồn xa người thành thật có thể ngắn ngủi mấy tháng ở giữa hết thể đều thay đổi hắn hiểu được một cái đạo lý muốn sống sót liền phải đao so với người khác lợi nằm đấm so với người khác cứng rắn thái độ so với người khác người phách lối Nắm đấm sáu hắn từ nhỏ đã không có cùng người khác đánh qua một trận ngược lại là có một tay hảo kỹ thuật hắn trộm đi trở về nhà máy dùng đũa hơi chế tạo một cây truy thủ chính là dùng trôi này truy thủ hắn giết chết không ít quái vật cùng zombie, cũng giết chết qua những cái kia ở trước mặt hắn phách lối ra hỏa có thể phía trước tại cái kia cổ quái hình lập phương bên trong truy thủ trong tay hắn thậm chí ngay cả đối phương ra giấy cũng không có cát đây mới là nhường hắn cảm thấy sợ hãi căn bản lý do vừa mới xuống thang lầu thời điểm hắn rất muốn giống tiểu thuyết miêu tả bên trong như thế triển lộ một chút vương bá chi khí lại bị tiếu vũ hinh từ tốn nói một câu cái này khiến hắn nhớ tới phía trước lời nói không nên trêu chọc phiền phức Bên trên chủ có tìm hai tấm bàn trống ngồi xuống, vốn là Hạ Hân Văn là muốn đến một cái bàn khác bên cạnh, nhưng Tiếu Vũ Huynh nhìn thấy một cái gắn vào đấu đồng bên trong nam nhân sau đó, liền đi tới bên cạnh hắn cái bàn ngồi xuống. Ma giới tam bộ khúc bộ phim này mặc dù già chút, nhưng năm đó cũng là vang bóng một thời. Nàng còn đang nhìn xong điện ảnh sau đó, hiện ba ba từ trên mạng kế tiếp một bộ liên quan tới ma giới sách nhìn sáu. Đây đương nhiên là không tốn tiền, nhưng nàng đối với bộ tiểu thuyết này đúng là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù nàng cũng không có đi nhìn phía ngoài chiêu bài, nhưng ở đây hẳn là bố Lý chấn thúc ngựa lưu điểm mà cái kia áo tràng nam hẳn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Du Hiệp giả Cương còn giống như là dạ lòng tri tử ai tây đạt hậu duệ sáu ngược lại không phải kịch bản bên trong nhân vật nàng là nhớ không rõ tựa hồ ảnh hưởng cũng không lớn hinh tỷ, lộng ăn chút gì a à? hạ hân văn nhẹ nói ân tiếu vũ huynh vẫy tay một cái tiểu nhị rất nhanh chóng chạy nàng nhẹ dọn cùng cái kia tiểu nhị nói một chút lời nói tiếp đó đem một khối gạch vàng đưa cho tên kia tiểu nhị những thứ này đầy đủ trả tiền đi không tiểu thuyết internet không nói nhiều đủ đủ tiểu nhị liên tục gật đầu hắn phảng phất là nhận lấy kinh hãi quay đầu vừa muốn chạy tiểu vũ huynh lại ở phía sau đạo mỗi người tới một phần nướng thịt một phần bánh mì là được rồi ngoài ra đều đưa đến trong phòng đi tiểu nhị cũng không quay đầu lại thẳng đến quầy ba đem khối kia gạch vàng đưa phía sau phía sau quầy ba lão bản lão bản nghi ngờ kiểm tra một chút gạch vàng nhìn tiểu vũ Huynh các nàng một mắt liền lập tức vây tay để cho tiểu nhị đi làm việc xem ra là công nhận cái này tông giao dịch hinh tỷ ngươi đem tiểu nhị dọa thành như thế mặt lâu ngồi xa hơn một chút không nghe thấy nàng điểm chút hạ hân văn là ở tiểu vũ Huynh bên cạnh cười nói hinh tỷ cũng không có hù dọa hắn chỉ là đem trong tiệm hoa quả loại thịt nào bột mì túi chứa đựng cũng mua rồi hơn phân nửa mà thôi đáng thương nhân viên phục vụ trước kia thì đi kiếm hàng bằng không những khách nhân liền điểm tâm cũng không có mấy người đều nhẹ giọng nợ nụ cười lần này tiến vào thí luyện tương đối vội vã các nàng không gian chữ vật bên trong cũng không có bổ sung dự trữ chỉ là mang theo một chút vũ khí cùng quần áo thay đồ và giặt sạch đó là sợ giao thủ lúc tỉ thí cầm quần áo hư hao mang theo bên người thay thế tiếu vũ huynh nhớ kỹ những cái kia giới linh hơn nửa đêm xông vào quán trọ tìm hạ tỉ người các nàng e rằng không có cơ hội khác bổ sung thức ăn mấy người tùy ý nhẹ nói cười nhưng tiếu vũ hinh một mực dùng tinh thần lực đang quan sát quanh mình động tĩnh cái kia chú ý tới cái kia hoài nghi là dạ cương người áo choàng một mực đang quan sát bọn hắn hơn nữa tay cũng một mực đặt ở kiếm trên đĩa tính cảnh giác nhưng thật ra vô cùng cao có cần hay không bây giờ liền nhận cái đồng bọn tiếu vũ hinh suy nghĩ một chút cái này ý tưởng này bỏ đi đoán chừng bây giờ chịu đựng đi lên e rằng cái kia dạ cương duy nhất khả năng làm chính là rút kiếm chém người sáu chiếu đạo lý mấy cái kia hạ thì người cũng sắp đến bù đi động tác rất nhanh nướng thịt nhào bột mì bao rất nhanh liền đã bưng lên tiếu vũ hinh bọn người một bên miễn cương ăn nướng đến nửa sống nửa chín khối thịt lập lại sốt bánh mì vừa thỉnh thoảng hướng cửa ra vào nhìn quanh đông nhiên quan trọ đại môn bị phanh một tiếng đẩy ra bốn cái bọc lấy nón rộng vành người từ mặt xuống tới một cô hơi nước cũng từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào bốn người lấy xuống trên đầu đớt dầm giày mũ lộ ra bốn tên thanh niên gương mặt chỉ là bọn hắn vóc người muốn so người bình thường thấp rất nhiều nhưng lại không giống với người lùn thân hình của bọn hắn tỷ lệ đều rất phù hợp chỉ là hai chân bàn chân có chút lớn phía trên còn mọc đầy chân mau vỡ và dày một mực không có bản hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi thiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai trăm hai mươi lăm tết hai trăm hai mươi bốn biến dị hình lập phương ma giới chi thuê nhiệm vụ chính tuyến hộ tống phật la đi thêm ma nhiều núi lửa tiêu hủy trí tôn ma giới phật la nhiều không thể chết vong bằng không tàn sát tập thể nhiệm vụ nhắc nhở một tiếp nhận thuê phía sau tất cả thần tuyển giả không thể rời đi phật la nhiều năm nghìn mét khoảng cách hai tại tiếp thụ thuê mướn phía sau trận doanh đối địch thần tuyển giả cùng lúc tiến vào ma giới thế giới tiếp nhận bạch bảo vu sư tắt lỗ mạng thuê cướp đoạt trí tôn ma giới giết chết trận doanh đối địch thần tuyển giả có thể đạt được tích phân ban thưởng đồng thời dung hợp đối phương không gian chữa vật cập vật phẩm hơn nữa thu được năm nghìn điểm kinh nghiệm ba giết chết địch quân thế lực binh sĩ sĩ quan hoặc quái vật đem ngẫu nhiên thu được kinh nghiệm tích phân ban thưởng hoặc phần thưởng bốn thế giới này không thể sử dụng vũ khí nóng công nghệ cao vũ khí cùng với phi hành loại đạo cụ ngay tại bốn cái hạ tỷ người xông vào cửa thời điểm tiếu vũ hinh trước mặt xuất hiện hai cái trong suốt tư liệu khung nhiệm vụ chính tuyến vậy mà liền lấy loại phương thức này ra hiện nàng yên lặng đọc xong tư liệu khung bên trong nội dung con mắt nhìn một mắt cái kia bốn tên hạ tỷ người sáu bọn hắn đã đi quậy ba nơi đó tìm lá bản đại khái là nghe ngóng cam đạo phu tin tức nhiệm vụ này thật kỳ quái ở hạ hân văn nói khẽ dựa theo kịch bản bốn cái hạ tỷ người từ rời đi thôn phía sau liền chịu đến giới linh truy sát vì chúng ta không phải trước đó tiến vào kịch tình thế giới tiếp nhận nhiệm vụ đâu ta đoán chừng trong này có thể tồn tại một cái biến số tiếu vũ hinh suy nghĩ một chút chậm rãi nói nếu như phật la nhiều theo kịch bản phát triển đào thoát giới linh truy tìm vậy chúng ta liền thuận lý thành trường tiếp nhận hắn thuê nếu như phật la rất không có đào thoát giới linh truy sát như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền sẽ tùy theo thay đổi sáu đoạt lại trí tôn ma giới bất quá lần này thí luyện lại có thần tuyển giả ở giữa chiến đấu có thể hay không quá mạo hiểm mặc lâu vấn đạo đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình tiếu vũ huynh lắc đầu song phương nhiệm vụ có căn bản xung đột trận chiến đấu này không thể tránh được nàng lại chuyển hướng bốn tên người mới nhiệm vụ của lần này thua thiệt nhất đúng là các ngươi bởi vì không thể sử dụng vũ khí nóng các ngươi sinh tồn có thể liền nhận lấy khảo nghiệm cực lớn thời điểm chiến đấu nhất định muốn chú ý an toàn nói nàng lấy ra bốn thanh trường kiếm phát ở tại bọn hắn trước mặt đây đều là nàng tại a mạ tỷ tư chiến kỳ ở bên trong lấy được cho nên đưa ra tay lúc ngược lại cũng hào phóng hơn nữa những người này có một chút năng lực tự vệ cũng tốt miễn cho trở thành người khác con mồi hào kiếm mẫn khánh núi đưa tay đem trước mặt bạn kiếm ra một nửa hàn khí âm u đập vào mặt hắn không khỏi lên tiếng khen cái hào chữ tiếu vũ hinh dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cái kia đấu đồng người cách đó không xa cái kia đấu đồng người ánh mắt cũng hướng bên này quét tới nhìn thấy tiếu vũ hinh nhìn về phía hắn tựa hồ hơi sừng sốt một chút lại nhanh trong túi đầu xuống phun khói lên đấu tiếu vũ Hình cười nhạt một tiếng ánh mắt rời về phía quầy ba bên kia bốn cái hạ tỷ người đã kêu đồ ăn cái kia mập mạp hạ tỷ người hẳn là sân mỗ tướng mạo tương đối chất phát tại hắn bên cạnh cái kia tương đối tú khí hạ tỷ người liền hẳn là bộ phim này nhân vật chính phật la nhiều mặt khác hai cái nhìn qua chính là nghịch ngậm phá phách ra hỏa hẳn là ra mời cùng mai bên trong hai người kia cũng không phải rất dễ dàng phân chia lúc này một cái hạ tỷ người hướng quầy ba đi lớn tiếng kêu muốn tới một đại cốc địa phật la nhiều chợt vừa quay đầu lại xóa xỉnh cái này lý hữu một người mặc nón rộng vành màu đen người đang yên lặng quan sát bọn hắn không khỏi có chút khẩn trương hắn liếc mắt nhìn người đội đấu đồng kia ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt bàn bảy đao kiếm tiếu vũ huynh bọn người một mắt đem đang tại tiễn đưa rượu tiểu nhị gọi vào bên cạnh cái kia mặc nón rộng vành người là làm tiểu nhị quay đầu liếc mắt nhìn đạo hắn là cái du hiệp mọi người đều gọi hắn thần hành khách không nên trêu chọc hắn bên cạnh những người kia đâu phật la nhiều lại hỏi đó là một đám giang binh tiểu nhị đáp giang binh bọn hắn rất lợi hại phải không không nhẹ chứ phật la tư vấn đạo đúng vậy không phải trưởng lợi hại tiểu nhị đáp trên thực tế bọn họ là vùng này có danh khí nhất giang binh sáu nô no, ta phải đi làm việc nói xong hắn liền vội vã rời đi sơn mỗ không ngừng hướng cửa quán trọ nhìn quanh phật la nhiều cam đạo phu là còn không tới ta cảm thấy những cái tia cưỡi ngựa đen ra hỏa nhất định sẽ tìm được nơi này ai phật la nhiều người muốn lên chỗ đi hắn vừa quay đầu phật la nhiều đứng lên hướng góc chỗ đi đến sơn mỗ liền vội vàng đứng lên theo sau nhìn thấy phật la nhiều đi tất cả mọi người có chút ngạc nhiên bất quá tiếu vũ hinh cũng rất là vui vẻ nàng đang suy nghĩ như thế nào tiếp cận phật la nhiều mà sẽ không chịu đến hoài nghi không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa tới cửa hạ tí người các ngươi có chuyện sao không nghe chữ tiếu vũ hinh mỉm cười vấn đạo nàng lo lắng biểu lộ lại bởi vì nghiêm túc mà đem các loại người nhát gan hạ đi người dọa chạy tôn quý xin hỏi các ngươi là lính đánh thuê sao không nghe chữ phật la rất nhiều là khách khí thi lễ một cái vấn đạo do binh, chẳng lẽ đây chính là ở nơi này kịch tình thế giới bên trong nhóm người này lấy được chính thức thân phận đúng vậy chúng ta là do binh, mà lại là vùng này cường đại nhất cũng là uy tín tốt nhất do binh tiếu vũ hinh thần sắc một mảnh ngạo nghễ có thể ngươi chỉ là một cái sơn mỗ hàm thanh nói ngậm miệng sơn mỗ phật la ác độc biết bao hung ác trợn mắt nhìn một mắt đồng bạn có chút xin lỗi đối với tiếu vũ hinh đạo có lỗi với đồng bạn của ta quá mức lô mãng không quan hệ tiếu vũ huynh cười nhạt một tiếng trên tay của nàng phút chốc xuất hiện một đạo ngọn lửa màu trắng ta là một cái không thể vũ sư phật la nhiều bị bất thình lình hỏa diễm xuống nhảy một cái nhưng hắn biểu lộ lại có vẻ cực kỳ vui vẻ xin hỏi ngươi biết phù thủy áo bảo sám cam đạo phu sao không nhẹ chữ tiếu vũ huynh lắc đầu không biết nhưng ta nghe nói hắn từng tại vùng này xuất hiện qua cho nên hy vọng có thể ở đây gặp phải hắn chỉ là thật đáng tiếc hắn đã rất dài không đi tới nơi này nói đến đây nàng thở dài nghe nói hắn cùng bạch bảo vu sư tắt lỗ mạng không hợp có lẽ là bởi vì chuyện này chậm trễ phật la nhiều sắc mặt có chút khó coi rất rõ ràng tiếu vũ huynh mà nói tọa thật phù thủy áo bảo sám cam đạo phu đến đây hội hợp khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp bởi vì bọn hắn trước đây lúc chia tay cam đạo phu chính là muốn đi hội kiến bạch bảo vu sư tát lỗ mạng hắn do dự một chút vấn đạo ta muốn thuê mướn các ngươi tới cam đoan an toàn của ta hơn nữa ta và cam đạo phu hẹn xong gặp mặt hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta đến lúc đó các ngươi cũng sẽ gặp mặt dạng này nhất cử lưỡng tiện không phải sao không nhẹ chữ vậy ngươi chuẩn bị dùng để thuê mướn chúng ta tiếu vũ hinh cười nhạt một tiếng kim tệ sao không nhẹ chữ dĩ nhiên không phải phật la nhiều trên tay đột nhiên xuất hiện một cái túi nhỏ cái này lý hữu tám khỏa ma tinh mời ngươi cùng đồng bạn của ngươi bảo hộ chúng ta đi ma nhiều tiếu vũ hinh tiếp mở túi ra chỉ thấy bên trong có tám khỏa to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng nhạt tinh thạch bên trong năng lượng vậy mà so với các nàng từ biến dị sinh vật cùng dọn bì trên thân lấy được những cái kia đồng thể tích ma tinh còn muốn thuần hậu trong nội tâm nàng vui mừng trên mặt nhưng là phản ứng bình thường đi ma rất không vấn đề mặc dù ma nhóm xuân cường đại nhưng chúng ta tự vệ vẫn là có thể làm được bất quá vẹn vẹn tám khỏa ma tinh liền muốn thuê mơn chúng ta vậy thì có chút chê cười một khi xảy ra chiến đấu cái này tám khỏa ma tinh e rằng còn chưa đủ chiến đấu bổ sung. Phật Lan nghe nhiều đến nàng cũng không có cự tuyệt thuê, thuê, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này tám khỏa ma tinh chỉ là tiền đặt cọc, chờ cùng cam đạo phu tụ hợp sau đó, hắn sẽ trả cho các ngươi càng nhiều ma tinh. Hắn sau khi nói xong, chỉ sợ tiếu vũ huynh không tin, lại bổ sung cam đạo phu là một cái khẳng cá nhân hắn nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi tiếu vũ hình sở dĩ nói như thế đều chỉ là vì nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn nghe vậy vui vẻ biểu thị đồng ý thành giao hạ tì người ta nên xưng hô các ngươi phật la nhiều trên mặt cũng lộ ra nụ cười hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn bên cạnh người áo choàng đạo ngã gọi phật la nhiều đây là ta đồng bạn sơn mộ hắn xoay tay lại chỉ vào bên cạnh bàn đang ngồi hạ tì người hắn gọi mai bên trong còn có một cái đi mua rượu gọi ra mời tiếu vũ hình cười nhạt một tiếng tên ta là hình, đây đều là đồng bọn của ta sáu nàng đem hạ hơn văn mấy người cũng nhất nhất giới thiệu cho phật la nhiều đông nhiên từ quầy hàng phương hướng chuyển tới một thét lên ba kim tư ta biết ta trong lòng mọi người cũng là du lên hướng quầy ba phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái kia gọi ra mời hạ tỷ người tay thuận chỉ vào phật la nhiều phương hướng đạo nhìn nơi đó hắn chính là phật la nhiều bà kim tư trên thực tế chúng ta vẫn là thân thích đâu đáng chết phật la nhiều biến sắc nổi giận đùng đùng nào tiếu vũ huynh mấy người cũng đứng lên hướng bên kia nhìn lại sáu ngại xin bạch bảo vu sư tát lỗ mạn vu sư đỉnh tháp bộ hai người đang giằng co trong đó một cái là người mặc màu xám vu sư bảo cam đạo phu mà đổi thành một cái chính là nơi này chủ nhân bạch bảo vu sư tát lỗ mạn cam đạo phu đừng có lại làm vô vị chống lại ngoan ngoan theo ta chúng ta sẽ cùng hắc ám ma nhóm xuân cùng nhau chấp trưởng trung thổ thế giới phù thủy áo bào trắng trên mặt đã xuất hiện vẻ mong mỏi mấy ngày liên tiếp lời khuyên cảnh báo đã để hắn mất kiên trì ma quân xuân còn có rất nhiều nhiệm vụ giao cho hắn tấn công đã không nhiều lắm tắt ma lỗ xuân phải không đang tín nhiệm thoát khỏi khống chế của hắn vứt bỏ dạ tâm của ngươi a cam đạo phu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ phù thủy áo bào trắng nên xạ dù mạn đã từng là hắn là tốt tôn kính nhất tiền bối không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà sa đoạn trở thành xuân đồng minh giả xạ dù mạn trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắc thất vọng cam đạo phu nếu như ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ vậy ngươi liền sáu diệt vong a hắn đột nhiên vung trong tay ma trận chiến cam đạo phu lập tức cảm thấy cơ thể giống như bị một thanh thế nện gõ bên trong đồng dạng thân bất do kỳ bay lên nặng nghề mà rơi xuống lúc này một hồi tiếng bước chân vội vã chuyển đến một cái dung mạo xấu vô cùng mạnh thú nhân nhanh chân đi đi vào hướng xạ dù mạn bẩm báo nói chủ nhân mời ngài tới dong binh đã đến xạ dù mạn ngừng tay cam đạo phu ta cho ngươi thêm một cơ hội mà trí tôn ma giới sáu nó chắc chắn rơi vào ta xạ dù mạn trong tay nói xong sợ trường của hắn mà đi sẽ không ta tuyệt đối không thể để cho trí tôn ma giới rơi các ngươi bất kỳ người nào trong tay cam đạo phu giấy rủa ngồi xuống trong miệng lầm bầm niệm tụng lấy chú ngữ, một cái bươm bướm từ bên ngoài bay đến đỉnh tháp trong lao tủ hắn vây tay để cho bươm bướm trong lòng bàn tay rơi xuống nhẹ giọng nỉ non vài câu sau đó cái kia bươm bướm lại trợt quạt cánh cấp tốc bay đi cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm hai mươi sáu tiết hai trăm hai mươi lăm biến dị hình lập phương ma giới địch đối trận doanh khắc tại xạ rủ mạn vu sư tháp một tầng ở trong mười tên niên linh bất đồng nam nữ đang không kiên nhận đứng ở nơi đó từ bọn hắn khuôn mặt cùng màu ra đến xem phần lớn là âu mỹ châu người da trắng một người trong đó nhưng là người da đen sáng loáng quang du lượng trên đầu chỉ trừa một túm bàn trải thức tóc đây chính là vu sư tháp nghe nói vu sư tháp lý hưu rất nhiều đồ tốt nếu như bỏ lỡ nhưng là rất tiếc nuối một cái thân hình gậy nhỏ hán tử hai mắt sáng lên nhìn xem chung quanh dường như đang tìm gì thứ đáng giá tại thon gầy hán tử sau lưng một cái tướng mạo tuấn giật nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói dỗ nạ phù thủy áo bào trắng tắt man lỗ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ ngoại trừ hắc cám ma quân xuẩn hắn nhưng chính là trong ma giới thứ hai b nếu như ngươi muốn chết có thể đi đụng tây không nên bởi vì ngươi nhường xạ dù mạn đem chúng ta cũng xem như mục tiêu thon gầy hán tử hắc hắc cười lạnh michael ngươi cũng quá cẩn thận nếu như không nhất định phải từ hắn ở đây tiếp nhận nhiệm vụ bây giờ liền đem hắn diệt zona. đừng tưởng rằng mình là thâm niên thần tuyển giả liền có thể khinh thường những thứ này b trong phim ảnh không hợp với lẽ thường rất nhiều yếu tố tại thí luyện ở trong những thứ này không hợp lý nhân tố cũng đã lấy được sửa đổi kịch bản sáu vẹn vẹn tham chiếu mà thôi nhân vật ở bên trong giá trị vũ lực cũng là muốn một lần nữa tính toán một cái chiều cao qua hai m cự hắn nói cái kia gọi mắc cổ gật đầu cỡ lệ môn đâm nói không sai hiện thực thế giới bên trong bây giờ là hỗn loạn tưng mừng. những cái được gọi là cảm giác tình chiến sĩ tại thần tuyển giả trước mặt bất quá là một chút tạp binh chỉ cần chúng ta tại thí luyện đang nhanh chóng lớn mạnh chính mình thực lực cái kia tại hiện thực thế giới bên trong cũng có thể trở thành một phương chúa tể nếu như muốn khiêu chiến b người lùn thụ nhân tinh linh còn có những cái kia nhân loại vương giả cùng trận doanh đối địch thần tuyệt giả cũng là con mồi của chúng ta không thể một tiếng nói giả mua đột nhiên vang lên tất cả sinh mệnh chúng tộc cũng là chúng ta chinh phục mục tiêu mà các ngươi bây giờ cần phải làm là đi giúp ta lấy được trí tôn ma giới tất cả mọi người lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tay cầm kỳ hình một trượng ông lão mặc áo bào trắng đang đứng tại trên bậc thang phương nhìn xuống bọn hắn một đôi chim ưng tựa như con mắt lóe lên làm người sợ hai hàng quang ngươi chính là xạ dù mạn đại nhân cái kia gọi mắt cổ thanh niên nam tử tiến lên một bước vấn đạo đúng vậy ta liền là ngài xin xạ dù mạn các ngươi cố chủ xạ dù mạn nhanh chân đi xuống thang lầu đi tới nơi này mười người trước mặt ánh mắt trên người bọn hắn lần lượt lướt qua bỗng nhiên quát to người tới đám người sợ hết hồn cho là hắn muốn trợt hạ độc thủ vội vàng kéo ra chiến đấu tư thế là đại nhân một cái bán thú nhân xải bước đi đứng lên trong tay còn bưng một cái khay phía trên trưng bày mười cái màu đen huy chương cùng mười cái túi tiền triệu hoán huy chương là dùng để triệu hoán bán thú nhân sĩ binh mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một lần một lần có thể triệu hoán mười tên bán thú nhân chiến sĩ nếu như bọn hắn chết trận hồn thể sẽ trở về triệu hoán huy chương để ngồi hai mươi h phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán cái kia mười cái túi là các ngươi nhiệm vụ lần này tiền đặc cọc mỗi cái túi lý hữu năm viên ma tinh nếu như hoàn thành nhiệm vụ trở về các ngươi sẽ thu hoạch được còn sót lại tiền đặc cọc nếu như thất bại xạ dù mạn nói đến đây sắc mặt lập tức âm trầm xuống các ngươi sẽ không có sau đó nói xong hắn vung tay lên cái kia bán thú nhân sĩ binh đem khay để lên bàn quay người rời đi đem mấy thứ lấy đi lập tức xuất phát ta sẽ phái ra chiến sĩ trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này hy vọng lần sau gặp lại đến các ngươi thời điểm các ngươi có thể cầm tới thứ mà ta cần sa dù màn nói xong quay người hướng vu sư tháp thượng tàu đi đợi đến thân ảnh của hắn sau khi biến mất một cái da trắng mỹ nữ cung kính đối với michael đạo michael dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở cái kia bốn cái cấp bỉ nhân đã cùng đối địch thần tuyển giả tụ hợp bây giờ đang bị chín đại giới linh truy sát chúng ta là không phải hẳn là lập tức xuất phát michael người liếc mắt nhìn nữ nhân kia sau lưng trên mặt còn mang theo vài phần lo sợ nghi hoặc thần tuyển giả cái này ba cái người mới như thế nào thể chất còn có thể nhưng kỹ năng phương diện liền không cách nào so sánh nếu như bọn hắn có thể sống sót vậy vẫn là đáng giá bồi dưỡng người phụ nữ nói ân đội ngũ của chúng ta cũng cần phải mở rộng thì nhìn bọn hắn biểu hiện lần này như thế nào michael đối với những khác mấy người nói từ trước mắt thực lực của hai bên tới nói chúng ta ma đều phương này trận doanh muốn so nhân loại cùng tinh linh phía kia cường đại chỉ cần là không để các bỉ nhân mang theo ma giới tiến vào ma nhiều núi lửa bọn hắn liền không cách nào tiêu diệt xuống chúng ta không cần nóng lòng xung đột chính diện muốn lợi dụng được minh hữu của chúng ta tùy thời tiêu diệt trận doanh đối địch thần tiền giả vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào dỗ nạ không nhịn được nói michael nợ nụ cười đương nhiên là xuất phát bất quá chúng ta không cần nóng lòng gấp rút lên đường ít nhất ta không nghĩ tại thụy văn đeo bị các tinh linh vây công vài phút sau đó michael bọn người rời đi vu sư tháp hướng về phương bắc mà đi sáu thúc ngựa trong khách sạn làm phật la đa nghe được ra mời không cố kỵ chút nào hô lên tên của mình lúc sắc mặt lập tức đại biến hắn nhanh chóng phóng tới quầy hàng nghĩ ngăn lại cái kia lắm mồm các bị nhân nhưng mà dưới chân của hắn đột nhiên trượt thân bất do kỷ ngựa mặt té ngã một cái vàng nóng giới chỉ từ trong ngực của hắn bay ra Chí tôn ma giới Tiếu Vũ hình trong lòng hơi động, ở trong nháy mắt này ở giữa thật muốn đem hắn đoạt trong tay, nhưng nàng cuối cùng không có hành động cũng không phải là nàng không có thèm chiếc nhẫn này, mà là chiếc nhẫn này bên trong phong ấn xuân linh hồn ấn ký, cho nên mới sẽ tại đầu nhập núi lửa sau đó đem hắn diệt sát, bằng không hắn sớm muộn sẽ thi triển tinh thần ma pháp khống chế cầm giới người ý chí. Mà các bị nhân sở dĩ chịu ảnh hưởng ít, là bởi vì các bị nhân sẽ không sử dụng ma pháp, lại không hiểu được tu luyện đấu khí, cho nên chịu ảnh hưởng ít, thích hợp nhất trở thành cầm giới giả. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên này bay ra ngoài giới chỉ lung lay một chút con mắt, mọi người ở đây kỳ quái thời điểm, đã té lăn trên đất phật la đa bỗng nhiên vươn tay ra tính toán bắt lấy chiếc nhẫn kia thế nhưng cái nhẫn lại xảo chi lại đúng dịp đeo vào hắn trên ngón trò sáu trong nháy mắt này trung quanh thân thể hắn đột nhiên bỗng dưng bắt đầu vặn vẹo ho người nằm trên đất thể cũng đột nhiên tiêu thất trong khách sạn người đều giật mình chừng ánh mắt lên nhìn xem không có một bóng người mặt đất như là gà ma hoàng bét vẫn là xảy ra tiếu vũ hình thân hình loại lên thi triển xuyên hoa nhiều thân cây pháp tử trong đám người trên qua một cái cầm lên trên mặt đất cái kia không nhìn thấy các bị nhân xuyên qua đám người vọt tới trên lầu trong một cái phòng lấy xuống ma giới phật la đa tiếu vũ hình đưa trong tay chính là cái kia không nhìn thấy người ném xuống đất trí tôn ma giới quả thật có sức mạnh rất mạnh mẽ nhưng rơi vào nhân viên bình thường bên trong liền xem như không bị nó cắm rỗ cũng chỉ có thể phát huy kéo dài tuổi thọ cùng ẩn thân tác dụng sáu hơn nữa cái này ẩn thân chỉ là để cho người ta không nhìn thấy nhưng nếu như nhớ kỹ ẩn thân trước vị trí vẫn có khả năng rất lớn đem cầm giới giả giết chết hoặc bắt lại trước mắt không gian lại là hơi hơi và mẹo lộ ra phật la đa thân hình sắc mặt hắn trắng bệnh giống như là hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm tựa như làm sao ngươi biết đây là ma giới tiếu vũ hinh môi trí tôn ma giới cố sự tại bơi ngâm thi nhân trong miệng truyền tống mấy ngàn năm liền xem như con cũng có ở hơn nữa ngươi vừa rồi chính là mang lên trên một quả như vậy có thể gần thân giới chỉ sơ qua lưu tâm một chút đều sẽ nghĩ đến ma giới ngươi thực sự là quá không cẩn thận nhưng bây giờ nên làm cái gì phật la đa có chút bối rối nói giới linh có phải hay không cũng tại hướng phương hướng này đuổi theo Tiếu vũ huynh vấn đạo đúng vậy ta có thể cảm thấy những cái kia hắc kỵ sĩ đang hướng phương hướng này chạy đến phật la đa ngẩng đầu ngạc nhiên vấn đạo huynh giới linh là cái gì Tiếu vũ huynh đạo cái kia chín cái hắc kỵ sĩ đã từng là nhân loại vĩ đại nhất quốc vương xuống chế tạo chín cái giới chỉ cho bọn hắn bọn hắn trầm mê ở giới chỉ mang tới sức mạnh cuối cùng bị biến làm giới linh trở thành sen vào nhân loại cùng vong linh ở giữa tồn tại vì sụt làm việc phật la đa lại hỏi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì phanh một tiếng cửa bị người từ bên ngoài đời khâu người đội đấu đồng kia xuất hiện ở cửa ra vào cam đạo phu nhất định là gặp sự tình cái này ma giới nhất định phải đưa đến thụy văn đeo nhường tinh linh vương xử trí nó đi vào ngũ tử như bọn người xuất hiện ở phía sau hắn đao kiếm cùng một chỗ chỉ hướng người đội đấu đồng kia người áo choàng thản nhiên tự nhiên kính tự đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút tiếp đó lấy xuống mũ túi lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn sáu nếu những cái kia trên mặt dâu ria lại cho bỏ đi chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết xoay ca mai mai vật mua được đều xử trí xong chưa không nhẹ chữ tiếu vũ huynh vấn đạo xử lý tốt hạ hân văn gật gật đầu lúc này ba cái kia các bỉ nhân cũng theo số đông thân người phía sau chen đến phía trước ân cần vấn đạo phật la đa ngươi không có gì à đương nhiên đây chỉ là một ngoài ý muốn phật la đa rõ ràng cũng không muốn nói quá nhiều vị tiên sinh này chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao không nhẹ chữ tiếu vũ huynh nhìn về phía cái kia thần hành hiệp ta gọi Dạ cương là cam đạo phu bằng hữu ta biết chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra cũng biết những cái kia giới linh chẳng mấy chốc sẽ đổi tới anh tuấn soái ca nhìn về phía tiếu vũ huynh bọn người tin tưởng ta ta sẽ mang các ngươi tránh đi giới linh truy sát chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ra tham viếng đạo chỉ bằng ta là dạ lòng chi tử ai tây đạc hậu duệ dạ cương ngạo nên nói mặc dù cái tên này đã từng bị bôi lên một chút không vinh dự vết nhơ nhưng hắn vẫn như cũ vì mình huyết mạch mà kiêu ngạo cách sáu từ đằng xa đầu chấn chuyển đến gấp rút mà có tiết tấu tiếng vó ngựa chín cái thân ảnh cao lớn cưới màu đen chiến mã xuất hiện ở đầu phố mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn nhưng toàn bộ bố lý trấn trong chốc lát liền bị một mảnh sát khí vô hình bao phủ ngay cả này cầu nhi cũng không dám lớn tiếng kêu to thừa dịp bọn chúng còn không có tiến vào con trọ chúng ta từ cửa sau ly khai nơi này ra cường nói đi thụy văn giờ al lộ ngươi quen thuộc chúng ta đi theo ngươi tiếu vũ hinh cũng xuống quyết định một đoàn người dưới sự hiểm hộ của bóng đêm lặng lẽ chạy ra khỏi phòng sáu ngay tại các nàng quay người lại lúc đóng cửa phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng sợ hai tiếng kêu cứu là từ 227 tiết 226 biến dị hình lập phương ma giới chi giới linh đó là độc tính ra mời dừng bước lại đi mau ngũ tử lưu đẩy hắn một cái nếu như bị những cái kia giới linh e rằng phát ra loại tiếng kêu này đúng là ngươi bất quá các nàng hiển nhiên là đánh giá thấp giới linh nhóm tốc độ những thứ này xen vào sinh cùng tử ở giữa sinh vật nguyên bản là nhân loại vĩ đại quốc vương dũng mãnh chiến sĩ tại trở thành giới linh sau đó bọn chúng vừa được sử dụng năng lực ma pháp cho nên bọn chúng chân thật thực lực tuyệt đối không giống trong điện ảnh như vậy thái sáu chỉ nghe trước mặt trong khách sạn một bọn người ngưỡng mã phiên đồng thành, chín cái thân hình cao lớn bóng đen giống như cây gió mà đi một dạng hướng đám người làm được phương hướng truy tất cả đều tụ ở bên cạnh ta tiếu vũ hinh quắc khẽ là vì dết dễ dàng hơn một chút sao không nhẹ chứ mai bên trong nói lầm bầm nói nhảm ngũ tử ngưu tướng hắn một cái cầm lên tới đặt ở tiếu vũ hinh sau lưng tuyệt đối che đậy tiếu vũ hinh lập tức thi triển ra kỹ năng này sáu nguy hiểm thật nàng vừa mới thi triển ra kỹ năng này thứ nhất giới linh liền đã xuất hiện ở quán trọ cửa sau bên ngoài nó nghi ngờ hướng bốn phía đánh giá rõ ràng có chút mê hoặc sáu cũng không lâu lắm mấy cái khác giới linh cũng nhao nhao xuất hiện bọn chúng tụ tập cùng một chỗ tựa hồ thương lượng trong chốc lát chín đầu thân ảnh phút chốc hướng bốn phía tán đi bọn chúng đi sơn mỗi trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho suy đá lạp cương chừng mắt liếc hắn một cái không nên đánh giá thấp giới linh kiên nhẫn và tập lĩnh bọn hắn đã từng thống trị chín cái vĩ đại quốc gia sơn mô rất muốn phản bác nhưng tại nhìn thấy á lạp cương thanh trưởng kiếm kia sau đó hắn quyết định không muốn cùng cái này chân dài người quá tính toán sáu hạ tỷ người là cái lòng dạ bao la dân tộc hắn thấp giọng lẩm bẩm nhưng cũng không có người chú ý quả nhiên cũng không lâu lắm chín cái giới linh tượng là chín sợi khói đen tựa như bay bọn chúng tụ tập cùng một chỗ lại thương lượng một ít chuyện trong đó một cái giới linh lấy ra một cái kèn lệnh ô ô mà thổi lên sáu sau một lát nó thu hồi kèn lệnh chín cái giới linh lại vọt vào con trọ không bao lâu phía trước liền vang lên một hồi cấp bách như điên gió mưa rào tựa như tiếng vó ngựa mảnh này tiếng vó ngựa dần dần biến mất tại bố lý trấn một chỗ khác thị trấn thời gian dần qua khôi phục yên tĩnh lại có rất nhiều người ra lượng lên ánh đèn trong khách sạn chuyển đến từng tiếng chửi rùa người ma pháp này rất hữu hiệu ta cho là không cách nào tránh đi giới linh lùng tìm á lạp cương nhìn xem tiếu vũ hình ánh mắt hơi kinh ngạc hắn nguyên lai tưởng rằng những người này bất quá là thông thường do binh hiện tại xem ra bản lãnh của các nàng có thể một lần nữa suy tính chẳng lẽ chúng ta không ăn bữa sáng sao không nhẹ chứ sơn mô bất mãn nói lầm bầm ngủ thì cũng thôi đi nhưng cơm là không thể không ăn chúng ta hạ tỷ người coi trọng nhất ăn cơm chất lượng ta cảm thấy hẳn còn mua mấy thất ngựa những cái kia giới linh thế nhưng là đều cưỡi ngựa chúng ta đi phải lại nhanh cũng không sánh được bọn chúng phật la nhiều lời đạo đệ nhất các ngươi tại bố lý trấn mua không được ngựa đệ nhị nơi này gia súc cũng là đất cày dùng mang theo bọn chúng ngược lại là đi cai linh nhóm cung cấp manh mối á lạp cương không chút do dự bác bỏ phật la nhiều đề nghị bất quá hắn đối với sơn mỗ đề nghị tán thành một bộ phận bữa sáng đương nhiên muốn ăn nhưng chúng ta không có tìm một chương bàn ăn thong rong vào ăn chỉ có thể là vừa đi vừa ăn nhưng chúng ta hành lý ở trong chỉ có những cái kia cứng rắn bánh nướng bữa sáng ít nhất chắc có nướng thịt cùng bỏng a không tiểu thuyết internet không nói nhiều sơn mỗ biểu thị kháng nghị hành lý của các ngươi nếu là yên tâm lời nói có thể cho ta sáu ta là vũ sư có một chút đặc thù biện pháp có thể lấy thêm một chút đến nỗi đồ ăn sáu ta đây lý hưu nướng thịt bánh mì cùng hoa quả nếu như đại gia không chê thịt lạnh lời nói ta cảm thấy đây đã là một trận phong phú bữa ăn sáng Tiếu Vũ Hinh ra hiệu hạ hơn Văn đem hôm qua mua đồ ăn một người phát ra một phần bốn cái hạ tỷ người đang tiêu dịch một phen sau đó cuối cùng miễn cưỡng đón nhận cái này đống nhiên cũng không phong phú bữa sáng. Tại các nàng đi ra bố lý trấn thời điểm có rất nhiều con mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm các nàng vì để tránh cho có người hướng giới linh hoặc những người khác mật báo Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại Á Lạp Cương dẫn đầu dưới đầu tiên là dọc theo đại lộ đi mấy cây số tiếp đó lại vòng qua bố lý sơn chân núi trở lại nguyên lai nhắm hướng đông phương hướng tiếp lấy tiến nhập mọc đầy cây cối hoang dã lại đi một đoạn lần nữa đạp vào đại lộ đi một đoạn sau đó quẹo vào một đầu tiểu kình liền xem như hắc cá ma nhóm xuống đuổi theo hắn cũng không khả năng lập tức tìm được hành tung của chúng ta á lạp cương cười nói nhân loại lúc nào cũng không đáng tin cậy sơn mô rõ ràng đối với vị này du hiệp tuyệt không cảm bạo á lạp cương ngươi không phải lại phải mặc càng rừng rậm a à? không tiểu thuyết internet không nói nhiều ra thăm viếng đạo đương nhiên muốn đi rừng rậm á lạp cương nhìn hắn một cái rất đúng đắn địa đạo hạ vì người mời ta phán đoán lấy thân hình của ngươi ở trên đại lộ nhất định là không chạy nổi những cái kia giới linh tuấn mã đây chẳng qua là tới từ địa ngục các ngộng ra mời tức giận đến hử một tiếng không để ý đến hắn nữa thật là ác mộng sao không nhẹ chứ ngũ tử ngưu ngược lại là cảm thấy hứng thú nếu như có thể lộng một đầu ác mộng cưới đó nhất định là vô cùng phong cách không phải thuần chính ác mộng nghe nói là ác mộng cùng mã tạp giao một cái chủng loại nhưng muốn so tuấn mã bình thường càng thêm thần tuấn á lạp cương nhìn hắn một cái nếu như ngươi nghĩ nắm giữ một thất mà nói cái kia đầu tiên phải có đầy đủ thực lực được giới linh đồng ý ha <laughs> ha sáu hắn cười rất rõ ràng căn cứ hắn biết ở trung thổ đại lục ở bên trên vẫn chưa có người nào có thể chính diện chiến thắng cái kia trên cái giới linh chẳng lẽ bọn chúng phải không có thể chiến thắng sao không nhẹ chứ ngũ tử như có chút không phục á Lạp cương nún nhún vai không thể chiến thắng thế thì chưa hẳn nhưng trước mắt bọn hắn chưa từng có thất bại qua Tiếu vũ huynh sự tình mặc dù trên danh nghĩa các nàng cũng là do binh có thể các nàng đối với nơi này địa hình thậm chí còn không bằng hạ thì mọi người hiểu rõ nếu như là các nàng dẫn đường chỉ sợ sớm đã mê thất trong rừng rậm mà á Lạp cương mang theo bọn hắn xuyên qua sơn cốc cùng lối rẽ thiếu đi không ít chặng đường ngoan hùng nếu như không cần đi xuyên cái kia đầm lầy liền càng thêm hòa mỹ ra mời bình luận nhưng đó là vì hất ra truy binh không thể không đi con đường phật la nhiều bây giờ tương đối có khuynh hướng á lạc cương ngày thứ tư thời điểm phía trước đã cách nhược thủy đầm lầy không xa đi ở phía sau mạc lâu dừng bước giới linh đuổi theo tới người á lạp cương ngạc nhiên nhìn xem nàng mấy ngày liền đến nay những lính đánh thuê này cho hắn cùng hạ tỷ người rất nhiều ngạc nhiên mặc dù những người này đối địa lý phương diện tri thức dối tinh dối mù nhưng sức chiến đấu lại vô cùng thường chỉ có ba người nghe nói là mới gia nhập do mình mỗi ngày đều bị yêu cầu cùng tiểu hạ tỷ người cùng một chỗ luyện tập kỹ xảo chiến đấu sáu nhưng hôm nay sự tình cũng quá quái hắn còn không có nghe được giới linh móng ngựa lên hơn nữa mạc lâu cũng không có đi chính xác nàng lại là giới linh tới là của ta đồng bạn nói cho ta biết mặt lâu chỉ chỉ bầu trời sáu trên bầu trời một điểm đen đang tại xoay quanh bay múa dường như là nhận được mặt lâu chỉ lệnh cái điểm đen kia càng bay càng thấp ở cách mặt đất còn có gần ngàn mét cao thời điểm nó bỗng nhiên vô cánh dựng lên hướng phía sau bay đi sư thiếu ngươi lại có một đầu sư thiếu ma sùng á lạp cương trên mặt lộ ra vừa chân kinh lại thần sắc hâm mộ mặc lâu gật gật đầu nó vừa rồi đã truyền đến tin tức chỉ có một giới linh truy chúng ta hoàn toàn có thể mai phục đứng lên nhất cử giết chết nó xác nhận chỉ có một á lạp cương vấn đạo đương nhiên xác nhận Mạc lâu gật gật đầu đồng bọn của ta đã nói cho ta biết ở nơi này chung quanh chỉ có một giới linh xem ra chiến thuật của chúng ta có hiệu quả những cái kia giới linh không thể không tách ra đuổi bắt chúng ta tốt lắm chúng ta thương nghị một chút tiếu vũ hinh cũng đồng ý cái này kế hoạch phục kích mặc dù nói những thứ này giới linh là không giết chết nhưng chúng nó đồng dạng sẽ phải chịu trọng thương ít nhất giai đoạn hiện tại nếu như có thể để bọn chúng không cách nào truy kích người đi đường này vậy ít nhất tại đến thụy văn đeo phía trước các nàng là an toàn trầm trọng tiếng vó ngựa đập mặt đất đơn điệu mà kiềm chế một thất màu đen thất ngựa từ trong bụi cỏ đi ra hai con mắt giống như tựa hồ không có con người chỉ có hai đoàn nhảy lên hỏa diễm ngồi ở trên lưng ngựa giới linh thân tài cao lớn toàn bộ thân hình đều quấn tại một kiện rộng lớn đấu đồng đen bên trong cùng vừa gặp mặt lúc cá lạp cương có thể liệu một trận khuôn mặt của nó sáu à không nhìn thấy khuôn mặt của nó chỉ có cái kia hai đoàn quỷ hỏa lóe lên tia sáng đại biểu cặp mắt của nó tại ngựa của nó trên yên có một thanh kỵ sĩ trường kiếm trừ cái đó ra không còn có cái khác bất kỳ vũ khí nào đột nhiên tay của nó cực nhanh sở về phía yên cái khác kiếm bá nhưng nó kỵ sĩ kiếm giống như là đột nhiên nhận lấy trọng kích liền vỏ cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay đi làm hắn một cái mỏ cái khoảng không không chờ nó nghĩ ra đối sách trước ngực lại liên tục thụ mấy lần chọc kích thân hình của nó liên tục lắc lư một cái màu đen tâm trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó đem tất cả công kích cả lại mà hắn đưa tay lại là một chiều trôi này vừa mới bay ra ngoài kỵ sĩ kiếm rốt cuộc lại bay sáu hơn nữa còn là bay thẳng trở về trong tay của nó tranh phản phất là một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên ra khỏi vỏ cái thế giới linh lấy cực kỳ thông thạo thủ pháp rút kiếm ra khỏi vỏ tôi động chiến mã hướng bên cạnh phía trước vọt lên trường kiếm trong tay chậm rãi làm ra một cái lúc nào cũng có thể tiến hành chặt chém tư thế vô luận như thế nào giới linh đều đã từng là một cái chiến sĩ ưu tú tại trở thành giới linh sau đó công kích của nó thì càng thêm cường đại theo móng ngựa run run thất ngựa lên giới linh đã bày ra một cái cực kỳ duyên dáng công kích tư thế liền đợi đến cái kia một chân bước vào cửa quả nhiên là hướng về phía tới tiếu vũ hinh con ngươi chợt co vào thân hình giống như một chỉ mặc hoa hồ điệp một dạng nên đón tiếp lấy loan đao trong tay ôm theo kinh người phong thanh hướng giới linh lao thẳng tới trên lưới đao lập lòe màu đỏ sẫm mang vạch ra một đường vòng cung duyên dáng hướng về giới linh đầu bổ tới giới linh nhãn bên trong mắt sáng lên kỵ sĩ kiếm không chút lưu tình vùng ra ô phất là đất bằng nổi lên một đạo gió lốc đâm đầu vào hướng tiếu vũ Huynh chém xuống tới mắt thấy hai cái binh khí liền muốn chạm vào nhau tiếu vũ Huynh lại không có một tia chậm lại ý tứ loan đao trợn một cái xoay quanh từ một cái không thể tưởng nhớ nghĩa góc độ hướng giới linh phát ra công kích bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dỗ ngon dỗ ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ Phượng Lâm dị thế là từ 228, tiết 227 biến dị hình lập phương, ma giới chi thánh viêm diệt linh thế giới hắc ám là một cái sức mạnh trên hết thế giới. Trong thế giới này, sức mạnh chi phối lấy hết thảy, từ bỏ thân là nhân loại vinh quang, truy cầu trí cường vô thượng đặc phớt sở lúc, những thứ này đã từng là nhân loại vĩ đại quốc vương chiến sĩ cũng đã từ bỏ bọn họ kỹ xảo chiến đấu, dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền nát tất cả ngăn cản bọn chúng sinh vật đây chính là hắc ám ma nhóm xuân dạy bảo. giới linh một kiếm bổ xuống, không có theo dự liệu va chạm, cũng không có lôi kiếm chém vào bên trong cơ thể ý, trên tay căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, nhẹ bông hư không dùng sức đúng lúc này một vòng ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên hướng cổ của nó chém xuống tới giới linh trở về kiếm cách đường đã thấy đạo kia đao quang phút chốc phía dưới trước sáu phúc một đạo suối máu phóng lên trời to lớn đầu ngựa trầm trọng rơi trên mặt đất giới linh cao lớn núi thân thể theo tọa kỵ nga xuống cự một cấm lôi quyền tiếu vũ hinh không chút do dự một quyền đánh ra mặc dù không có mênh ngông quyền kình khuấy động nhưng không khí cỏ cây đại địa đều cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ giới linh phát ra tiếng gào thét trầm thấp trước mặt của nó bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu đen tông trắng đang lúc tại tiếu vũ hinh công kích phương vị phanh mặt kia hắc cám nhìn bài bỗng nhiên nổ tung tản mát đặc phót sở trong nháy mắt thôi hủy bốn phía sinh vật đang có kia một sinh mệnh năng lượng cấp tốc tiêu thất biến thành hoàn toàn đủ ám màu sắc mà cái kia giới linh lại mượn hắc cám tâm chấn ngăn lại một kích này trong nháy mắt thân hình như một cỗ khói đen tựa như bay tới tiếu vũ huynh sau lưng kỵ sĩ kiếm trên tuân ra một mảnh ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng tiếu vũ huynh trên đầu đổ xuống khoảng cách gần nhất á lạp cương biến sắc đông dương giống to một tiếng kiếm cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí màu trắng bạc ôm theo phong lôi chi thanh từ phía sườn giới linh chém giết chi đội đồ đằng hạ hơn văn rõ ràng quát một tiếng tay phải khẽ nhất một cây vòng đẳng trụ phút chốc bay ra long sáu to lớn vòng đằng trụ phá đất mà lên vầng sáng màu đen trong nháy mắt chụp vào giới linh t 6 áo choàng màu đen phía dưới phát ra thanh âm tức giận giới linh đột nhiên cảm thấy luôn luôn không nhìn trọng lực cơ thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống động tác lập tức vì đó trì trệ tiếu vũ hinh đột nhiên quay người trên mặt tươi cười ngón tay nhẹ nhàng vân vê thậm chí ngay cả chú ngữ cũng không thú sử dụng một đóa tản ra thần thanh khí tức ngọn lửa màu trắng bạc liền bỗng nhiên trên không chúng xuất hiện theo tiếu vũ hinh ngón tay của nhẹ nhàng bắn ra cái đoá kia ngân sắc quang diễm phút chốc lập tức bay vào giới linh mũ trong túi quần thần thánh ma pháp chi thánh viêm giới linh vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hân văn chỉ đội đồ đằng cùng á lạp cương kiếm khí đều cực đại kềm chế phản ứng của nó cùng hành động mắt nhìn lấy cái đóa kia quang diễm phóng tới vậy mà không có chút nào né tránh cơ hội nó cặp kia đại biểu ánh mắt linh hồn hỏa diễm kịch liệt chấn động đứng lên phát ra một tiếng phẫn nộ mà tuyệt vọng tiếng rông sáu cùng lúc đó trong tay nó trường kiếm phút chốc phát ra màu bạc trắng thân kiếm đột nhiên biến thành một mảnh ngâm đen trên lưới kiếm ngọn lửa màu đen đã ẩn ẩn phát tím Phúc mặc dù tiếu vũ Hinh đã cố hết sức né tránh có thể thanh trường kiếm kia lại giống như như bóng với hình một dạng theo dõi mà tới tiếu vũ Hinh bất đắc di thi triển ra khống vật chi thuật mới khiến cho thanh trường kiếm kia chết đi tim vị trí đâm vào bờ vai của nàng thư tiếu vũ hinh kêu lên một tiếng đau đớn thân hình lảo đảo muốn ngã nàng cảm thấy trên lưới kiếm đang có một cỗ cường đại mà tràn ngập van mòn tính chất sức mạnh đang muốn hướng toàn thân của nàng quyết tán lập tức nàng không chút do dự rút đi thanh trường kiếm kia khoanh chân ngồi xuống vận khởi thanh đế phong thiên quyết hinh tỷ ngươi đám người giật nảy cả mình ngũ tử như bọn người tiến lên vây quanh tiếu vũ hinh chỉ sợ giới linh lại hướng nàng phát động công kích mà á lạp cương thì một cái bước xa sông đi lên huy kiếm hướng giới linh chém tới a à. kiếm vung đến một nửa á lạp cương kinh dị một tiếng thu hồi trường kiếm đám người lúc này mới nhìn ra cái kia giới linh kể từ bị cái đóa kia ngân sắc quang diễm đánh trúng mà ném ra ở trong tay trường kiếm sau đó lại là duy trì cái tư thế kia cũng không còn gì động qua chỉ là mũ trùm bên trong một đôi kia lóe lên hỏa diễm nhưng là biến mất nó chết rồi sao không nhẹ chữ mặc lâu nghi hoặc nói nhìn cái giới linh không phản ứng chút nào nàng tiến lên nhanh chóng đá một cước phía sau cơ thể bỗng nhiên lui lại Dâm dâm phảng phất là đá ngã một đống dựng người tốt hình xếp gỗ giới linh đứng chân mà ngã tán lạc một áo giáp màu đen cùng một bộ áo choàng màu đen ha <laughs> ha cái này giới linh chết á lạc cương hết sức hưng phấn tỷ các ngươi nhìn hình tỷ đúng rồi thân nhược lan la lớn hinh tỷ đám người vội vàng lại hướng tiếu vũ hinh nhìn lại quét tử nguyên mấy người cũng dẫn bốn cái hạ tỷ người chạy tiếu vũ hinh lúc này ngồi xếp bằng trên đất thân thể hơi hơi rung động sáng trắng cái chán trung tâm ẩn ẩn hiện ra một tia hắc khí vết thương vào còn chảy máu đen tản ra một cỗ mùi tanh hôi một kiếm này là giới linh tập hợp đủ bộ lực lượng phát ra nhất kích nàng la nhận lấy đạn phớt sở xâm nhập á lạp cương đi tới gần hắn cẩn thận quan sát tiếu vũ hinh vết thương lại kiểm tra một chút trôi này giới linh để lại trường kiếm khẳng định làm ra kết luận không quan hệ ta tới chữa trị nàng hạ hân văn đi tới tiếu vũ hinh phụ cận trong miệng niệm động chú ngữ sáu đông nhiên nàng ngừng chú ngữ mai mai văn vũ tu gặp nàng đột nhiên dừng lại không khỏi rất là gấp gáp hình thị không để ta sử dụng thần thánh pháp thuật thay nàng chữa thương nàng tự có biện pháp hạ hân văn nói vậy chúng ta thì chờ một chút xem đi văn mưa chợt gật gật đầu nàng đối với tiếu vũ hinh là có lòng tin đám người cấp tốc thương lượng một chút quyết định tạm thời ở đây nghỉ ngơi mặc lâu mệnh lệnh sư thiếu tăng cường tuần sát những người khác cũng chia đầu cảnh giới tùy thời đề phòng công kích của địch nhân tại tiếu vũ Hình bên cạnh chỉ để lại thân ngược lan cùng văn vũ tu ước chừng chừng nửa canh giờ Tiếu Vũ Hinh giữa hai lông mày hắc khí cuối cùng từ nồng mà nhạt, cuối cùng dần dần tiêu tan, trên vết thương chảy ra huyết cũng biến thành tiên huyết sắc, may mắn tại nàng vận công thời điểm cầm máu mạch, nếu không thì bằng nửa canh giờ mất máu cũng đủ để muốn tính mạng nặng. Nàng mở mắt ra, trước tiên cho trên vết thương thi triển một cái xuân lâm thuật, một đoàn hào quang màu xanh lục gắn vào trên vết thương, tiên huyết lập tức ngừng, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Cái này giới linh cỡ nào hung mãnh nàng lúc này mới nhìn về phía cái kia rơi là tả trên đất khô giáp, trong lòng thầm hô may mắn. Cái này giới linh biểu hiện so trong phim ảnh đáng sợ nhiều, nàng sợ dĩ có thể tiêu diệt cái này giới linh, có rất lớn vận khí thành phần một cái là đánh bất ngờ giới linh cũng không có tiến vào hoàn toàn trạng thái chiến đấu thứ hai là á lạc cương cùng hạ hơn văn kiềm chế khiến cho giới linh phản ứng cùng tốc độ giảm mạnh cuối cùng nhưng là thuộc tính tương khắc vấn đề thần thánh ma pháp là hắc cá ma pháp đối lập thuộc tính giới linh căn vốn không có nghĩ đến sẽ phải chịu thần thánh ma pháp công kích bởi vì tiếu vũ hình trên thân chạy là đặc biệt mạch theo đạo lý tới nói là không thể nào thi triển thần thánh ma pháp nó căn bản không có nghĩ đến tiếu vũ hình sẽ có một kiện ma pháp đạo cụ chính là điểm này ra tốc giới linh diệt vong sắp chết giới linh phát ra một kích cuối cùng đồng dạng đả thương nặng tiếu vũ hình may mắn nàng đặc biệt huyết mạch chỉ hoãn năng lượng hắc cám phát tác hơn nữa nàng cũng không thể lấy thần thánh ma pháp chữa thương chỉ có thể chậm rãi lấy thanh đế phong thiên quyết khu trừ những cái kia năng lượng hắc cám bất quá một trận chiến này chỗ tốt cũng là cực lớn vừa rồi tư liệu không bắn ra thời điểm nàng đang tại chữa thương không có nhìn kỹ bây giờ cẩn thận kiểm tra chém giết một cái giới linh vậy mà lấy được tám vạn tích phân cùng mười vạn điểm kinh nghiệm chỉ bằng điểm này cái này thường chịu được đằng giá thực hỏa đao kiếm loại kim sắc kịch bản trang bị một tay vũ khí ma giới kịch tình thế giới giới linh rơi xuống Hạt 180-200, lúc công kích có 30 sát xuất phát ra tính ăn mòn ma diễm, cần sức mạnh 25, tinh thần lực 15, cơ bản thân pháp ba cấp, cơ bản đao pháp nhất cấp. Giới linh để lại trôi này vũ khí vô cùng không, tiếu vũ hinh thu vào, thế nhưng bộ khôi giáp nàng lại không có muốn ngũ tử nghiêu, bộ này áo giáp màu đen ngươi giữ lại xuyên a. Tại những này đội viên ở trong, những cái kia người mới còn không đáng loại này đầu nhập, mà trần kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ không thích hợp bộ giáp này, chỉ có ngũ tử nhu cao lớn và vỡ, có thể mặc đeo lên cái này giao áo giáp. Ha ha, cảm tạ huynh tỷ ngũ tử nhu đại hỉ, mặc dù không bộ kia khôi giáp phẩm chất nhưng giới linh mặc lên người chắc chắn sẽ không là thứ phẩm có như thế một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị tỷ lệ sống sót cũng lớn lớn tăng thêm chết đi một cái giới linh cái khác giới linh nhất định sẽ nghe tiếng mà tới chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này á lạp cương thúc giục nói tiếu vũ hinh không có để kỳ hắn giới linh sẽ không tử vong mỗi chết đi một cái giới linh lực lượng của nó sẽ chuyển rời đến cái khác còn sống giới linh thân bên trên hắc á ma quân sử lúc nào cũng có thể sẽ để bọn chúng phục sinh chỉ cần tại sử phục sinh bọn chúng phía trước đem cái cuối cùng giới linh tiêu diệt bọn chúng mới có thể tử vong chân chính mặt đất bắt đầu chậm rãi biến ở mức có nhiều chỗ thậm chí có tản mát ra mùi hôi thối hồ nước méo mó đổ ngã cỏ lau cùng có bức trong bụi rậm cất giấu rất nhiều không thể sinh vật tiếu vũ huynh từ đầu đến cuối đều cảm thấy có thật nhiều có mang ác ý con mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng nếu như không phải bọn chúng không có nắm chắc lấy được thắng lợi chỉ sợ sớm đã bắt đầu công kích người đi đường này á lạp cương cẩn thận đi ở phía trước thỉnh thoảng nhắc nhở các nàng chú ý dưới chân đồng thời bảo trì phương hướng giới linh tại bố lý chấn thời điểm thổi lên sợ hãi cái lệnh nhất định sẽ có thật nhiều ma thú xuất hiện ở rừng rậm cùng đầm lầy bên trong các ngươi nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác có thể cảnh giác loại này căn bản là không có cách dự phòng con môi ấy. ta thả bị bị ma thú cắn chết cũng không nguyện ý bị con môi hút thành người khô ra mời là lớn nếu như ngươi tiếp tục hô xuống ta dám cam đoan nguyện ý cắn chết ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới ngũ tử như dọc ồm ồm mà nói sáu ra mời lập tức ở âm thanh dường như là hưởng ứng ngũ tử châu lời nói chính là chỗ này đoạn đối thoại kết thúc không lâu tại các nàng bên cạnh hồ nước bên trong đột nhiên dối ra một cây to cỡ cổ tay sợi đằng căn này dài mấy chục thước sợi đằng mang theo vô số nước bẩn cùng bùn não giống đầu linh hoạt thủy mãng ở giữa không trung một cái xoay quanh cuốn lên mai bên trong liền hướng dưới nước thẳng đi mai bên trong đang chết ngăn lại nó mấy cái hạ thì người nhất thời thất kinh đứng lên quan huy thập tự chạm thân nhược lan rõ ràng quát một tiếng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ vung ra một đạo thập tự giao nhau hình thức đấu khí chém bay vào nước mặt sáu hồ nước lập tức sôi trào lên tựa hồ có ở dưới đáy kịch liệt lan lộn cái kia cuốn lên mai bên trong sợi đằng lập tức vung lỏng đem hắn ném tới giữa không trung không đúng muốn như vậy nhìn phía dưới sôi trào hồ nước hai bên trong sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh tuyệt vọng hô lên là từ hai trăm hai mươi chín hai trăm hai mươi tám biến dị hình lập phương ma giới chi nhược thủy đầm lầy ngay tại mai lý rơi xuống dưới thời điểm một đạo hắc ảnh từ trên không trung lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống trong nháy mắt đã đuổi kịp mai lý ngay tại hắn muốn rơi vào trong nước thời điểm một đôi thiết trào bắt được phía sau lưng của hắn tiếp đó vũ cánh bay lên nhanh mau cứu hắn ra mời nắm lấy á lạp cương cánh tay lo lắng hô đây không phải đã cứu hắn sao không nhảy chữ á lạp cương đã thấy rõ bóng đen kia chính là mạc lâu ma sủng trong lòng cũng là thở dài một hơi đáng tiếc một khỏa ma tinh thân nhược lan thu hồi trường kiếm thở dài nước kia đường bên trong co trời mới biết còn sẽ có nàng là tuyệt đối sẽ không xuống tìm kiếm ma tinh sư thiếu ở trên bầu trời xoay một tuần bắt đầu hạ xuống ở cách mặt đất không đủ năm em mở thời điểm đem mai lý ném xuống rồi ngũ tử như đưa tay giống ông cái tiểu hài tử tựa như đem hắn tiếp lấy mà để dưới đất sư thiếu lại vớt rộng lớn cánh bay lên không trung mai lý bị quái thu giết chết ô sáu ra mời vọt tới giai bên trong trước mặt nhìn thấy cặp mắt của hắn đóng chặt lập tức khóc giống lên thấy rõ một chút nhi ngũ tử như không khách khí chiếu vào hắn phía sau ngực môi tới một cái tắt hắn là dọa ngất mà không phải hủ chết trừ quần áo ra phá liền chân mau đều không đi một cây tất cả mọi người nợ nụ cười liền á lạp cương cũng nhịn không được hạ tí người từ trước đến nay không mang giải tử lấy một đôi có thể đạp biến thiên sơn vạn thủy chân đi mà cảm thấy tự hào sáu đồng thời bàn chân bên trên nhiều lông cũng thành bọn họ một cái tiêu ký ta chết đi sao không mẹ chữ mai lý lẩm bẩm vừa mở ra con mắt Mạc lâu hảo tâm mà cầm lấy tay trái của hắn đặt ở miệng của hắn phía trước ngươi dùng sức cắn một cái sẽ chết không chết rồi a à thần chí không xong mai lý quả nhiên không chút do dự cắn cái tay kia sáu chỉ là ra hỏa tại sư thiếu bay lên lúc bị xoay chuyển ngơ ngơ ngắc ngác căn bản không làm rõ đó là ai tay mà khi hắn hết thệ làm cho nhẹ nhàng khoan khoái lúc kết quả đã không thể cải biến nhìn vậy mặt hài hước Mạc lâu mai lý liền tức giận đảm lượng cũng không có chỉ là một nhiệt tình mà vung lấy tay sáu đứa nhỏ này từ đó về sau chỉ cần là mạc lâu nhìn chăm chú ánh mắt của hắn vượt qua ba giây liền lập tức phát sinh sâu thân co rút hiện tượng thật sự bị mạc lâu cho sửa trị sinh ra sai lầm buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi á Lạp cương nhìn sắt trời một chút đi không được bao nhiêu lộ ban đêm tại trong vùng đầm lầy hành động vô cùng nguy hiểm ngược lại là cái địa phương này mà thú đã bị trọng thương hoặc giết chết nghỉ ngơi một đêm vẫn là tương đối an toàn đầm lầy vô cùng không khí lại chiều lại lạnh mà những cái kia không biết mệnh mọi mỗi vằn so ma thú còn khó cuốn hơn bết bắt nhất chính là các nàng không dám nhóm lửa chỉ sợ đưa tới ma thú cường đại hoặc giới linh bất quá sinh mệnh bản thân liền có hấp dẫn tính chất nhất là đối với những cái kia sinh ra liền có xâm lược tính chất ma thú tới nói xâm phạm cái khác sinh mệnh thể giống như sắc lang đối với mỹ nữ khát vọng đồng dạng không thể ngăn cản tại nửa đêm thời điểm chăm chú nghe cảnh báo ngay sau đó tiếu vũ hinh cũng đang tại giữa không trung lặng yên tới gần ma thú là con rơi lại có lớn như vậy cái con rơi nhìn xem giữa không trung cái kia mười mấy cái dương cánh gần bốn thước đại gia hỏa tiếu vũ hinh bắt đầu suy xét có phải hay không gặp phải trong truyền thuyết thân vương cấp bậc vạm ái bất quá liền xem như thân vương không đáng tiền cũng không khả năng giống rau cải trắng vậy sản xuất hàng loạt ta không tiểu thuyết internet không nói nhiều đây là khát máu cánh lớn bức rất khó được gặp phải một loại ma thú á lạp cương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo ách nếu như như lời ngươi nói hiếm thấy là một loại cơ hội lời nói ta thả bị đem cơ hội này nhường cho sử mặc lâu nói nghe đến mấy cái này con rơi chính là một chút lợi hại ma thú tiếu vũ huynh liền yên tâm rất nhiều lúc này những ma thú kia đã bay đến các nàng phía trên đang ở trên không xoay quanh bọn chúng lập tức liền sẽ phát động công kích á lạp cương làm xuống trường kiếm mà tiếu vũ huynh lại lấy ra nàng trường cung người cung phi thường tốt á lạp cương trong mắt lóe lên một tia hoang mang ta có cái tinh linh nàng chính là không chỉ có am hiểu ma pháp hơn nữa còn am hiểu cung tiễn hắn nói nên không phải tinh linh công chúa á mân a không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiếu vũ hinh cười nhạt một tiếng ta hy vọng đợi lát nữa sau đó ngươi càng có thể tán thưởng mũi tên của ta á lạp cương trong lòng cười cười rốt cuộc là nữ hài tử rõ ràng là có lòng tranh cường hào thắng tưởng nhớ ngay tại các nàng thời điểm một cái khát máu cánh lớn bức phát khởi tính thăm dò công kích sáu đối với cái này loại công kích những người khác thật vẫn không có cách nào rất muốn hạ hân văn ngược lại là đề cao một loại cấm bay đồ đằng chỉ là đó là một loại cao giai đồ đằng lấy nàng năng lực bây giờ căn bản không có biện pháp thi triển hữu tiếu vũ hinh ra tay rồi nàng cũng không có bắn tên mà là vung tay ném ra bay lượn chi thứ một đạo màu vàng lưu quang phá không mà tới không đợi cái kia khát máu cánh lớn bức né tránh đã đâm thấu trái tim của nó con này nguyên bản là tại hạ sông ma thú lấy càng thêm nhanh chóng động tác rơi xuống phanh mặt đất may mắn là ướt đập ra một cái hố to sau đó cái kia con rơi kịch liệt có quắp mấy lần liền đột nhiên bất động á lạp cương kinh ngạc nhìn xem tiếu vũ hinh không để cho là dùng vũ khí giết chết cái kia khát máu cánh lớn bức đồng bạn tử vong lập tức chọc giận còn lại những cái kia khát máu cánh lớn mức bọn chúng vô cánh ở giữa không trung há to miệng sáu trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ khó mà hình dung ba động là sóng siêu âm công kích tiếu vũ hinh trong lòng hơi động la lớn bất quá nàng kêu vẫn còn có chút chế bốn cái hạ tỷ người cùng bốn tên đội viên mới một cái xoay người đã ngã trên mặt đất mặc lâu đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ đầu kia sư thiếu ở giữa không trung lung la lung lay cơ hồ muốn rớt xuống căn bản là không có cách công kích những cái kia con rơi giống từng tiếng càng long ngâm bỗng nhiên từ tiếu vũ hinh trong miệng phát ra á lạp cương chỉ cảm thấy đau nhức đầu đột nhiên một hồi nhẹ nhõm bất quá hắn nhìn về phía tiếu vũ hinh ánh mắt có chút thay đổi đừng nhìn ta ta cũng không phải ma thú tiếu vũ hinh quát lên sáu nào có dùng loại ánh mắt này nhìn người vừa rồi tại cảm thấy vẻ này kỳ lạ ba động lúc nàng lập tức liền nghĩ đến con rơi trời sinh kỹ năng bọn chúng là lợi dụng sóng siêu âm định vị cùng săn mồi tất nhiên thể tích khổng lồ như thế sóng siêu âm uy lực cũng tại chắc chắn tăng cao trên diện rộng mà nàng duy nhất bài trừ biện pháp chính là lấy âm thanh im lặng long âm chính là một thanh âm đợt công kích phương thức chỉ là tiếu vũ hinh cảm thấy một người há hốc mồm giống to thật sự là quá ngu cho nên nàng rất ít lợi dụng cái này một kỹ năng địch nhân công kích hôm nay cũng là không có cách nào nhưng nhìn cái kia á lạp cương ánh mắt đoán chừng là đem xem như hình người bạo long lúc này trên trời những cái kia khát máu con rơi tình huống cũng không rượu đồng dạng sóng âm công kích long âm không chỉ có uy lực lớn hơn nữa học là ở vào chuỗi sinh vật đoạn cao nhất long tộc phát ra công kích đối với tầng dưới ma thú tới nói bản thân liền có nhất định lực rung động cho nên không chỉ có chung quanh nhận nút ma thú chạy sạch sẽ phía trên những thứ này khát máu cánh lớn bức cũng đã lập thân không được lung la lung lay từ không trung rơi xuống trên không trung không dễ đánh rơi xuống đất chính là một chuyện khác đám người đao kiếm tăng theo cấp số cộng mười mấy đầu khát máu cánh lớn bức bị nhẹ nhõm giải quyết Tiêu vũ hinh chọn lấy hai khối ma tinh lưu lại ngoài ra ma tinh để bọn hắn chia hết tám người này xử lý văn vũ tu nhìn xem trên mặt đất nằm vật xuống tám người cao mày nói ngược lại trời còn chưa sáng liền để bọn hắn ngủ một hồi nữa nhi ngược lại bây giờ cách hừng đông còn sớm đâu tiếu vũ hinh đạo á lạp cương liếc mắt nhìn tiếu vũ hinh gật gật đầu ôm trường kiếm ở một bên nằm xuống những người khác cũng riêng phần mình tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi tiếu vũ hinh lại ngồi xuống luyện công tiếp tục tu luyện tam nguyên thần quyết Ước chừng là tiếng kia rồng ngâm hiệu quả các nàng doanh trại chúng quanh cơ hồ tìm không thấy một đầu ma thú nửa đêm về sáng trải qua bình an sáng sớm ngày hôm sau thời điểm đám người đơn giản ăn chút sau bữa ăn sáng liền bắt đầu lên đường tối hôm qua chiến đấu đối với các nàng ảnh hưởng đã không lớn chỉ có sơn mỗ lại đi qua những cái kia cánh lớn bức thi thể sau đó hận hận đạp một cước biểu thị hắn rất dáng vẻ phẫn nộ nhưng tất cả mọi người đều không có chú ý tới trong lúc các nàng những người này đi ra ngoài rất xa thời điểm từ dưới đất bỗng nhiên rối ra mười mấy căn sợi đằng những thứ này sợi đằng đem những cái kia con rơi thi thể trói lên phía trên rủi đâm phải mái mà đâm vào những thi thể này ở trong sáu chỉ chốc lát sau công phu những cái kia con rơi đầy đặn thi thể đều trở nên khô quắt đứng lên á lạp cương đang tại tiến lên bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng hơi có chút rung động lập tức dừng bước lại hướng phía sau nhìn quanh có không không nhẹ chữ tiếu vũ hinh trong lòng hơi động vấn đạo a à, không có ta chỉ là xem vẫn còn rất xa lộ á lạp cương giơ chân lên tiếp tục tiến lên người này cảm giác vẫn là tương đối nhạy cảm a đều nói du hiệp có chút tương tự với giờ ý kỹ năng có thể cảm nhận được tự nhiên một chút biến hóa chẳng lẽ là thật sự bất quá nhớ tới nàng cũng không làm quá phận sự tình sáu để cho ma sùng ăn chút ma thú huyết đủ, cái này vốn là cũng phù hợp phép tắc tự nhiên, mà nàng chẳng qua là không muốn lập tức bộc lộ ra át chủ bài mà thôi. Khi rốt cuộc thoát khỏi hao đầm khốn nhiều lúc, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, không chỉ có là những cái kia mỗi vần để cho người ta khó mà chịu đựng, ở mức không khí cùng dưới chân chân nhăn cảm giác nhất là để cho người ta không thoải mái, thẳng đến nhìn thấy phương đông dần dần xuất hiện gò núi sau đó, mọi người mới tính toán thoát khỏi mấy ngày liên tiếp khốn nhiễu Xem ra giới linh nhóm tìm không thấy chúng ta. thân xác một mực rất ưu buồn Phật là có nhiều mấy phần vui vẻ. Không, bọn hắn cách chúng ta càng gần. Á Lạp Cương nói, vì có thể như vậy phật la có nhiều chút không hiểu giới linh sở dĩ có thể tại bố lý chấn đổi kịp chúng ta là bởi vì cảm nhận được chiếc nhẫn sức mạnh bọn hắn đeo chín cái ma giới có thể cùng trí tôn ma giới tiến hành cảm ứng nhưng khi chúng ta khai thác đủ loại xào rượu thủ đoạn thoát khỏi bọn chúng thời điểm những cái kia giới linh nhất định sẽ dọc theo đại lộ đuổi theo chúng ta đó là bọn họ duy nhất có thể làm nhưng bây giờ bất đồng rồi chúng ta tại nhược thủy đầm lầy phía trước giết một cái giới linh hắn tàn hồn sẽ chỉ điểm còn lại tám cái giới linh hướng phương hướng này hội tụ một khi bị bọn hắn cảm thấy trí tôn ma giới vậy chúng ta liền muốn đồng thời đối mặt cái khác giới linh á lạp cương nhẹ nói vậy chúng ta nên làm tiếu vũ hinh khiêm tốn vấn đạo không có biện pháp khác chỉ có thể là tại phương diện tốc độ nghĩ biện pháp chúng ta chỉ có thể làm mà tranh thủ sớm ngày đổi tới thụy văn đeo á Lạc cương nói cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi tết hai trăm hai mươi chín biến dị hình lập phương ma giới chi phục kích thế nhưng là nếu như cùng cam đạo phu qua xử lý phật la đa có chút không cam tâm tựa hồ chỉ có phủ thủy áo bảo mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn ý của ngươi là đang chờ một chút cam đạo phu Dạ Cương kỳ thực không phải một bên nguyện ý ôm chuyện trên người người, nếu như không phải Cam đạo phu đã từng ủy thác hắn lưu ý chuyện này, hay là ma giới tồn tại có tổ tiên của hắn ai tây đặc nguyên nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không trôi lần này nữa đủ. Đúng vậy a, à, ngươi không phải mới vừa nói những cái kia giới linh đã rời đi đại lộ sao? Chúng ta đột nhiên trở về đại đạo, bọn chúng nhất định là nghĩ không ra, nói không chừng chúng ta liền sẽ gặp phải Cam đạo phu. Mai bên trong đương nhiên là muốn phụ họa Phật La Đa đề nghị, hơn nữa nghe vào tựa hồ nói có lý. Không có coi như những cái kia giới linh đuổi theo cũng không sợ, chúng ta có thể lại giết nó mấy cái sơn mộ ở bên cạnh ma quyền sát trưởng địa đạo nói đơn giản dễ dàng giới linh nếu như dễ dàng như vậy giết còn vung mạnh phải chúng ta lần này cũng bất quá là thừa dịp nó không chú ý tới lần còn đầu thôi mặc lâu chừng mắt liếc hắn một cái nói phật la đa ngươi có phải hay không muốn mau sớm hoàn thành cam đạo phu giao phó tiếu vũ hinh đột nhiên vấn đạo phật la đa có chút khẩn trương hắn gật đầu nói đúng vậy cam đạo phu tên ta nghe nói qua hắn là một cái tuân thủ cam kết người nếu như hắn không có tại ước định xuất hiện ở địa điểm ước định vậy đã nói do hắn nhất định là xảy ra tình trạng tiếu vũ hinh cân nhắc từ ngữ đạo cho nên ngươi nghĩ chờ hắn mà nói kết quả rất có thể là thất vọng có lẽ hắn đã giải quyết xong vấn đề đang chạy tới trên đường ra mời ở một bên nói tiếu vũ hinh nhìn hắn một cái ngươi cũng đã nói là có lẽ mà những cái kia giới linh đổi kịp là muốn nhân mạng tùy tiện lại đến ba hai cái giới linh chúng ta có thể liền muốn chịu không nổi hơn nữa chuẩn sẽ không chỉ phái vậy cái kia chút giới linh nhất định còn có những người khác chúng ta tuyệt đối không thể trì hoãn chỉ có mau chóng đuổi tới thụy văn đeo chúng ta mới có thể an toàn nếu như cam đạo phu thật sự không có sự tình vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo thế nhưng là sáu ra mời còn muốn cãi lại bị phật la đa đánh gãy tay của hắn đặt tại ra mời trên bờ vai ra mời hình nói đến không có chúng ta chỉ có một mục tiêu đó chính là mau chóng đuổi tới thụy văn đeo dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển bọn hắn sẽ ở phong vân đỉnh nghỉ ngơi hơn nữa bởi vì sơn mộ mấy người bọn hắn hạ đi người thèm ăn muốn ăn cơm nóng canh nóng mà sống hỏa kết quả ánh lửa đem năm cái giới linh dẫn tới dẫn đến phật la đa bị ma pháp kiếm ám sát nếu như không phải á mân kịp thời đem hắn mang về thụy văn đeo trị liệu chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi sáu tương đối chứng đau là lúc đó giả cương một người liền đại triển thần uy giết lùi năm cái giới linh cái này ít nhiều khiến người khó mà tiếp thu nếu như giới linh dễ dàng như vậy đuổi ở phía sau trong chiến đấu bọn chúng sẽ lợi hại như vậy mà ở trong trận chiến lần trước có thể chứng minh giới linh là tương đương lợi hại nếu như không phải là các nàng lúc đó phối hợp nghi e rằng không dễ dàng như vậy tiêu diệt nó phật la đa tại trong bốn người hiển nhiên là rất có ảnh hưởng lời của hắn không thể nghi ngờ là làm quyết định sau cùng dạ cương rõ ràng cũng không nguyện ý tới gần đại lộ mang theo đám người một đường đổi gấp trong lúc bất chi bất giác cũng đã đến rồi chạm vào tối đám người đứng tại một chỗ trên gò đất từ trước đến nay chỗ nhìn quanh một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi chìm vào đại địa tịch mịch ban đêm đang tại lặng lẽ bông xuống mà nơi xa nhược thủy đầm lầy phía trên bao phủ lượn lờ sương mù nhường hạ thì người bắt đầu hoài niệm gia viên cùng cái kia phong phú khả khẩu mỹ thực phật la đa nếu như bây giờ có một chậu nồng nặc canh thịt đặt tại trước mặt tốt biết bao nhiêu mai bên trong vô cùng hướng tới mà nhẹ nói biết phật la đa vỗ vỗ đầu vai của hắn chúng ta nhanh lên một chút đổi tới thủy văn đeo hoàn thành cam đạo phu giao phó sau đó ta mời ngươi uống tốt nhất canh thịt các ngươi nhanh lên một chút đi chúng ta nhất thiết phải tại còn có thể thấy rõ mặt đất đá thời điểm tìm được dựng trại chỗ ra cương thúc giục nói lúc này bọn hắn đã rời đi ngọn núi kia đổi tiến vào một mảnh trong rừng từ rừng cây phía kia chuyển đến dốc rách tiếng nước chảy nếu như buổi tối ở nơi đó cắm trại cũng không địch tập đi ở phật la đa bên cạnh tiếu vũ hinh đột nhiên hét lớn một tiếng tay phải kéo lại phật la đa thân hình giống như một đoàn phù vân tựa như bay về phía sau đi thuận thế đem sau lưng sân mỗ ra mời cũng đụng ra ngoài cùng lúc đó một cái cự hán từ ngọn cây nhảy xuống tới loe sáng chiến phủ vạch ra sẽ do tiếng gào hung manh chém về phía tiếu vũ hinh cổ họng mặc dù tiếu vũ hinh lui về phía sau tốc độ rất nhanh nhưng tên này nhìn như vụng về cự hán lấy không thua kém một chút nào động tác của nàng vọt lên chiến phủ mũi nhọn kiên nhẫn không bỏ đuổi kịp thân ảnh của nàng bên cạnh kình phong bốn phía gầm thét liên tục rõ ràng mạc lâu mấy người cũng đã gặp bệnh nhân tiếu vũ huynh đem tay phải phật la đa bỗng nhiên lui về phía sau ném một cái thân hình đột nhiên đình trệ tại chiến phủ chặt đến phía trước bỗng nhiên từ cái kia cự hán trước mặt tiêu thất tên kia cự hán lập tức khẽ giật mình đang do dự có phải hay không muốn đem trước mặt phật la đa chém giết liền thấy một cái tay nhỏ đã phật lên tay phải hắn cử tay hát hắn hét lớn một tiếng bên ngoài thân xuất hiện một tầng đấu khí quan diễm chiến phủ bỗng nhiên lui về chém về phía xuất hiện ở bên cạnh tiếu vũ huynh cái này cự hán chính là trận doanh đối địch thần tuyển giả cỡ lệ một chát mấy người bọn hắn phục kích vị trí lựa chọn rất khá chính là tiếu vũ hinh bọn người chuẩn bị dựng trại thời điểm nếu không phải nàng cảm giác nguy hiểm phát rất ra lần này chỉ sợ là muốn tại vừa thấy mặt gặp liền sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn tiếu vũ hinh ngón tay của tại chạm đến cỡ lệ môn chắt trên cánh tay đấu khí bảo hộ tầng lúc bị bắn lên nhưng cỡ lệ môn chắt cũng cực kỳ không thoải mái chiến phủ suýt nữa thất thủ rơi xuống phân gân cốt tay uy lực cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ cỡ lệ môn chắt thân hình bỗng nhiên chuyển hét lớn một tiếng chiến phủ cấp tốc chém vào tại tiếu vũ hinh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ba đạo chiến phủ hư ảnh xếp thành một loạt hướng nàng chạm tàn ảnh đây là đã đạt đến chiến sĩ cấp cao trình độ mới có thể phát ra tàn ảnh công kích những bóng mở kia đặt không kém chút nào chiến phủ thực thể tiếu vũ hinh không dám khinh thường thân hình lại lóe lên từ tàn ảnh phía trước tiêu thất trung cấp mạng nhện thuật theo nàng thân hình tiêu thất một trương màu xám trắng mạng nhện quay đầu hướng cỡ lệ môn chát che lên xuống cỡ lệ môn chát trong cổ họng phát ra một tiếng thật thấp gào thét thân ở vọt tới trước cơ thể bỗng nhiên dừng lại chiến phủ vung nhanh phát ra vù vù mà tiếng xé gió đem chụp xuống tới mạng chém nát sáu Đồng nhiên thân hình của hắn lảo đảo một cái dưới chân không thời điểm xuất hiện một vũng lớn mỡ đông trung cấp béo thuật ngay tại cỡ lệ môn chát chú ý cái kia bay tới mạng đến lúc tiếu vũ hinh đã phát ra một cái khác phụ trợ trong ma pháp cấp béo thuật lúc này gặp đến cỡ lệ môn chát thân hình đã đã mất đi cân bằng trong tay nàng lộ ra huyết ẩm, nào thân xuống tới a à, cỡ lệ môn chát nổi giận gầm lên một tiếng chân trái đột nhiên đá ra bành một tiếng đem tiếu vũ hinh đá ra ngoài tiếu vũ hinh ngã nhào một cái lộn ra ngoài hạ xuống song dưới chân hơi hơi một cái lảo đảo sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh rõ ràng một cước này cũng là nằm cạnh không nhẹ nhưng nàng khoe miệng lại lộ ra một nụ cười tại sắc mặt làm nổi bật phía dưới lại có mấy phần quỷ dị số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 24.987 hào thần tuyển giả thu được 110.000 tích phân thu được số hiệu 24.987 hào thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm theo nhắc nhở này tư liệu không xuất hiện đã ra một cước kia sau đó một mực ngốc đứng ở nơi đó cỡ lệ môn chất trong đôi mắt của đột nhiên chạy ra hai hàng huyết lệ ngay sau đó cổ của hắn xuất hiện một đầu tơ máu đầu người phút chốc rơi xuống cơ thể cũng phủ phủ một tiếng ngã trên mặt đất Phốc một ngụm máu tươi từ tiểu vũ huynh trong miệng phun ra cỡ lẹ môn chất sắp chết một cước kia đang đá vào lồng ngực của nàng mặc dù nàng tận lực tránh đi tim yếu hại hơn nữa còn có giày khải thuật cùng mãng gia hộ giáp bảo hộ có thể nội phủ vẫn là bị thương không nhẹ lúc này nàng chỉ cảm thấy cơ thể lý hưu vô số cây nhọn cương châm tại bốn phía đâm loạn đau đến nàng cơ hồ lăn lộn trên mặt đất chỉ có thể cưỡng ép vận công khu trừ những thứ này xâm nhập thân thể đầu khí đi chết đi một cái phương tây người da trắng thân ảnh của cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở tiếu vũ hinh trước mặt trong tay đâm kiếm như rắn độc đâm về phía cổ họng của nàng không sáu tiếu vũ hinh lại là một hồi ho khan bỗng nhiên ngẩng đầu mắt nhìn hướng cái kia tây phương nữ tử tên kia tây phương nữ tử đột nhiên đối đầu tiếu vũ hinh hai mắt không khỏi nao nao sáu thật sạch sẽ ánh mắt trong cảm giác ánh mắt kia tựa hồ hơi hơi lóe lên trong lúc đó cái kia tây phương nữ tử giống như bị một chiếc truy sát nặng nề trên đầu gõ một tiếng tiêu thảm một tiếng đâm kiếm không khỏi có chút dừng lại tại sắp đâm vào tiếu vũ huynh thân thể thời điểm ngừng lại thời điểm chiến đấu chiến cơ chớp mắt là qua một sợi dây leo phút chốc bay tới đem tiếu vũ huynh chặn ngang quân lấy thật nhanh lui ra phía sau mà đổi thành có một dây leo đầu nhưng là lăng không bắn lên phanh một tiếng đem đại nao đang lầm vào đứng máy trạng thái tây phương nữ tử rút ra ngoài cái kia tây phương nữ tử bị tiểu hiện thi triển tinh thần công kích gây thương tích đầu đau một nước sợi đằng một kích này nhưng là vừa vặn đem nàng đánh tỉnh nàng ở giữa không trung giống như một chỉ tựa như con báo xoay người, đang muốn truy hướng nhìn như đã không có sức đánh trả thiếu Vũ Hinh sáu. Đột nhiên, một cái lóng lánh hàn quang chủy thủ từ trong không khí xuất hiện, vô thanh vô tức đâm về cổ họng của nàng, giống như là một đầu ẩn nút đã lâu rắn độc đột nhiên bạo khởi đả thương người. Cứu ta Tây Phương nữ tử cực kỳ hoảng sợ, nàng ra sức trên không trung làm ra động tác lăn lộn, mà cây chủy thủ kia lại như bóng với hình một dạng theo sát mà tới. Phốc chủy thủ đâm vào cô gái kia hậu tâm lại nhanh chóng rút ra, trong không khí dần dần xuất hiện mạc lâu thân ảnh, nàng thu hồi chủy thủ, tránh ra cái kia vàng tung tóe huyết thủy, một giọt máu theo chủy thủ mũi nhọn nhỏ xuống cái kia tây phương nữ tử chỉ cảm thấy sau lưng đau xót ngay sau đó sinh mệnh cùng sức mạnh tựa hồ cũng theo vết thương kia chạy ra ngoài thân thể mềm mại cũng dần dần cứng ngắc phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất nàng phát ra một tiếng như được giải thoát thở dài cặp mắt vô thần mở mịt nhìn chăm chú tinh không rút lui đang cùng văn vũ tu kịch chiến mà mắc hét lớn một tiếng mang theo còn lại thần tuyển giả tại một đám bán thú nhân sĩ binh dưới sự che chở lui vào rừng rậm không nên đã chỉ hoàn qua kính nhi tiếu vũ huynh lớn tiếng ngăn trở ngũ tử như bọn người bọn hắn còn có thể xuất hiện không cần nóng lòng đuổi theo chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là lập tức ly khai nơi này giới linh nhất định sẽ cảm thấy ở đây xảy ra chiến đấu cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh, xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi tiết ba trăm ba mươi biến dị hình lập phương ma giới chi đảo vòng ngũ tử Nhu, người bị thương rồi tiếu vũ huynh quay đầu lúc ngũ tử như cánh tay trái ống tay áo bị tiên huyết thấm đỏ lên hơn phân nửa ta không sao một chút vết thương nhỏ mà thôi mai mai đã cho ta chữa khỏi chết mất hai cái người mới ngũ tử như hướng bên cạnh lại nhảy miệng tiếu vũ huynh đảo mắt nhìn lại chỉ thấy quách tử nguyên cùng mẫn khanh núi đang thất hồn lạc phách đứng tại phong thiên nước lương thiên lộc trước thi thể hai người kia một cái là cổ bị chặt đánh gãy một người khác chính là ngực thủng một lô lớn đã không cách nào cứu chữa bọn họ là chết tiếu vũ hinh vấn đạo quy đánh lén mận khanh núi cả giận nói lao phong cùng lao lương đi ở ven rừng những cái kia quy đột nhiên từ phía sau bọn họ bay lên tới nếu không phải ngươi hô một tiếng nói không chừng ta và quách tử nguyên cũng dặn dò mặc lâu cười nói bọn hắn cũng không chiếm tiện nghi trần tỷ cùng ánh nắng chiều đỏ tỷ hôm nay đều mở lợi nhuận tăng thêm ta và hình tỷ giết đối phương có bốn người bị chúng ta giết chết trần kha nói khe chúng ta giết cái kia hai cái cũng là không có kinh nghiệm chiến đấu người mới nguyên lai like, đối phương trong đội ngũ mấy cái người mới tự cao có bán thú nhân bảo hộ cho nên chạy lên phía trước nghĩ đục nước béo cỏ ai bị trần kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ không khoảng cách giết chết thiệt thòi lớn các ngươi đều bị thương tiếu vũ hinh trên thân mọi người đều có chút vết máu liên á lạp cương đều có vẻ hơi chật vật không quan hệ cũng là chút vết thương nhẹ văn vũ tú nói những tên kia còn mang theo rất nhiều bán thú nhân nếu như không phải triệu hồi ra ma sủng sợ là chúng ta lần này thật sự rất nguy hiểm hạ hân văn nói chỉ sợ không phải thông thường bán thú nhân ngũ tử ngưu nói ta giết mấy cái bán thú nhân á lạp cương cũng giết chết mấy cái có thể một cô thi thể cũng không có lưu lại ngươi nói là tương tự với triệu hoán thú một dạng tiếu vũ hinh nghe xong lập tức phản ứng các nàng có thể có ma sủng người khác tự nhiên cũng có thể chỉ là đối phương ma sủng có phần quá xấu xí một chút vừa rồi ác ma huy chương ban bố nhắc nhở tin tức mặc dù nói là thu lấy đối phương trong chữ vật không gian vật phẩm nhưng đối thủ mang theo ở trên người vật phẩm nhưng không có thu nàng cúi đầu xuống trước tiên ở cái kia cự hán trên thân cha tìm một chút quả nhiên thấy tại hắn ngực có một cái làm bằng sắt huy chương huy chương bên trên là một cái đầu mọc ra hai sừng ác quỷ hình tượng thú nhân huy chương c cấp ma pháp đạo cụ có thể triệu hoán mười tên bán thú nhân sĩ binh chiến đấu binh sĩ sau khi chết quay về huy trường không gian để ngồi hai mươi bốn tiểu về sau mới có thể lần nữa triệu hoán quách tử nguyên cái này trước cho mượn ngươi dùng tiếu vũ hinh một chút kiểm tra cái tiêu cự hán hôm nay còn không có triệu hoán cho nên đem quách tử nguyên giáo hội sau đó huy chương trước cho mượn hắn sử dụng chí ít có thể tăng thêm năng lực tự bảo vệ mình kiểm tra một phen tại cái kia người da trắng trên người nữ tử cùng hai cái nghi là người mới trên thi thể cũng tất cả tìm được một cái thú nhân huy chương tất cả mọi người là hết sức cao hứng mặc lâu sẽ đạt được viên kia thú nhân huy chương cho mượn mượn cánh núi viên kia huy chương hôm nay đồng dạng cũng không có sử dụng xem ra nó chủ nhân cũ cũng là tương đương có tự tin sáu chỉ là tự tin người đều chết ngược lại là trần kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ hai cái kia huy chương đều sử dụng qua muốn lần nữa sử dụng ít nhất phải tại hai mươi h sau đó hình chúng ta phải mau mau ly khai nơi này ta có một loại dự cảm bất tưởng á lạp cương vẻ mặt nghiêm túc nói hắn nói đến không có khi mọi người tại hắn dưới sự thúc giục lên đường không lâu sư thiếu liền chuyển đến giới linh đã xuất hiện tin tức thiếu vũ huynh bọn người không thể không bước nhanh hơn sáu vì để cho bốn cái hạ thì người cùng còn dư lại hai cái người mới không đến mức tụt lại phía sau Tiếu Vũ Hinh dứt khoát thi triển một lần sùn mò đỉnh, làm ba con to lớn thánh giáp trùng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, liền Á Lạp Cương cũng sợ hết hồn, hơi kém tại chỗ rút kiếm. Tới, chen một chút tất cả mọi người đi lên nghỉ một lát. Tiếu Vũ Hinh thứ nhất ngày tới, Á Lạp Cương cũng đi theo bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xem thánh giáp trùng kia đối đáng sợ rất hút đạo loại triệu hoán này vật nhìn qua tà ác như thế. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, đạo vũ khí giết người không phân xấu tốt, chiếu ta xem cũng là tà ác, nhưng chúng nó tại hảo nhân thủ bên trong, chính là đối kháng người xấu lợi khí mà ở người xấu trong tay, chính là ước hiếp hiền lành công cụ. Á lạp cương do dự một hồi, âm thanh thật thấp mà đạo trí tôn kia ma giới lưu lại có hay không đâu. Đến ma ma giới lưu lại có hay không, quyết định bởi tại có thể hay không tiêu diệt bên trong sườn lưu lại tinh thần là lớn. Nếu như không thể làm đến điểm này, vậy vẫn là đưa nó hủy diệt nhất là triệt đề. Ngươi nói đúng, Á lạp cương gật gật đầu nhận được trí tôn ma giới, ai tây đặc tự cho là có thể kháng cự trong ma giới gian ác sức mạnh, kết quả lại chịu ảnh hưởng, bản thân bị lạc lối, cuối cùng cuối cùng bị ma giới hủy đi. Chỉ là chút hạ tì người vì không bị ảnh hưởng đâu, không phải ai tây đặc bị ma giới hủy đi, mà là hắn bị đối với lực lượng chấp nhất hủy diệt. Tiếu Vũ Hinh cải chính hạ tỷ người cũng không phải không bị ảnh hưởng, chỉ là bọn hắn bị ảnh hưởng tương đối nhỏ thôi, bởi vì chưa bao giờ từng nắm giữ sức mạnh, cho nên bọn hắn mới sẽ không tại lực lượng trước mặt mê thất. Kỳ thực đang nhìn ma giới tam bộ khúc thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cũng suy xét qua, mặc dù là cố sự, nhưng tình tiết này cũng muốn hợp lý mới thành. Từ bên trong xuất hiện chủng tộc ở trong, hạ tỷ người trên căn bản là giá trị vũ lực nhỏ nhất, cho nên hạ tỷ người chán ghét chiến tranh, tưởng thích tường hòa sinh hoạt. Nhưng mà, mặc dù hạ tỷ người sẽ không trầm mê ở đối với võ lực truy cầu, nhưng vẫn là sẽ bị ma giới một cái khác công năng hấp dẫn chính là trường thọ cơ chí như bưu bắc cũng là bởi vì nguyên nhân này mà chậm chạp không chịu đem giới chỉ giao ra nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo cam đạo phu khuyên cáo từ một điểm này đi lên nói bưu bắc ý chí phải mạnh hơn ai tây đạc là bởi vì không có sức mạnh mà sẽ không mê thất sao không nhẹ chứ á lạp cương lại một lần nữa nói nhỏ không yên lòng chỉ điểm lấy đường đi cả đêm cứ như vậy vượt qua thánh giáp trùng tốc độ nhanh hơn tuấn mã tiếu vũ hinh vì mau chóng gấp rút lên đường mỗi lần triệu hoán qua sau đó đều sẽ lần nữa triệu hoán kết quả một đêm xuống ngược lại là nàng nhất là mệt mỏi chúng ta nhất thiết phải nghỉ ngơi á lạp cương nói nếu như lại đi tiếp như vậy chúng ta coi như không phải con giới linh đánh cũng sẽ bị mệt nhọc cùng đói khát đánh bại vậy thì nghỉ ngơi đi tiếu vũ hinh thật cũng không ý kiến cái này một đêm mặc dù có chút mệt mỏi nhưng tiêu hao lại không bởi vì nàng rất nhanh liền vận chuyển thanh đế phong thiên quyết sẽ tiêu hao năng lượng bổ sung xong tại có thể luyện hóa năng lượng vũ trụ thời điểm bổ sung tiêu hao đơn giản rất nhiều chỉ cần nàng có vận chuyển thanh đế phong thiên quyết liền có thể đại lượng hấp thu năng lượng vũ trụ tiếp đó luyện hóa bổ sung nhưng mà phong thích pháp thuật còn cần tiêu hao tinh thần lực mà tu luyện tam nguyên thần quyết yêu cầu sơ qua nghiêm ngặt một chút không có một cái nào tương đối an ổn chỗ tiếu vũ hinh là tuyệt đối sẽ không đi hiểm thái dương đã từ đường chân trời dâng lên lúc này sinh hoạt cũng không phải rất gây cho người chú ý hạ hân văn lấy ra đã trở nên lạnh giá thịt nướng tại trên lửa mấy cái hạ tỷ người đang đệ nhị trồng trên đống lửa dựng lên một cái nồi dùng nướng thịt cùng hoa quả làm một nồi hương vị tương đương không thể canh nhất thiết phải nói hạ tỷ người đang phương diện ăn uống thiên phú không giống như tinh linh tại bắn tên phương diện thiên phú kém ít nhất tiếu vũ hình đối với cái trước càng có thích một chút đây là mấy ngày qua bọn hắn ăn rồi duy nhất một tốt nhất bữa sáng không có cái thứ hai hinh tỷ giới linh lập tức phải đuổi theo tới mạc lâu bỗng nhiên phát ra cảnh báo chúng ta đi tiếu vũ hinh đằng đứng lên nàng có chút thống hận lên bữa ăn sáng này bằng không mà nói các nàng còn có thể nhiều đổi mấy dặm đường vị kia khả ái tinh linh á mân bây giờ còn chẳng phải không có trở thành không có bởi vì các nàng không có ở phong vân đỉnh lưu lại sự tình mà qua một đoàn người đứng tại thánh giáp trùng sau lưng của sông lên một tòa đồi núi thời điểm hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy năm tên thân hình cao lớn kỵ sĩ vừa mới sông ra rừng cây mặt khác ba tên giới linh nhưng là từ rừng cây bên cạnh nhiễu đi ra ngoài xem ra bọn chúng vốn là dự định đối với tiếu vũ hinh bọn người khai thác hợp vây lại bởi vì sư thiếu nguyên nhân thất bại cảm thấy tiếu vũ hinh bọn người ở tại xa xa thị tám tên giới linh rút ra trường kiếm hướng các nàng làm ra chặt chém động tác đồng thời có một cổ âm lanh ý niệm cưỡng ép chuyển vào trong biện ý thức của nàng giao ra ma giới giao ra ma giới 6. đi tiếu vũ hình dùng mình một cái thét ra lệnh thánh giáp trùng cấp tốc đào vòng mà sau lưng những cái kia giới linh cũng rụt ngựa lao nhanh hướng các nàng đuổi theo không được người đám côn trùng này tốc độ quá chậm những cái kia giới linh tốc độ quá nhanh á lạp cương nói Người mang phật la nhiều bọn hắn đi trước chúng ta lưu lại đánh út giới linh tiểu vũ hình hướng á lạp cương nói không được phật la nhiều lời đạo ngoại trừ giới linh bên ngoài còn có một nhóm khác người đang đuổi giết chúng ta nếu như sức mạnh phân tán chẳng phải là tiện nghi những tên kia ta cảm thấy phật la nhiều lời đối với nhiều người sức mạnh lớn chúng ta cùng một chỗ lẫn nhau dễ tiếp nhận hơn hợp tác tiếng vó ngựa càng ngày càng gần tiếu vũ huynh truy tại trước mặt nhất cái kia giới linh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu năng lượng tự lòng nó vớt cánh khổng lồ khống chế hàn phong trực tiếp từ giữa không trung hướng tiếu vũ huynh bọn người lao xuống gia hòa này chẳng lẽ bọn chúng không phải kỵ sĩ sao không nhẹ chứ ngũ tử lưu tay phải chấp đao tay trái nhưng là tại tạo ra quyền làm bộ tùy thời có thể phát ra chính xác nhất kích ma giới sáng tạo ra bọn chúng có thể thi triển ma pháp đã là ma pháp kỵ sĩ á lạp cương miệng có chút khổ sở nói đầu này năng lượng cự long chỉ là một loại đối với năng lượng vận dụng cũng không phải là chân chính cự long nhưng dù là như thế hắn mang đến cường đại cảm giác áp bách vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy bất an cùng sợ hãi theo cự long tiếp cận tiếu vũ hinh mấy người cũng quả nhiên mà từ bỏ thánh giáp trùng bắt đầu đi bộ chỉ nghe được sau lưng vang lên vài tiếng trầm thấp gào thét tiếu vũ huynh trong lòng run lên cảm ứng được thánh giáp trùng khí tức đã biến mất rồi năng mạnh mẽ quay đầu đầu kia năng lượng cự long đang tại giữa không trung há to miệng vô số năng lượng phi nhận đang tại trong miệng nó tức thì xuất hiện không tốt tiếu vũ huynh mặc dù không quá hổ những năng lượng kia phi nhận nhưng đội ngũ những người khác chưa hẳn có thể cho nên nàng lấy ra trường cung dây cung chính là một tiên sáu một chi mang theo hỏa bạo liệt tiễn hưu một bắn về phía đầu kia năng lượng cự long cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh, khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cằn tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. Xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 232, tiết 331, biến dị hình lập phương, ma giới chi tinh linh công chúa hát cám kết giới một mảnh tấm màn đen đem phương viên ngàn mét rừng cây hoàn toàn bao phủ lại. ở mảnh này màu đen bên ngoài kết giới mặt, truyền đến giới linh nhóm tức giận tiếng gào thét cùng bọn chúng ngồi xuống chiến mã phát ra thấp giọng gào thét. trong bóng tối không phải vang lên từng đợt thanh âm huyền áo cho dù là có đặc phót sở những cái kia giới linh nhóm tại trong kết giới vẫn là cẩn thận bọn chúng cùng chiến mã con ngươi đều lập lòe phát triển hường quang con ngươi co lại thành như mũi kim lớn nhỏ ước chừng chừng một khắc đồng hồ kết giới tiêu thất tám cái giới linh sừng sững ở một tòa trên gò đất mặt nhìn xem giống tuyết bốn phía một hồi lâu mới không cam lòng dục ngựa hướng đại đạo phương hướng chạy tới tại thân ảnh của bọn chúng sau khi biến mất không lâu từ một mảnh đồi núi đằng sau lại thoát ra sáu đầu bóng người chính là trước đó không lâu phục kích tiếu vũ hinh bọn người ngược lại tổn thất hai tên thâm niên thần tuyển giả mắt cổ bọn người đầu đất michael nhìn xem giới linh bóng lưng biến mất xếp chặt nằm đấm hắn vốn là muốn mượn giới linh chi lực tiêu diệt đối phương thần tuyển giả nhưng không ngờ bị đối phương thi triển một cái kết giới ma pháp thong dong bỏ chạy michael đối phương pháp sư sức mạnh rất mạnh á âm thanh trầm thấp nói tại đã mất đi hai cái tư thâm đồng bạn sau đó hắn cũng sẽ không là kiệt ngạo bất tuần chúng ta bây giờ nên làm một người mặc lục bảo phương tây nữ tử dò hỏi đương nhiên là tiếp tục đuổi chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn hắn thong dong chạy trốn tới thụy văn đeo trong đội ngũ duy nhất người ra đến nói hắn gọi nhiều khác một thân sắt thép ra thịt so xe tăng còn muốn rắn chắc mấy phần mà mới vừa nữ tử kia gọi trạch lệ nàng là một cái dở ý nguyên tố pháp sư kỳ thực chúng ta đều một tên khác người có thâm niên simon nói nhìn xem ánh mắt của mọi người chuyển hướng hắn simon nói tiếp chúng ta đều đem hy vọng ký thác vào giới linh thân bên trên kỳ thực đây không khỏi là mong muốn đơn phương đệ nhất giới linh thực lực cao thấp không đều chỉ có chín giới hợp nhất thời điểm mới có thể cuối cùng dương tiến lực lượng của bọn chúng đệ nhị giới linh chỉ nghe từ hắc ma quân sử mệnh lệnh chúng ta căn bản không có biện pháp thu được bọn chúng chúng sức hợp tác còn không bằng trông cậy vào xạ dù màn bán thú nhân đại quân Ý của ngươi là chúng ta đợi xạ dù mạn triệu tập xong bán thú nhân đại quân sau lại tiêu diệt những người này? Mai cổ vấn đạo. đương nhiên. Simon trong đôi mắt của lập loè như độc xạ, ánh mắt bọn hắn sẽ không cuối cùng ở tại thụy văn Đeo. ma giới chỉ có ma nhiều trong núi lửa dung nham mới có thể tiêu diệt. Sóc du mạn nhất định sẽ tiền về so luôn càng muốn đoạt được chiếc nhẫn này. Đi Mai cổ nghĩ sâu xa phút chốc, huy sáo, vài thất thất ngựa từ đồi núi phía sau đi tới, sáu người chở mình lên ngựa, hướng một hướng khác gấp gáp mà đi. hiện tại bọn hắn thân ảnh biến mất ở đường chân trời thời điểm, ở cách bọn hắn nước chừng trăm mét xung quanh một mảnh dưới bóng cây trộn phát hiện ra hơn mười người chính là tiếu vũ hinh bọn người hinh tỷ vì chúng ta không thừa cơ giết chết bọn hắn lão phong cùng lão lương bọn hắn bị chết thật thê thảm quách tử nguyên không hiểu vấn đạo tiếu vũ hinh không có trả lời bên cạnh mạc lâu nhữ mày nói ngươi cùng với bọn họ là rất dễ giải quyết nếu như nhất kích không chúng những cái kia giới linh chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được ở đây xảy ra chiến đấu một khi bọn chúng trở về chúng ta căn bản không có nắm chắc thắng lợi mạc lâu nói đúng tiểu quách về sau còn sẽ có cơ hội mượn khanh núi vô vô quách tử nguyên đầu vai xem ra xạ dụ mạn thật cùng sử dụng kết thành đồng minh này đối trung thổ thế giới là một cái đả kích thật lớn cam đạo phu e rằng thật sự nguy hiểm á Lạp cương không khỏi vì già an nguy bối rối á Lạp cương không nên gấp gáp cam đạo phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hắn vấn đề bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta mới thật sự là nan đề những cái kia giới linh ở phía trước tìm không thấy chúng ta nhất định sẽ hồi đầu lại tìm ngươi quen thuộc địa hình nơi này có tốt đề nghị sao không nhẹ chữ tiếu vũ hinh vấn đạo để cho ta nghĩ tưởng tượng á Lạp cương bắt đầu trầm ngâm sau một lát hắn ngẩng đầu chúng ta hướng rừng rậm chỗ sâu hành tẩu theo con sông phương hướng đi nếu như giới linh đủ thông minh bọn chúng chúng ta muốn vượt qua sông mới có thể đến thụy văn đeo ngươi là chúng nói chúng nó sẽ ở bờ sông chờ chúng ta tiếu vũ hinh vấn đạo bọn chúng sẽ ở nơi đó chờ nhưng sẽ không rất lâu các tinh linh rất chán ghét những cái kia hắc cám sinh vật sẽ không để cho bọn chúng ở nơi đó bồi hồi quá dài bởi vậy bọn chúng nhất định còn sẽ tìm kiếm chúng ta á Lạc cương nói ý của ngươi là chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp từng bước từng bước tiếp nhận bến đỏ xông qua con sông kia liền có thể không cần phải lo lắng giới linh công kích đúng vậy thụy văn đeo có các tinh linh bày ra kết giới ma pháp chuyên môn chống cự sinh vật tà ác trừ phi ma phái thêm ra đại quân bằng không không có khả năng đột phá các tinh linh bày ra kết giới cho dù là giới linh cũng không được một đoàn người đi theo á lạp cương theo đường nhỏ hướng rừng rậm chỗ sâu đi sáu loại này đường nhỏ trong rừng rậm khắp nơi đều có chính là có cỡ lớn giã thu lưu lại nhưng càng nhiều hơn chính là thợ săn cùng mạo hiểm giả lưu lại áp báo phía trên có đủ loại có thể dạng dấu chân hơi dùng một chút thủ đoạn liền không cách nào kiểm tra thực hư bất quá á lạp cương vẫn là cẩn thận nhường mấy cái cắp bỉ nhân dùng vải đem chân bọc lại đi đường hắn cũng không phải lo lắng cấp bỉ nhân chân sẽ thụ thương mà là bởi vì bọn họ cước bộ đặc thù rất dễ dàng đi cai linh nhóm chỉ dẫn phương hướng đến khi chạm vào tối, các nàng lần nữa đến gần đại lộ. Đống nhiên, Tiếu Vũ Hinh dừng bước, chờ một chút đi ở phía trước. Á Lạp Cương dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem nàng. Có người giống như là một cái ngựa tinh linh. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói. Liên tục bị giới linh cùng trận doanh đối địch thần tuyển giả tập kích, hắn hiện tại chúng quy là biết điều rất nhiều. Mặc dù sư thiếu trên không trung cảnh giới, nhưng nàng hay không lúc thi triển thần chiếu quyết, lấy tinh thần lực quét hình cảnh vật chung quanh. Hơn nữa nàng quét hình phạm vi lại có mở rộng, bán kính phạm vi đã có hai km Nghe được Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở, Á Lạp Cương có mấy phần chần chờ nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn mang theo mọi người tại trên gò đất một lùm đám cỏ đằng sau ẩn tàng đứng dậy hình quả nhiên cũng không lâu lắm một hồi nhanh nhẹn tiếng võ ngựa vang lên đám người mặc dù tiếu vũ huynh lời nói nhưng bây giờ tình hình đặc thủ, ai cũng không dưới một bước sẽ dạng nhất là mấy cái kia các bị nhân bọn hắn đều đã đến thảo một giai binh trình độ chỉ có á lạp cương ánh mắt lộ ra ý cười sắc trời đã là càng ngày càng mờ tiếng võ ngựa càng ngày càng gần chỉ chốc lát sau một thất bạch mã phảng phất lưu tinh theo số đông mặt người phía trước chỉ qua trong bóng chiều con ngựa trắng này cùng trên người nó kỵ sĩ giống như là trong buổi tối tinh linh sáu a à, các nàng vốn chính là tinh linh ở trên ngựa kỵ sĩ vừa hiện xuất thân ảnh thời điểm á lạp cương trên mặt liền thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ hắn bỗng nhiên từ bụi cây đằng sau nhảy ra ngoài la hét phóng tới bên đường á mân là ta chúng ta ở đây quả nhiên vị này chính là cùng á lạp cương có không tầm thường mập mờ á mân nàng nghe được trên gò đất động tĩnh phía sau cung và tên mũi tên cũng đã chuẩn bị xong tùy thời có thể dẫn dây cung phóng ra nhưng nàng thấy rõ trên gò đất xuống là á lạp cương thời điểm trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ trong miệng nói ra liên tiếp tinh linh đặc hữu ngôn ngữ á mân ngươi sẽ xuất hiện ở đây á lạp cương kỳ quái hỏi cam đạo phu đưa tin cho phụ vương nói các ngươi có thể muốn gặp phải nguy hiểm để chúng ta cần phải đem mấy cái kia cắp bỉ nhân nhận về thụy văn đeo á mân hồi đáp đây là tiếu vũ hinh bọn người mang theo phật la đa mấy người cũng từ trên gò đất chạy xuống tiếu vũ hinh lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng ấy hai cái so với nhân loại muốn kịch liệt một chút lỗ 26 sáu quả nhiên là tinh linh a, à, chỉ là cái kia lỗ thai nhìn tương đối xinh đẹp cũng không về sau những tên kia là làm có vậy mà cho miêu tả giống là như con thỏ chẳng thể trách đều cũng tìm không ra cảm giác phật la đa nghe rõ á mân mà nói phía sau vội vàng vấn đạo xin hỏi cam đạo phu tại thụy văn đeo sao không nhẹ chữ chào ngươi Phật La Đa, ta là Á Mân, Thích Long Vương là của ta phụ thân. Ta lại xuất phát thời điểm, Cam Đạo Phu vừa đem tin tức truyền, phụ vương đã nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện hắn, đoán chừng chờ chúng ta thời điểm liền có thể nhìn thấy hắn. Á Mân, tình huống hiện tại dạng, Á Lạp Cương vấn đạo, không tốt, khắp nơi đều có dụng phái ra tôi tớ, phù thủy áo Bảo trắng xạ, dù mạn đã công khai đi nương nhờ dụng, bọn hắn triệu tập số lớn bán thú nhân cùng mạnh thú nhân, hợp thành một chi cường đại quân đội, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu á mân trên mặt lộ ra sợ hãi và lo lắng thần sắc đồng bạn của ta có tin tức truyền ấm nói là dụng chín tên giới linh đã xuất động có người ở bến đỏ bên kia đã từng thấy qua mấy cái khá là phiền thoái tình huống là xuân cùng xạ dù mạn sức mạnh càng cường đại hơn căn cứ á mân giới thiệu theo liên dù mạn công khai đảo hướng ma nhiều có không ít phủ thủy áo bảo sám lựa chọn đi theo xạ dù mạn còn có một vài người tuyên bố là bảo trì trung lập chỉ có số rất ít người rõ ràng biểu thị muốn cùng ma đánh nữa đấu đến cùng mà tương đối để cho người ta vui mừng là phật la đa không có giống ở trong phim ảnh những cái kia chịu đến ma kiếm tổn thương không cần lo lắng hàm biến thành tương tự với giới linh loại tồn tại này tự nhiên cũng bất tất tranh đoạt từng giây cứu giúp hắn nhưng mà đối với tiếu vũ huynh bọn người tới nói vẫn như cũ rất khẩn cấp ma nhiều đại quân rõ ràng triệu tập rất nhiều mà lại nói không đúng giờ đợi liền có thể phát ra toàn diện công kích cái kia mới là trung thổ thế giới tận thế nhất thiết phải ở trước đó sắp tới tôn ma giới hủy đi bằng không dù cho trí tôn ma giới không ở sụt trên tay cũng bất quá là nhường hắn không thể tùy ý ra vào ma nhiều thôi chiến tranh vẫn như cũ không thể tránh né chủ yếu nhất nguy hiểm hay là đến từ giới linh chúng ta chỉ có mau chóng thoát khỏi bọn chúng mới có thể trở lại thụy văn đeo á lạc cương nói vậy chúng ta đi ta có một đầu sơn đạo chỉ cần ra đầu kia sơn đạo khoảng cách sông lớn sẽ không xa chúng ta có thể thong dòng qua sông á mân nói nàng rõ ràng so á Lạc cương còn muốn quen thuộc tình huống nơi này mặc dù trời đã tối có thể nàng dẫn đám người tiến vào mảnh này trong bóng tối phản phất con đường ngay tại dưới chân của nàng sáu mãi cho đến lúc trời sáng á mân mới khiến cho đám người dừng bước lại phật la đa bọn người bây giờ đều đưa muốn vừa đi vừa ngủ chính là tiếu vũ hinh mấy người cũng có chút tình trạng kiệt sức cảm giác các bị nhân cấp tốc tại dưới một cây đại thụ tìm khối nhìn không thể nghỉ ngơi chỗ chỉ chốc lát liền vang lên tiếng ấy Cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sắt trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba biến dị hình lập phương ma giới chi nổ trại làm tu luyện thành làm một loại quen thuộc hơn nữa tự giác thời điểm vậy thì trở thành một cái loại hưởng thụ tiếu vũ hình như là thường ngày một dạng ngồi xuống tu luyện cùng thiên địa vũ trụ câu thông làm vũ trụ mênh mông năng lượng tụ tập tại nàng bốn phía lúc một mực cảnh giác xem xét tình huống bốn phía á mân giật mình nhìn xem tiếu vũ hình tinh linh là tự nhiên sùng nhi nghe nói lúc ban đầu tinh linh liền tự nhiên đủ loại năng lượng hạch tâm bên trong đản sinh ra không thể năng lượng đản sinh ra bất đồng tinh thần đây chính là ban sơ tinh thần từ lâu tới những thứ này ban sơ đản sinh tinh linh cũng liền trở thành tinh linh thần bởi vậy các tinh linh đối với năng lượng biến hóa cùng thể nộ cũng là chủng tộc khác không kịp khi này chút năng lượng vũ trụ tạo thành lúc á mân từ trong cảm thấy một loại mẫu tính kêu gọi cái này ưu nhã xinh đẹp dừng rậm tinh linh bên ngoài thân hiện ra một tầng màu xanh nhạt oanh quang á mân cảm thấy một chút xíu năng lượng kỳ dị đang tại hướng thể nội thẩm thấu cố năng lượng này để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái liền thực lực đều có chỗ tăng thêm đây là một loại năng lượng vì chưa từng có cảm thấy á mân kinh dị không thôi đánh giá tiếu vô hình nghe nói lúc ban đầu tinh linh thần năng đủ cùng thiên địa cùng với càng mênh mông hơn tinh không câu thông nhưng bởi vì không nguyên nhân tinh linh thần nhóm rời đi thế giới này hơn nữa theo thượng cổ tinh linh biến mất như thế nào cùng thiên địa câu thông trở thành một cái vĩnh viễn bí mật hôm nay tinh linh chỉ có thể cùng tự nhiên câu thông hơn nữa bởi vì cùng nhân loại người lùn các loại chủng tộc quan hệ ngày càng ác liệt các tinh linh sinh hoạt thiên địa trên diện rộng thu nhỏ có không ít bộ lạc đã rời chỗ ở hải ngoại khi xưa thiên nhiên sủng nhi đang bị gian ác sức mạnh khu trục ra khối này đã từng sinh hoạt thổ địa. thế nhưng là hôm nay nàng vậy mà từ nơi này trên người nhân loại cảm nhận được vẻ này năng lượng kỳ lạ sáu cái này thật bất khả tư nghị làm tiếu vũ huynh bọn người lúc thức dậy ngoại trừ tiếu vũ huynh cùng hạ hân văn bên ngoài đại đa số người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi ngắn ngủi giấc ngủ cũng không hề hoàn toàn giải trừ mấy ngày liên tiếp mệt mỏi mấy cái hạ tỷ người cùng cái kia hai cái người mới càng là không chịu nổi đoán chừng lúc này để cho bọn họ cơ thể có một có thể dựa chỗ liền sẽ lập tức ngủ uống xong cái này á mân từ bên hông nàng ấm nước bên trong cũng cho mỗi người một chén nhỏ đồ uống loại này đồ uống tựa hồ càng giống là nước suối vô sắc vô vị nhưng uống hết sau đó lập tức có một cỗ ấm áp năng lượng khắp toàn thân thân thể mỗi một tế bào đều liều mạng mà cắn nuốt loại năng lượng này tất cả mệt mỏi tựa hồ cũng quét sạch sành xanh, xanh thần kỳ như vậy đồ uống hẳn là sớm một chút lấy ra đi ra mời cùng mai bên trong thấp giọng nói thầm có chút hâm mộ nhìn xem á mân bên hông ấm nước những người khác cũng rất có đồng cảm ngược lại không cũng là xuất phát từ tham lam mà là một phương diện cảm thấy thần kỳ một phương diện cảm thấy vì vậy mà chỉ hoan không đáng làm á mân nghe được hạ tỷ người nghị luận lúc trong mắt lóe lên một tia tức giận nhưng ở nhìn về phía tiếu vũ hinh thời điểm khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười loại này đồ uống là sen lẫn sinh mệnh chi thủy nước suối mặc dù đối với cơ thể khác thường nhưng chỉ có bản thân các ngươi lấy được nhất định sau khi nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn hấp thu năng lượng của nó nếu không sẽ có một bộ phận rất lớn năng lượng trôi đi là sinh mệnh chi thủy tiếu vũ hinh vấn đạo chính là sinh mạng chi tuyển bên trong thủy đó là tinh linh nhất tộc đặc hữu bảo vật bên cạnh mai bên trong vượt lên trước đáp á mân cười nhạt một tiếng đạo ngươi nói không nhưng cũng không hoàn toàn sinh mệnh chi tuyển thế giới chi thụ đản sinh linh tuyển nó là trong thiên nhiên rộng lớn tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng nếu như là trực tiếp không dùng nó các ngươi căn bản không cần đến nghỉ ngơi Dạ Cương giật mình nhìn xem Ám Mân, lại nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, tin tức này liền hắn cái này tại Thụy Văn Beo ở nhiều năm người đều không rõ ràng, hắn không rõ Ám Mân sẽ hướng một ngoại nhân nói ra bí mật này, hắn đương nhiên nhìn ra được Ám Mân là đặc biệt hướng Tiếu Vũ Hinh giải thích, bọn hắn chẳng qua là bổ sung thêm người nghe. Một đoàn người tinh thần sung mãn tiếp tục gấp rút lên đường, bất quá tại Tiếu Vũ Hinh lại triệu hồi ra bỏ hung thay đi bộ thời điểm, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn xấu. Trên một điểm này, tinh linh cùng nhân loại nhận thức ngược lại là khó được nhất trí tất cả côn trùng cũng là tà ác, dù là xinh đẹp như hồ điệp, hắn bản chất đồng dạng gian ác dựa vào như thế đi cả ngày lẫn đêm phương thức các nàng một ngày đổi đến gần một trăm bên trong đường núi bỏ hung triệu hoán cũng có hạn định số lần rất nhiều đường đi các nàng dùng vẫn là hai cái chân Đường á mân đột nhiên ra hiệu đám người dừng bước lại phía trước không xa chính là sân khẩu khi ta tới đã từng có bán thú nhân qua lại bây giờ không tình huống dạng nhất thiết phải đi đường này sao không nhẹ chữ tiếu vũ hinh vấn đạo đúng vậy đây là đi bến đỏ đường phải đi qua các ngươi tại chỗ này chờ đợi ta đi điều tra tình huống á mân nói liền muốn tìm hành không cần tiếu vũ hinh ngăn trở á mân để cho ta đi ngươi á mân kinh ngạc nhìn xem nàng hình không thể sử dụng ma pháp địch nhân ở trong rất có thể có phù thủy áo bào xám nguyên tố ba động lửa không được bọn hắn nguyên tố ba động tinh thần lực cũng không thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố a không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiếu vũ huynh do dự một chút vẫn là quyết định thi triển thần chiếu quyết thử một lần sáu thử không nhất định là câu trả lời mong muốn nhưng không thử mà nói vậy khẳng định chính là không có đáp án tinh thần lực cấp tốc theo á mân phương hướng chỉ kéo dài tới đi núi đá có cây đều rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trong đầu của nàng ở trong liền xem như dùng hết cũng không có rõ ràng như thế sáu chính là chỗ này ngay tại sơn khẩu bên kia có một song gỗ làm thành đơn giản doanh địa tại cửa doanh trại có sáu cái xấu xí bán thú nhân sĩ binh hai cái trong cửa bên cạnh bốn cái ở ngoài cửa trong doanh địa ở giữa là một cái to lớn lều vải lều vải đằng sau có mấy cái bán thú nhân lại đi tới đi đến tại phía ngoài lều cọc bên trên buộc lấy hơn hai mươi con chiến mã sáu thật đúng là gọi á mân viên đúng trong lều vải ngoại trừ có hai cái mạnh thú nhân cùng một chút bán thú nhân sĩ binh bên ngoài quả nhiên có một cái phủ thủy áo bào xám bất quá tiếu vũ hinh đối với những người này không phải rất để ý nàng quan tâm nhất vẫn có vô địch đối trận doanh thần tuyển giả cùng giới linh dấu vết những thứ khác cũng không để ý chờ đem bốn phía từng cái xác nhận không sai sau đó tiếu vũ hinh thu hồi tinh thần lực đem tình huống hướng đám người làm giới thiệu doanh trại này không có trạm gác ngầm ngoài cửa bốn tên bán thú nhân sĩ binh ta có thể giải quyết nhưng trong môn phái có chút khó khăn bởi vì bọn hắn đứng tại cột cửa đằng sau nghĩ bất động thanh sắc giết chết bọn hắn nhất định có độ khó tại lều vải lý hưu một cái phù thủy áo bảo sám chúng ta nhất thiết phải tại hắn tiến hành công kích phía trước đem hắn xử lý bằng không ta lo lắng chiến đấu đưa tới năng lượng ba động sẽ đưa tới giới linh á Mân nhìn nàng một cái đạo môn bên trong hai cái ta có thể giải quyết, ngươi có nắm chắc giải quyết ngoài cửa sao không nhẹ chứ? vậy cũng tốt, còn dư lại cũng chỉ có phù thủy áo bào xám chúng ta chỉ cần đánh giết hắn, còn dư lại chiến đấu liền tốt giải quyết. Tiếu Vũ Hinh nói, hắn đối với ngũ tử như bọn người đạo môn miệng vệ binh chúng ta giải quyết, vụ sư đi sáu, mọi người xem tình huống hiện trường có thể quyết định, nhưng không muốn thả đi một tên binh lính đám người tiềm hành tiếp cận doanh địa. ở cách không xa trong một rừng cây ngừng lại, Tiếu Vũ Hinh cùng Ám Mân hai cái linh hoạt vươn người đứng dậy, giấu ở bên rừng phía sau đại thụ. hai người nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời lấy ra vũ khí, Tiếu Vũ Hinh lấy ra là Ám Nguyệt Nữ thần đích thắng thức mà á mân lấy ra là một chương màu xanh biết đoàn cung đồng dạng không phải phản phẩm làm tiếu vũ hinh đồng thời lấy ra bốn mũi tên khoác lên trên cung thời điểm á mân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc loại này một tay bốn mũi tên tiễn kỹ tại trong tinh linh tộc cũng đã thất truyền rất lâu không nghĩ tới vậy mà tại một nhân loại trên thân một lần nữa nàng đối với tiếu vũ hinh người này càng thêm nhìn không thấu hai người chuẩn bị hoàn tất đồng thời gật gật đầu mũi tên mang theo phá không phát ra nhẹ vang lên bắn về phía cửa lính gác sáu cửa doanh bên ngoài bốn tên lính gác cơ hồ tại cùng một ngã lật mà bọn hắn ngực lộ ra mũi tên còn tại hơi rung động mà khác hai chi vũ tiễn tại bắn về phía cửa doanh thời điểm vị dị vạch ra hai cái vòng tròn một trái một phải bắn vào cửa doanh bên trong hai cái binh lính ngực làm sáu cái binh sĩ ngã xuống đất đồng thời ngũ tử ngưu đã xuất lĩnh đám người phóng tới trại địch liền bốn cái hạ tỷ người cũng dò xét động đồ chơi tựa như lao kiếm biểu thị ra một chút vũ dũng hoàn mỹ chỉ tồn tại lý luận bên trong sáu tên vệ binh ngã xuống đất âm thanh vẫn là động lòng lều vài phía sau vài tên bán thú nhân sĩ binh bọn hắn nhao nhao lao ra quát hỏi phía trước là chuyện nhưng không chờ bọn hắn phản ứng sáng như bạc đao quang kiếm ảnh đã đem bọn hắn bao phủ lại tiếp đó bao phủ tại một hồi thảm hào bên trong vài tên bán thú nhân chiến sĩ lập tức sụp đổ lê vải thanh một tiếng biến thành mảnh vụn bay lả tả về xuống. tại hai tên mạnh thú nhân xuất linh dưới, hơn mười tên bán thú nhân chiến sĩ dò xét khua lên binh khí trùng sát đi ra. một bóng người bay lên giữa không trung, doanh địa phía trên vang lên chú ngữ niệm tụng thanh âm. ngạch tích thần a tiểu vũ hinh khá là im lặng cảm giác, vị này phù thủy áo bào sám thật là rất có thiên phú. tại loại này cận thân chiến đấu bên trong, có rất ít phóng thích chú ngữ càng dáng dấp cỡ lớn ma pháp, cũng là phóng thích một chút tuấn phát phụ trợ ma pháp, nhường sức chiến đấu đạt đến tối cường. mà vị phù thủy áo bào sáng ngoại trừ muốn thi triển cỡ lớn pháp thuật bên ngoài, lại còn chỉ sợ người khác không giống bay đến giữa không trung sáu cái này cùng cắm tiêu bán đầu cơ hồ không có khác nhau đối phương đã như vậy khẳng khái tiếu vũ hinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt tay của nàng khẽ đảo lần này xuất hiện ở trên tay nàng là bay lượn chi thứ tên tiêu phù thủy áo bảo sám sức chiến đấu chính xác rất mạnh nhưng hắn thực lực tại không có kinh nghiệm hơn nữa muốn biểu hiện cũng thật sự là thịnh vượng sáu ngay tại hắn chú ngữ đã niệm xong phần lớn thời điểm khỏe mắt đột nhiên lướt qua một vệt kim quang không tốt phù thủy áo bảo sám trong lòng run lên vội vàng cấp ra chỉ một cái để phèn xài mặt sáu ngay tại hắn tự cho là không có thời điểm nguy hiểm một vệt kim quang hung hăng đâm vào hắn vừa mới thả ra năng lượng trên lá chắn trên tấm chắn quang hoa chấp liên tục cấp tốc biến mỏng chỉ nghe cách một thanh âm vang lên mặt này năng lượng lá chắn qua trong dây lát vỡ vụn đạo kim quang kia thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn đau quá a phủ thủy áo bảo xám chỉ cảm thấy ngực đau xót tựa hồ có chạy ra ngoài lập tức trước mắt một đêm từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống đất cùng lúc đó thiếu vũ huynh cùng á mân cũng đồng thời xuất tiễn hai tên mạnh thú nhân thủ lĩnh ngực đâm mấy cái vũ tiễn ầm ầm ngã xuống đất các bán thú nhân chiến sĩ cũng cơ hồ tại lều vải tan vỡ thời điểm cùng nhau mà bị ngũ tử như bọn người chém giết cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi bốn biến dị hình lập phương ma giới chi đoạt mệnh lao nhanh khi tất cả địch nhân bị tiêu diệt sau đó tiếu vũ huynh nhắc nhở trong tin tức không thời điểm xuất hiện một cái không quá nổi bật tư liệu khung phù thủy áo bảo sáng một mạnh thú nhân một bán thú nhân ba kỳ quái giết chết giới linh cùng trận doanh đối địch thần tuyển giả thời điểm cũng là tại chỗ chấm điểm lần này làm lên ghi nợ quay đầu xem ngũ tử như bọn người trên mặt bọn họ cũng lộ ra mấy phần quái dị xem ra tất cả mọi người có thắc mắc giống vậy bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm lúc này mấy cái hạ tỷ người đã chạy tới những chiến mã kia trước mặt tràn đầy phấn khởi đánh giá chiến lợi phẩm su ba cứ việc những con ngựa này đối với chúng ta hạ tỉ mà nói có chút quá lớn có thể bọn chúng dù sao cũng là có thể ngồi cưỡi động vật sơn mộ hưng phấn đang tiêu lên không có dưới loại tình huống này chúng ta không phải lại thiêu dịch mặc dù những thứ này xấu thật sự là xấu xí chút ra mời nghiêm trang nói liền phật la đa đều nợ đủ cười tốt bây giờ có mã chúng ta nhất thiết phải lập tức đi những người học tiêu binh sĩ ở giữa đều cũng có đặc định phương pháp liên lạc nếu như quá thời hạn liên lạc không được bọn hắn rất dễ dàng ở đây đã có vấn đề á mân nói mấy cái hạ tỷ người bị giả cương ôm vào mã mặc dù bọn hắn ngồi trên lưng ngựa bộ dáng rất để cho người ta lo lắng nhưng những này mã nhưng là huấn luyện qua chỉ cần nắm chặt dây cương cũng sẽ không xảy ra chuyện một đoàn người đi ở trên đường núi gập đền ám mân ở phía trước cưới bạch mã dẫn đường tốc độ so vừa rồi chính xác nhanh hơn rất nhiều hơn nữa cưới ngựa tuyệt đối so với đứng tại bỏ hùng trên lưng thoải mái tại hướng đạo dưới sự thúc giục một đoàn người liều mạng gấp rút lên đường chờ đổ buổi tối ngay cả ngựa thất đều có chút khó có thể chịu được loại này cường độ cao chạy mà mọi mệnh không chịu nổi bốn cái hạ tỷ người cùng hai cái người mới bên đuổi làn ra đều bị mái nát xuống ngựa thời điểm lấy một loại cực kỳ tư thế cổ quái đi đường thấy tất cả mọi người không nhịn được cười mai mai chị liệu cho bọn hắn một chút và không thật sự không có cách nào lên đường tiếu vũ hinh thấp giọng nói nhu hỏa mà tràn ngập thần thánh khí tức mưa ánh sáng từ hạ hơn văn trong tay rơi xuống sáu người lập tức cảm thấy trên đùi đau đớn hoàn toàn tiêu thất quách tử nguyên vớt vớt đùi có chút khoa trương đạo mai mai bằng ngươi bây giờ thủ đoạn nếu là mở một cái trị liệu ngoại thương phòng khám bệnh nhất định chính là kiếm lời tạo phản rồi liền dược liệu cùng khí giới cũng không cần phải mua tới ngươi không không có người lấy ngươi làm câm niết hạ hơn văn lo lắng ra hỏa này ăn nói bữa bài nói ra lời không nên nói sáng sớm hôm sau mọi người tại uống á mân cái chủng loại kia cầm sinh mệnh chi thủy đồ uống sau đó lại tinh thần gấp trăm lần xuất phát nhưng lần này lộ càng thêm khó đi may mắn bầu trời sư thiếu cùng tiếu vũ huynh tinh thần lực quét hình thật xa lượt những người học kia dấu vết các nàng có thể tránh đi nhưng theo địch nhân càng ngày càng nhiều thường xuyên xuất hiện lộ cũng càng ngày càng khó đi mà khoảng cách bến đỏ cũng còn cách một đoạn bây giờ chúng ta nên làm dạ cương cũng nhức đầu ma nhiều binh sĩ càng ngày càng nhiều chúng ta đơn giản liền chỗ ẩn nút cũng không có chẳng lẽ xuân đã bắt đầu hướng trung thổ thế giới tất cả chủng tộc tuyên chiến sao không nhẹ chữ sẽ không cái này nhất định là xạ du mạn vì đoạt lại ma giới mà phái ra đám bộ đội nhỏ ám mân lo lắng địa đạo cho đến bây giờ chúng ta mặc dù nhìn thấy rất nhiều bán thú nhân cùng mạnh thú nhân thế nhưng chút giới linh lại quỷ dị biến mất bọn chúng nhất định là đang tại châu mai phục ám mân chúng ta không có lựa chọn nào khác coi như giới linh canh giữ ở phía trước chúng ta cũng chỉ có thể xung vào chỉ cần bảo hộ lấy phật La đa sắp tới tôn ma giới đưa đến thụy văn đái nhĩ chúng ta coi như thành công dạ cương không thể làm gì khác hơn đạo một đoàn người lần này dọc theo đại lộ đi bây giờ bất luận cái gì che giấu hành tung cố gắng cũng không có tất yếu bởi vì phía trước lại xuyên qua một mảnh bình nguyên chính là thụy văn đái nhị bến đỏ giới linh mạc lâu la lớn giới linh mang theo bán thú nhân binh sĩ tới bọn chúng đuổi đến rất nhanh lúc này nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập xa xa có thể nhìn thấy giới linh nhóm đang tại cơ trường kiếm trong miệng phát ra thê lương mà kinh khủng tiếng gào thét tọa kỵ của bọn nó tựa như tia chớp từ phía sau đuổi theo thậm chí đem những cái kia bán thú nhân chiến sĩ đều bỏ rơi rất xa chạy chạy mau á mân quát lớn nàng một tay lấy phật la đa từ trên ngựa túm nhường hắn ở trước người ngồi vững vàng tiếp đó thôi động ngồi xuống bạch mã liều mạng hướng bến đỏ chạy tới gia cương ngũ tử ngưu cùng mẫn khánh sơn giá học theo đem mặt khác ba tên hạ thì người cũng lôi đến lập tức vớt tọa kỵ đi theo á mân lao nhanh tiếu vũ huynh lấy xuống trường cung trên ngựa quay người bắn tên mũi tên như là sao băng mà liên tiếp bay ra tạo thành một mảnh tiễn màn bắn về phía giới linh cứ việc những thứ này đại bộ phận mũi tên bị giới linh huy kiếm đánh rớt nhưng còn có rất nhiều mũi tên trực tiếp bắn tới giới linh nhóm trên thân cùng lập tức nhưng lệnh tiếu vũ huynh bất đắc dĩ là những mũi tên này chỉ cần kể thân thể của bọn chúng bị sẽ có một mảnh hắc diễm tựa như năng lượng đống nhiên tuôn ra đem những mũi tên kia mũi tên ăn mòn thành hư vô. Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng lại quá giang bốn mũi tên, lần này nàng thi triển bạo liệt tiên sáu. Mặc dù nàng không có cách nào tại liên tiếp trạng thái dưới thi triển bạo liệt tiên kỹ xảo, nhưng trường cung bản thân là có bạo liệt tiên tỷ lệ, cho nên nàng dứt khoát không thêm vào khống chế, để nó tự do phát huy. Âm ầm hai chi bạo liệt tiên tại hai cái giới linh trước ngựa nổ tung, đột nhiên xuất hiện sự cố để bọn chúng chiến mã vì thế mà kinh ngạc, đứng thẳng người lên. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chui ra mấy chục cây sợi đằng, đem giới linh tọa kỵ cùng chủ nhân của bọn chúng cùng một chỗ trói buộc lên. Hạo Á Hạ hơn văn quay đầu sau khi nhìn thấy, hô lớn một tiếng nhưng mà những cái kia giới linh cùng tọa kỵ trên thân đột nhiên bốc lên một mảnh ngọn lửa màu đen sợi đằng lập tức bắt đầu bắt đầu tăng rã, một loại cảm giác thống khổ truyền lại đến tiếu vũ huynh trong đầu cảm giác này vẫn là ma vân đằng lần thứ nhất chuyển tới tiếu vũ huynh lập tức đau lòng đứng lên phát ra một đạo ý niệm rút lui những cái kia sợi đằng ở mảnh này khắc ở giữa đã gãy hơn mười cây không chỉ có ma vân đằng đau đớn tiếu vũ huynh càng là hết sức đau lòng kể từ đem hắn thu làm ma sùng đến nay cho tới bây giờ chưa từng từng có tổn thất lớn như thế bất quá ma vân đằng trả giá cao vẫn là đằng giá ở mảnh này khắc chỉ hoán bên trong Tiếu Vũ huynh bọn người khoảng cách Thụy Văn Đái nhị bến đỏ càng phát tới gần, Á Mân trong ánh mắt tràn đầy ưa thích. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến từng tiếng chói hai tiếng gào thét, hơn 10 đầu tương tự với thần lần lại dài sừng nhọn cùng cánh quái dị ma thú đột nhiên xuất hiện, trong miệng phun ra hỏa cầu hoặc phong nhận, băng cầu hướng các nàng nào xuống. Thần thánh vòng bảo hộ Tiếu Vũ huynh đội vàng phóng xuất ra duy nhất có thể cho người khác ra chỉ để phẹn xài mát. Á Mân xông lên phía trước nhất, nàng cũng không có nghĩ đến địch nhân lại bỗng nhiên tìm được hai nhóm ma thú, làm những ma thú kia hướng nàng và Phật La Đa phát động công kích thời điểm, nàng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể cúi xuống đem phật la đa ép đến lấy phương thức bảo hộ trí tôn ma giới ngay tại nàng cắn răng chuẩn bị tiếp nhận những ma pháp kia tẩy lễ lúc một cái tràn ngập thần thanh khí tức lồng ánh sáng đưa các nàng cả người lẫn ngựa bao phủ những ma pháp kia tại lồng ánh sáng bên ngoài oanh minh lại không cách nào đánh xuyên tầng này thật mỏng nhưng lại vô cùng bền bị lồng ánh sáng năng lượng sau một khắc chỉ thấy mấy chục mũi tên liên tiếp một dạng bắn ra những ma thú kia phát ra từng tiếng tiếng giống thảm thiết nhao nhao rơi xuống mặt đất chỉ có ba bốn đầu may mắn đào thoát mưa tên điên cuồng đốt hai cánh hướng nơi xa bay đi chạy mau hình ra cương nhanh a à á mân một bên rục ngựa chạy vội một bên lớn tiếng la lên phía trước không xa chính là lớn sông các nàng đã có thể nhìn thấy nước sông nghe được nước sông lưu động âm thanh phía sau giới linh cũng tại liều mạng đuổi theo một cái thanh âm khàn khàn ở trên bầu trời quanh quần tinh linh người ở đây vì thụy văn đái nhĩ mang đến tai nạn vương hắn xuống thả xuống chi tôn ma giới a đột nhiên một đoàn thân hình cao lớn ổ dở từ đê phía dưới leo lên bọn chúng dò xét khua lên đại ủy hướng đám người trùng sát tránh ra tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng bốn mũi tên thoát dây cung bay ra, ngắt ở Á Mân trước ngựa bốn tên ổ dở vừa mới giơ lên đại đồng, chân của bọn nó cong bên trên liền chúng một tiễn, liên tiếp ngã trên mặt đất. ngay sau đó, chỉ nghe được dây cung điên cuồng văng, rồi từng nhánh vũ tiên bắn chúng những cái kia ổ dở đầu gối, bọn chúng nao nhau té ngã, Á Mân bọn người thừa cơ nhấc lên cương ngựa, thất ngựa hí dài một tiếng từ ổ dở nhóm phía trên phong qua, tiếp đó lại hướng trong sông nhảy tới. Phù phù sáu, Tiếu Vũ Hinh là cái cuối cùng duục ngựa nhảy vào sông lớn, nàng đã đem ma vân đằng đưa về sùng vật không gian, cái hoàn cảnh kia càng thích hợp nó dưỡng thương, lạnh như băng nước sông chạm vào trên da, cảm thấy có chút ý lạnh khi nàng xúi rục thất ngựa leo lên bờ bên kia quay đầu nhìn lên chỉ thấy những cái kia giới linh đã tới bên bờ tinh linh lập lại một lần nữa chủ nhân con mắt đang tại nhìn chăm chú lên ở đây phát sinh hết thảy giao ra trí tôn ma giới cùng cái kia hạ thì người bằng không thụy văn đái nhị chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một phiến cho tàn á mân cũng không có lập tức rời đi nàng lạnh lùng đối với giới linh nhóm quát lên mau rời đi ở đây các người điếm ố khối này thần thánh thổ địa giết trước mặt nhất một cái giới linh giơ lên cao cao trường kiếm phóng ngựa nhảy vào sông lớn cái khác giới linh cũng nhao nhao đội kịp ngay cả này ổ giờ cũng cơ lại bổng nhảy xuống nước sông cuối cùng cảnh cáo ngươi, mau rời đi ở đây á mân bỗng nhiên lớn tiếng tụng niệm chú ngữ theo cái âm tiết cuối cùng hoàn thành nước sông bỗng nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo từng thất từ thủy nguyên tố tạo thành chiến mã gầm thét hướng giới linh cùng ô dơ nhóm vọt lên chạy cho dù là bất tử sinh vật bị thủy hệ ma pháp trà đạp cũng không phải một kiện khoái trá sự tình giới linh cùng ô dơ nhóm nhao nhao muốn trốn ra con sông lớn này sáu đáng tiếc là tàn nhẫn vô tình những cái kia thủy nguyên tố chiến mã gầm thét đưa chúng nó từng cái dấm vào trong sông chỉ chốc lát sau sông lớn lại trở nên an tính lại trên mặt sông cũng tìm không được nữa liên quan tới giới linh nhóm cùng ô dơ nhóm bất kỳ tung tích nào trên bờ sông hơn mười tên mạnh thú nhân hậm hực nhìn một chút bên này quay đầu liền dẫn khá hơn chút bán thú nhân rời đi sông lớn rõ ràng bọn hắn cũng không dám tùy tiện qua sông cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sắt trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi lăm tiết ba trăm ba mươi bốn biến dị hình lập phương ma giới chi thủy văn đeo chư vị từ giờ trở đi các ngươi sẽ ở vào hoàn toàn bảo hộ bên trong á mân thần sắc tới tình hoàn toàn khác biệt cái này tinh linh mỹ nữ tại thời khắc này mới chính thức biểu hiện ưu nhã hỏi một chút mặc dù đang mới vừa lao nhanh bên trong tóc có chút tán loạn nhưng ở trong lúc phất tay không chút nào không lộ vẻ chật vật có một cái khác một loại phong tình thấy thiếu vũ huynh có chút hâm mộ bất quá đây là chủng tộc đặc thù hầu thiên bắt trước không tới á à mân ta không thấy chung quanh có vệ binh mặc lâu vấn đạo núi rừng này bên trong một ngọn cây cọn cỏ cũng là chúng ta cũng là chúng ta vệ binh hơn nữa tại tinh linh tộc biên cảnh đều có kết giới bảo hộ rất khó có người đột phá á à mân nói rất khó đột phá cũng không phải là không thể đột phá nếu như vậy liền cho rằng là hoàn toàn có thể hay không quá vo đón chút ngũ tử như giống như là có ý định tranh cãi bất quá cái này huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đối với cái này loại ưu nhã sinh vật đánh giá kỳ thực không tốt lắm sáu mỹ lệ là quá cao ngạo có thực lực là quá quá yếu đớt ưu nhã cũng không chú trọng thực tế từ á à mân lời nói mới rồi đến xem đúng là có chút chủ quan. Nếu như tinh linh thật sự có loại thực lực này, vậy thì hoàn toàn không cần thiết rời đi trung thổ thế giới hướng biển bên ngoài phát triển. Ngươi nói đúng. Á Mân nhưng chỉ là ngơ ngác một chút, liền lập tức đồng ý ngũ tử châu ý kiến có lẽ ta phải nói, nếu có người gửi lại chúng ta kết giới, nhất định sẽ có động tĩnh. Bất quá các ngươi chính xác có thể yên tâm, đến nơi này chúng ta sẽ tuyệt đối phụ trách an toàn của các ngươi. Cảm tạ. Tiêu Vũ Hinh gia hiệu ngũ tử như không muốn tranh cãi Á Mân, Thụy Văn Đeo rất xa sao không nhẹ chữ? Là có chút xa, lại có ba, bốn ngày liền có thể đuổi tới. Á Mân nhìn về phía nàng cười nói hình chúng ta cảnh sát nơi này hay không mấy ngày nay các ngươi gấp rút lên đường rất khổ cực chờ đến thụy văn đeo ta có thể mang các ngươi thật tốt du lá một phen á lạp cương hơi kinh ngạc á mân là tinh linh tộc công chúa mặc dù nàng không hề giống vậy tinh linh như thế đối với nhân loại cầm khinh thị thái độ nhưng cũng không thể nói là nhiệt huyết tinh linh vương tộc cao ngạo một cách tự nhiên để cho nàng duy trì thận trọng không nghĩ tới hôm nay lại là như thế nhiệt huyết mà hết thể này đều là bởi vì cái này gọi là hình nữ tử tại ma giới trong thế giới cảm thụ nhiều nhất chính là tự nhiên giới khác biệt cảnh sắc hiện thực thế giới cảnh trí cùng không khí căn bản không so bất quá tinh linh tộc theo chỗ ở càng thêm mỹ lệ cây cối thanh thúy tươi tốt lâm hắc yêu mỹ đi ở ở đây trên tinh thần đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bốn cái cắp bỉ nhân nhất là khoái hoạt dọc theo con đường này bởi vì bị giới linh đuổi theo phải gấp mấy cái cắp bỉ nhân cơ hồ cũng là gặm bánh mì cùng lạnh nướng thịt lúc này rời sang nguy hiểm bản tính của bọn hắn lập tức lại hiện lộ ra sơn mộ mang theo mai bên trong cùng ra mời trong rừng rậm ngắt lấy sơn chân mặc lâu chuyện tốt lại đi đánh mấy cái gà rừng sơn mộ thi triển ra toàn thân chủ nghệ liền á mân đều khen ngợi không ức cấp bỉ nhân nguyên bản là một cái coi trọng nhất an dân tộc trên một điểm này không người có thể đụng Kể từ tiến vào ma giới thế giới, Tiếu Vũ Hinh bọn người cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ như thế an giật thời gian, cho nên hai ngày này các nàng mặc dù đổi kịp rất củng, nhưng là chưa quên lãnh hội chung quanh xinh đẹp non sông tươi đẹp sáu. Ít nhất Huyền huyễn Tiểu Thuyết bên trong có một điểm đối với tinh linh đánh giá là chính xác, các nàng đúng là rất đơn thuần. ngắn ngủn hai ngày, Tiếu Vũ Hinh liền từ Á Mân nơi đó thăm dò được không thiếu Thụy Văn đeo tình huống, hơn nữa hai người lẫn nhau trao đổi tiện thuật phương diện tâm đắc, Tiếu Vũ huynh đem một tay bốn mũi tên kỹ xảo chuyển thụ cho Á Mân, mà Á Mân cũng sắp nàng hình cùng tiễn kỹ xảo chuyển thụ cho Tiếu Vũ Hinh, hai người nhiều hận gặp nhau chế ý tứ á à mân nghe nói phía trước thì sẽ đến thụy văn đeo vì không nhìn thấy các ngươi tinh linh tộc nhân tiếu vũ hinh tò mò vấn đạo á à mân đạo vì ngắm phong cảnh cùng gấp rút lên đường hai không lầm ta mang các ngươi đi là đường núi không có đi qua tinh linh thôn xóm trên thực tế có không ít chiến sĩ một mực tại tùy hành bảo hộ chúng ta nói nàng hướng ngũ tử như gật đầu nói ngươi nói không quá tự tin chẳng khác nào tự đại chúng ta tinh linh tộc nhân ăn qua không thiếu thiệt thòi như vậy hẳn là sửa lại một chút nói xong nàng đánh một cái huýt sáo xoát, xoát 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 nhanh nhẹn thân ảnh tại mọi người chung quanh trên cây không ngừng xuất hiện một thân ảnh nhanh như tia chớp từ trên cây nhảy xuống kiếm quang như hồng đánh về phía á lạc cương bốn cái cắp bỉ nhân lo lắng kêu to lên tiếu vũ hinh ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội á lạc cương cười lớn một tiếng cả người từ trên ngựa tà phi dựng lên trường kiếm đã tùy theo rút ra giống như cự phủ khai sơn một dạng bổ về phía đạo thân ảnh kia sáu dưới loại tình huống này có thể phát ra uy mãnh như vậy một kiếm không chỉ có lệnh đạo thân ảnh kia giật mình liền tiếu vũ hinh mấy người cũng lấy làm kinh hãi đạo thân ảnh kia rõ ràng không muốn đó đỡ, thân hình lóe lên rơi xuống đất tránh đi một kiếm này hắn cũng đã thu kiếm vào vỏ đây là một cái vô cùng anh tuấn tinh linh chiến sĩ một đầu xinh đẹp tóc vàng tung bay theo gió mặc một bộ bích lục cặn kẽ nửa người giáp ngực sau lưng là một trương màu xanh biết ma pháp trường cung bên hông là một thanh tố công hoàn hảo trường kiếm á Lạp cương xem ra ta ở trên kiếm tạo nghệ chúng quy là không bằng người vị kia tinh linh chiến sĩ lớn tiếng nói cách lắm nhiều nếu như ngươi dùng là cung tiễn cái kia trước tiên rơi xuống đất thì nhất định là ta á Lạp cương nói xong hai người nhẹ nhàng ôm một cái đồng thời cười ha hả một đoàn người lần nữa tiến hành giới thiệu cái kia gọi là cách lãng nhiều tinh linh là chi này đội tuần tra đội trưởng là á lạp cương trước đó tại thụy văn đeo cư trú lúc biết đi thôi thích long vương cùng cam đạo phu đã đợi các ngươi rất lâu cách lãng nhiều lời đạo Cam đạo phu cũng tới sao không nhẹ chữ phật la nhiều mừng rỡ vấn đạo mấy ngày liên tiếp đảo vong nhường cái này trời sinh tính là quan hiền hòa các bỉ nhân trên mặt đã mất đi những ngày qua nụ cười tại thời khắc này tựa hồ mới có chỗ khôi phục đúng vậy phu thủy áo bảo sám cam đạo phu đã thành công đảo thoát phù thủy áo bảo trắng xạ du mạn giam cầm tại các ngươi phía trước đã tới thụy văn đeo bây giờ đã triệu tập tất cả tinh linh bộ lạc cùng với nhân loại cùng người lùn đại biểu thương nghị xử trí như thế nào ma giới các ngươi tới chính là thời điểm cách lãng nhiều lời đạo thụy văn đeo cùng nói là một tòa thành thị không bằng nói là một tòa xinh đẹp hẻm núi các tinh linh tại hẻm núi ở giữa trồng trọt xinh đẹp thực vật kiến trúc xinh đẹp nhà trên cây cùng cung điện cùng thiên nhiên hài hòa mà dung hợp tại một mắt lọt vào thai là nước chảy róc rách âm thanh lá cây hoa cỏ chập chờn âm thanh cùng chim chóc thanh thúy vui sướng, kêu lớn âm thanh khói mù trong lòng giống như là bị một hồi gió nhẹ thổi đi tiếu vũ hinh cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đều đi theo vui vẻ thanh đế phong thiên quyết vậy mà tự động bắt đầu vận hành vô số màu xanh biết năng lượng vũ trụ hướng trong thân thể của nàng hội tụ đây là một cái đặc biệt khí trạng cùng dị vang thu nạp năng lượng vũ trụ khác biệt lần này hội tụ tại tiếu vũ hinh bên người năng lượng vũ trụ là màu xanh biết tràn đầy sinh mạng khí tức tiếu vũ hinh cảm giác được năng lượng bản nguyên tại tăng cường mặc dù không có đột phá nhưng nàng cảm thấy cơ thể càng cường đại hơn sáu trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy có một âm thanh từ nàng đáy lòng vang lên đang triệu hoán lấy nàng tất cả mọi người đều rung động nhìn xem toàn thân bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu xanh lục bên trong tiếu vũ hinh những cái kia tinh linh trong mắt chấn kinh đặc biệt rõ ràng bởi vì bọn họ trên thân cũng tản mát ra hô ứng một dạng quan huy một chút xíu cường đại sinh mệnh năng lượng đang tại rót vào trong cơ thể của bọn hắn khả năng này sáu đây là ít giả sĩ sức mạnh a thật bất khả tư nghị á mân xinh đẹp trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc trong miệng tự lẩm bẩm nói nhưng là tinh linh ngữ tại thụy văn đeo một tòa to lớn đẹp lạ thường tinh linh trong cung điện một người trung niên vương giả đang cùng một cái thân mang áo bảo cho nhân loại vô sư trò chuyện bỗng nhiên tên kia trung niên vương giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu hướng thụy văn beo cửa vào phương hướng nhìn lại thích long vương ta cảm thấy một cố cường đại năng lượng đang tại cái hướng kia hội tụ phụ thủy áo bảo xám rõ ràng cũng cảm thấy không gian năng lượng ba động biến hóa trên mặt kinh ngạc thần sắc không giống như cái kia trung niên vương giả kém trong lúc đó một cố năng lượng cường đại hơn ba động tại không gian xuất hiện thích long vương sắc mặt kỳ biến quay đầu đối với vị kia nhân loại vu sư đạo cam đạo phu mọi người chờ một chút ta muốn kiểm tra một chút đến cùng xuất hiện sự tình. thích long vương đi thôi ta cảm thấy những thứ này sự nghiệp của chúng ta ngược lại là một cái rất kỳ diệu chuyển biến tiên nhân loại kia phủ thủy áo bảo xám chính là mới từ xạ dù mạn vu sư trong tháp trốn ra được thích long vương vội vàng xuyên qua cung điện hành lang hướng phía sau đi đến hắn đi tới hoàng cung phía sau hoa viên tại xuyên qua một đầu dài dòng đường mòn sau đó hắn đi tới một cái tản ra khí tức cường đại màn sáng trước mặt Sáu, thích long vương trong miệng niệm tụng ra một câu tối tăm chú ngữ trong tay đồng thời tại trên màn sáng vạch ra mấy cái phủ văn thần bí tiếp đó cất bước bước vào sáu giống như là tiến vào trong nước một dạng theo thân ảnh của hắn tiêu thất màn sáng lại khôi phục lại lúc đầu một dạng đây là một cái không gian kỳ dị nó so thụy văn đeo lịch sử còn phải xa xưa hơn thậm chí so với thượng cổ tinh linh lịch sử cũng muốn lâu đời ở mảnh này trong không gian tràn đầy sinh mệnh năng lượng ở nơi này không gian ở giữa là một khoảng màu vàng kim đại thụ nó nhìn qua giống như là chỉ có cao mấy chục mét nhưng cẩn thận nhìn nhưng lại giống như là cao tới mấy trăm mấy vạn mét khó mà đánh giá hắn kích thước cũng là như thế, tràn đầy thần bí, tại trước mặt của nó là một tòa không lớn ao nước, bên trong múc đầy nước suối trong suốt, những thứ này nước suối tràn đầy sinh mạng khí tức. Mà ở cây đại thụ này đằng sau là một tòa màu vàng cung điện. Bây giờ, cả cây hoàng kim cổ thụ toàn thân đều tản mát ra màu xanh lá cây quang diễm, màu xanh biết mang theo kim sắc mạch lạc cây vị đổ rào rào run, run run, giống như là nhân loại tại kích động thời điểm như thế. Thích Long Vương cung cung kính kính đi tới nơi này, gốc đại thụ trước mặt hành lễ nói vĩ đại dạ xì miên hạ, là sự tình nhường ngài sinh ra cộng minh. Nguyên lai, like đây chính là tinh linh nhất tộc phụng làm thánh vật ít dạ xỉ -si. tại ma giới trong thế giới có rất nhiều tinh linh chủng tộc nhưng It dạ xỉ -si cũng chỉ có một gốc cái này cũng là thích long vương chỗ ở tinh linh nhất tộc được tôn sùng là bên trên tộc nguyên nhân một trong thích long vương một cái giàn mua mà thanh niên hùng hồn lấy ý niệm hình thức xuất hiện ở thích long vương trong đầu nhanh đi đem người kia mang đến ta cảm nhận được thần tính tinh linh huyết mạch sức mạnh thần tính tinh linh huyết mạch sức mạnh thích long vương đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc túi đầu đáp là ít dạ xì -si miệng hạ ta đây liền đi tìm kiếm cái này tinh linh hắn tựa hồ không có chú ý tới ít dạ -si nói tới là người kia mà không phải cái này tinh linh cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cằn hướng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi sáu tiết ba biến dị hình lập phương ma giới thế giới cây hình ngươi tạm thời ở chỗ này nếu có cần cùng người bên ngoài nói một tiếng các nàng liền có thể tìm được ta á mân đem tiếu vũ hinh lĩnh đến một gian đẹp cùng chuyện cổ tích tựa như trong phòng đây là một gian làm bằng gỗ cấu tạo phòng ở tản ra dễ người một hương bên ngoài bò đầy màu xanh biết dây leo phía trên nở đầy màu trắng nhạt tản ra thoang thoảng nhỏ vụn đoá hoa phía ngoài hành lang bên trên cũng trồng không ít thực vật lá xanh cùng hoa tươi mùi thơ ngát làm say lòng người nơi này chim chóc giống như cũng không sợ người khắp nơi có thể thấy được có đôi khi đứng tại trên bệ cửa sổ tò mò hướng trong phòng nhìn quanh ở trong phòng dựa vào tường vị trí là một chương làm bằng gỗ cái giường đơn phía trên phủ lên một bộ màu xanh lá cây trang đệm hiển nhiên là một loại nào đó thực vật bệnh thành ở đầu giường có một con tinh xảo tủ đầu giường mặt trên còn có tinh chế tấm gương lược các loại đồ dùng thường ngày cũng là cực điểm tinh xảo sở trường có vẫn là cầm bí ngân tài liệu có thể thấy được sự tinh xảo những thứ này thật đáng yêu a à, tiếu vũ hình cũng là nữ hải tự nhiên yêu thích những thứ này tiểu đồ trang sức đây đều là ta làm ngươi như ưa thích ta nơi đó còn có không ít á mân trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý này cũng khiến cho trên người nàng loại kia cao ngạo công chúa khí chất làm giảm bớt rất nhiều lộ ra càng thêm bình dị gần gũi vậy thì cảm ơn tiếu vũ hinh hết sức vui vẻ những vật phẩm này cũng không phải thế giới này đặc biệt vật phẩm cho nên có thể mang ra kịch tình thế giới tại ác ma thực tập nhiệm vụ bên trong mỗi cái kịch tình thế giới đều có rất nhiều thông dụng đặc biệt đặc hưu vật phẩm thông dụng đặc hưu vật phẩm là có thể mang ra kịch tình thế giới đặc biệt vật phẩm sáu tức chỉ có thể ở cái này kịch tình thế giới sử dụng vật phẩm loại vật phẩm này là không cho phép mang ra kịch tình thế giới mà á mân nhắc tới những cái kia tinh linh đồ trang sức cũng có thể mang đi ra ngoài không cần phải khách khí hình ngươi nhóm đều ở đây phía dưới có thể ra ngoài dạo chơi thụy văn đeo hoan nghênh mỗi một cái khác nhân á mân cười nhạt một tiếng sáu tinh linh mỹ nữ lực sát thương vẫn là vô cùng lớn liền cái này cười nhạt một tiếng liền Tiếu vũ huynh đều cảm thấy bắt đầu ghen thị nàng là tuyệt đối không làm được loại này thanh lệ thoát tục nụ cười yên tâm ta nhất định sẽ tại thụy văn đeo thật tốt dung hoạn tiếng vũ huynh gật, gật đầu hiện thực thế giới bên trong nhưng không có xinh đẹp như vậy cảnh trí nàng đương nhiên không gặp qua á mân rời đi về sau trực tiếp hướng hoàng cung đi đến bất quá nàng cũng không có tiến vào đại điện mà là từ cửa hồng tiến vào một gian căn phòng bên trong cửa đối diện miệng một cái tinh linh thị nữ nói ngươi đi đại điện tỉnh phụ vương một chuyến đừng cho người khác là ta muốn tìm phụ vương là công chúa tinh linh thị nữ đáp ứng một tiếng quay người rời đi chỉ chốc lát sau thích long vương đẩy cửa vào có lời muốn cùng ta nói riêng thích long vương vẫn đạo ngài lúc trước cảm thấy vẻ này năng lượng cường đại ba độ a không tiểu thuyết internet không nói nhiều á mân vẫn đạo thích long vương mắt sáng lên quả nhiên là cùng bảo hộ ma giới những cái kia nhân loại có liên quan đúng vậy phụ vương á mân gật gật đầu đem thiếu vũ huynh tình huống cùng hắn tinh tế miêu tả một lần ta bọn hắn giết chết một cái giới linh nhưng không nghĩ tới sáu ngươi bởi vì nàng trên người có chúng ta tinh linh tộc huyết mạch thích long vương vấn đạo đúng vậy nếu không không cách nào giảng giải nàng tiễn thuật vì sẽ mạnh như vậy á mân đạo ngoài ra ta còn từ trên người nàng cảm thấy một cố cường đại mà thân thiện năng lượng tựa hồ chính là trong truyền thuyết nguyên năng chỉ là lịch sử quá xa xưa ta cũng không biện pháp xác định bất quá sáu bất quá thích long vương khẩn trương vấn đạo ta ở bên cạnh cũng hấp thu một chút loại năng lượng này thực lực lại có hơi hơi cùng tốc độ tăng thật sự cùng trong truyền thuyết nguyên năng rất giống á mân nói ngươi có thể đơn độc mang nàng sao không nhẹ chứ thích long vương vấn đạo cũng có thể các nàng là rất dễ dàng á mân suy nghĩ một chút nói hảo lập tức đi mời nàng thích long vương đạo vội vã như vậy á mân có chút không hiểu tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng vừa rồi ta và cam đạo phu phật la nhiều đã nói qua ma nhiều xúc tu đã dôi đến chất lơ bọn hắn dọc theo con đường này gặp không thiếu xạ dù màn vệ binh thật sự nếu không nghĩ biện pháp tiêu hủy ma giới trung thổ thế giới đều đưa biến thành sùn mã thổ liền muốn cử hành hội nghị quyết định như thế nào tiêu hủy chiếc nhẫn kia thích long vương nói là phụ vương ta lập tức đi mời nàng á mân nghe xong sự tình khẩn cấp như vậy vội vàng rời đi hoàng cung đi tìm tiếu vũ hình thích long vương muốn triệu kiến ta tiếu vũ hình hơi kinh ngạc không phụ vương là mời ngươi tương kiến á mân đạo có khác nhau sao tiếu vũ hình có chút xem thường cũng có chút hiếu kỳ yên lặng thông chi mạc lâu bọn người một tiếng liền đi theo á mân đi tới hoàng cung tinh linh hoàng cung hết sức tinh mỹ lại cũng không xa hoa hơn nữa chỉ ở cửa ra vào hai tên vệ phía sau vài tên thị nữ vừa đi vừa về bận rộn kỳ thực riêng lớn trong một tòa cung điện cũng không có bao nhiêu người á mân dẫn tiếu vũ hinh tiến vào đại điện lúc liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại trước cửa sổ trung niên tinh linh sáu ân là cái trung niên tướng mạo xoáy ca nhưng tiếu vũ hinh một mắt liền đã xác định hai chuyện sáu chuyện thứ nhất chính là hắn trong mắt Tăng thương biểu lộ hắn tuổi thật xa xa lớn hơn hắn mặt ngoài niên linh chuyện thứ hai chính là người này thực lực rất mạnh trong mắt của hắn lóe lên tinh mang giống như là hai ngôi sao lúc nào cũng có thể phóng xuất ra uy lực cường đại không hổ là đi qua lần trước chiến tranh lao yêu quái liền phần thực lực này e rằng đối kháng mất đi ma giới sử cũng không vấn đề thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì nhân loại lại liều mạng ta là thích long vương có thể nói cho ngươi lai lịch sao không nhẹ chữ thinh linh vương giả trầm giọng nói ta là do binh tiếu vũ hinh thản nhiên nói ta ngươi là do binh nhưng ngươi là từ lâu tới thích long vương vấn đạo tiếu vũ hinh mắt sáng lên ngươi không phải đã sao không nhẹ chữ ta thích long vương khẽ giật mình chợt nở nụ cười đối với đối với ta là ngươi có tinh linh huyết mạch nhưng là một loại rất hiếm hoi tinh linh huyết mạch ngươi có thể nói cho ta biết không không nhẹ chữ thích long vương vấn đạo tiếu vũ hinh có chút do dự trước đó đọc tiểu thuyết thời điểm nàng cũng không ít nhìn qua liên quan tới đạt bị rừng rậm tinh linh khắp thế giới đổi giết cố sự cái này vạn nhất nếu là trở mặt thành thủ sáu ho khan không cần sụt làm thịt tiểu hạ thì người ăn thịt nàng liền bờ s giờ thích long vương cùng á mân lướt nhau đều cảm thấy có chút kỳ quái hình ngươi không cần khẩn trương chúng ta đối với hạ lập cũng không có thành kiến ta các ngươi chia đôi tinh linh không có thành kiến nhưng mà sáu tiếu vũ hinh nào dám nói cái này thích long vương thực lực đáng sợ muốn mạng vạn nhất thật sự nàng là đạt cấp huyết mạch không phải đem nàng diệt không thể không cần khó xử ta dẫn ngươi đi một chỗ thích long vương là đã sống dài dòng lao quái vật tự nhiên nhìn ra nàng cố kỵ mặc dù không là vì lại không chịu bức bách nữa nàng đi chỗ tiếu vũ hinh có chút cảnh giác á mân cũng rất thông minh nàng có chút kiên kỵ cười nói hinh ngươi không phải muốn nhìn một chút sinh mệnh chi tuyển sao chúng ta chính là đi xem nó cùng dạ xì si. a à, phải không không nhẹ chữ tiếu vũ hinh đại hỉ nàng hai ngày trước đã từng lật xem qua dược điện, mặc dù bên trong không có liên quan tới ít dạ xỉ cùng sinh mệnh chi tuyển ghi chép nhưng mà có cùng này tương tự dược liệu cùng đan vương nếu như có thể nhận được một nhóm ít dạ xỉ cảnh lá cùng sinh mệnh chi tuyển nàng tuyệt đối có thể luyện chế một nhóm kéo dài tuổi thọ hoặc tăng cường thể chất đan dược mời đi theo ta thích long vương ở phía trước dẫn đường nhìn thấy á mân đứng ở một bên hơi hơi ngừng một chút cước bộ á mân ngươi cũng là á mân sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo đi ít dạ chỉ là tinh linh tộc căn bản, chỉ có tinh linh vương giả cùng mấy vị trưởng lão mới có thể tiến nhập kết giới kia, chính là ám mân cũng không thể tùy tiện đi vào. Ba người đi tới hậu hoa viên, theo đường mòn đi tới tầng kia màn sáng phía trước, thích long vương một bên niệm tụng chú ngữ, một bên tại trên màn sáng vạch ra phù văn, đang chủ yếu ngữ sau khi đọc xong, cất bước hướng trong màn sáng đi đến. Tiếu vũ hinh theo ở phía sau, tò mò trước tiên đưa thay sở sở tầng kia màn sáng sáu, vào tay mềm mại, giống như là vươn vào một vũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ trong nước, cảm giác là lạ, nàng cùng đi theo đi vào, lập tức cảm nhận được một cỗ hùng hậu năng lượng, toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn mặc dù cố năng lượng này không bằng năng lượng vũ trụ mênh mông cường đại nhưng là tràn đầy sinh mạng sức mạnh đây chính là ít dạ xỉ tiếu vũ huynh liếc mắt liền thấy gốc kia tràn đầy vô hạn sinh cơ hoàng kim cổ thụ đúng vậy ta liền là ít dạ xỉ si, trẻ tuổi hoan nên ngươi một đạo hơi giản mua ý niệm đống nhiên tiến vào tiếu vũ huynh não hải nàng kinh ngạc hướng dạ xỉ si nhìn lại đã thấy viên kia khổng lồ cổ thụ hơi hơi rung động rồi một lần lá cây phát ra đổ rào rào thanh âm là ta ta liền là ít dạ xỉ si. đạo kia ý niệm lại kéo dài truyền vào trong đầu của nàng mới vừa rồi là ngươi đưa tới năng lượng cộng minh à. không tiểu thuyết internet không nói nhiều là ta tiếu vũ hinh nói nàng cảm thấy có chút cổ quái không thế nào cùng cái này to lớn sinh vật câu thông có thể hay không thử lại một chút ta muốn xác nhận một chút cảm giác mới vừa rồi ít dạ si có chút vội vàng đạo vì ta là một cái do binh sẽ không tùy tiện đáp ứng người làm việc tiếu vũ hinh trong lòng hơi động nói cái kia sáu người muốn ít dạ si đại khái cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này ta muốn người la dụng và sinh mệnh quyền lực sáu không, không muốn rất nhiều ta kỳ thực là một cái nhà bào chế thuốc tiếu vũ hinh có chút xấu hổ lá dụng ít dạ xì giọng của rất là kinh ngạc ta từ trước tới giờ không lá dụng ngươi chẳng lẽ không ít dạ xì một khi lá dụng đó chính là tử vong bắt đầu cũng chính là tinh linh tộc xa suốt bắt đầu ách ta không tiếu vũ hinh cho tới bây giờ chưa thấy qua ít dạ xì nơi nào những thứ này bất quá ngươi muốn những thứ này không có vấn đề ta chỉ nghĩ xác nhận một chút ngươi là gây nên loại bà động này ít dạ xì không có tính toán cái này nó tựa hồ để ý hơn cần đáp án cái này không có tiếu vũ hinh cái này khỏa ít dạ xì sẽ không lừa gạt lại càng không những cái kia cao ngạo tinh linh sẽ có bất lương ý đồ nàng yên lặng bắt đầu vận chuyển thanh đế phong tiên quyết sáu mênh mông năng lượng vũ trụ bắt đầu thời gian dần qua ở trong không gian này hội tụ ít dạ xỉ cùng sinh mệnh chi tuyển tán phát sinh mệnh năng lượng bắt đầu hướng thực chất hóa chuyển biến hóa làm lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục ở trong không gian bay múa Cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi sáu biến dị hình lập phương ma giới chi thần hàng đối với chính là chỗ này loại khí tức trong ý niệm truyền đến dạ xỉ âm thanh kích động làm ta vẫn là một gốc mầm non thời điểm liền nghe qua theo mẹ thần nơi đó cảm nhận được loại cường đại này năng lượng kể từ mẫu thần rời đi về sau tại vô số năm tháng đến nay thế giới này tựa hồ bị một tầng bình chướng vô hình chấu ngăn cách ta và các tinh linh cũng lại không cảm giác được cố này năng lượng cường đại ngươi đương nhiên không cách nào cảm nhận được cố năng lượng này ở đây vốn chính là kịch tình thế giới năng lượng cùng chân chính không gian vũ trụ tiếp xúc mới là lạ mặc dù trong lòng là muốn như vậy nhưng thiếu vũ huynh cũng hồ đồ lấy vì cái gì nàng liền có thể trong thế giới này thu nạp năng lượng vũ trụ chẳng lẽ là bởi vì chính mình thân phận đặc thù vẫn như cũ khiến cho vũ trụ cùng mình có như vậy một tia liên hệ ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao không lẽ chứ ít dạ xì dụ dỗ nói ta có thể cho ngươi rất nhiều lá cây cùng sinh mệnh tri tuyển thỉnh cầu gì nếu như không biết nội dung cụ thể ta sẽ không đáp ứng tiếu vũ hinh cẩn thận nói đương nhiên cái này đối ngươi tới nói chỉ là tiện tay mà thôi bất quá bây giờ còn không nóng nảy chờ một lát lại nói nếu như ngươi cho rằng yêu cầu cùng thu hoạch không hợp lý có thể cự tuyệt ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi cái này khỏa ít dạ xì tựa hồ bộ dáng rất dễ nói chuyện cho tiếu vũ hinh mở một chương không có hạn ngạch chi phiếu ngay tại tiếu vũ hinh suy nghĩ ít dạ xì sẽ đưa ra điều kiện gì thời điểm thích long vương đưa tay làm mở hình dáng hình đã ngươi có tinh linh huyết mạch vậy thì có tư cách tiến vào tinh linh thần miếu tinh linh thần miếu tiếu vũ hinh không nhớ rõ kịch tình thế giới bên trong có cái gì tinh linh thần miếu chỉ là bây giờ cùng kịch bản không tương xứng cái gì đã nhiều lắm nàng ngược lại có chút quen thuộc mời đi theo ta thích long vương hiển nhiên đã nhận được ít dạ một loại nào đó ám chỉ dẫn tiếu vũ hinh cùng á mân hướng tòa kia kiến trúc đi đến tiếu vũ hinh muốn từ á mân nơi đó nghe ngóng một chút tin tức nhưng nhìn lấy nàng cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng tiếu vũ hinh không thể làm gì khác hơn là tính toán ba người đi tới tinh linh thần miếu trước mặt lần này tiến vào ngược lại là không có cái gì phiền phức khẽ vươn tay liền đẩy cửa ra một cỗ cổ xưa khí tức thần bí đập vào mặt tiếu vũ hinh không khỏi nổi lòng tôn kính đại môn ở phía sau lạng yên không tiếng động đóng lại tiếu vũ hinh ánh mắt cũng là bị trước mắt một cái to lớn tế đàn hấp dẫn đây là một cái lục giác hình tế đàn ước chừng có 7, 80 m 2 m cao chừng 10 m dùng vật liệu đã là một loại màu vàng kim chất liệu mười phần trắng lệ cũng tuyệt đối không phải hoàng kim tại sáu cái sừng bên trên phân biệt có sáu cái không biết tài liệu gì đều khắc thành tinh linh tượng đá không biết là nguyên nhân gì sáu cố tượng đá lại là sáu màu đó là đại biểu đất thủy gió hỏa quăng ám lục đại tinh linh thần bọn hắn cũng là xa cổ tinh linh tổ tiên mà chúng ta là xa cổ tinh linh phía sau hậu duệ một bên thích long vương dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng giải thích nói khác nhau ở chỗ nào sao không nhẹ chữ tiếu vũ hinh nghe có chút hồ đồ đương nhiên là có khác nhau thích long vương đáp xa cổ tinh linh lại được xưng là thần thánh tinh linh trong cơ thể của bọn họ huyết mạch là gần với thần nhất minh huyết mạch là có thể thành thần tồn tại mà chúng ta những thứ này về sau tinh linh mặc dù thừa tập xa cổ tinh linh huyết mạch nhưng trong huyết mạch đã không có thần tính cái này sao có thể huyết mạch là đời đời truyền thừa chẳng lẽ các ngươi còn có cùng với những cái khác chủng tộc lấy nhau Tiếu Vũ Hinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huyết mạch này làm sao có thể bởi vì truyền thừa thời đại quá lâu đời mà sinh ra biến hóa đâu? Thích Long Vương đạo, không biết nguyên nhân gì, một mực dừng lại ở trong bản thế giới chư thần bỗng nhiên rời khỏi nơi này, bọn hắn còn mang đi rất nhiều cổ tộc, chỉ để lại số ít người trên mặt đất giới truyền thừa chủng tộc kéo dài, đi qua vô số đời sinh sôi sau đó, chúng ta trong huyết mạch thần tính dần dần biến mất, xa cổ tinh linh truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt. Tiếu Vũ Hinh có chút hiểu được, các ngươi cho là ta trên người có xa cổ tinh linh huyết mạch? Đúng vậy, từ tu luyện của ngươi ở trong có thể cảm ứng được loại kia cổ xưa mà cường đại năng lượng loại năng lượng này chỉ có xa cổ tinh linh huyết mạch mới có thể dẫn động mặc dù ngươi chỉ là một cái hạt động nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong huyết mạch thần thánh thuộc tính thích long vương giọng của bên trong đã có khó che giấu kích động vẹn vẹn bởi vì nguyên nhân này liền làm ra dạng này phán đoán suy luận có phải hay không có chút thảo suất tiếu vũ hinh cẩn thận từng ly từng tí lần nữa chứng thực sẽ không sai thích long vương nghiêm mặt nói xa cổ tinh linh là có thể câu thông tinh linh thần ngươi chỉ cần lên tế đàn liền sẽ rõ ràng tiếu vũ hinh biến sắc các ngươi muốn đem ta đưa lên tế đàn thích long vương xem xét liền biết nàng hiểu lầm không khỏi mỉm cười đạo ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không phải ma tộc tà ác làm sao có thể dùng người sống làm tế ngươi chỉ cần đứng tại chính giữa tế đàn dẫn phát loại kia cổ xưa năng lượng liền có thể cùng tinh linh thần trao đổi tiếu vũ hinh lại bắt đầu còn nàng huyết mạch này hẳn là hậu thiên cường hóa đi ra ngoài vạn nhất thật cùng cái gì thần linh trao đổi bị thần linh đoạt thể làm sao bây giờ nhìn ra sự do dự của nàng thích long vương nói một câu rất dụ hoặc người nếu như nhận được tinh linh thần tán thành không chỉ có thể tăng cao thực lực hơn nữa còn có khả năng có được thần ban cho bảo vật tinh linh thần đối với có xa cổ tinh linh huyết mạch hậu duệ là mười phần yêu mến nghe thấy một câu nói tiếu vũ hinh lập tức tâm động sáu nếu như là chủng tộc khác nói ra lời nói này nàng đối nó có độ tin cậy còn muốn giảm một chút nhưng tinh linh nhất tộc uy tín cũng không thể lắm hơn nữa cầu phú quý trong nguy hiểm tham gia ác ma nhiệm vụ tập luyện vốn chính là cựu tử nhất sinh chút nguy hiểm này ngược lại cũng không tính là cái gì nghĩ tới đây nàng liền cẩn thận hỏi thăm cùng thần minh câu thông trình tự sáu kỳ thực rất đơn giản cái này so với đồng dạng nghi thức tôn giáo trung thần hàng thuật đơn giản nhiều nàng chỉ cần có thể dẫn động vẻ này bị các tinh linh xưng là nguyên năng năng lượng xuất hiện liền sẽ cùng thần mình sinh ra cộng minh từ đó hấp dẫn tinh linh thần chú ý nguyên năng là năng lượng bản nguyên tên gọi tắt tại các tinh linh trong lòng loại năng lượng này là một loại cổ xưa năng lượng tinh thuần chỉ có xa cổ tinh linh huyết mạch mới có thể trong tu luyện dẫn phát loại năng lượng này cũng chỉ có hấp thu nguyên năng mới có thể đạp vào con đường thành thần đi tới chính giữa tế đàn vị trí tiếu vũ hinh cảm giác vẫn là có chút là lạ nàng âm thầm làm chuẩn bị bắt đầu vận chuyển thanh đế phong thiên quyết sáu một cỗ vũ trụ mênh mông năng lượng bắt đầu bông xuống trong nháy mắt liền hội tụ tại tiếu vũ hinh bên cạnh liền thích long vương đều cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ tiếc nối là cùng nữ nhi của hắn một dạng hắn cũng chỉ có thể hấp thu từng tia nguyên năng theo trong thần miếu năng lượng vũ trụ càng lúc càng hùng hậu tại sáu cỗ tinh linh trong tượng đá cỗ kia đại biểu ám tinh linh thần tượng đá bắt đầu tản mát ra một loại thần thánh sức mạnh cùng tia sáng lại là đặc biệt huyết mạch thích long vương sắc mặt rất là khó coi hai người đều biết tinh linh thần sắp giáng lâm mặc dù bọn hắn không phải đạt gặp chủng tộc nhưng ở lực lượng của thần chết ép bọn hắn không dám cũng không thể bất kính hai người cũng là đem thân thể nằm dạp trên mặt đất mặt lấy lòng thành kính nên đón ám tinh linh thần buông xuống sau một chốc ám tinh linh thần điêu giống lên tia sáng bỗng nhiên tăng vọt một cái to lớn thân ảnh chậm rãi từ tinh linh trong pho tượng nổi lên mặc dù là có chút mơ hồ lại lờ mờ có thể nhận ra đó là một tên tuấn mỹ nữ tính đạo kỳ quái trên thế giới này cũng không lại có thần thánh tinh linh sinh ra đây là có chuyện gì âm thanh mặc dù thanh luyện âm lượng lại giống như ủ ủ lôi âm mang theo cực kỳ cường đại uy áp có ý tứ lại còn là một cái rơi tinh linh, đã ngươi có thể hấp dẫn chú ý của ta, vậy thì nhìn một chút ngươi đến cùng có thể đi bao xa một đạo quang trụ đông nhiên từ tiểu vũ huynh trên đầu rủ xuống, ngay sau đó tiểu vũ huynh thân hình ngay tại trong cột ánh sáng huyền không dựng lên, chậm rãi từ trên tế đàn lơ lửng, ước chừng huyền không đến cao mấy mét độ lúc, vô số điểm sáng từ cái kia cực lớn thần linh thể nội bay ra, càng không ngừng tan đi lên tiểu vũ huynh thân ảnh bên trong. Cùng lúc đó, tiểu vũ huynh cũng xảy ra biến hóa cực lớn, nàng nguyên bản buộc tóc dài phiêu tán, từ màu đen chậm rãi đã biến thành ngân sắc, màu da trắng non cũng biến thành khỏe mạnh màu lúa mì, hai cái lô thai thượng bộ biến bén cùng tinh linh càng thêm tương tự, diện mạo mặc dù không có biến, lại càng thêm xinh đẹp yêu mị, tràn đầy dụ hoặc. Bành một đôi to lớn màu đen quang rực ở sau lưng của nàng bày ra, phía trên hiện đầy màu bạc ma văn cùng ký hiệu, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Tại thân thể của nàng mặt ngoài, hiện ra một bộ cực kỳ tuyệt đẹp tinh linh áo giáp. Bộ này áo giáp màu bạc đóng gói một đầu mũ giáp, một kiện nửa người giáp, một kiện trên quần, một bộ cái bao đầu gối, liền trên mắt cá chân cũng có một bộ hộ giáp. Trên khải giáp mặt lập lòe lấy xinh đẹp tinh quang, ẩn ẩn có phủ văn di động. Tại cái hông của nàng, còn đeo theo một thanh ngân vỏ trường kiếm, chuôi kiếm đỉnh nặng một khỏa to bằng trứng bồ câu đá quý màu đen đây mới là thần thánh tinh linh trạng thái hoàn toàn thích long vương thì thảo nói hận không thể nhận được tinh linh thần rủ xuống chú ý chính là mình trước mắt cái này hạ độc không chỉ có chịu đến ám tinh linh thần quan tâm cường hóa nàng đặc ập huyết mạch hơn nữa còn ban cho trọng bảo thần khí chỉ tiếp những cái kia cũng là đặc cấp nhất tộc bảo vật liền xem như chuyển giao cho mình cũng là không dùng được mà liền tại lúc này bên cạnh hắn ám mân bỗng nhiên cũng thật thấp kinh hô một tiếng thích long vương xoay người nhìn lại chỉ thấy trên người nàng cũng hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt bộ mẩn đi theo ta thần quyến giả đi thôi bảo hộ an toàn của nàng tất nhiên sẽ có thành tựu của ngươi ám tinh linh thần âm thanh dần dần thấp đứng lên to lớn thân ảnh cũng chậm rãi tiêu thất lại là thần quyến giả thích long vương chờ to lớn thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm mới từ trên mặt đất đứng lên lúc này đã hoàn toàn hiện ra đặc trạng thái tiếu vũ huynh vẫn tại tế đàn phía trên đứng lơ lửng giữa không trung á mân quỳ trên mặt đất ánh sáng trên người còn không có tiêu thất tiếu vũ hình một mực bảo trì tại tinh thần thanh tỉnh trạng thái những điểm sáng kia vừa tiến vào thân thể thời điểm nàng có một loại bị rút sạch cảm giác loại thống khổ này cực kỳ mãnh liệt nhưng nàng lại không cách nào kêu gọi lên tiếng chỉ có thể là thống khổ chịu đựng thẳng đến những điểm sáng kia sau khi biến mất mới khôi phục tới bằng hữu cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sức ở đại lục tri đình xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai Tiết 237, biến dị hình lập phương, ma giới chi chuyển thừa ta chi thần tên Fiu, ta chi hậu duệ, phải ta chi quan tâm, làm ngươi thành thần sau đó, có thể tới gặp ta theo bóng người to lớn biến mất, liên tiếp nhắc nhở tin tức hiện lên ở Tiếu Vũ Hinh trước mắt, đặc huyết mạch cường hóa, mỗi ngày có thể thi triển 10 phút đặc hoàn toàn chi thể, sử dụng hắc ám quốc độ 6 trang đối xử mọi người vật tổng hợp đánh giá đạt đến cấp lúc, bãi bỏ hạn chế. Tinh linh chi đồng, cường hóa nhìn rõ chi nhãn công năng, phá án và bắt giam hắc ám, tà ngủ, ẩn hình, thi triển tinh thần ma pháp tăng phúc 10. Phi mã huy chương tiến hóa làm ác ngộng huy chương, có thể triệu hoán một đầu dê cấp ác ngộng thay đi bộ, sau khi chết để mươi 72 giờ mới có thể triệu hoán. cốt giới tiến hóa, biến dị tự tích vương tiến hóa thành C cấp ác cá ma long, nếu như không có bị giết chết, 60 phút sau tiêu thất, để nguội 12 giờ, sớm có thể làm cho trang bị tiến hóa. liền đem huyết tẩm cùng ám nguyệt nữ thần đích thán tức cùng một chỗ lấy ra tiếu vũ huynh rất là hối hận, nàng cũng cơ hội này e rằng chỉ có một lần, suy nghĩ một chút còn chưa tính, đợi nàng đem tài liệu cá nhân lại điều ra nhìn lên, trong lòng lại là vui mừng huy chương số hiệu 173 hảo trách nhiệm nghiệp, thần tuyển giả thần quyến giả họ tên tiếng vũ hình sinh mệnh chủng tộc nhân loại đạt gặp huyết mạch một lần cường hóa sinh mệnh thuộc tính sức mạnh một nghìn hai trăm sáu mươi không nhanh nhẹn một nghìn sáu trăm sáu mươi không thể chất một nghìn năm trăm linh một mươi không tinh thần lực hai nghìn sáu mươi không phòng ngự một nghìn một trăm tám mươi không mỹ lực sáu trăm ba mươi một không tích phân hai trăm hai mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi trải qua nghiệm một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi sáu ba trăm bốn mươi năm nghìn sáu trăm trợ cấp mười một cấp tổng hợp đánh giá c chín cấp kỹ năng danh sách hát khám kết giới mười hai cấp cơ bản thân pháp mười hai cấp cơ bản đao pháp bảy cấp cơ bản tiễn thuật tám cấp thanh đế phong thiên quyết tầng thứ hai hiên viên châm giải độ thuần thục ba năm đoạn mệnh thập tam đao độ thuần thục bảy bảy xuyên hoa nhiều thân cây pháp độ thuần thục một không không thánh quang phá diệt đánh ánh sáng thần thánh thánh viêm phân gân cốt tay bốn chín phách không trưởng tầng thứ ba rút đao quyết năm một thiên lang tiễn thuật người mới học gai độc liên kích quấn quanh thuật long âm cảm giác nguy hiểm nhìn rõ chi nhãn tâm linh xiềng xích cấp đống thuật băng tuyết phong bạo quần thể băng chủy thuật vong linh đen trải qua tam tinh mạt xì ẩn trung cấp hóa đá thuật triệu hoán bỏ hung ba con trung cấp mạng niệm thuật nhanh nghệ thuật sợ hai thuật trung cấp béo thuật mê mụi thuật vòi rồng sấm xét thuật phỉ dễ bạn lôi quan quyền tầng thứ ba tinh thần đại đạo quyền tầng thứ nhất cự mộ cơm lôi quyền tầng thứ sáu ngàn một hóa hình trưởng tầng thứ hai lưu quang đột ảnh một không xem xong những tài liệu này tiếu vũ huynh đại não có chút đương cơ cảm giác quả nhiên là thần tiên tay a 6 một màn này tay vẹn vẹn các hạng sinh mệnh thuộc tính liền tất cả tăng 20 điểm ma pháp thực lực đã đạt đến tam tinh có thể lựa chọn ma pháp nhiều hơn một cái sấm xét thuật cùng một cái phi dạy bản để cho người cao hứng là tổng hợp đánh giá vậy mà đạt đến c cấp khoảng cách thủ hộ giả đánh giá là càng gần một bước chỉ cần lấy được thủ hộ giả phong hào nàng cũng không cần tân tân khổ khổ mỗi cái ác ma thí luyện đều phải tham gia xem xong tư liệu Tiếu Vũ Hinh lại đưa tay vớt ve một chút rồi bên trên gọi là hắc ám quốc độ sáo trang, bộ giáp này tuyệt đối là cấp phòng ngự bảo vật thanh trường kiếm kia cũng là đồng dạng sáu. Chỉ tiếc, những thứ này uy lực mạnh mẽ trang bị mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 10 phút, đặt đến cấp lại là nói nghe thì dễ. Kia đối quang dực nhưng là có thể thu hồi, Tiếu Vũ Hinh bay xuống tế đàn rơi vào Thích Long Vương cùng Á Mân trước người, Thích Long Vương, ta nghĩ ngươi yêu cầu ta làm cũng đã hoàn thành, hẳn là nói chuyện thù lao a. À. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Thích Long Vương cùng Á Mân cũng là trợn mắt hốc mồm, bị nàng trực tiếp dọa sợ sáu. Có vẻ như vừa rồi nhận được chỗ tốt lớn nhất chính là chỗ này một vị a không tiểu thuyết internet không nói nhiều đến cùng thích long vương vẫn là lấy tuế nguyệt tích lũy xuống kinh nghiệm giải quyết vấn đề này hình ngươi có thể đi ta trong khố phòng vì ngươi ta đồng bạn của ngươi mỗi người lựa chọn sử dụng một bộ trang bị cái này thù lao hài lòng a à? không tiểu thuyết internet không nói nhiều đa tạ thích long vương khẳng khái tiếu vũ hình gật gật đầu ba người rời đi tinh linh thần miếu lại đi tới cây kia ít dạ xỉ trước mặt sáu không phải không phải ít dạ xỉ cùng thích long vương nói thích long vương tựa hồ ngây ra một lúc gật gật đầu đối với tiếu vũ hình đạo hình ít dạ xỉ miệng hạ có chuyện muốn đơn độc cùng ngươi đàm luận một chút ta sẽ để cho á mân chờ ngươi ở ngoài đồng bạn của ta cũng không ta tới đến nơi đây có thể hay không phải người thông chi bọn hắn hướng đi của ta tiếu vũ huynh vấn đạo úc đương nhiên có thể thích long vương dứt khoát đáp ứng mang theo á mân rời đi thần quyến giả sáu ha ha kể từ chư thần cùng viễn cổ tinh linh sau khi biến mất liền sẽ không có thần quyến giả xuất hiện cái này cũng là trung thổ thế giới may mắn a ít dạ xỉ âm thanh quen thuộc kia tại tiếu vũ huynh trong đầu vang lên thế giới miệt hạ như ngươi loại này phương thức để cho người ta rất không quen đến cùng có chuyện bây giờ có thể nói sao không nghe chữ tiếu vũ huynh vấn đạo công việc này phải so thích long vương còn dài hơn lao quái vật cho dù là truyền một đạo ý niệm cũng là rất để cho nàng khó chịu cũng không phải hắn quá mạnh vẫn là quá yếu ta hy vọng ngươi có thể kéo dài tính mạng của ta ít dạ xỉ si, chuyển đến một đạo để cho người ta buộc ngạo ý niệm sáu tiếu vũ hinh một bên ho khan một bên quay đầu muốn chạy đi sáu cái này giả mà không đứng đắn ra hỏa coi như ta nguyện ý ngươi có thể hình sao đừng chạy ta không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy ít dạ xỉ si, vội vàng lại chuyển tới một đạo ý niệm tiếu vũ hinh lúc này mới xoay người đạo ít dạ xỉ si, hạ làm phiền ngươi đem lời nói rõ ràng một chút không ít dạ xì một tiếng ho khan giống như là tại trong đầu của nàng vang lên một tiếng lôi tựa như chấn động đến mức nàng nổi giật ta tăng thêm bồi thường tại nàng báo nổi phía trước ít dạ xì lập tức thi triển ra dập lửa đội thủ đoạn tiếu vũ hinh lại trở nên tâm bình khí hòa nói đi sự tình kể từ chư thần cùng viễn cổ tinh linh sau khi biến mất thế giới này tựa hồ đã bị một cái cường đại kết giới cho che giấu chúng ta dù ai cũng không cách nào cảm giác thế giới này trở ra sự tình hơn nữa cũng sẽ không có thần thánh tinh linh xuất hiện ta đã là thế giới này thế giới duy nhất đây bất quá ngươi đến cho ta xem đến một cái có thể kéo dài sinh mạng thời cơ ta có thể tiễn đưa ngươi một nhóm loại cây chờ ngươi sau khi ra ngoài có thể giúp ta đem các loại loại cây vẩy vào thích hợp chỗ để bọn chúng tại vật cạnh thiên trạch bên trong trường thành luôn có vài cọng có thể trưởng thành như thế tính mạng của ta cũng liền có thể kéo dài tiếu vũ hinh có chút trần trời dạ xì lớn lên cần rất nghiêm khắc điều kiện a không tiểu thuyết internet không nói nhiều cũng không tính là rất nghiêm ngặt ít dạ xì đáp ngươi đưa nó vùi sâu vào trong đất hoặc ngâm mình ở sinh mệnh chi tuyển bên trong nó có thể tự động hấp thu năng lượng cấp tốc lớn lên cho dù là phụ năng lượng cũng không cái gọi là bởi vì bản thân nó cũng có tịnh hóa năng lực ngoài ra ta nói cho ngươi ta loại cây ẩn chứa sinh mệnh năng lượng vượt xa sinh mệnh chi tuyển cùng lá cây nếu như là bị trọng thương chỉ cần là đại não cùng trái tim không có bị hoàn toàn phá hư người còn không có tắt thở nuốt vào một gốc cây loại đều sẽ khép lại ngươi nói cho ta biết cái này không sợ ta đem những cây đó loại cũng làm thành thuốc đặc hiệu tiếu vũ hinh thần sắc cổ quái vấn đạo không sợ ít giả xỉ không hề lo lắng nói ta ngươi sẽ không chết nhiều lần như vậy hơn nữa ta tín nhiệm nhân phẩm của ngươi chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan có vài có ít dạ xỉ thuận lợi sống được vậy thì đã đủ rồi Tiêu vũ hinh mười phần buồn bực nhân phẩm lại có tốt như vậy phía dưới nên nói chuyện ngươi vấn đề quan tâm nhất quan tâm nhất sáu ngươi là nói thù lao tiếu vũ huynh lập tức mừng rỡ ngươi chúng ta thực vật loại sinh mệnh cường đại nhất năng lực phải không không nhẹ chứ ít dạ xì si đột nhiên hỏi một cái cùng thù lao tựa hồ không hề quan hệ vấn đề sinh mệnh lực nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút hỏi ngược lại không liền chúng ta ít dạ xì si cũng có chết đi một ngày sinh mệnh lực cũng không phải là tối trọng yếu vậy ta có thể không đoán ra được tiếu vũ huynh lắc đầu chúng ta có thể thông qua hạt giống có thể thông qua cành lá đem chúng ta sinh mệnh không hạn chế kéo dài tiếp như vậy dạng vũ huynh không do ít dạ xì si là muốn nói cái này loại trước phương thức tại các ngươi tới nói gọi là sinh sôi sau đó một loại năng lực là các ngươi những thứ này chủng tộc không có chúng ta xưng là phân thân dạ xì nói phân thân hai loại phương thức có khác nhau sao không nhẹ chứ tiếu vũ hinh có chút hứng thú hai loại phương thức mặc dù cũng là sinh mạng kéo dài nhưng lại có bản chất khác biệt ít dạ xì ngừng lại một chút tựa hồ muốn miêu tả càng thêm hình tượng một chút sinh sôi là một cái sinh mạng mới bắt đầu thí dụ như thích long vương á mân chính là hắn sinh sôi đi ra ngoài sinh mạng thể mà phân thân là chân chính trên ý nghĩa sinh mạng kéo dài hoặc cùng tồn tại thí dụ như từ trên người của ta bẻ một cái nhanh cây trùng tại một nơi nào đó khi nó sống sót sau đó đó chính là một cái khác ta tất nhiên ta hiện tại cái này cơ thể chết nhưng tính mạng của ta vẫn như cũ vẫn, tồn tại ta hiểu được tiếu vũ huynh là nghe rõ thực vật loại năng lực này đúng là đáng giá hâm mộ nhưng nàng cũng không thể đem tay hoặc chân chặt đi xuống đi cấy ghép à. không tiểu thuyết internet không nói nhiều hơn nữa coi như nàng cam lòng cũng cấy ghép không ra sinh sôi năng lực không cần ta truyền thụ đó là các ngươi chủng tộc năng lực bẩm sinh nhưng phân thân năng lực nhưng là có thể chỉ là ngươi sau này phân thân chỉ có thể là nhân loại hoặc thực vật vậy ta có thể có bao nhiêu phân thân tiếu vũ hinh vấn đạo nay liên muốn nhìn thực lực của ngươi năng lực hiện tại của ngươi chỉ có thể vận dụng một cái phân thân mà tương lai sáu tương lai của ngươi ta xem không tấu ít dạ sỉ tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng nó lập tức vấn đạo ngươi quyết định tiếp nhận năng lực này sao không ngại chữ tiếp nhận tiếu vũ hinh không chút do dự đáp ứng một đạo nhu hòa chùm sáng màu xanh lục từ ít dạ sỉ trụ cột bên trên bắn ra tiếu vũ hinh cơ thể không tự chủ được tại chùm sáng bên trong hiện lên theo từng đoạn bí pháp tiến vào trong đầu của nàng một gốc to lớn ít dạ Sỉ hư ảnh ở sau lưng của nàng xuất hiện sáu thật lâu trùng sáng tiêu thất tiểu vũ hinh chậm rãi rơi xuống đất sau một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra ít dạ xì miệt hạ ngươi vì không tuyển chọn loại thứ hai kéo dài sinh mạng phương thức ta có thể đem ngươi mang ra thế giới này thiên địa không dung ít dạ xì thở dài một tiếng lá cây run run một hồi một vệ kim quang bắn về phía tiểu vũ hinh hóa làm một cái màu vàng vòng tay bọc tại nàng cổ tay trái bên trên cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẩn tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm ba mươi chín tiết hai trăm ba mươi tám biến dị hình lập phương ma giới chi chọn lựa trang bị vòng tay chứa đồ không gian đạo cụ lục sắc kịch bản trang bị ma giới tam bộ khúc đặc thù vật phẩm sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn ràng buộc coi nhẹ tất cả nhằm vào đạo cụ bản thân công kích có thể tồn phong có sinh mạng thuộc tính vật phẩm không cái khác trang bị nhu cầu đọc xong đoạn tin tức này tiếu vũ Huynh không thể nói vừa mừng vừa lo trang bị màu lục sáu cái này rất hảo rất hạnh phúc nhưng loại này chứa vật loại không gian trang bị đối với chiến đấu là không có có ý nghĩa cho nên nàng lại cao hứng không nổi đang tiến hành xong linh hồn giảng bộ sau đó nàng ngạc nhiên trong vòng tay mặt không gian so ác ma huy chương mang theo không gian chứa vật đại suất mấy chục lần lúc này bên trong chỉ có ba kiện vật phẩm một cái màu vàng kim một hồ lô đây là một kiện dê cấp không gian đạo cụ bên trong chứa số lớn sinh mệnh chi nước chừng một vạn mai ít dạ xì si diệp mỗi một phiến đều giống như mới từ trên cây hái xuống tới một dạng còn có một chỉ một hồ lô bên trong đựng là từng quả đậu Hà Lan lớn nhỏ kim sắc loại cây mỗi một quả đều tràn đầy sinh mạng năng lượng sửa lại là một ngàn quả trẻ tuổi thần quyến giả ly khai nơi này à chúc ngươi thuận buồn xuôi gió ít dạ xì si chuyển đến cuối cùng một đạo ý niệm Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy cơ thể tựa hồ bị một đoàn nhu hòa năng lượng bao lấy trực tiếp cho ném ra ngoài kỳ thực ta có thể đi là miệng hạ quá khách khí Tiếu Vũ Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn qua đang kinh ngạc nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống Á Mân giải thích nói ha ha ta đi thôi khổ cực một ngày ngươi cũng nên nghỉ ngơi á à mân khép cười một tiếng dẫn nàng rời đi hoàng cung Kinh tỷ ngươi không sao chứ không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiếu vũ Hinh vừa vào cửa liền bị hạ hơn văn mấy người các nàng vây lên sáu mấy nha đầu này còn kém động thủ động cước mà cho nàng làm một lần kiểm tra toàn thân đương nhiên không có việc gì sáu tiếu vũ Hinh đem sự tình đi qua nói một cách đơn giản qua một lần gan liên quan tới lấy được phân thân bí pháp cùng trong vòng tay chứa đồ cái kia ba loại vật phẩm nhưng là chưa hề nói bởi vì này quá mất cảm nàng có thể cho các nàng sử dụng nhưng không thể nói ra được chuyện đã xảy ra chính là như vậy có thể mà bắt đầu tổ chức xử lý ma giới hội nghị, chúng ta lập tức liền sẽ đạp lên ma nhiều đường đi, tất cả mọi người thừa dịp cái này tu luyện, ta đã cùng Á Môn đã nói, sáng sớm liền đi thích Long Vương trong kho hàng đi chọn lựa một bộ trang bị. Thật sự có thể chọn lựa một bộ tinh linh trang bị. Cứ việc Tiếu Vũ Hinh vừa rồi đã nói qua, có thể văn vũ tu đám người vẫn có có chút khó có thể tin. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta những cái kia tội nhận không sao. Đây chính là đại giới Tiếu Vũ Hinh một bộ bị thương rất nặng, rất ra máu bộ dáng. Cắt xuống một lần có cái chủng này chịu tội cơ hội ngươi có thể để cử ta hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không thu lấy thủ lao mạc lâu bọn người nhất trí khinh bị chi a à, có một chuyện văn vũ tu lấy ra một cái túi cam đạo phu tới qua hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi lần này nhiệm vụ hộ tống còn sót lại thủ lao tám mươi khỏa ma tinh nếu như là phân phối đồng đều mỗi người tám khỏa nhưng người có thâm niên trong chiến đấu phát huy tác dụng lớn hơn ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch tiếu vũ hinh tử phát cho mẫn khanh núi cùng quách tử nguyên ma tinh bên trong tất cả lấy ra bốn khỏa phân phối đồng đều cho nàng cùng văn vũ tu bọn người tại ác ma trong thực tập công bằng sáu là một cái chuẩn tắc không có người nào một phương diện chịu nghĩa vụ đây đều là hai phương diện người có thâm niên trong chiến đấu hướng người mới cung cấp bảo hộ truyền thụ kinh nghiệm nên tại chiến lợi phẩm phân phối bên trong có quyền ưu tiên tại thích long vương trong cung điện cam đạo phu đang cùng thích long vương thương nghị ma giới xử lý ý kiến tinh linh tộc tại lần trước trong chiến tranh đã dùng hết trách nhiệm chúng ta sẽ không chống tránh nhưng cũng không thể tự mình gánh chịu hơn nữa chiếc nhẫn kia gian ác sức mạnh quá mạnh có lẽ chỉ có những cái kia hạ tỷ người mới có thể đủ kháng cự ma giới dụ hoặc thích long vương như đinh chém sắt nói cho tới nay hắn đều cho rằng nhân tộc là minh ước phản bội giả người lùn nhưng chỉ là ích kỷ trốn ở quặng mỏ bên trong khai thác bảo thạch bây giờ gặp phải hắc ám thế lực uy hiếp vẫn còn suy nghĩ nhường tinh linh tộc xung phong cam đạo phu trầm mặc hắn cùng thích long vương là lão cũng minh bạch hắn tức giận nguyên nhân có lẽ sáu ngươi là đúng xem hội nghị tình huống a mà khác ta đề nghị nhường những lính đánh thuê kia cũng phái đại biểu dự thính hội nghị do Minh, thích long vương lập tức minh bạch giả ý nghĩ hắn hơi hơi dừng một chút gật gật đầu ta sẽ để cho á mân thông chi các nàng tiểu vũ hinh không hoài nghi chút nào nhất định có thể gia nhập vào ma giới quân viễn trinh cho dù thích long vương không đồng ý Tam đạo phu cùng Phật la nhiều cũng sẽ hướng nàng phát ra mời, mà nàng cần làm chỉ là báo một chút giá tiền. Dù sao chẳng lẽ đi tới nơi này sao một cái sức mạnh hôn tạp thế giới, không vì vất chút nhi chỗ tốt cũng thật sự là quá khó khăn. Kết thúc tu luyện sau đó, Tiếu Vũ Hinh đi ra cửa phòng. Ban ngày tùy thời có thể thấy các tinh linh cũng đã nghỉ ngơi. Nàng đi một mình tại tràn ngập hương thơm hành lang bên trên, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng như nước, hành lang trên lan can đóa hoa hiện ra một loại tia sáng yếu dị. Tiếu Vũ Hinh vừa muốn làm tiếp theo đóa, chợt nghe một cái bước chân nặng nề chí truyền đến, trong nội tâm nàng khẽ động, thân ảnh lóe lên đi tới một cây trụ đằng sau người đến là một cái thân hình cao lớn nhân loại võ sĩ cũng không phải á lạc cương tiếu vũ huynh lấy thần thức ở chung quanh quét nhìn một tuần á lạc cương vậy mà cũng tại hơn nữa rất ý theo dáng dấp mà nâng một quyển sách đang nhìn sáu ở dưới ánh trăng đọc sách chẳng lẽ sẽ không sợ phải mắt cận thị sao xem ra hẳn là nhắc nhở hắn một chút dùng mắt vệ sinh thưởng thức ngươi là người tên nhân loại kia võ sĩ rõ ràng cũng nhìn thấy á lạc cương ta đến từ phương nam là phù thủy áo bảo sám cam đạo phu á lạc cương đáp chúng ta tới đó nơi này mục đích là vậy võ sĩ nhìn hắn một cái sau đó trở về một pho tượng trước mặt tại nơi pho tượng trước mặt thạch trên bàn trưng bày một thanh bảo kiếm mảnh vụn võ sĩ cầm lấy tàn kiếm lưỡi kiếm tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt cho một phát miệng máu đây chính là ai tây đạc dùng để chặt đứt sụt ngón tay nạp hưu thanh kiếm mặc dù lưỡi kiếm vẫn như cũ sắc bén có thể nó dù sao chỉ là một kiện không trọn vẹn bảo vật nói xong hắn nhăn khuýt lông mày liếc mắt nhìn á lạc cường đem tàn phế lưỡi đao tiện tay quăng ra bước nhanh rời đi đúng đây là ba la chớ vừa đạc tể tướng hai trăm bốn mươi tiết hai trăm ba mươi chín biến dị hình lập phương ma giới chi hội bản bạc chi tranh đi không bao xa đã nhìn thấy đứng tại bên đường phật la đa cùng bên cạnh hắn một cái đã hiện ra vẻ dán mua hạ tỷ người còn một người khác thân hình cao lớn phù thủy áo bào xám khi nhìn đến tiếu vũ hinh cùng ám mân thời điểm trên mặt đều bên trong da mỉm cười thân thiện hình ta hướng ngươi giới thiệu một chút vị này chính là ta thúc thúc đi bác vị này là phù thủy áo bào xám cam đạo phu phật la đa rất cao hứng đem người bên cạnh giới thiệu cho tiếu vũ hinh nhận biết người chính là hình vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được sức mạnh cùng ma lực có chút khác biệt cam đạo phu thật dài lông mày lục soát đứng lên bởi vì ta là ma vũ song tu con đường tu luyện cùng phương pháp bình thường khác biệt tiếu vũ hinh đạm nhiên hồi đáp cam đạo phu ngược lại là không có sinh nghi gật gật đầu không có trên thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không biết sức mạnh cái này không đủ là lạ hình cảm ơn ngươi cùng đồng bọn của ngươi cứu vớt phật la đa ta là do binh ta trung thành với chức trách của ta tiếu vũ huynh đặc biệt nhấn mạnh một chút lính đánh thuê chức trách đương nhiên cái này rất hảo hắn thâm ý sâu sắc cười cười đi thôi đừng cho hội nghị chủ nhân đều phải quá giải một đoàn người đi đến vương cung hậu hoa viên tại bãi cỏ ở giữa là yêu long vương vị trí chung quanh trưng bày một chút tuyệt đẹp ghế đá cùng bàn đá một chút khách nhân ngồi ở chỗ đó có tinh linh có người lùn cũng có nhân loại á mân dẫn tiếu vũ Hinh để cho nàng cùng phật la đa Điều bác ngồi ở một cái bàn bên cạnh nàng và cam đạo phu thì đến đến rồi thích long vương bên cạnh ngồi xuống làm thích long vương nhìn thấy tiếu vũ Hinh lúc hướng nàng khẽ gật đầu thăm hỏi cái này khiến khách nhân khác đều có chút kinh ngạc một người lùn la lớn tôn kính thích long vương mấy vị này mới tới khách nhân là nhân thích long vương mỉm cười nói nữ nhi của ta á mân cùng phù thủy áo bảo xám cam đạo phu chắc là không cần giới thiệu nữa vị này nhân loại don binh gọi là hinh có lẽ tên của nàng bây giờ còn chưa có người biết được nhưng nàng chuyện dấu vết chẳng mấy chốc sẽ ở trung thổ thế giới truyền tụng bởi vì nàng giết chết một cái giới linh tại ngắn bên trong xuân không có cách nào để nó lại lần nữa trùng sinh hạ tỷ người bưu bắc tên chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc hôm nay muốn giới thiệu là hạ tỷ người một vị anh hùng trẻ tuổi phật la đa bà kim tứ anh khó khăn người lùn khinh miệt nhìn phật la đa một mắt chẳng lẽ hắn chu diệt qua một đầu ác long hắn không có chu diệt qua ác long lại lấy dũng khí phi phạm cùng các đồng bạn của hắn sắp tới tôn ma giới hộ tống đến rồi thụy văn đeo thích long vương nói dự hội đám người lập tức túi đầu xì xào bàn tán đứng lên Tiếu vũ hinh có chút kỳ quái không rõ thích long vương vì chỉ làm một phương diện giới thiệu không làm giới thiệu đó là bởi vì biết bọn hắn đối với các ngươi không có chút nào dùng bên ngoài có lẽ có mấy người sẽ hữu dụng chờ một lát giới thiệu cũng không muộn một người thanh âm lời biếng đột nhiên vang lên Tiếu vũ hinh bay đầu nhưng là á lạp cương cùng làm như tặc chuẩn đi á lạp cương ngươi ở nơi này ta vừa rồi nhưng không có gặp lại ngươi phật la đa nhiệt tình hướng á lạp cương chào hỏi ta kỳ thực một mực ở nơi này chỉ là ta vị kia đồng bào tựa hồ đối với ta có chút phản cảm không quá ưa thích đi cùng với ta á lạp cương ngồi ở b bắc bên cạnh rất rõ ràng giữa bọn hắn là biết hình ta cảm thấy lực lượng của ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều chúc mừng ngươi á lạp cương cẩn thận nhìn tiếu vũ hinh một mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm tạ tiếu vũ hinh cười nhạt một tiếng lần này huyết mạch cường hóa sau đó lực lượng của nàng trên diện rộng bốc thăng bất quá biến hóa rõ ràng nhất vẫn là nàng một đôi mắt người bình thường có lẽ sẽ không chú ý nhưng nhìn kỳ thời điểm liền có thể nhìn ra con ngươi của nàng giống như là hai cái hơi co lại bản hát động ở giữa còn mơ hồ có hai điểm tinh mang hết sức mỹ lệ tràn đầy yêu dị mỹ lực mặc lâu từng nói đùa nói nếu như nàng nghĩ dụ hoặc ai căn bản không cần thi triển mị hoặc thuật các loại pháp thuật chỉ cần một cái mị nhãn không choáng nặng nam nhân lắc đắc không có mấy trí tôn ma giới thật sự còn tại ngồi ở một cái khác vị trí sóng la mạc có chút ngồi không yên hắn đằng đứng lên chật lại thất thố ngồi về vị trí đương nhiên còn tại may mắn nó còn không có trở lại sử dụng trong tay chúng ta còn có cơ hội đối kháng ma nhiều đại quân bằng không trung thổ thế giới tất cả chủng tộc đều đưa gặp phải diệt vong điều xấu thích long vương chuyển hướng phật la đa đến đây đi phật la đa đem ma giới cầm để lên bản phật la đa có chút không biết làm sao đứng lên từ trong ngực móc ra chiếc nhẫn kia đi thôi hai tử ngươi là tốt nhất không có ai so ngươi ưu tú hơn a biêu đỏ sức ở một bên nhẹ dọn của vũ phật la đa bước bước chân nặng nề hướng thích long vương cái bàn đi đến đáng thương tiểu hạ thì người lần thứ nhất cảm thấy ánh mắt của người có thể phát ra to lớn như vậy sức mạnh ép tới hắn cơ hồ đi không được sáu cuối cùng hắn đi tới thích long vương trước người đem chiếc nhẫn kia để lên bàn đang thả phía dưới chiếc nhẫn một sát na kia phật la đa đột nhiên cảm thấy một hồi nhẹ nhõm hắn đây là ánh mắt mọi người đều trong đó đến đó cái nhận phía trên phật la đa cảm tạ ngươi làm hết thảy cũng cảm tạ ngươi và các bạn của ngươi làm hy sinh thích long vương hướng phật la đa cùng tiếu vũ hinh các nàng vị trí nói phật la đa yên lặng gật đầu một cái trở về lại trên chỗ ngồi ngồi xuống sóng la mạc lại một lần đứng dậy cất bước hướng thích long vương cái bàn trước mặt đi vừa đi vừa nói chuyện ta sở dĩ cũng không phải là cầu xin vệ binh ta cùng chiến sĩ đang tại trong cự ma nhiều quân đội vô luận lúc sau chúng ta cũng chưa từng chờ mong qua có viện trợ liền gần nhất lạc mồ hôi quốc phiêu kỵ binh cũng giống như vậy sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì ta là một cái giấc mơ kỳ quái giấc mộng này nhắc nhở ta muốn đến nơi đây tìm kiếm dạng giải hắc ma quân phía sau cùng pháp sáu hắn đi tới trước bàn, trên mặt xuất hiện một cỗ thần sắc mờ mịt đưa tay giống như cái kia ma giới tới sóng la mạc cam đạo phu hét lớn một tiếng tiếu vũ hinh nghe ra hắn đã sử dụng một cái chủng loại giống như tinh thần kỹ năng pháp thuật sóng la mạc trong mắt lập tức lộ ra một mảnh thanh minh trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ thần sắc ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ cũ những người khác trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ sóng la mạc thực lực ở tại bọn hắn ở trong không phải mạnh nhất nhưng là trên lệnh không phải quá xa vậy mà ngăn cản không nổi ma giới dụ hoặc mà hơi kém lâm vào trầm mê khó trách ngày đó liền nhân loại vương giả ai tây đặc đều không chịu được sự cám dỗ của nó loại này như thế nào tiếp cận không phải liền là muốn hủy nó sao không nhẹ chứ người lùn kia từ trên chỗ ngồi nhảy xuống Thôi tay cơ lấy bên cạnh bàn dựa một thanh chiến phủ hướng hung hăng chính là một búa không muốn cam đạo phu muốn ngăn cản cũng đã quá muộn làm lưỡi búa cùng nho nhỏ giới chỉ chạm vào nhau vậy mà phát ra một tiếng như là tiếng chuông vàng kèn lớn tiếng vang cực lớn chỉ thấy trên mặt bàn bạo phát lên một mảnh kim quang to lớn chiến phủ cư nhiên bị bắn ngược lại hơi kém đánh vỡ người lùn đầu mà hai tay của hắn hổ khẩu vậy mà vỡ tan chảy ra tiên huyết cổ quái người lùn giống như là tựa như nhìn quái vật đánh giá chiếc nhẫn kia một mắt hầm hừ mà trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống kim lịch cũng thất bại ma giới dụ hoặc quả nhiên quá lớn á lạp cương thấp giọng nói ta cảm thấy ngươi cũng sẽ kháng cự cám dỗ tiếu vũ hinh nói khẽ ta không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy á lạp cương lắc đầu ta chỉ là lý trí mà nói cho không muốn tiếp cận ma giới không muốn có thể khống chế ma giới một khi thật sự đưa nó cầm ở trong tay biểu hiện của ta cũng không so những người khác mạnh thích long vương ánh mắt ở chung quanh từng cái đảo qua trong giọng nói tràn đầy thất vọng kim lịch đã dùng hành động đã chứng minh ma giới là không thể nào bị ngoại lực phá hủy chỉ có đưa nó đưa đến ma nhiều tận thế trong núi lửa mới có thể hủy diệt nhưng hiện tại xem ra ma lực của nó đã theo sự lực lượng đề thăng mà càng lợi hại hơn người chung quanh trên mặt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết nhưng nếu như bị ma giới khống chế kết quả kia so tử vong đáng sợ nhiều chuyện này không phải vẹn vẹn có dũng khí liền có thể làm được đông nhiên sóng la mạc kích động đứng lên ma giới xuất hiện có lẽ là một cơ hội các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua nó là vận mạng lễ vận, là chúng ta đối kháng ma nhiều một cái lợi khí các vị phụ thân ta là vừa chọn tể tướng hắn một mực nỗ lực cùng ma nhiều tiến hành chống lại là chúng ta vừa nhắm người tiên huyết bảo vệ các ngươi cho nên xin đem địch nhân vũ khí giao cho vừa đạt để chúng ta lợi dụng chiếc nhẫn này sức mạnh đến đối kháng ma nhiều tới tiêu diệt gian ác ngươi không cách nào khống chế lực lượng của nó, bất luận kẻ nào cũng không thể một cái thanh âm nghiêm túc vang lên. Á Lạp Cương ánh mắt lấp lánh nhìn qua hắn trí tôn ma giới có linh hồn, nó chỉ phục từ một cái chủ nhân, chưa bao giờ từng có đệ nhị chủ nhân. Sóng la mạc quay đầu lại, hắn nhận ra cái này có duyên gặp mặt một lần võ sĩ, trên mặt lộ ra thần sắc khinh miệt ngươi một cái chính là du hiệp biết được. Hắn không chỉ là một cái du hiệp, một cái tướng mạo Anh Tuấn phải nhất tháp hồ đồ tinh linh xoáy ca đứng lên hắn là Á lạc Cương, giá lòng tri tử, ai tây đạc hậu nhân, vừa đặt ngôi vua người thừa kế, ngươi nên đối với hắn hiệu chung ai tây đạc hậu nhân sóng la mạc trong mắt lóe lên một chút tức giận hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn á Lạp cương vừa đạt không có quốc vương cũng không cần quốc vương hắn trở lại trên chỗ ngồi nặng nề mà ngồi xuống lệ bộ lạc ngồi xuống đi á Lạp cương cũng không có đối với sóng la mạc nổi giận đang giống như hắn chỗ trống tránh tổ tiên qua nhường hắn vẫn cảm thấy rất nặng nề cũng là hắn gia nhập vào lần hành động này nguyên nhân á Lạp cương nói đúng chiếc nhẫn này tuyệt đối không thể lưu lại cam đạo phu đạo nhưng bây giờ vấn đề là như thế nào đưa nó ném vào tận thế núi lửa đúng vậy thích long vương ánh mắt chậm rãi theo số đông trên thân người đảo qua trí tôn ma giới là lấy tận thế núi lửa liệt diễm đúc thành nhất thiết phải phái người xâm nhập ma nhiều đưa nó ném vào tận thế núi lửa liệt diễm bên trong trong các ngươi nhất thiết phải có một người đi làm trong sân mỗi người đều cảm nhận được cực kỳ trầm trọng áp lực một ngoại trừ tiếng thở dốc dồn dập liền sẽ nghe không được những thứ khác âm thanh liền trong hoa viên chim chóc đều ngừng kêu lớn kinh khiếp khiếp giỏ xét những thứ này học người cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cản hướng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sức ở đại lục chi đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm bốn mươi mốt tết hai trăm bốn mươi biến dị hình lập phương ma giới chi tinh linh ba giới không được đây là không có thể ba la chớ đứng lên chúng ta không thể cứ như vậy xông vào ma nhiều ngoại trừ có bán thú nhân thủ vệ hắc môn bên ngoài cái kia lý hưu lấy vĩnh viễn không thư giản gian ác sức mạnh khắp nơi là hiện đầy liệt diễm cho tàn cùng bụi trần trên cánh đồng hoang khắp nơi đều là ma thú chỉ là trong không khí đều tràn đầy độc khí trí mạng liền xem như thiên quân vạn mã cũng không dễ thông qua muốn phá hủy ma giới quá khó khăn lệ gỗ là đứng bật lên tới ngươi chẳng lẽ không có nghe thích long vương nói lời sao ma giới nhất thiết phải bị phá hủy chẳng lẽ ngươi là muốn từ dựa vào anh dũng sao không nhẹ chữ kim lịch rêu cợt vấn đạo ba la chớ lại nói nếu như thất bại xử lý ma giới vạn nhất bị xuân tìm xử lý ta tuyệt không cho phép ma giới rơi vào tinh linh trong tay tinh linh cũng không đáng tin kim lịch lại nhảy dựng lên kêu to lần công kích này mặt quá rộng không chỉ có lệ gỗ lạt nổi giận các dự hội tinh linh cũng nhao nhao đứng ra chỉ trích hắn vô lệ sáu tiếu vũ hinh một người trước mắt cái này nguyên bản trang nghiêm túc mục hội trường lúc này cùng chợ bán thức ăn cũng gần như những cái kia tinh linh vương giả vua người lùn giả còn có nhân loại đại biểu liền cùng những cái kia đánh nhau đàn bà đánh đá không sai bị lắm cũng là giới chỉ gây họa nàng thấp giọng lầm bầm một câu đúng vậy A-Biu bác thở dài trước đây tinh linh đám thợ thủ công tại sườn dưới sự giúp đỡ chế qua không ít giới chỉ bọn hắn hy vọng có thể lợi dụng những thứ này giới chỉ nhường các đại chủng tộc sức mạnh phát huy đến cực hạn làm giới chỉ chế tạo hào sau đó nhân loại lấy được chín cái giới chỉ người lùn lấy được bảy viên giới chỉ tinh linh lấy được ba cái giới phê lúc kia là thiên hạ tối thái bình thời điểm liền xem như tại viễn cổ thời điểm cũng chưa từng có như vậy thái bình nhưng mà không ai từng nghĩ tới sườn tại những cái kia giới chỉ ở trong đều động tay động chân hơn nữa hắn tham dự qua tất cả chiếc nhận chế tạo hắn tiến vào ma nhiều tận thế núi lửa ở trong vùng trộm chế tạo trí tôn ma giới một giới chỉ huy trùng giới nhưng mà hắn thành công cũng thất bại vì này nói gì tiếu vũ hinh hưng thú đi lên đoạn chuyện xưa này nàng thật vẫn chưa nghe nói qua nhân loại trước hết nhất chịu đến khống chế cái kia chín đại giới linh chính là lúc đó tiếp nhận chức nhận chín vị nhân loại quốc vương từ khi nhân loại này mà bắt đầu chiến loạn không ngừng tộc người lùn thể chất khó mà chuyển biến làm giới linh chi thể hơn nữa người lùn đối với ma pháp nhất định có sức miễn dịch cũng không nhận được sự khống chế nhưng mà những thứ này ma giới đối bọn hắn tính cách vẫn là sinh ra ảnh hưởng các người lùn trở nên ích kỷ bọn hắn đối với tài phú khác vọng vô hạn mà bành trướng khắp nơi tìm kiếm con thạch chỉ có các tinh linh có chuẩn bị bọn họ giới chỉ mặc dù không có thoát khỏi bị khống chế vận mệnh nhưng khi xuân một beo lên trí tôn ma giới thời điểm các tinh linh liền không đúng bọn hắn lập tức tháo xuống ba cái giới chỉ hơn nữa từ trong tinh linh tộc trí giả đưa chúng nó giấu đi xuân không đúng hướng các tinh linh yêu cầu ba giới các tinh linh không cho chủng tộc đại chiến liền triển khai như vậy vì bác thở dài từ lúc kia bắt đầu trung thổ thế giới liền sẽ không có bình tĩnh qua bây giờ xuân đã đã mất đi trí tôn ma giới vì không đem tinh linh tộc cái kia ba cái giới chỉ tìm ra nếu mà có được cái kia ba cái giới chỉ chắc hẳn tiến vào tận thế núi lửa cũng sẽ dễ dàng một chút tiếu vũ hinh linh cơ động một cái cố ý đem âm thanh phóng đại một chút trong hội trường âm thanh đột nhiên yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn về phía tiếu vũ hinh vị trí cam đạo phu lúc này từ trên chỗ ngồi đứng lên lơ tiếng nói các ngươi ở đây vô vị tranh cãi mà sử dụng sức mạnh lại tại ngày càng tăng cường theo ta được biết bây giờ không chỉ có là loài người chín cái giới chỉ bị sử dụng khống chế liên tục người lùn còn dư lại ba cái giới chỉ cũng đã bị sử thu được lại không lập tức làm ra quyết đoán mỗi người mỗi cái chủng tộc đều sẽ hủy diệt ta nguyện ý đi ta nguyện ý đem ma giới đưa đến ma nhiều phật la đa đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cái này hạ tì người ta nguyện ý đi phật la đa nhìn xem tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn mỹ mắt hơi hơi bông xuống mặc dù ta không biết đường ta nguyện ý hiệp trợ ngươi phật la đa phủ thủy áo bảo xám đầu tiên mở miệng đạo đã ngươi chịu gánh chịu cái này giao cái nặng ta không thể đổ cho người khác cá lạc cương cũng đứng lên ta nguyện ý hy sinh tính mệnh bảo vệ ngươi an nguy hắn đi tới phật la đa trước mặt kiếm của ta sẽ bảo hộ ngươi còn có ta cùng tiễn lệ gỗ lặt cũng đứng ở phật la đa bên cạnh còn có ta lưỡi búa kim lịch không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đứng ở lệ gỗ lặt bên cạnh ba la chớ đi tới phật la đa trước mặt túi đầu xuống ánh mắt phức tạp xem kỹ lấy hắn phải nói ngươi là may mắn hay là vận rủi tất nhiên tất cả mọi người lựa chọn hắn đến con phụ chúng ta vận mệnh như vậy vừa đạc cũng sẽ ủng hộ hắn chờ một chút không ai có thể đem ta cùng phật la đa tách ra một cái buồn bã hạ tỷ người từ một gốc phía sau cây lao ra nhưng là sân mỗ thích long vương nhìn hắn một cái không có là không có có người có thể đem các ngươi tách ra liền ngươi không có phần tham dự hội nghị bí mật cũng có thể cùng đi theo phật la đa lại đi tới tiếu vũ hinh trước mặt hình cảm tạ ngươi đem ta hộ tống mang thụy văn đeo ta vốn cho là đây là lữ trình điểm kết thúc lại không có nghĩ tới đây mới là vừa mới bắt đầu ngươi và đồng bọn của ngươi nguyện ý tiếp tục tiếp nhận ta thuê sao cần bao nhiêu tiền thuê tiếu vũ hinh mỉm cười phật la đa ngươi gánh vác lấy trung thổ thế giới vận mệnh như vậy xin để cho chúng ta tới gánh vác vận mệnh của ngươi tín nhiệm của ngươi chính là cao quý nhất tiền thuê không cam đạo phu ở một bên đột nhiên nói sở dòng binh thu lấy tiền thuê nhất định phải là vật thật hình thái ta đề nghị đem ngoại trừ trí tôn ma thức trở ra giới chỉ giao cho các nàng làm tiền thuê hội trường lại một lần nữa yên lặng ánh mắt mọi người đều giật mình nhìn xem tiếu vũ hinh cùng cam đạo phu hai người dường như đang tìm tòi nguyên nhân trong đó chư vị cam đạo phu dừng một chút vũ trụ mười mai thống ngự ma giới cho trung thổ thế giới mang đến chiến tranh tử vong lẫn nhau không tín nhiệm cái này căn bản là sử dụng âm mưu nhưng không nhất định phải đưa chúng nó làm tiền thuê chẳng lẽ những lính đánh thuê này liền có thể xử lý vậy cái kia chút giới chỉ sao không nhẹ chữ ba la chớ hỏi ngược lại nghĩ đối với cái này chút do mình hắn ngược lại càng tán thành á lạp cương tồn tại mặc dù hắn cũng không cho rằng á lạp cương có tư cách trở thành vừa đã quốc vương đúng vậy các nàng có biện pháp làm cho những này giới chỉ không còn trở thành trung thổ thế giới hỏa loạn tri nguyên nhất là nhân loại cùng người lùn giới chỉ cũng đã nhận lấy đặc phốt sơ An mòn chỉ có những lính đánh thuê này có thể giải quyết chấp nhận vấn đề thích long vương có thể làm chứng cam đạo phu đột nhiên đem lời phong chỉ hướng thích long vương chẳng lẽ lao nhân này chút tiếu vũ hinh có chút nghi ngờ đánh giá cam đạo phu đúng vậy ta có thể làm chứng thích long vương tiến lên một bước đạo bất quá tinh linh ba trong nhẫn khí chi giới duy nhã tại ta chỗ này có thể lập tức giao ra thủy chi giới nam nhã nhưng là tại gạ là gì ẻn nữ vương nơi đó cái này ta không cách nào làm chủ nhưng có thể đem cái này tin tức truyền lại cho nữ vương bệ hạ như thế nào quyết định còn muốn tuân theo ý kiến của nàng đến nội hỏa chi giới nam nhã ta chỉ là ở sắt đan nơi đó những thứ khác giới chỉ ta cho rằng chỉ có thu được giả mới có quyền lợi quyết định bọn chúng đi hướng phủ thủy áo bảo giám cam đạo phu tiến lên phía trước nói thích long vương ý kiến muốn so ta ý nghĩ hợp lý hơn sát đan chiếc nhẫn kia ta rơi xuống nó trước mắt trong tay ta khi này lần nhiệm vụ kết thúc về sau ta sẽ đưa nó giao cho hình đội trưởng rất tốt đại gia còn có ý kiến sao không nhẹ chữ thích long vương vấn đạo nếu như không có cái khác ý kiến chi này ma giới quân viễn trinh liền như vậy tạo thành ta sẽ phái người thu thập tương quan tình báo đối với thích long vương cùng cam đạo phu quyết định tất cả mọi người không có gì nghị chỉ có sóng mạc la có chút không thôi nhìn xem phật la đa dùng một cái dây xích đem ma giới xuyên hảo thắt ở cổ phía dưới sau khi hội nghị kết thúc thích long vương mang theo á mân trở về hoàng cung bọn hắn xuyên qua đại điện tiến vào trong một căn mật thất thích long vương từ một cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gấm hắn nhẹ nhàng mở hộp gấm ra chỉ thấy một cái chiếc nhẫn màu bạc lẳng lặng nằm ở chính giữa cái hộp đây chính là khí chi giới duy nhã nó ban cho mang theo giả cầu thông năng lực chờ một lát ngươi tự mình đưa nó giao cho hình đội trưởng thích long vương nói đúng vậy phụ vương á mân tiếp nhận hộp cẩn thận quan sát bên trong giới chỉ một hồi đem hộp đắp kín thu hồi thích long vương Tựa hồ còn có lời nói hắn do dự phúc chốc đạo á mân ngươi có hay không nghĩ tới phải rời đi nơi này đương nhiên sáu phụ vương ngài đây là ý tứ á mân vừa mới nói hai chữ đông nhiên phát giác ra thích long vương Tựa hồ có ám chỉ gì khác kể từ chư thần cùng viễn cổ tinh linh lần lượt rời đi về sau trung thổ thế giới trong các bộ tộc liền sẽ chưa từng xuất hiện thần thánh tinh linh hôm nay vị tia hình đội trưởng tiếp nhận truyền thừa thời điểm trên người của ngươi xuất một chút hiện một chút dị thường biến hóa nếu như ngươi có thể đủ đi theo hình đội trưởng ly khai nơi này liền có khả năng trở thành thần thánh tinh linh đây là một lần cơ hội khó được á mân trầm mặc không nói thích long vương thở dài ta ngươi tình nguyện từ bỏ gần như vĩnh hằng sinh mệnh cũng muốn cùng á lạp cương cùng một chỗ có thể ngươi vì không thay cái góc độ tới nghĩ thay cái góc độ á mân có chút không hiểu nhìn xem thích long vương thích long vương biểu tình trên mặt có mấy phần tức giận cũng có mấy phần bất đắc dĩ là một nhất định là ngươi phải bỏ qua gần như bất tử sinh mệnh chẳng lẽ hắn liền không thể nghĩ biện pháp thu được bất tử sinh mệnh thế nhưng là sáu phụ vương nàng là nhân loại a á mân thì thảo nói nhân loại lại như thế nào thích long vương lạnh lùng thốt vừa đặt vì cho tới nay không có quốc vương không phải vương miện đeo tại trên đầu hai người đó là quốc vương á lạp cương trên thân có thái cổ vương tộc huyết mạch cho nên hắn cái này một chi mới có thể làm vừa đạt vương mà ở thời kỳ viết cổ thái cổ vương tộc đồng dạng có thể bằng vào tu luyện thành thần đồng dạng có thể nắm giữ vô tận sinh mệnh nếu như hắn thật sự yêu thương ngươi nên lo lắng cho ngươi với hắn mà nói vừa đạt không có hắn quản lý như cũ có thể tồn tại phụ vương chính như ngài nói tới hinh sớm muộn sẽ rời đi thế giới này mà chúng ta cho dù muốn theo nàng đi cũng không khả năng đột có phần tầng kia không gian mít lũy nàng đỗng nhiên cả kinh kinh ngạc nói phụ vương chẳng lẽ ngài là để chúng ta lợi dụng khế đớt sức mạnh thích long vương gật gật đầu cho nên ta sẽ không ép buộc các ngươi có chỗ được tất có chỗ mất chuyện này từ các ngươi tự làm quyết định nói xong hắn rời đi mà thất lưu lại á mân một người tại trong phòng trầm tư cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh Khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cẩn tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. Xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 242, tiết 241, biến dị hình lập phương, ma giới chính xác chuẩn bị xuất phát tại thụy văn đái nhị phía đông một chỗ trên núi cao, sáu cái nam nữ đứng trước tại đỉnh núi cao, hướng thụy văn đái nhị phương hướng nhìn ra xa. ở tại bọn hắn phía dưới chân núi, đại đội bán thú nhân đội ngũ đang tại hướng tây phương đi tới mười mấy tên mạnh thú nhân ở trong đội ngũ lớn tiếng hét lớn lần này trong đội ngũ xuất hiện tiếu vũ hinh bọn hắn không có thấy qua binh chủng thú nhân tế tự cái này chỉ sợ cũng là ma giới trong phim ảnh không có thấy qua binh chủng mai cờ người chúng ta nên làm trạch lệ nhẹ giọng hỏi ma thủy á đường hầm mỏ mắt cổ cắn răng nghiến lợi nói nếu như cỡ lệ môn đâm bọn hắn không chết liền tốt người da đen nhiều khắc nói lầm bầm lần trước chiến đấu cũng không phải bởi vì chúng ta thực lực yếu mà là đối phương có mà lại phối hợp ăn ý chúng ta tự cho là ẩn mật nhưng trên thực tế sớm đã bị người ta hơn nữa chúng ta xuất kích sau đó từng người tự chiến cho nên mới tổn thất nặng nề Simon nói. Chưa chắc ca. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều rồi nạ âm dương quái khí đạo mặc dù giết chết hai người kia là người mới, có thể các nàng nếu quả như thật chúng ta, vì không bảo vệ những cái kia người mới. Nếu như ngươi đối mặt địch nhân, nghĩ là bảo vệ vẫn là bảo hộ người khác. Simon hỏi lại. nạ lập tức trở ngại một chút, hắn đương nhiên sẽ không đi bảo hộ người khác. Simon khinh miệt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói cho nên trận trước chúng ta bại, mặc dù cũng giết chết đối phương hai tên người mới đồng thời đối với những khác người có thâm niên tạo thành tổn thương nhất định, nhưng chúng ta thiệt hại lớn hơn nữa ma giới tam bộ khúc trước kia vang dội toàn cầu, không kịch bản nhân e rằng không nhiều, các nàng nhất định ma thủy á đường hầm mỏ kịch bản chẳng lẽ sẽ không ở nơi đó phòng bị sao không mẹ chứ trạch lệ vấn đạo các nàng đương nhiên sẽ ma thủy á đường hầm mỏ michael mỉm cười các nàng thậm chí cũng sẽ đoán được chúng ta sẽ ở nơi đó tiến hành công kích thế nhưng lại dạng nơi đó sẽ là bọn hắn khu vực cần phải đi qua trừ phi bọn hắn có sông sáo thiên quân vạn mã dũng khí đi những thứ khác con đường chỉ cần lần này chúng ta ẩn nấp khởi hành dấu vết không để đối phương lại thêm chúng ta từ xạ du mãn nơi đó lấy được ủng hộ e rằng các nàng nghị thuận lợi thông qua ma thủy á không dễ dàng như vậy nếu như các nàng không đi ma thủy á đâu các nàng kịch bản có lẽ các nàng sẽ tránh đi xạ du mạn giám thị từ lạc mồ hôi cửa ải hoặc tạp lan lạt núi xuyên qua xử lý trạch lệ lại hỏi không sao ta đã cùng xạ du mạn nói qua cái kia hai cái địa phương đều làm trọng điểm phòng ngự bọn hắn chỉ cần vừa đến nơi đó cũng sẽ bị hơn nữa ven đường có hoặc sáng hoặc tối lính gác mấy chục cái các nàng tuyệt đối không có khả năng từ bên kia thông qua michael đốc định đạo cũng không xác định tính chất vẫn là rất đại vì chúng ta không tại bọn hắn mỗi người đi một ngả thời điểm ra tay dựa theo kịch tình thế giới phát triển phật la đa cùng sơn mỗ về sau là cùng á lạp cương đám người bảo hộ giới tiểu đội tách ra chúng ta lúc kia lại giết chết phật la đa không phải tương đương với biến tướng giết chết, chết trận doanh đối địch thần tuyển giả sao không nhẹ chữ? Ngươi nhược trí không nên đem người khác cũng tưởng tượng giống như ngươi một dạng nhược trí được không không nhẹ chữ? Simon hoàn toàn không thèm để ý nhiều khắc cái kia như muốn ăn thịt người vậy ánh mắt hắn hơi hơi ngừng rồi một lần tiếp tục nói ta không đối phương nhiệm vụ đều có nội dung nhưng có một chút là khẳng định đó chính là đem Phật La đa sống sót đưa đến ma nhiều tận thế núi lửa cho nên bọn họ không có khả năng cho phép Phật La đa lập đản e rằng càng tiếp cận ma nhiều kịch bản lại càng sẽ phát sinh biến hóa ngược lại là các nàng tại cam đạo phu tiến vào lạc mồ hôi quốc chi trước kịch bản hẳn là không đại phúc thay đổi. Tốt ta. Vậy thì nghe lời ngươi, hy vọng ngươi thật sự có biện pháp che đậy cảm giác của các nàng ma pháp nhiều khắc có mấy phần hâm hực, lại không có nói tiếp. Lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, hai tên bao phủ tại đấu đồng đen bên trong hắc kỵ sĩ dục ngựa hướng bên này chạy tới, chiến mã tại gặp gành trên sơn đạo như đi đất bằng đồng dạng. Mai cổ hướng Na biên khán Liêu nhất nhãn, "Đạo đi thôi, minh hữu của chúng ta tới, muốn để bọn chúng nghe theo phân phó cũng không phải một chuyện dễ dàng." Nói xong, sáu người hướng dưới núi bước đi. Thụy Văn đại nhĩ ma giới viên trinh đội cũng không có lập tức xuất phát bởi vì các nàng không có chỉ hoãn quá lâu cũng không có thực lực cùng bất luận cái gì một chi ma nhiều quân đội chống lại cho nên thích long vương chậm trễ các nàng ngày đi phái ra số lớn chiến sĩ cùng phi ưng đi thám thính ma nhiều cùng bọn hắn đồng minh tình báo tại tiếu vũ hinh trong phòng thân tuyển giả nhóm cũng tại nghiên cứu muốn gặp phải tình trạng mẫn khánh núi hỏi một vấn đề chúng ta có thể hay không không theo tạo kịch bản phát triển đi mặt khác một đầu thông hướng ma nhiều lộ không thể tiếu vũ hinh lắc đầu từ kịch bản đến xem mỗi làm nhiều một chút biến động sẽ xuất hiện một chút không cũng biết nguy hiểm biến hóa độ khó hệ số liền sẽ đề cao thí dụ như chúng ta tiến vào đưa tới giới linh thực lực đề cao mà phật la đa bình an thoát hiểm chỉ sợ cũng phải có phần sau biến hóa bởi vậy tại hết khả năng giới tình huống chúng ta đừng cho kịch bản có quá lớn thay đổi bởi vì kịch bản thay đổi đưa tới kết quả là khó mà dự đoán trừ phi tất yếu trừ phi tất yếu quách tử nguyên nghi ngờ vấn đạo đối với sông lớn sau đó phật la đa hội hợp khắc viễn trinh đội viên tách ra mặc kệ người khác dạng chúng ta cũng không thể cùng phật la đa tách ra tiếu vũ hinh nói đạo đối với nếu như vì vậy mà lệnh kịch bản sinh ra biến hóa đó cũng là chuyện không có cách nào văn vũ tú nói vấn đề hiện tại là những cái kia thuộc về đối phương trận doanh thần tuyển giả từ lần trước tập kích tình huống đến xem chúng ta trước tiên có thể giả định bọn hắn đồng dạng là mười người tiến vào thế giới này bây giờ bọn hắn còn có sáu người trong đó có bốn tới năm tên người có thâm niên bọn hắn sẽ ở thời điểm chỗ tập kích chúng ta tiếu vũ hinh vấn đạo đầu tiên có thể xác nhận là bọn hắn hẳn là sẽ không tại chống trải khu vực đơn độc phục kích chúng ta mặc lâu nói bất quá ăn lần trước thua thiệt đối thủ ít nhất chúng ta có hai tấm áp chủ bài một cái là có thể tìm thấy được mai phục địch nhân phương vị một cái khác lượt là hắc cám kết giới hơn nữa tại lần trước trong chiến đấu chúng ta mỗi người am hiểu chiến đấu thủ đoạn bọn hắn cũng sẽ có điều hiểu rõ đối với trước mắt tại đội ngũ của chúng ta bên trong khó khăn nhất tiếp nhận công kích là phật la đa mận khánh núi quách tử nguyên cùng mai mai bởi vậy tại thời điểm chiến đấu bốn người các ngươi không người nào luận tại dưới tình huống đều phải tập trung chung một chỗ nhất là muốn điểm hộ hảo phật la đa tiếu vũ huynh đạo về phần bọn hắn sẽ ở chỗ tập kích sáu tiếu vũ huynh suy nghĩ một chút lộ ra một cái tại mọi người xem ra trong lòng đã có dự tính mỉm cười ta cũng không tin tưởng gặp sao yên vậy à tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên giống như lưới dao đồng dạng nhìn nàng chằm được rồi ánh mắt nếu có thể giết người lời nói theo mẹ cũng phải lên cây thừa dịp thích long vương hai ngày này thu thập tình báo các ngươi cũng quen thuộc vũ khí nhất là mẫn khánh núi cùng quách tử nguyên các ngươi phải nhanh một chút nắm giữ kỹ xảo cách đấu trong tương lai trong chiến đấu nếu như không muốn chết cái kia sát lại vậy thì các ngươi tiếu vũ hinh đem mặt khác đều đổi ra gian phòng đám người rời đi về sau tiếu vũ hinh đầu tiên là kiểm tra một chút trong chữ vật không gian tại giết trận doanh đối địch thần tuyển giả sau đó nàng chư vật không gian lại làm lớn ra hơn bốn mươi lập phương cho nên nàng có thể chắc chắn đối phương là cái tư thâm thần tuyển giả bất quá khi đó nàng cũng không có kiểm tra đối phương trong chữ vật không gian vật phẩm rơi xuống hai cái trang bị bên trong thú nhân huy trường cho quách tử nguyên các nàng trôi này chiến phủ lại lưu lại ngoại trừ cái kia hai cái vật phẩm bên ngoài tại cự hán trong chữ vật không gian còn có một số vũ khí hiện đại cùng một chút vũ khí lạnh trong đó một bản đấu khí tu luyện bí tịch tinh hà đấu khí lại là một bản b cấp võ học lại liên tưởng trí trôi này chiến phủ tiếu vũ hinh có chút minh bạch người tiên là chết giá hỏa này đem tất cả tích phân đại khái đều dùng tại hối đoái đẳng cấp cao võ học cùng vũ khí mà như vậy hung hãn hình thể không thể nghi ngờ là sau khi cường hóa sản phẩm lại nhìn tiếp cũng là không có cái khác sáu số lượng cực ít mỹ kim cùng ác ma tệ kích không bằng nàng nửa chút hứng thú người nghèo nàng hầm hực đem tất cả lại nhét không gian chữ vật lấy ra một cái hộp gấm con này hộp gấm là á mân tại hội nghị sau khi kết thúc đưa tới bên trong đựng là tức chi giới duy nhã sáu nàng mở nắp hộp ra bên trong thuyền lấy một cái chiếc nhẫn màu bạc giới chỉ tản mát ra nhàn nhạt năng lượng ba động nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn này bọc tại trên ngón tay một đoạn tin tức lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng khí chi giới duy nhã ma pháp phụ trợ kim sắc trang bị ma giới tam bộ khúc bên trong đặc thù vật phẩm sử dụng phía trước nhất thiết phải đi qua linh hồn buộc người nắm giữ nắm giữ cùng thực vật động vật năng lực giao lưu tinh thần lực hồi phục tốc độ đề cao hai mươi trang bị nhu cầu sơ cấp trở lên mà xỉ ẩn động vật thực vật cấu kết kỹ năng kỹ năng này rất thích hợp làm trinh sát a tiếu vũ huynh nhẹ nhàng nở nụ cười đem hộp gấm thu hồi lại đem giới chỉ lưu tại trên tay nàng khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xuống điều tức tu luyện tại thụy văn đái nhĩ một cái trong nghĩa trang á lạp cương đứng tại một bộ nữ tính thạch điêu phía trước đem tích tại nó phía trên cành lá nhẹ nhàng phủ nhẹ mẫu thân ngươi vì bảo hộ ngươi tránh cho bị người truy sát cho nên tại thụy văn đái nhị sinh ra ngươi hy vọng ngươi có thể tại chúng ta bảo hộ phía dưới khỏe mạnh mà lớn lên sau lưng chuyển đến á mân thanh âm phụ vương ta sẽ một lần nữa chế tạo nạp hiếm ngươi thanh kiếm chỉ có ngươi mới có thể điều khiển lực lượng của nó bởi vì ngươi trên người có hoàng tộc huyết mạch á mân đạo ta cũng không muốn nắm giữ loại lực lượng này á lạp cương nhẹ nói ngươi không cải biến được trên thân chỗ truyền lưu huyết mạch ta vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành một tên hợp cách quốc vương á lạp cương nói á mân động đống nhiên chuyển đổi một cái chủ đề còn nhớ rõ trước mấy ngày lời ta nói với ngươi sao không nhẹ chữ nhớ ký á lạp cương nắm vút giữa của một sợi dây chuyền ở dưới hẳng rơi á mân ngươi bỏ qua bất tử sinh mệnh cùng ta cùng nhau chịu đựng năm tháng dày vò dạng này ta thật sự là quá ích kỷ nhưng bây giờ bất đồng rồi bởi vì ngươi cũng có cơ hội trở thành bất tử tồn tại á mân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ không chết chẳng lẽ muốn để cho ta mang theo chiếc nhất kia á lạp cương là viên kia trí tôn ma một chút đề phết không chúng ta có cơ hội rời đi thế giới này chúng ta huyết mạch trong cơ thể có thể hấp thu đến là tinh thuần nhất nguyên năng tấn giai không còn là việc khó đến lúc đó nhất định sẽ thu được sự sống lâu dài á mân nói thật sự có thể rời đi thế giới này sáu chẳng lẽ ngươi nói là các nàng á lạp cương kinh ngạc vấn đạo á mân gật gật đầu ngươi để cho ta nghĩ tưởng tượng á lạp cương thấp giọng nói vô luận ngươi làm quyết định ta và ngươi đều vĩnh viễn sẽ không tách ra á mân trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biện phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sức ở đại lục tri đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm bốn mươi ba tiết hai trăm bốn mươi hai biến dị hình lập phương ma giới chi thiên không chi chiến bên trên tại hội nghị kết thúc vào lúc ban đêm hạ tỷ người ở nhà trên cây bên trong một hồi liên quan tới ma giới viễn trinh chủ đề đang tại bày ra phật la tất nhiên sơn mô gia hỏa này đều có thể đi ta nghĩ ngươi trong đội ngũ hẳn là cần càng thêm thông minh đội viên ta ta mai bên trong cũng có thể vì ngươi cung cấp cái này liệu thuốc vụ ra mời tại sơn mỗi lẹn vào hội trường thời điểm rất là bất bình ở đây cùng kịch bản có chỗ khác biệt lúc đó mai bên trong hai người đã từng lẹn vào hội trường đó cũng không phải một cái tốt đề nghị trên thực tế tại hôm qua chìm vào giấc ngủ thời điểm ta còn trong giấc ngộng vì cuối cùng thoát khỏi chiếc nhẫn kia mà cảm thấy hưng phấn phật la đã nói chúng ta đã từng cùng tới đến thụy văn đái nhĩ chẳng lẽ không phải đồng bạn sao ngươi muốn bỏ đồng bọn của ngươi ra mời chất vấn đương nhiên chúng ta là đồng bạn phật la đa mỉm cười nói xem ra mỗi người đều làm ra lựa chọn cam đạo phu thanh âm từ bên ngoài truyền đến vốn là ta còn muốn trưng cầu một chút ý kiến hiện tại xem ra là dùng không hơn sáu ngày lên đường rốt cuộc đã tới từ mọi phương diện hội tụ tới tình huống đến xem thế cục càng ngày càng không tốt thuộc về xuân cùng xạ dù mạn hắc cám thế lực cùng với minh hữu của bọn hắn liên tiếp ra ngoài không muốn khuất phục bọn hắn người nhao nhao hướng tây phương trốn tới cái này khiến một mực cùng ma đánh nữa đấu vừa đạt tình thế càng ngày càng ác liệt ba la chớ đã nhiều lần yêu cầu ma giới viên trinh đội xuất phát sớm một ngày phá hủy ma giới liền sẽ lệnh vừa đạt huyết thiếu lưu một chút trên bầu trời hiện ra tái nhợt màu sắc thế lương gió bất giống như quỷ quái tựa như ở trong rừng cây chu lên nhường các tinh linh tuyệt không thoải mái tại thụy văn đái nhị đông môn ma giới viễn trinh đội trở xuất phát tiếu vũ hinh chú ý nhìn thoáng qua phật la đa dưới xương sườn thanh đoàn kiếm này sáu đại khái chính là biểu bác đưa cho hắn bảo kiếm vừa nghe nói còn có một cái hoàn toàn do bí ngân luyện chế tòa giáp chú ý tới tiếu vũ hinh ánh mắt phật la đa quay đầu lại cười cười trong mắt bộc lộ ra ngoài tín nhiệm cùng thiện lương để cho nàng có chút xấu hổ sáu vừa rồi nàng đích sắc là ở tính toán cái kia hai cái bảo vật tới á lạc cương thánh kiếm đã đúc lại ta hy vọng ngươi có thể dùng nó mang theo con dân của ngươi tái hiện ý dạn đi ngươi vinh quang thích long vương đem trọng buôn sau bảo kiếm giao cho á Lạp cương á Lạp cương tiếp nhận trôi này vương giả chi kiếm ban một tiếng đem thân kiếm kéo ra ngoài một đạo thiểm điện tựa như hàn quang đột nhiên sáng lên trên thân kiếm khắc mặt trời đỏ cùng ngân nguyện trên thân kiếm xen vào nhận nguyện hoa văn ở giữa có bảy viên tinh thần còn có rất nhiều mang theo lực lượng thần bí phụ văn sao đều pha dẻo từ hôm nay trở đi nó đem cùng với ta cùng hắc ám chiến đấu á lạc cương vì mới thanh kiếm một cái tên nhưng hắn thần sắc lại có mấy phần buồn bã bởi vì hắn nhìn thấy tiễn đưa trong đội ngũ không có Á thích long vương nhắc nhở đám người các người nhất thiết phải ma nhiều gián điệp vô luận là trên không sơn lâm trong nước khắp nơi đều có bọn họ gián điệp các người nhất thiết phải thỉnh thoảng thay đổi con đường nếu như con đường phía trước cũng đã ngăn chặn như vậy không nên mạo hiểm ma giới tuyệt không thể rơi vào sự hoặc xạ dù mạng trong tay các ngươi có thể liền các ngươi nhất thiết phải rời đi càng xa thời điểm cũng liền càng nguy hiểm duy nhất có thể lấy để các ngươi yên tâm một chút tin tức là có người từng tại lạc mồ hôi cùng vừa đạc qua giới linh hành tung bọn chúng có thể đã tách ra hành động chúng ta nên đi trái hay là nên hướng về phải phật la Đa đứng ngoài cửa thành ngẩng đầu nhìn cam đạo phu đi phía trái cam đạo phu mắt không biểu tình nói bên ngoài thành là các tinh linh mở ra tới đường nhỏ một đoàn người theo đường nhỏ tiến lên khoảng cách thụy văn đái nhĩ càng ngày càng xa làm thụy văn đái nhĩ đầu tưởng cùng đường chân trời hòa làm một thể thời điểm ra mời thở một hơi thật dài ta sẽ tưởng niệm thụy văn đái nhĩ cũng sẽ tưởng niệm xinh đẹp á mân công chúa thật hy vọng ta có thể gặp lại nàng nếu như chỉ chỉ là nguyện vọng này cũng không khó khăn thỏa mãn một cái thanh âm em, em dịu chuyển tới từ phía bên cạnh một thân tinh linh chiến sĩ ăn mặc á mân có một chương màu xanh biết đoạn cung từ trong đùi cây đi tới nàng tóc đen đâm thành đuôi ngựa ở sau gót vung hầy. một đôi mắt sáng ngời giống như trong bóng tối tinh thần ta hy vọng may mắn gia nhập vào ma giới viện trinh đội đã các ngươi không có ai cự tuyệt vậy ta liền cho rằng là đồng ý á mân trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào á mân công chúa trên thực tế 6. ngài căn bản không có cho chúng ta cơ hội ra mời nói tính toán ngươi cho dù nói cũng sẽ không đối với kết quả có bất kỳ thay đổi ngũ tử châu đại thủ tại hắn trên đầu xoa nhẹ hai cái đem tiểu hạ thì đầu người phát xoa dối bời mà tiếng kháng nghị của hắn trực tiếp bị dìm ngập đang lúc mọi người cười vang bên trong á mân xuất hiện rõ ràng không phù hợp lúc đầu bản nhưng mọi người cũng tại không ngừng thay đổi bên trong quen thuộc một đoàn người tiếp tục đi tới đi ra một đầu to lớn sân mạch chúng ta nhất thiết phải hướng mê vụ sơn mạch phía tây đi bốn mươi dặm may mắn có thể đến lạc mồ hôi cửa ải tiếp đó từ chỗ đi về phía đông tiến vào ma nhiều cam đạo phu đứng tại trên đỉnh núi chỉ điểm lấy phía trước phật la đa có chút mờ mịt nhìn xem cam đạo phu ngón tay phương hướng đối với hắn mà nói chính là một cái ma giới chịu tại thể sáu đem ma giới đưa vào ma nhiều đưa vào tận thế núi lửa tất cả xuống nghỉ ngơi một chút ta cơm chưa xong ngay thôi sơn mỗ ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa là lớn đậm đà mùi cơm chín rất nhanh liền tại đỉnh núi tràn ngập nếu như cam đạo phu mà nói có thể sáu ta là nói nếu quả như thật theo hắn nói tới con đường chúng ta liền có thể tránh đi ma gì cái kia địa phương nguy hiểm có phải hay không chúng ta hẳn là thôi động một chút bây giờ liền giấu đi miễn cho bị những cái kia quá đen quách tử nguyên vấn đạo xoáy hoa à cầu phú quý trong nguy hiểm ma thì bên trong rất có thể có người lùn bảo tàng đồng thời có rất nhiều bán thú nhân đối với chúng ta mà nói bọn hắn chính là tích phân cùng kinh nghiệm nếu như vô kinh vô hiểm mà đến ma nhiều coi như ngươi may mắn hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ cái này may mắn sẽ một mực đi theo các ngươi sao thừa dịp lúc này rất nhiều một chút bán thú nhân sĩ binh có thể thu được số lớn kinh nghiệm cùng tích phân chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mặc lâu vô quách tử nguyên đầu vai kêu hắn bên ngoài viên ta là soái ca không phải soái hoa quách tử nguyên cắn răng nghiến lợi trường mạc lâu cái ngoại hiệu này chính là mạc lâu trước tiên kêu lên bây giờ tất cả mọi người gọi như vậy nó không sai biệt lắm ta cảm thấy rất thích hợp ngươi a à mạc lâu rất là vô tội nháy mắt quách tử nguyên chỉ có thể là trơ mắt hết ai bảo hắn đánh không lại mạc lâu tới tiếu vũ hinh đứng lên trông về xa xa nàng nhớ kỹ những cái kia đến từ trèo lên rẽ nở quạ đen cũng nhanh đến, đến, rồi nhưng bây giờ còn không có động tĩnh hình ngươi có thể theo ta nói một chút thế giới bên ngoài sao không nhẹ chứ Ám mân đi tới tiếu vũ hinh sau lưng vấn đạo thế giới bên ngoài sáu Tiếu Vũ Hinh liền bắt đầu hướng nàng miêu tả lên đại thai nạn buông xuống phía trước cùng đại thai nạn buông xuống sau chẳng cảnh. Chẳng lẽ trên đời này liền không có một mảnh vĩnh hằng niết bàn sao không nhẹ chứ? Á Mân thì thào nói, đối với chúng ta mà nói, niết bàn vĩnh viễn cất ở đây bên trong. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ tim vị trí vô luận hoàn cảnh bên ngoài như thế nào ác liệt, vô luận nhân tâm như thế nào hiểm ác. Tại chúng ta ở đây, vĩnh viễn giữ lại có một khối niết bàn, nó là chúng ta phải bảo vệ mục tiêu. Cho dù là có một ngày sinh mạng của chúng ta sẽ kết thúc, nhưng nó từ đầu đến cuối tồn tại thủ hộ trong lòng niết bàn sáu. Á Mân tự lẩm bẩm, ánh mắt hướng xa xa Á Lạp Cương nhìn lại sáu dường như là cảm nhận được nàng ngưng thị á lạp cương quay đầu lại hướng nàng cười nhẹ một tiếng cái này rơi vào vong tình phía nhà nước lập tức đẩy mặt từng hồng trở nên ngượng ngùng đứng lên dừng lại chợt nghe lệ gỗ lạc hét lớn một tiếng sau đó liền một tiếng mũi tên phá không âm thanh tiếu vũ hinh đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một cái mọc ra hai cánh sinh vật hình người từ giữa không trung rất xuống tới mà một đạo hắc ảnh hướng lên bầu trời bắn nhanh mà đi phanh một tiếng trên không trung giống như pháo hoa giống như nở rộ cái kia là thiên sứ sao không nhẹ chữ quách tử nguyên hỏi bên cạnh người lùn kim lịch đáng chết là dược nhân kim lịch nặng nghề mà dùng cán búa rộng một cái mặt tiếp đó mang theo chiến phủ chạy quách tử nguyên mấy người cũng vội vàng đi theo lúc này tiếu vũ hinh cùng cam đạo phu á lạp cương đã tới cái kia dực nhân rơi xuống chỗ sáu lệ gỗ là tiến phát không một tiện bắn chúng ngược lại từ giữa không trung ngã xuống phơi bảy núi đá mặt đất thi thể không thiếu xương cốt đã đứt gãy tại mặt đất bày ra một cái cổ quái về chữ hình giống như là bên trong ám chỉ nó thật không phải là thiên sứ quách tử nguyên nhẹ giọng hỏi hắn là rực nhân ngươi cũng có thể gọi hắn rực ma chớ nhìn hắn cánh là bạch nhưng là thực sự hắc ám trùng tộc cùng thiện lương không có chút quan hệ nào còn có sáu ngươi nói thiên sứ là một cái kim lịch hỏi ngược lại thiên sứ sáu chính là từ trên trời rất xuống sứ giả đi quách tử nguyên lau mồ hôi suy nghĩ cả nửa ngày không phải mỗi cái sẽ dùng ma pháp đều thiên sứ là trước mắt cái này dược nhân ngoại trừ một đôi trắng như tuyết cánh bên ngoài chính xác cùng thiên sứ không có chút nào chỗ tương tự mặc dù hắn thân thể cùng nhân loại giống như nhưng gương mặt ngược lại có mấy phần giống như là trong truyền thuyết thiên lôi khuôn mặt cực kỳ xấu xí trên thân càng không có thánh khiết quan huy một đôi tay cùng đốt chim tương tự vị sứ giả này mang tới chỉ sợ không phải tin tức tốt chúng ta mau rời đi ở đây không nghĩ tới xạ dù mạn lại có thể cùng dược nhân liên hệ với cái này nhất định là sử phái cho hắn cam đạo phu hết lớn chúng ta đi chỗ ba la mạc vấn đạo đi tạp lan lạt núi cam đạo phu lớn tiếng nói chính như cam đạo phu nói tới đám người mới vừa đến đồi núi khu vực chân trời một mảnh bạch vân liền nhanh trong hướng bên này bay tới vốn là cho là sẽ xuất hiện một đám quạ không nghĩ tới lại tới một đám điểu nhân mạc lâu nói lầm bầm hinh tỷ có lẽ chúng ta có thể che giấu trần kha đạo tiếu vũ hinh nàng nói là tuyệt đối che đậy kỹ năng này lắc lắc đầu nói vô dụng bọn hắn như là đã xác nhận chúng ta ở nơi này khu vực tuyệt đối che đậy bây giờ cũng chỉ có thể thi triển nửa giờ căn bản trốn không hơn bao lâu vậy chúng ta nên làm ra mời thần sắc khẩn trương vấn đạo chiến đấu hoặc trốn đi, ngươi có cơ hội lựa chọn. Kim Lịch Vang Vang nói, các ngươi phải chú ý đừng bị dực nhân bắn tên chúng. bọn hắn tại bó mũi tên bên trên bôi có kịch độc, rất phiền vãi lệ gỗ lặt nhắc nhở. Cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghị quần, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự. Hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới. nước giàu binh mạnh Khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cằn cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh, xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu, cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm bốn mươi tiết hai trăm bốn mươi ba, biến dị hình lập phương, ma giới chi thiên không chi chiến phía dưới dực nhân vũ khí còn có trường thường, bất quá ta đề nghị ngươi trước giải quyết bọn họ cánh, đó mới là tất nhất. Ta nhớ được lần trước cùng dực nhân sau khi chiến đấu, để cho ta cổ đau đớn rất lâu, bởi vì ta một mực là ngước cổ chiến đấu kim lịch hết lên tất cả mọi người dỗ một tiếng nợ nụ cười mọi người ở đây ở giữa những cái kia rực ma đã tới phụ cận nhìn số lượng ước chừng có hơn hai trăm con trên bầu trời chuyển đến một mảnh dây cùng tiếng vang hơn trăm chi màu đen mũi tên phát ra khiếp người tiếng rít hướng đám người khuynh tiết xuống giống như là xuống một hồi mưa đen ánh sáng thần thánh một cái to lớn lồng ánh sáng trước đem tiếu vũ hinh cùng bên người bốn cái hạ tỷ người cùng với mận khanh núi cùng quách tử nguyên bảo hộ bên trên những mũi tên kia mũi tên bắn tại lồng ánh sáng bên trên phát ra phốc phốc thanh âm quân thể băng chủy thuật tiếu vũ hinh không có nhìn những người khác dạng trước tiên thả ra hơn mười mai nhọn băng chủy bắn về phía rực nhân nhóm cùng lúc đó cam đạo phu đ nhiên vung lên vũ trượng ba cái to lớn hỏa cầu gào thét lên bay lên giữa không trung, tại dực nhân nhóm ở giữa nổ tung hai đợt ma pháp công kích tạo thành mấy chục cái dực nhân từ giữa không trung rớt xuống ngoại trừ may mắn mấy tên còn có thể miễn cưỡng phe phẩy cánh lướt đi rơi xuống đất bên ngoài những thứ khác ngã xuống đất coi như không có bị ma pháp giết chết cũng bị té chết a kim lịch gào thét một tiếng cơ chiến phủ bổ về phía một cái kéo lấy cánh vừa mới bỏ dậy dực nhân dực nhân cuốn quýt nô lên trường thường tính toán ngăn cản cái này có chút điên của người lùn ba la chớ cùng dạ cường cũng đều rút ra trường kiếm phóng tới mấy cái kia bình an rơi xuống đất dực nhân Hiệu 6 lệ gỗ lạc cùng á mân bắt đầu bắn cung bắn tên mấy tên dực nhân ứng thanh rơi xuống lần này bọn họ đều là trong lực tiễn lại không may mắn có thể giữa không trung dực nhân thống sư phát ra tức giận gào thét dực nhân nhóm đội hình đột nhiên tản ra mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía viễn trinh đội thời điểm bọn hắn trở nên thông minh như vậy cam đạo phu lẩm bẩm liền chú ngự cũng không niệm liền gọi ra một mặt màu lửa đỏ ma pháp thuẫn những mũi tên kia mũi tên vô luận từ cái kia phương hướng xạ ma pháp đội đều có thể kịp thời chặn lại vì ta khí chi giới không có chức năng này tiếu vũ hinh lấy xuống trường cung lấy tay từ phía sau lưng trong ống tên lấy ra bốn mũi tên tại trên dây nhóm chú ý ta muốn đem bọn hắn từ trên trời phóng tới liên châu tên pháp từng nhánh màu xanh biết vũ tiễn bị tiếu vũ hinh bắn vào trên không cơ hội liên thành một mảnh tiết mạn tại dực nhân thống thuận tiếng gầm gừ bên trong mấy chục cái dực nhân kêu thảm từ giữa không trung rất xuống tránh ra cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên phát động tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng nhấc chân gần tới ở bên người phật la đa hướng bên cạnh đá vào cơ thể đột nhiên phía trước bổ nào ngay sau đó liền hướng một hướng khác mà chuyển động âu ngay tại nàng đụng ngã thời điểm một chi thật dài tiêu thương lướt qua sau gáy của nàng thật sâu vào trong đất sau đó chính là liên tiếp phốc phốc cầm thành hơn mười trôi tiêu thương cơ hồ là nhanh lao thân thể của nàng đâm vào mặt đất hình đừng nên dừng lại á mân hô lớn Tiếu vũ huynh liên tiếp lăn ra ngoài hơn hai mươi mét lúc này mới ưỡn một cái thân đứng lên sáu ngay tại nàng vừa mới đứng lên một đoàn bóng đen giống như lưu tình truy mà một dạng hướng nàng nện xuống tới tiếu vũ huynh trong lòng run lên đưa tay chính là một quyền. cự một cấm lôi quyền bóng đen kia là một cái dự nhân nhìn thấy tiếu vũ Hinh vừa mới đứng lên giống như thừa dịp nàng lập thân chưa ổn thời điểm đánh lén nàng sáu âm nhu quyền kình đem hắn thân hình hơi hơi cản trở một ngàn chật thân thể của hắn liền giống như là bị tạc đánh dẫn nổ đồng dạng phình một tiếng nổ tung huyết nục bắn tung tóe giống giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng gào thét mặc lâu triệu hắn ra ma sủng của nàng sư thiếu, hình thể ma thú khổng lồ vừa ra tới liền miệng trào tề thi mấy tên dực nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa không trung bị xé đứt, máu me đầm địa mà từ giữa không trung rơi xuống 6. giữa không trung dực nhân thống xoáy phát ra liên tiếp thanh âm quái dị hay còn lưu lại giữa không trung mấy chục cái dực nhân hô lên một tiếng hướng nơi xa bay đi vậy mà bỏ xuống bọn hắn rơi xuống mặt tộc nhân chạy trốn thấy tộc nhân vậy mà rất không có nghĩa khí vứt bỏ chạy trốn trên mặt đất mười mấy dực nhân cũng tha duệ trở thành vướng víu cánh muốn chạy trốn tiến rừng cây lại bị mặc lâu bọn người từng cái chém giết phu thủy áo bảo sáng một mạnh thú nhân một bán thú nhân ba dực nhân năm hai tiếu vũ Huynh không có tham gia truy sát đang nhìn mới nhất nhắc, nhắc nhở tin tức sau đó nàng liền hướng phật la đa chạy tới phật la đa phật la đa mai bên trong cùng ra mời ông phật la đa lớn tiếng la lên sơn mỗ lại tại một bên rơi lệ bởi vì cũng không có phật la đa đã chết nhắc nhở cho nên tiếu vũ huynh không chút nào lo lắng nếu như là thủ thường chỉ bằng nàng và hạ hơn văn bản sự cũng nhất định có thể bảo hiểm nàng không việc gì húng chi nàng còn có ít dạ xì hẳn giống phật la đa nàng ngồi sổ người xuống vấn đạo Khục dường như là bị ngươi đá ngất cam đạo phu nói ách sáu ngượng ngùng tiếu vũ huynh đại hãn nàng một bà nhấc lên phật la đa cánh tay sáu cũng may hạ tỷ người thân thể cấu tạo cùng nhân loại không sai bị lắm nàng vừa dựng mạch lại mồ hôi đổ tiểu hạ tỷ người là bị nàng một cước đá trúng tắt thở g hỏa này trên thân không phải có giáp lưới sao tiếu vũ hinh có chút buồn bực cho hắn thuận hạ khí phật la đa tranh mở trong mắt vừa nhìn thấy nàng câu nói đầu tiên là ngươi bị đá thật hung ác lúc này mặc lâu mấy người cũng đã trở về Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, gặp nàng lắc đầu, liền không có gặp phải những cái kia trận doanh đối địch thần tuyển giả. Cam Đạo Phu, thật muốn vượt qua Tạp Lan lạt núi sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, ngươi còn có những biện pháp khác sao không nhẹ chứ? Cam Đạo Phu nhìn xem tuyết trắng mênh mang núi cao, cũng là bất đắc dĩ. Tiếu Vũ Hinh rất muốn khuyên hắn trực tiếp đi Ma Thụy nghiệp đường hầm mỏ tính toán, bất quá lao nhân này không thông qua phen này đắng, chỉ sợ là sẽ không cải biến lộ tuyến. Nàng nếu là nói ra, chỉ là chọc người hoài nghi. Không có, ta chỉ là lo lắng Sạ Du Mạn sẽ theo dực nhân nơi đó đoán được chúng ta đi đường phương hướng, sẽ ở trên tuyết sơn bố trí chút chờ chúng ta tiếu vũ hinh nói có thể nhưng là có thể hắn cũng không có nghĩ đến chúng ta sẽ vượt qua tòa này cao tới mấy ngàn thước núi tuyết cam đạo phu vẫn kiên trì ý mình sáu cái này lao Vu sư so người lùn đều bướng bình tạp lan lặt trên núi quanh năm hiện đầy tuyên cổ bất hóa băng tuyết cho dù là bên trong tiếng ấm áp dương quang cũng không cách nào nhường trên sườn núi tuyết động lộ ra dấu hiệu hòa tan những cái kia lạnh như băng tuyết động theo dày chui vào tại nhiệt độ cơ thể thiêu nướng rất nhanh liền hóa thành nước đá cái loại cảm giác này thật sự là khó mà nói nên lời tiếu vũ hinh dứt khoát vận lên thanh đế phong thiên quyết sáu cái này cũng có chút tác dụng mặc dù tuyết động vẫn như cũ hóa thành thủy cơ thể lại sẽ không vì vậy mà cảm thấy rất lạnh đại gia đừng nên dừng lại cước bộ chúng ta nhất thiết phải tại xạ dù mạn phía trước vượt qua tòa này núi tuyết cam đạo phu la lớn phu thủy áo bảo sám cam đạo phu hành động của ngươi có thể giấu giếm được con mắt của ta một tiếng nói giàn mua bỗng nhiên trên không trung vang lên đám người kinh hước ngầm đầu chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái thân mặc ai ngoài giật lao giả trắng như tuyết tóc rất tiêu sái phất phơ tại hai bờ vai ánh mắt sáng ngời bên trong lập lòe một loại giọng niệm mai ánh mắt hắn chính là phù thủy áo bảo trắng xạ dù mạn sao không nhẹ chứ vũ hinh vấn đạo Sạ dù man lại ở chỗ này chờ lấy chúng ta kim lịch lớn tiếng hét lên cam đạo phu trầm giọng nói không cần lo lắng hắn đúng là phù thủy áo bảo trắng xạ dù man nhưng đây bất quá là hắn một cái ma pháp hình chiếu cũng không phải bản thân nói đi hắn la lớn xạ dù man chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy một cái ma pháp hình chiếu liền muốn giết chết chúng ta sao không nhẹ chữ giết chết các ngươi Sạ dù man gầy gò trên khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái nụ cười ta cũng không muốn giết chết các ngươi phù thủy áo bảo xám cam đạo phu lời hứa của ta hữu hiệu như cũ chỉ cần ngươi và ngươi đi nhờ vả với ta Chúng ta có thể cùng xuẩn dắt tay thống trị thế giới này. Đây bất quá là lấy một loại hình thức khác cho các tộc mang đến tất cả bình. Thả xuống ngươi cái kia ngu xuẩn cái gọi là chính nghĩa. Chỉ có người thắng mới có thể giải thích cái từ này xạ du mạn. Quay đầu a, à, ngươi còn có cơ hội. Chỉ cần tiêu hủy trí tôn ma giới, tiêu diệt xuẩn, ngươi vẫn là mọi người kính ngưỡng Vu sư giải cam đạo phu còn tính toán thuyết phục xạ du mạn. Người ngu xuẩn a xạ du mạn thật thấp thở dài một tiếng, trong miệng bắt đầu ngâm tụng lên tối tăm chú ngữ. Mau rời đi ở đây cam đạo phu biến sắc, hô lớn nhanh xuống núi không nên ở chỗ này dừng lại đám người nghe vậy nhao nhao hướng dưới núi chạy tới hạ hân văn vừa chạy một bên giơ tay hướng về phía trước ném ra một cây đồ đằng long sáu to lớn đồ đằng trụ từ dưới đất chui ra ngoài từ phía trên bắn ra từng đạo vầng sáng màu xanh bao phủ tại mọi người trên thân mọi người tốc độ lập tức nhanh nhanh nhẹn đồ đằng loại này đồ đằng có thể tăng thêm ra chỉ người tốc độ hành động cùng thân pháp nhanh nhẹn nhưng mà xa dù màn ma pháp phóng thích tốc độ rõ ràng so với các nàng chạy trốn tốc độ nhanh hơn bầu trời trong chốc lát khói mù dày đặc to lớn đông tuyết tại cuồng phong thổi phía dưới nhau nhau bay xuống khí khắp chợt long thấp trước mặt mọi người lập tức trở nên một mảnh trắng xóa trên đất tuyết động trong nháy mắt đã tích đến rồi bắt gốc cách một đạo tia chớp màu bạc đống nhiên bắn chúng đỉnh núi đánh chúng lớn nhất cái kia ngồi đỉnh băng chỉ thấy tòa kia đỉnh băng đầu tiên là phát ra miệng ken kết âm thanh sáu trong lúc đó chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên tòa kia đỉnh băng nổ tung thành vô số to lớn băng lăng hướng về dưới núi bắn nhanh mà tới mặc dù đang trong bạo phong tuyết không nhìn thấy cái bóng của bọn họ nhưng chúng nó no phá không phát ra tiếng hét lớn đã trước một bước chuyển đến trong thai mọi người Nam xuống phòng ngự cam đạo phu gầm to trước người hắn xuất hiện một mặt màu lửa đỏ tầm chắn đồng thời cho hắn ánh mắt quét qua nhân phóng ra một cái vòng bảo vệ ma pháp ánh sáng thần thánh tiếu vũ hinh cũng cho cùng bốn cái hạ tỷ người thả ra ma pháp mạnh nhất vòng bảo hộ đồng thời lại thi triển giày khải thuật lại thêm trên người mãng áo già, nàng đủ có thể hộ đến chính mình chu toàn to lớn băng lăng gào thét mà tới thần thánh vòng bảo hộ chỉ ngăn cản phút chốc liền sóng một tiếng tiêu thất phật la đa hoảng sợ nhìn về phía khối kia băng lăng hướng phi đúng lúc này một cái bóng đen từ gặp bên cạnh lập tức đem hắn ngã nhào xuống đất băng lăng gào thét lên từ bên trên bay vút qua bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang nhục thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai trăm bốn mươi lăm tết hai trăm bốn mươi bốn biến dị hình lập phương ma giới chi dịch nhờn quái hình ngươi lại cứu ta một lần phật la đa từ trong đống tuyết đứng lên như cái người tuyết tựa như ta nói qua thủ hộ ngươi là ta chuyến này trước trách tiếu vũ hình đã đứng lên nhìn xem khoảng cách hơn mười em ở bên ngoài cái kia vài cọc ôm hết to đại thụ sáu những đại thụ này cũng là bị vừa rồi khối kia băng lăng chặn ngang cắt chém thành hai đoạn có thể tưởng tượng nếu như cái này bắn tại trên người nàng cho dù có toàn bộ trang bị hộ thể chỉ sợ cũng không nhịn không được may mắn không có lô mãng dùng cơ thể tới chặn tiếu vũ hinh đại lau một vệt mồ hôi lạnh hinh tỷ không nghĩ tới lần đầu tiên của ngươi hoa lệ lệ đẩy ngã là cho cái kia tiểu hạ tỷ người ở mạc lâu bỗng nhiên ghé vào bên thai nàng nhẹ nói nha đầu chết tiệt kia ngươi liền tỷ trước đó không có đẩy ngã qua người khác Tiêu vũ hinh tức giận đến muốn đập nàng lại bị nàng linh hoạt mau tránh ra đại gia có bị thương hay không cam đạo phu lớn tiếng hỏi lúc này lai qua lạp tư mấy người cũng nhao nhao đi trong đống tuyết đứng lên sáu còn tốt tất cả mọi người không có chịu đến lớn tổn thương cứ như vậy một lát sau các nàng đã rời đi đỉnh núi vài trăm mét trong bóng đêm giữa không trung cái kia xạ du mạn ma mà pháp hình chiếu đã vô cùng ảm đạm nhưng toàn bộ đỉnh núi con đường lại bị tàn phá bừa bãi ma pháp khiến cho rối loạn lại nghĩ từ đường cũ đã là không có khả năng chúng ta xuống núi thôi cam đạo phu thở dài con đường kia hắn là thật sự không muốn đi một đoàn người yên lặng trở lại tạp lan là sơn chân núi ba la chớ bỗng nhiên nói chúng ta hẳn là nhanh chóng rời đi ở đây xuyên qua lạc mồ hôi cửa ải trải qua tây đáy vực tiến vào vừa đạt không được dạ cương lập tức phản đối lạc mồ hôi cửa ải khoảng cách ngại xin quá gần một khi bị xạ dù mạn hắn rất có thể sẽ tự mình đến cướp được chúng ta bây giờ chỉ có thể đi ma di đường hầm mỏ cam đạo phu thở dài dạ cương mặc dù là du hiệp nhưng xưa nay chưa từng đi nơi đó ta tại trước đây thật lâu đã từng đi qua một lần hy vọng còn có thể tìm được nơi đó lộ ta cũng tán thành đi ma di đường hầm mỏ kim lịch lấy nón an toàn xuống rửa qua phía trên nước tuyết ba mươi năm trước ba dên mang theo một nhóm người lùn muốn đi ma mở lại khoáng nhưng từ vậy sau này liền sẽ không có tin tức gì chuyện này chỉ có thể chứng minh nơi đó tình huống hiểm ác lai qua lạp tư nói vậy ý của ngươi chính là không đi ma gì luôn luôn tính tình nóng này người lùn đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng đứng lên nhường đám người có chút kinh ngạc lai qua lạp tư không được hắn vẫn lần thứ nhất đang cùng người lùn cãi và thời điểm bị hỏi khó chỉ là cái vấn đề quá khó trả lời hắn không thể làm gì khác hơn là không được chúng ta nhường ma giới chấp hữu giả tới quyết định song cam đạo phu nhìn mọi người một cái đem quyết định quyền lợi giao cho tiểu hạ đi người nhìn xem ánh mắt của mọi người đều nhìn về phật la đa cũng có chút khẩn trương càng thấy trầm trọng hắn trầm mặc phút chốc chậm rãi nói ta lựa chọn ma gì đường mỏ Hơi hơi ngừng một trận hắn giống như là giảng giải một dạng lại bổ sung kể từ đón lấy nhiệm vụ này ta liền nguy hiểm là tử vong đại danh tử cùng các ngươi cùng một chỗ ta có lòng tin thoát khỏi bất kỳ nguy hiểm nào cho nên ta lựa chọn ma dì đường hầm mỏ. còn một nguyên nhân khác tất cả mọi người là lòng biết rõ ngại xin xạ dù mạn cơ hồ là một cái tồn tại không thể chiến thắng như không tất yếu không người nào nguyện ý xuất hiện ở khoảng cách ngại xin chỗ không xa vậy chúng ta cứ như vậy quyết định cam đạo phu ngẩng đầu nhìn bình minh mặt trời mới mọc ta hôm nay là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu chúng ta nhất thiết phải trước lúc trời tối tới nơi đó nếu không thì khó mà tìm được ma dư đại môn cam đạo phu nói dẫn đầu đi ở phía trước mà kim lịch thì bắt kịp mấy bước đi ở bên cạnh hắn dựa theo cam đạo phu ký ức có một con sông một đường hướng chạy đại môn vị trí bọn hắn ở trong dãy núi tìm rất dài cuối cùng mới xác định con sông kia tiến thuận đường tiểu hà đi về phía trước sáu mà sự thật chứng minh cam đạo phu ký ức hẳn là xảy ra vấn đề à phải nói là địa phương hình dạng mặt đất xuất hiện vấn đề đang lãng phí tầm nửa ngày sau bọn hắn mới tìm được đầu kia tiểu hà đồng thời thấy được sông bên cạnh đầu kia cỏ dại rậm rạp đường mòn đối với chính là chỗ này chúng ta rốt cuộc tìm được cam đạo phu hưng phấn nói con sông này trước đó bị các người lùn gọi là môn suối nhưng bây giờ dòng nước nhỏ đi rất nhiều hơn nữa suối nước cũng biến thành màu đen thật không phải là làm đến đây đi chúng ta phải lên đường đã không kịp hinh tỷ có phải hay không cái này sông lý hữu quái vật mặc lâu thả chậm cước bộ chờ tiếu vũ hinh đi tới gần phía sau nhẹ giọng hỏi tiếu vũ hinh gật gật đầu chuẩn xác mà nói quái vật kia hẳn là tại ma dì trước cửa trong hồ là một cái mọc ra rất nhiều chạm tay quái vật ngay tại đại môn mở ra phía trước suýt nữa đem phật la đà kéo vào trong hồ hinh tỷ ngươi cho rằng trong này có ma thú á mân thanh âm chợt nhớ tới những ngày này ngoại trừ cam đạo phu lao đầu này những người khác đều quan tâm nàng gọi hình tỷ chỉ là lai like qua lạp tư cùng kim lịch cũng như vậy gọi sáu Khục, bọn hắn giống như đều có mấy trăm tuổi ta cảm thấy chắc có tiếu vũ hinh đối với á mân vấn đề cũng không có cảm thấy khẩn trương dựa theo cam đạo phu thuyết pháp con sông này nước sông trước kia là trong suốt nhưng bây giờ lại trở thành màu đen ta không có thối giữa dấu hiệu cái này rất có thể là một loại nào đó ma thú cố ý đem suối nước đã biến thành màu đen dễ dàng cho bảo hộ sự tồn tại của bọn họ hình nói rất có lý đại gia nhất định muốn con sông kia cam đạo phu ở phía trước rõ ràng cũng nghe đến rồi các nàng nghị luận rất tán thành nhưng bọn hắn bây giờ nhưng không có dò xét toàn bộ dòng sông con đường này hết sức hẹp dài bên phải là đầu kia tiểu hà bên trái rừng rậm cách đó không xa chính là vách đá một đoàn người tại trạm vạng tối thời điểm rốt cuộc đã tới một mảnh vách núi trước mặt cái này lý hưu hai gốc to lớn cây nhựa rồi sinh cơ mạnh mẽ địa sinh mọc ra ngay ở chỗ này may mắn cái này hai gốc cây nhựa rồi còn không có biến hóa bằng không ta cũng có thể là không tìm được cam đạo phu nhẹ nhàng thở ra có thể đại môn ở đâu chúng ta đi vào sơn mỗ vấn đạo đại môn ngay ở chỗ này tại giam lại sau đó là không chút dấu vết nào cần phải cẩn thận tìm mới có thể tìm được cam đạo phu nói xong liền tại vách đá phía trước cẩn thận tìm kiếm không có chúng ta người lùn chế tạo môn tại giam lại sau đó là không chút dấu vết nào nếu như quên đi bí mật của nó liền chủ nhân ban đầu đều không thể mở nó ra nhóm kim lịch tự hào nói ta một chút cũng không ngạc nhiên xích qua lạp tư giọng của càng giống là trào phúng kim lịch trở ngại một chút nhưng là mảy may tìm không thấy phát tác mật cớ nhưng cánh cửa này bí mật cũng không chỉ có người lùn cam đạo phu rồi phu ở phía trên lục lọi trừ phi có quá nhiều chuyện cải biến không nội tình người hay là có thể tìm được nên nhìn ờ hẳn là nơi này y lưu đinh kim loại nó sẽ phản xạ tinh quang cùng nguyệt quang chúng ta phải chờ tới mặt trăng lên tới chính giữa thời điểm mới có thể thấy được từng phần từng phần trôi qua mặt trăng lấy nó cố hữu tiết tấu hướng về phía trước dâng lên nơi xa chuyển đến vài tiếng sói chu phật la đa lo lắng tại bờ hồ chỗ nhìn ra xa thiên vọng cũng không một chân bước vào trong hồ nước dọa đến hắn vội vàng nhảy tới trên bờ đang một cách hết sắc chăm chú mà nhìn qua trước cửa nước hồ tiếu vũ hinh đột nhiên rút ra bay lượn chi thứ người mặc lâu vấn đạo á mân cũng đi ta ở liền tại đây nước phía dưới tiếu vũ hinh nói nàng một mực lấy tinh thần lực xem xét mảnh này hồ nước chỉ là tên kia giấu đi mười phần xào rượu mấy lần đều bị nó che giấu chỉ là vừa mới phật la đa trượt chân dẫm lên trong nước lại làm nó lộ ra trận tướng tiếu vũ hinh không chỉ có là tinh thần lực phong tỏa nó liền tinh linh chi đồng cũng sắp cái mục tiêu này vị trí thấy rất rõ ràng cái này nhìn qua giống như là một cái đại bạch tuộc, là một cái to lớn cục thịt chung quanh thân thể là rậm rạp chẳng trị súc tu nếu như nó đứng im bất động cùng thông thường nham thạch cơ hồ không có khác nhau mà hắn trên thân tầng kia thật dày dính chất tựa hồ đối với tinh thần lực có che đậy tác dụng chỉ là nó vừa rồi không sợ hai động tất cả che giấu đều trắng phí hết tiếu vũ hinh cũng lo lắng tinh thần lực khóa chặt lâu sẽ để cho nó có chỗ đề phòng đang trả lời thời điểm đã dùng sức ném ra ở trong tay dao ngăn sáu một vệ kim quang mang theo nhỏ nhẹ tiếng gào vạch nước đâm vào trong hồ hồ nước trong chốc lát sôi trào lên từ dưới nước chuyển đến một hồi quái dị mà bao hàm tiếng gào thống khổ mạng lớn chừng mười phút đồng hồ tả hữu màu đen trong hồ nước nổi lên một mảnh lóe lân quang chất lỏng không nhiều một cái mấy mét phương viên hình tròn quái thú nổi lên mặt nước mấy chục cây mịn xúc tu giống như rong biển một dạng ở trên mặt nước nổi lơ lửng chỉ là quái thú bản thân đã vô sinh khí mặc lâu thả ra sư thiếu nó bay đến quái thú phía trên đập cánh rội ra móng nuốt đem quái thú đẩy đến bên bờ nguyên lai là dịch nhật quái chẳng thể trách có thể né qua ta chính sát pháp thuật hình người rất cường đại a cam đạo phu kinh ngạc nhìn tiếu vũ hình một mắt may mắn mà thôi tiếu vũ hình nói đây cũng không phải lời nhúng nhường nàng là có chuyện như vậy cho nên một mực nhìn chằm chằm không thả lúc này mới bắt được cơ hội bằng không nàng một dạng không có chiêu mặc lâu tiến lên dùng thủy thủ đào ra mòn Martin ma tinh đưa cho tiếu vũ hình sáu đây là một khối to bằng đầu nắm tay ma tinh tại trên ánh trăng loé ánh ánh lăng quang đẹp vô cùng nàng vội vàng thu vào dịch nhân quái còn có hai cái dịch túi cũng là bà bối không thể qua cam đạo phu nói chỉ huy mạc lâu moi ra một cái chất thịt túi ra cam đạo phu chỉ có một mạc lâu nói a à, đây đều là một đôi có thể chỉ có một cái có lẽ có người trước một bước nó cũng không có giết chết nó cam đạo phu mặc dù cảm thấy kỳ quái cũng không có nghĩ lại bởi vì lúc này mặt trăng đã nhanh nhanh lên tới bầu trời chính giữa tiếu vũ hinh đem cái kia dịch túi bó chặt sau đó ném vào chữ vật tay thủ tiếp đó đem bay lượn đâm cũng thả lại không gian chữ vật tất cả mọi người trở lại vách đá phía trước chờ ánh trăng kia chiếu vào trên vách đá dựng đứng mặt trăng đang lúc mọi người trong khi chờ đợi cuối cùng bò lên trên giữa không trùng làm ánh trăng nhu hòa chiếu vào trên vách đá dựng đứng thời điểm vỗ một cái long lánh môn hộ lộ ra ở trước mặt mọi người bàn hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai tiết hai biến dị hình lập phương ma giới chi ma di đường hầm mộ cửa phía trên một tổ cấu thành hình cung tinh linh văn tự tạo thành mà ở phía dưới mặc dù có chút địa phương văn tự đã khuyết giác mơ hồ nhưng như cũ có thể nhìn ra được đại khái đồ hình phía trên là bảy ngôi sao kèm theo một đỉnh vương miện bên dưới nhưng là thiết truy cùng cái đe sắt tại nơi phía dưới nhưng là hai khỏa có giống như nguyệt nha đồng dạng cảnh cây đại thụ mà rõ ràng là ở chính giữa có một khỏa có rất nhiều tinh mang tinh thần chữ viết phía trên viết chút phật la hỏi nhiều đạo cam đạo phu lắp đầu những nội dung này cùng chúng ta cũng không có quá trọng yếu quan hệ phía trên chỉ là viết đây là thông hướng ma dì chi vương đều linh bảo ngồi đại môn mở miệng liền khả dĩ tiến vào mở miệng liền khả dĩ tiến vào là ý tứ mai bên trong vấn đạo cái này rất đơn giản kim lịch đạo đây là vỗ một cái ma phát môn chỉ có chủ nhân nơi này cùng chân chính mới có thể qua lại mật ngữ chỉ cần nói ra mật ngữ đại môn liền sẽ mở ra ngươi liền khả dĩ tiến đi vậy ngươi nhanh đọc đi mai lôi thúc giục nói nghiệm kim lịch ngạc nhiên hỏi lại đương nhiên là mật ngữ chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này đứng ở hừng đông không thành mai bên trong càng thêm ngạc nhiên kim lịch biểu lộ có chút lúng túng ta không mật ngữ đã sớm thất chuyển. thế nhưng là cam đạo phu chẳng lẽ ngươi cũng không mật ngữ sao không nhạy chữ ba la chớ kinh ngạc hỏi đương nhiên không cam đạo phu một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên bất quá chúng ta có thể làm nhiều một chút nếm thử ta vừa vặn mấy chung mở cửa chú tiếu vũ huynh đúng vậy cam đạo phu hiểu mở cửa chú không có giống nhau là hữu dụng chân chính đáp án kỳ thực ngay tại môn thượng nàng tiến lên một bước kỳ thực không cần nếm thử ta muốn câu trả lời này cũng không khó tìm a à, ngươi có biện pháp cam đạo phu mắt sáng như lúc mà nhìn xem nàng các ngươi nhìn câu nói này mở miệng liền khả dĩ tiến vào tiếu vũ hinh chỉ vào vậy được văn tự đạo nói ở trên rất rõ ràng người lùn câu đối hai bên cánh cửa thế là không đề phòng chỉ cần mở miệng liền khả dĩ tiến vào ý của ngươi là nói hai chữ này chính là mở cửa mật ngữ cam đạo phu vấn đạo ta cũng nghĩ thế tiếu vũ hinh chuyển hướng á mân tinh linh ngữ bên trong hai chữ này phát tâm á mân mỉm cười đại môn đột nhiên mở ra tất cả mọi người một mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó tựa hồ cũng không nghĩ tới cánh cửa này cứ như vậy mở ra đi thôi chúng ta đi vào ít nhất tối hôm nay không cần tại trong mỏ hoàng vượt qua cam đạo phu thứ nhất đi vào các ngươi rất nhanh sẽ thấy tộc người lùn nhiệt huyết ngọn lửa rừng rực mát mẻ bia còn có thơm ngát nướng thịt kim lịch nhìn lai qua lạp tư một mắt vọt tới phủ thủy áo bảo sáng bên cạnh cùng đi vào lai qua lạp tư cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém theo sát tại hai người sau lưng tiếu vũ hinh cùng văn vũ tu bọn người đưa cái ánh mắt các nàng một trái một phải đi ở phật la hai bên đem hắn đặt hai người dưới sự bảo vệ đột nhiên đằng sau phát ra một thanh âm vang lên đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại môn bỗng nhiên đóng lại đem huy nhất nguyệt quang ngăn cách ở ngoài cửa đường hầm mỏ bên trong lập tức đen ngòm một mảnh kim lịch ta chỉ nhìn thấy đen thui đường hầm mỏ xích qua lạp tư trầm giọng nói cho dù không có các người lùn hoang nên, nếu như chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi có thể hay không tốt hơn ta có một loại dự cảm bất tưởng ở đây để cho ta cảm thấy ngạt tở. cam đạo phu trầm giọng nói tay trái hắn vu trượng phía trước bành một tiếng xuất hiện một đóa hoàng hôn hòa diễm tia sáng chiếu sáng phương viên mấy trục thức thông đạo tay phải hắn rút ra trường kiếm lúc này đổ rất có vài phần võ giả khí phách ở đây hoàn toàn là một cái đường hầm mỏ ra mời nói không đây là ta biểu huynh ba dê nhà kim lực nói làm chuyển qua một đầu đường quanh co thời điểm ba la chớ đột nhiên hô lên ở đây không phải đường hầm mỏ cũng không phải ba dê nhà rõ ràng chính là một tòa phần mộ đám người cũng đều kinh ngạc nhìn mặt đất sáu chỉ thấy từng cỗ nửa mục nát phối thi thể ngã trên mặt đất có chồng lên nhau tại một chỗ có đem binh khí cắm vào với nhau cơ thể còn có đã cơ thể không hoàn thành trên mặt đất loạn xạ ném đã dỉ xét binh khí cùng mũi tên từ một ít nửa mục nát trên thi thể còn có thể bán thú nhân đặc thù đây không có khả năng khả năng này kim lịch trên mặt lộ ra khó tin thần sắc lắc đầu liên tục lai qua lạp tư đi tới một bộ người lùn thi thể trước mặt từ phía trên rút ra một nhánh mũi tên nhìn kỹ một chút đạo đây là bán thú nhân mũi tên xem ra bọn hắn đã trước tiên chúng ta một bước từng tiến vào ở đây cái kia còn chờ ba la chớ kêu lên chúng ta mau rời đi ở đây vẫn là thẳng lạc mồ hôi cửa ải con đường kia muốn so con đường này an toàn nhiều lắm tiếu vũ hinh khẽ như mày ở trong nguyên tắc là bởi vì bên ngoài có cái kia dịch nhờn quái cho nên đại môn bị ngăn chặn nhưng bây giờ ma thú đã bị nàng chém giết lý do này không còn thành lập thật chẳng lẽ phải rời đi nơi này nàng có chút không cam tâm nàng hơi trầm ngâm nói nhìn những thi thể này cùng trên vũ khí dị xét e rằng đã rất nhiều năm a à. không tiểu thuyết internet không nói nhiều không có tuyệt đối không phải gần đây phát sinh sự tình lại qua lạp tư nói ta muốn đi đánh ba gen ta không hắn cứ thế mà chết đi kim lịch trầm giọng nói cam đạo phu rõ ràng cũng do dự hắn nhìn về phía phật la nhiều ma giới người nắm giữ người là quyết định quách tử nguyên ở một bên nói chẳng lẽ bán thú nhân vẫn còn so sánh xạ dù mạng càng đáng sợ sao lại nói cái này đã không bao nhiêu năm trước sự tình ta cũng không tin bán thú nhân còn ở nơi này trở lấy đúng vậy à nếu như đi lạc mồ hôi cửa hải bị xạ dù mạng chúng ta là không phải còn muốn chuyện nghe nói ma nhiều cùng ngại xin đại quân đang tại khu vực kia tập kết chẳng lẽ lại so với ở đây an toàn hơn ra mời ở một bên góp vui đạo cam đạo phu trầm mặc một hồi đạo tất nhiên ma giới người nắm giữ đã làm ra quyết định vậy chúng ta liền từ ở đây đi thôi từ tây đến đông khoảng cách thẳng tắp ước chừng có bốn mươi dặm bất quá các người lùn luôn, luôn yêu thích đem quặng mỏ đảo phải quanh co khúc hiệu hắn khe khẽ thở dài rõ ràng còn có chút sự tình hắn cũng không tính nói ra mọi người chú ý không nên phát ra động tĩnh quá lớn miễn cho quấy nhiều những cái kia không thân thiện mặc lâu nhắc nhở một đoàn người lại độ bắt đầu đi tới động đường bắt đầu không ngừng nhìn thấy thi thể nhưng cũng không có bán thú nhân sáu ân là vẫn còn sống bán thú nhân liền tiếu vũ hinh thi triển thần chiếu quyết cũng không có những người học kia ẩn tăng chỗ lần này Liên tiếu vũ hinh cũng âm thầm giật mình nàng thông qua tâm linh xiềng xích đem chuyện này thông chi mạc lâu bọn người nhất trí quyết định không buông bỏ cái thông đạo này trở nên mạnh mẽ là các nàng có thể tại ác ma trong thực tập kiên trì đến bây giờ lý do duy nhất cũng là tại đại thai nạn buông xuống sau đó còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân ở nơi này cái lối đi bên trong các nàng có thể thông qua chém giết viêm ma cùng số lớn bán thú nhân nhận được số lớn điểm kinh nghiệm cùng tích phân hơn nữa còn có có thể thu được người lùn bảo tàng trên thực tế bán thú nhân mai phục tại nơi này thời điểm cũng là không dám đến chỗ dò xét bị người phục kích động tĩnh bọn hắn đồng dạng lo lắng đối phương tại mai phục phía sau đào tẩu tại lúc đầu bên trong nội dung cốt truyện nếu như không phải tiểu hạ thì không người nào chú ý đem miệng giếng thi thể đụng rơi xuống giếng phát ra âm thanh những người học kia e rằng còn không biết đối với viễn trinh đội phát động công kích kim lịch theo sát tại cam đạo phu sau lưng ánh mắt của hắn trong bóng đêm chiếu lấp lánh nghe nói tại các loại trong tộc nếu bàn về trong bóng tối quan sát ngoại trừ những cái kia hắc cám sinh vật bên ngoài chính là người lùn sau đó liền tinh linh mà loài người tầm mắt là kém nhất sáu cho nên giả cương cùng ba la chớ bị xếp tại đằng sau áp trận cam đạo phu chúng ta cần bao lâu mới có thể rời đi ma gì đường hầm mỏ mai bên trong vấn đạo yên tĩnh chúng ta muốn ít nhất đi bốn ngày mới có thể ly khai nơi này trước đó hy vọng không nên kinh động cam đạo phu quay đầu lại nghiêm nghị chừng mắt liếc hắn một cái tiểu hạ tỷ người lập tức đem miệng ngậm phải nghiêm nghiêm tại bốn cái hạ tỷ người ở trong phật la nhiều cùng sơn mộ cũng là tương đối chứng trạng nhưng hai bên trong cùng ra mời đều thuộc về loại kia hoạt bát hiếu động tiếu vũ hinh một chút suy nghĩ liền để quách tử nguyên cùng mẫn khánh núi coi chừng hai cái này tiểu hạ tỷ người tuyệt đối không được để bọn hắn luận động đường hầm mỏ bên trong mặc dù có không ít thi thể nhưng thông gió tốt đẹp không có chút nào thi sú cái này cũng nói rõ thi thể đã rất dài ra mặc dù chung quanh một mảnh yên lặng nhưng loại này yên lặng có thể làm cho những người lữ hành cảm thấy an toàn phật la nhiều một mực đem bảo kiếm tua nắm ở trong tay trôi này tinh linh bảo kiếm nếu như gặp phải bán thú nhân liền sẽ tự động phát ra cảnh báo nhưng nó lúc này không có chút nào động tĩnh rõ ràng phụ cận cũng không có bán thú nhân qua lại bọn hắn đến cùng tại địa phương tiếu vũ hinh trong lòng có chút buồn bực nàng thi triển thần chiếu quyết bây giờ có thể bao trùm lên ngàn mét pha vi dưới tình huống bình thường không có lý do gì không được tung tích của địch nhân mà bây giờ chính xác không có bất kỳ cái gì tại tiếu vũ hinh xem qua kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong thường thường đem các người lùn tạo thành thành cần cụ thợ mỏ tinh xảo công tượng không có gì sánh kịp kiến trúc đại sư nghe nói bọn hắn có thể sắp mở đảo qua quặng mỏ mở ra giống như cung điện dưới đất một dạng mà ở trong ma giới lại tìm không thấy loại kia người lùn cái này ma giới đường hầm mỏ quy mô là rất hùng vĩ nhưng cùng kiến trúc nghệ thuật không có chút nào liên quan khắp nơi là cái thang thông đạo quanh co khúc hiệu cơ hồ liền không có đi qua một đầu vượt qua dài hai mươi mét trực đạo hoặc bình đạo cam đạo phu đột nhiên ngừng lại cẩn thận ở trên tường nhìn một chút nhìn đối với người phía sau đạo các ngươi sao ma dưới đường hầm mỏ chân quý nhất không phải hoàng kim cũng không phải bảo thạch mà là bí ngân hắn đưa tay trượng hướng phía dưới tìm kiếm tia sang chiếu sáng phía dưới những cái kia tầng tầng lớp lớp đường hầm mỏ đám người vừa cảm khái quy mô của nó hùng vĩ lại tại suy tư các người lồn đến cùng lấy được bao nhiêu bí ngân đi thôi cam đạo phu tiếp tục tiến lên vừa đi vừa nói sổ dịn đã từng đưa cho biểu bắc một kiện bí ngân chế tạo tỏa giáp nhưng ta chưa nói cho nàng biết cái này tỏa giáp thậm chí có thể mua xuống toàn bộ chất lơ vậy đơn giản là đưa cho quốc vương lễ vật kim lịch nói lầm bầm xin hỏi bí ngân có làm dùng mẫn khánh núi vấn đạo bí ngân là một loại cực kỳ quý giá ma pháp kim loại cam đạo phu đắp hơn nữa bí ngân trọng lượng rất nhẹ loại kim loại này vô luận là truyền đấu khí vẫn là ma lực cũng sẽ không có hại hao tổn tại vũ khí bên trong gia nhập vào một chút loại kim loại này liền sẽ so vũ khí bình thường càng thêm sắc bén hơn nữa còn có phá ma hiệu quả mẫn khánh núi a một tiếng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vách đá sáu trên vách tường lóe điểm điểm yếu ớt ngân quang chính là còn chưa tinh luyện bí ngân quang liền thiếu vũ huynh đều nghĩ ở phía trên đảo xuống tới một khối bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi thiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai trăm bốn mươi bảy tiết hai trăm bốn mươi sáu biến dị hình lập phương ma giới chi ba gen chi mộ chỉ có người lùn hoặc trong truyền thuyết luyện kim sư mới có tinh luyện bí ngân kỹ xảo những người khác vừa liền lấy được bí ngân vạng cũng chỉ bất quá là một đồng khoáng thạch thôi cam đạo phu dường như là đoán ra tiếu vũ hinh đám người ý niệm thấp giọng nói dựa vào cái này lão vu sư hầu tinh hầu tinh mận khanh núi thông qua tâm linh xích rất khó chịu lẩm bẩm một câu hát cám đường hầm mỏ bên trong không chỉ có con đường khúc chết, hơn nữa còn có không ít sông ngầm dưới lòng đất các loại hơi chút không liền có thể ngã thịt nát xương tan cho nên bọn họ tân tiến tốc độ cũng càng ngày càng chậm nhất là nơi này cảnh vật đều không khác mấy cái này khiến đám người có một cảm giác tựa hồ các nàng một mực tại dậm chân tại chỗ có người sáu nhỏ gầy heo ứa thường xuyên là tứ chi chạm đất ta là lịch sử mạch thương tiếu vũ hinh cuối cùng một cái người thú vị đây chính là lịch sử mạch thương tại trong điện ảnh làm viễn chinh đội phân tán sau đó lịch sử mạch thương tìm được phật la nhiều cùng sân mỗ đồng thời mang theo bọn hắn tiến vào ma nhiều cuối cùng đáng thương này phục đáng ghét ra hỏa đi theo bảo bối của nó cùng một chỗ rơi vào tận thế núi lửa nham tương ở trong cũng coi như là chết có ý nghĩa có giết hay không hắn đâu tiếu vũ hinh nắm chặt trường cung đông nhiên lại bung ra cái này lực sát thương cũng không cường đại nếu như bất đắc dĩ cùng cam đạo phu bọn người tách ra cái kia còn phải trông cậy vào gia hỏa này có thể chỉ đường tính toán liền phóng hắn một ngựa nhường hắn đi theo a à? suy nghĩ liên tục tiếu vũ hinh quyết định nhường lịch sử mạch thương đi theo ngược lại ra hỏa này là không thể nào cùng sủng nhân tiến tới với nhau tại hắc ám đường hầm mộ bên trong không cách nào phân chia ban ngày hoặc hắc ám ngoại trừ mấy lần tạm dừng phân do phương hướng bên ngoài các nàng một mực tại đi đã đi mấy giờ đang bỏ bên trên một đoạn thật cao cầu thang sau đó cam đạo phu dừng lại nghiêm túc bắt đầu kiểm tra phương hướng trước mặt hắn là một cái rộng lớn cầm vòm thông hướng ba đầu thông đạo tất cả phương hướng cũng là hướng về đông nhưng bên trái con đường hướng xuống bên phải con đường nhưng là đi lên trung gian con đường kéo dài hướng phía trước bằng thẳng lại vô cùng hẹp hòi ta căn bản vốn không nhớ kỹ có nơi này cam đạo phu đứng ở nơi đó trong mày có chút không biết như thế nào cho phải ba la chớ cùng dạ cương ngồi ở một chỗ chúng ta lạc đường sao không nhẹ chứ? không cam đạo phu đang tìm vậy vẫn là lạc đường xem ra ta là quá mệt mỏi cam đạo phu thở dài từ bỏ lùng tìm đại gia ngay tại chỗ tu luyện một chút ta chúng ta nghỉ một lát lại đổi lộ đám người đã sớm đều tự tìm cái thoải mái dễ chịu một chút chỗ ngồi xuống tiếu vũ huynh không gian chữ vật là có mấy trương hành quân thảm nàng đem các loại tấm thảm cửa hàng đứng lên mời á mân cùng lệ gỗ lạt ngồi chung mà ba la chớ cùng dạ cương cự tuyệt mời bởi vì bọn hắn còn muốn chia ra cảnh giới á mân huynh, mấy ngày trước trong chiến đấu ta các ngươi sử dụng một loại rất đặc biệt mũi tên một lần có thể phóng ra bốn mũi tên đây thật là một loại kỳ diệu tiễn lạc tàn nói tại thụy văn đeo trước mắt chỉ có ta mới nắm giữ loại này tiết kỹ kỳ thực đây là hình truyền cho ta á mân cười nói hình ngươi không ngại ta đưa ngươi bí mật nói ra đi không tiểu thuyết Internet không nói nhiều tiếu vũ huynh xưng sở chất minh bạch mỉm cười gật gật đầu hình kỳ thực là một vị hạng á mân nói lệ gỗ lạc kinh ngạc nhìn tiếu vũ Hình một mắt chẳng thể trách người tiễn thuật tốt như vậy hơn nữa biết được loại này thâm ảo tiễn kỹ cái này đến phiên tiếu vũ Hình kỳ quái các ngươi chẳng lẽ cũng không kỳ thị hạng lập sao không nhẹ chữ là muốn kỳ thị không chỉ có lệ gỗ lạc kỳ quái liền á mân cũng biểu thị kỳ quái huyết thống không thuần khí ta. Tiếu vũ hình nói, cũng không phải tuyển tinh linh vương lệ gỗ lặt lắc đầu tinh linh cùng nhân loại kết hợp không nhiều cũng không phải bởi vì có ý kiến phản đối mà là số đông tinh linh sẽ không bỏ rơi dài dòng sinh mệnh đi cùng một nhân loại bạch thủ giai lão nhưng tương tự cũng có vì tình yêu bỏ qua trường sinh quan trọng nhất là tinh linh cùng nhân loại kết hợp nắm giữ đời sau tỷ lệ vô cùng thấp mà một khi xuất hiện hẳn, bọn họ đều là vô cùng chiến sĩ ưu tú mà lại là tập trung nhân loại cùng tinh linh điểm tốt trên thực tế bọn hắn ngoại trừ không thể đảm nhiệm vương bên ngoài ở trong tộc đều có địa vị cực cao chỉ tiết hợp sinh mệnh chỉ so với nhân loại từ lâu không có bắt được bao nhiêu tinh linh tuổi thọ di chuyển tại tiếu vũ hinh nắm giữ tinh linh huyết thống sau đó lệ gỗ là thái độ đối với nàng sinh ra biến hóa cực lớn giữa hai bên càng trở về nói chuyện rất là hợp ý hai người bọn hắn cùng á mân cũng là ưu tú tiến thủ cho nên tự nhiên nói tới chính là tiện thuật lên giao lưu ta tu luyện là cách đấu tiễn bởi vì ta là một cái chuyên tư chiến đấu tinh linh dựa theo loài người binh chủng tới nói cung tiến thủ tại công kích từ xa thời điểm tác dụng muốn so bộ binh hoặc kỵ sĩ đều mạnh mà ở cận thân chiến đấu thời điểm cung tiến thủ trên căn bản là dễ dàng sụp đổ ta độc chế tiến kỹ cách đấu tiễn liền đền bù chi phương diện thiếu ẩn lệ gỗ lạt lấy xuống cung tiễn cách đấu tiện đối với cung yêu cầu rất cao các ngươi nhìn chương này đi qua tăng cường xử lý trường cung nó hai đầu dây cung cùng cánh cung đều có thể làm công phòng vũ khí nhưng mà cung tiễn đối với đao kiếm tới nói là một loại rất tinh xảo trang bị hơi tổn thương liền sẽ ảnh hưởng sử dụng của nó bởi vậy ta phát minh một loại đặc biệt phương pháp vận dụng hơn nữa còn có trong ngón tay mũi tên công kích kỹ xảo sáu đây chính là cách đấu mũi tên áo nghĩa ba người đều trao đổi lẫn nhau tiết kỹ tiếu vũ hinh lại đem một loại tiễn kỹ truyền đi vậy thì bạo liệt tiễn mà nàng cũng học xong cách đấu tiễn vui vẻ nhất đương nhiên là á mân cùng lệ lạt các nàng lại nắm giữ hai loại mới thiết kỹ thực lực lại tăng lên nữa một phương diện khác tại tiếu vũ huynh ba người đàm luận lên tiễn thuật thời điểm ngũ tử như lôi kéo kim lịch cùng văn vũ tu bọn người cùng một chỗ tìm tới ba la chớ cùng gia cường ba người này cũng là cực kỳ cường đại chiến sĩ không chỉ có là chiến kỹ cao hơn nữa đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mấy người cùng một chỗ nói ra hứng thú liền đã đến chỗ chống trải ra dấu từ bọn hắn thần sắc hưng phấn nhìn lại rõ ràng cũng là đều có đạt được cam đạo phu tháo xuống cái mũ trên đầu ngồi chung một chỗ trên tảng đá bên cạnh có một chi bút khói lên ống điếu hạ hân văn như cái khôn khéo học sinh tựa như ngồi ở trước người hắn thỉnh thoảng đưa ra vấn đề sáu mặc dù cam đạo phu tu luyện không phải đồ đằng chi đạo nhưng hắn tại ma pháp phương diện tạo nghệ nhưng là không thể so bỉ đối với hạ hân văn nói lên vấn đề lúc nào cũng có thể dẫn chứng phong phú mà giúp cho trả lời ta khói nhìn xem ống điếu bên trong cái kia rúm cho tàn cam đạo phu thở dài thuốc lá này lại rút không được cam đạo phu đây là đưa cho ngươi lễ vật hạ hân văn ảo thuật tựa như lấy ra một đầu chữ phúc bài thuốc lá đây là cam đạo phu tò mò dò xét thẻ tử hắn chú ý tới chữ viết phía trên lại là hắn không nhận biết cái này gọi là xì hạ hân văn thuần thuộc xé mở một hộp lấy ra một chi nhét vào cam đạo phu trong miệng lại lấy ra một cái cái bật lửa cho đốt đuốc lên nhớ ký ở tuyệt đối đừng lộ phản bên kia nhi là khói miệng không phải khói không hương vị không cam đạo phu lập tức đem đầu kia khói thu vào dương dương tự đắc mà kéo lên xì gà tới dường như là điếu thuốc này nhường cam đạo phu một lần nữa tìm được cảm giác cái mũi của hắn đột nhiên rung động một chút đứng lên nói xem ra tinh thần của các ngươi cũng không chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a tranh thủ sớm một chút ly khai nơi này một đoàn người tại gặp lệnh đường hầm mỏ bên trong lục lọi tiến lên lại đi ước chừng hai ngày cuối cùng thấy được một tòa quy mô to lớn cung điện dưới đất mặc dù cái này cùng nghệ thuật còn muốn có một khoảng cách nhưng nó dù sao cùng to lớn cùng cung điện dính vào bên cạnh cam đạo phu thật cao mà dơ lên vũ trượng một mảnh như tia chớp ánh sáng từ đầu trượng hướng bốn phía phóng xạ to lớn bóng tối bị tia sáng xô tan tòa này cung điện dưới đất hoàn toàn lộ ra ở trước mặt mọi người trần nhà cách xa mặt đất cao mấy chục mét rất nhiều hùng vi thạch trụ chống đỡ lấy nó tứ phía nhưng là một tòa rộng lớn đại sảnh màu đen vách tường đi qua rèn luyện giống như pha lên một dạng loài sáng bọn hắn còn trông thấy mặt khác ba cái nắm giữ đồng dạng màu đen cổng vòm lối vào một cái liền tại bọn hắn chính đối diện mặt khác hai phe thì đều có một cái xem đi đây chính là hùng vĩ người lùn cố hương ma dị cam đạo phu nói vũ trượng lên tia sáng lại ảm đạm xuống đám người xuyên qua những thứ này thạch trụ tiếp đó lại xuyên qua một cái cổng vòm đi tới một cái vô cùng rộng rãi trên hành lang phía trước xuất hiện ánh sáng yêu ớt theo các nàng không ngừng tiếp cận cái tia phiến tia sáng càng ngày máy liệt kim lịch đột nhiên trở nên kích động lên hắn bước nhanh tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng đơn giản đã biến thành chạy trượm trên mặt đất lại bắt đầu đi ra thưa thất người lùn cùng bán thú nhân thi thể Bọn hắn cuối cùng tia sáng là từ vũ một cái trong cửa lớn chuyển tới, kim lịch tốc độ trước đó chưa từng có tiến vào phía đại môn, sau một lát liền nghe được hắn hết sức thống khổ âm thanh. Đám người vội vàng vào, chỉ thấy trong phòng kia dối bời, trên mặt đất rất nhiều, các nàng ngay từ đầu căn bản thấy không rõ lắm. Đại sảnh này nguồn sáng đến từ phía đông một cái mở miệng. Lối ra này một đường ưu tiên hướng thương cung, đám người có thể xuyên thấu qua cái này mở miệng trông thấy một khối bầu trời màu lam, chiếu vào qua mang, trực tiếp rơi vào giữa đại sảnh một cái trên bàn đá. Đó là một khối phương phương chính chính thạch trụ tạo thành có chừng cao hai thước, ở trên đỉnh lại có một khối to lớn màu trắng phiến đá. Kim Lịch đang quỳ tại đó phía trước, trên mặt một mảnh bị thương. Cái này nhìn là một khối mộ bia Cam Đạo Phu đi lên trước thì thẩm Phương Đinh Chi Tử, Ma Thủy Chi Vương Ba Diên, an nghỉ nơi này hắn chết Kim Lịch túi đầu. Cam Đạo Phu tháo cái nón xuống thở dài quả nhiên theo ta lo lắng một dạng cái này, tựa như là một bản nhật ký tiếu vũ huynh mắt sáng lên, không lưng từ một bộ thi hài trong ngực lấy ra một bản vừa dày vừa nặng sách tựa như bản ghi chép, chỉ là phía trên tựa hồ bị lửa đốt qua, cũng bị huyết thương qua, có một bộ phận đã không quá dễ dàng nhận ra. Trên xuống văn tự nàng là một mực không biết sáu ai mù chữ thật đáng sợ á để cho ta tới xem cam đạo phu đi từ trên tay nàng đem quyển kia thật dày sổ tiếp lật xem trên mặt dần dần đi ra vẻ ngưng trọng bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy vì bù đắp qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai trăm bốn mươi tám tiết hai trăm bốn mươi bảy biến dị hình lập phương ma giới chi đường hầm mỏ kịch chiến bên trên quyển sổ này bên trên ghi chép ba dên bọn họ tao gặp cam đạo phu cẩn thận mà phủi đi phía trên cho bụi ghi lại hẳn là từ 30 năm trước bọn hắn vừa mới đến ma dư thời điểm đáng tiếc rất nhiều ghi chép đã thấy không phải rất rõ trong này phân ba bộ phận bộ phận thứ nhất là đem bán thú nhân cưỡng chế di rời tiếp đó tìm được lưỡi bơ sáu mũ giáp kim cố tiếp đó ba dên kế thừa ma dư chi vương đem vương tọa thiết lập tại mã tát bù lìn đại sảnh. cái này bộ phận thứ hai là bắt đầu khai thác bí ngân quặng, tiếp đó chế tạo sáu rất dài một đoạn thấy không rõ lắm cái này lý hữu phái người tìm kiếm kho binh khí chữ nô, no, còn viết tuyệt không nhường bán thú nhân biết được khố phòng tung tích mặc dù chúng ta người lùn không giống loài người rào hoạt như vậy cũng không giống tinh linh như thế am hiểu kiến tạo ma pháp phòng nhưng nếu như tại đường hầm mỏ bên trong dấu liền xem như tinh linh cùng nhân loại cùng một chỗ cũng đừng hỏng tìm được kim lịch chen miệng nói cam đạo phu tiếp tục thì thầm tiếp xuống là dùng tinh linh văn tự ghi lại ba dên tại hôm qua tại đinh thụy lòng trào sông bị bán thú nhân ám tiễn bắn chết sáu tiếu vũ hinh lặng lẽ rời đi căn này đại sảnh nàng cảm thấy ba dên sở dĩ đem ở đây làm vương tọa chỗ cũng không phải nhất thời đầu góc phát suốt, tại hắn trong ghi chép các người lùn bảo tàng tựa hồ cũng không có bị bán thú nhân bọn hắn nhiều nhất là cướp đi các người lùn còn đến không kịp đưa vào bảo khố bí ngân loại cơ hội này nàng đương nhiên không đặt qua rời đi tầm mắt của mọi người tiếu vũ hinh đem ma vân đằng triệu hắn đi ra đi ở nơi này đại sảnh chung quanh tìm kiếm người lùn bảo khố vị trí đem tất cả đều gói lại cho ta nàng đem vòng tay chứa đồ giao cho ma vân đằng kiện trang bị này là đi qua linh hồn nàng quá lại chỉ cần nàng không chết cũng không cần lo lắng bị người cướp đi mà ma vân đằng cũng là cùng nàng có linh hồn phế ước tự nhiên không cần phải lo lắng nó không cách nào sử dụng ma vân đằng tiếp nhận vòng tay hướng dưới mặt đất chui vào sáu chỉ chốc lát sau mặt đất xuất hiện một cái động lớn ma vân đằng chui vào sau đó cái hang lớn kia lại dần dần bình phục hình tỷ vì không vào trong nghỉ ngơi một hồi á mân cũng từ trong đại sảnh đi tới những thi thể này sáu tiếu vũ hinh cố ý nhữ mày đúng vậy a à, ta cũng không ở nổi nữa á mân rõ ràng tràn đầy đồng cảm cùng là nữ tính tại loại kia khắp nơi là nửa hủ thi thể trong phòng ở lại đối với thần kinh yêu cầu thật là rất cao chỉ chốc lát sau mấy cái khác nữ hải tử tất cả đi ra rõ ràng đối với bên trong hoàn cảnh cũng là khó mà chịu đựng trong đại sảnh đã vì chư vị nữ sĩ thu thập ra một khối địa phương thỉnh chư vị nữ sĩ đi vào nghỉ ngơi phút chốc ra mời đi tới ra vẻ ưu nhã hướng đám người mái đám người cười cười đi theo phía sau hắn hướng đại sảnh đi đến tiếu vũ hinh bước chân dừng lại ánh mắt lướt qua một tia ý mừng bởi vì vừa rồi xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức nàng đã thu được tộc người lùn bảo tàng bảo tàng bên trong chủ yếu chính là bí ngân hơn nữa còn có hoàng kim bảo thạch cùng một loại vô cùng đặc thù kim loại bảy độ ma kim lập tức trở về Tiếu Vũ Hinh hướng Ma Vân đẳng phát ra mệnh lệnh. Mặt đất tựa hồ xảy ra hơi chấn động, nàng mới vừa tiến vào đại sảnh, liền nghe được một cái tiếng vang ầm ầm đột nhiên xuất hiện, ung ung tựa hồ có liệt xe lửa muốn lập tức tiến vào địa tâm, tiếp đó liền nhìn thấy ra mời một mặt vô tội đứng tại bên dưới nước, mà tỉnh thai bên trên một bộ sắc đã không thấy. Ta chỉ là sáu. Không sáu. Ra mời chỉ là muốn đem cái kia sắc giống như mở, miễn cho mấy cô gái thấy khó chịu, không ai từng nghĩ tới mặt đất sẽ ở thời điểm này run lên một cái, mà mấu chốt nhất là của hắn tay cũng run lên một cái, trực tiếp đem cô kia sắc đụng phải xuống giếng cam đạo phu chậm rãi nhìn về phía ra mời người cái này ngu xuẩn tiểu tử lần kế tới ngươi cũng nhảy đi xuống tốt chúng ta không thể lưu tại nơi này đi mau lệ gỗ lạt hô lớn đúng vậy thanh âm mới vừa rồi nhất định sẽ kinh lo một ít tiềm phục tại trong bóng tối sinh vật chúng ta lập tức xuất phát cam đạo phu không chút do dự đem mũ đeo lên tiếp đó đem quyển kia sổ đưa cho kim lịch chúng ta bây giờ không phải nghiên cứu đoạn lịch sử này tốt ngươi có thể bảo hiểm giữ lại về sau nghiên cứu lại ta cảm thấy lưu tại nơi này có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút kim lịch lầm bầm một tiếng đem quyển kia sổ đặt ở ba gen chi mộ bên cạnh một đoàn người đi theo cam đạo phu sau lưng chạy ra đại sảnh cam đạo phu cầm trong tay vũ trưởng nhanh chóng hướng ma duy đường hầm một chỗ khác đi đến chúng ta nhất thiết phải lập tức đến khai tắt đốc mẫu cầu tiếp đó từ một cái cửa ra khác rời đi ma duy đường hầm mỏ hy vọng chúng ta có thể bảo trì khi trước vận đạo chuẩn bị chiến đấu tiếu vũ huynh lập tức hướng thần tuyển giả nhóm phát ra chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh ma vân đằng đã trở về đem vòng tay chứa đồ âm thầm giao cho nàng nhưng nàng cũng không có lập tức đem ma vân đằng đưa về sùng vật không gian chiến đấu kế tiếp chỉ sợ là tiến vào ma giới thế giới sau đó tối loạn thời điểm nàng muốn để ma vân đằng vững vàng bảo vệ phật la nhiều đến nội những thứ khác cũng không trọng yếu rất nhanh cam đạo phu hy vọng bị vô tình thực tế đánh vỡ ma đường hầm mỏ xâm nhập như là gõ một mặt chống trận đồng dạng ngay sau đó vang lên một hồi kéo dài tiếng kèn đây là bán thú nhân tụ họp số quân lệ gỗ lạt tháo xuống cung tiễn liền hạ tỷ người đều lấy ra bọn hắn hộ thân đoàn kiếm sáu loại thời điểm này cho dù là nắm căn châm đều so tay không tất sắt càng khiến người ta an ủi một chút trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng gào thét mặt đất khẽ chấn động nhưng tiếu vũ hinh có thể chắc chắn trong đó tuyệt đối không chỉ là bán thú nhân đơn giản như vậy chúng ta là không phải trở về trong đại sảnh phòng thủ kim lịch có chút do dự trước đây ba thủ hạ cũng là trong đại sảnh phòng thủ kết quả dạng các ngươi đều thấy được lệ gỗ lạt nói lần này kim lịch không có phản bác lời của hắn đừng nên dừng lại chúng ta phải nhanh một chút đổi tới khải tắt đốc mâu cầu cam đạo phu lập tiếng uống đạo trong đội ngũ chỉ có hắn cùng thần tuyển giả nhóm tại khải tắt đốc mâu dưới cầu bên trong thế giới hắc ám có một đầu viêm ma bị tỉnh lại hữu sáu đâm đầu vào phóng tới mấy chi mũi tên tiếu vũ hinh cấp phía trước mấy bước thi triển ra giày khải thuật lấy thân cứng rắn chống đỡ phía dưới những mũi tên này tiếp đó tiện tay bắn ra bốn mũi tên sáu chỉ nghe trong bóng tối vang lên mấy tiếng kêu thảm hiển nhiên đã có người trúng tên giết kim lịch hét lớn một tiếng trên chiến phủ phóng ra đấu khí tia sáng cả người giống như như bánh xe vọt vào trước mặt bán thú nhân chiến sĩ ở trong viên trinh đội đội viên khác cũng nhao nhao rút ra bình khí lên địch mấy cái bóng đen to lớn xuất hiện ở bầu trời rộng rãi đường hầm mỏ khiến cho phi hành ma thú cũng có biểu diễn bầu trời hai con chim thân nữ ma cùng sư thiếu lập tức lăng không tấn công những người học kia cùng tiến thủ hướng viên trinh đội chút xuống mà đến mưa tên lập tức thưa thất rất nhiều hắc ám kết giới tiếu vũ hinh linh cơ động một cái thả ra cái này hắc ám thuộc tính kết giới mặc dù hắc cám sinh vật ở nơi này trong kết giới bị ảnh hưởng tương đối nhỏ nhưng nàng lại có thể cho bản phương trận doanh người ra chỉ mắt nhìn được trong bóng tối hơn nữa còn có thể dùng pháp thuật này tới ảnh hưởng những cái kia ẩn bên trong địch nhân đáng chết nhất định là đối phương lại sử dụng loại kia kết giới pháp thuật mạch cổ có chút buồn bực phẫn nộ hận bọn hắn thật vất vả nghĩ biện pháp giải quyết địch nhân sớm cảm giác vị trí bọn hắn vấn đề nhưng bây giờ mắt thấy lúc sắp đến gần mục tiêu đối phương lại thi triển dùng loại pháp thuật này che giấu thân hình dầm 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 ba viên hỏa cầu tại bán thú nhân ở giữa nổ tung hơn hai mươi người bán thú nhân lập tức đã biến thành thang cốc ngay sau đó lại là mấy chi bạo liệt tiễn phát huy cướp đi mười mấy tên bán thú nhân sinh mệnh những người học kia lập tức có chút bối rối nếu như không phải có mạnh thú nhân áp trận bọn chúng có thể đã tư tán đúng lúc này từ đại sảnh trong khắp ngõ ngách chuyển đến từng đợt kỳ lạ ba động ngay sau đó từng vòng từng vòng tinh hồng sắc vầng sáng từ cái hướng kia từ từ bay ra rơi vào bán thú nhân ở giữa bán thú nhân lập tức gầm hết lên từng cái đôi mắt giống như sung huyết tựa như đỏ lên sức chiến đấu thẳng tắp để thăng hình tỷ những người học này ở trong có thú nhân tế tự bọn hắn thi triển khát máu đồ đằng hạ hơn văn thông qua tâm linh xích phát ra cảnh báo thậm chí ngay cả tế tự đều xuất hiện ta bọn hắn ở đâu thiếu vũ huynh cười lạnh đưa tay mang lên bốn mũi tên chợt hướng cái kia thả ra khát máu đồ đằng xó xỉnh bắn ra bốn chi bạo liệt tiễn giống một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đó bốn chi bạo liệt tiễn ngược lại là một chút cũng không lãng phí toàn bộ bắn tại trên bụng của nó lại chỉ vỡ nát một chút lớn chừng quả đấm vết thương dòng máu màu xanh lục cốt cốt chảy ra lại không có nguy hiểm trí mạng là ăn thịt người yêu tiếu vũ huynh nhận ra sinh vật này trở tay lấy ra bay lượn chi thứ dùng sức ném ra sáu một đạo màu vàng lưu quang từ hắc ám trong kết giới bắn ra bắn về phía đầu kia ăn thịt người yêu đó là mai cảm thấy không thể do dự nữa hắn kinh ngạc nhìn đạo kia kim sắc lưu quang một mắt hướng các đội viên hạ xuất kích mệnh lệnh cùng lúc đó hai đạo bóng đen cũng từ bản thú nhân xuất hiện sau lưng phiêu hốt vọt vào trong kết giới an thịt người yêu có chút mở mịt nhìn xem đạo kia bay tới kim quang bản năng cảm thấy uy hiếp nó nghĩ đưa tay đi bắt tay người nào vừa mới tiếp xúc bên trên đạo kim quang kia đau đớn một hồi chuyển đến lập tức đạo kim quang kia lại thẳng tắp bắn vào trán của nó một cỗ dòng máu màu xanh lục từ miệng vết thương tiêu xả mà ra giống ăn thịt người yêu phát ra thống khổ tiếng giống thân thể khổng lồ ẩm vang lại đạo sáu ngay tại nó ngã quỵ trong nháy mắt một mảnh mưa to tựa như mũi tên trong chốc lát đem cái kia xó xình bao trùm một hồi tiếng kêu thảm vang lên sau đó lệ đột nhiên im lặng mà những thu nhân kia tế tự cũng không còn phóng thích đồ đạc phụ trợ chiến đấu đáng chết là giới linh kim lịch tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên tiêu vũ hinh trong lòng cả kinh vội vàng hướng phương hướng của hắn hướng có thể tại lúc đầu bên trong nội dung có chuyện, ma di đường hầm mỏ bên trong cũng không có giới linh thân ảnh hiện tại xuất hiện Tiếu Vũ Hinh cấp tốc vọt tới Kim Lịch vị trí khu vực, chỉ thấy hắn đang huy động chiến gia cùng một cái toàn thân bao phụ tại trong hắc bào người áo choàng chiến đấu. Từ họ sử dụng khí giới cùng khí tức đến xem, chính là giới linh, mà đổi thành chỗ một cái giới linh đang cùng dạ cương cùng ba la hết sức chiến bây giờ lúc này lịch đã là nguy hiểm và phần cái này giới linh cầm trong tay một thanh màu đen hai tay cự kiếm mỗi một cái cũng giống như cự phủ khai sơn tựa như hướng kim lịch chặt đi xuống mà kim lịch lúc này từng bước lui lại đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ tiếu vũ hình thân hình phiêu hốt như kiểu quỷ mị hư vô phóng tới cái kia giới linh thân thủ bàn tay hơi hơi hướng về phía trước nô ra sáu bản hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ lôi thiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy vì bù đắc qua mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu đề cử thanh liễu khác hai quyển sách sáng thần truyền kỳ phiêu bạt tại dị giới thời kỳ phượng lâm dị thế là từ hai trăm bốn mươi chín tết hai trăm bốn mươi tám biến dị hình lập phương ma giới chi đường hầm mỏ kịch chiến phía dưới cấp đống thuật hơi nước trắng mịt mờ hàn khí bắn ra đang tại điên cuồng chặt kim lịch giới linh thân thể đột nhiên cứng đờ trên thân cấp tốc xuất hiện thực chất hóa tầng băng tại cương hóa đặc huyết mạch sau đó tiếu vũ hình ma pháp uy lực lớn mức tăng trưởng so trận chiến mở màn giới linh thời điểm đề cao mấy lần cho nên tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa mới có thể đem cái này giới linh cấp tốc đóng băng bất quá giới linh thực lực cũng tại đồng bộ tăng trưởng liền tại đây cái giới linh bị đông lại đồng thời trên người của nó vậy mà toát ra ngọn lửa màu đen sợ cột phía dưới kết thành băng cứng lại có dấu hiệu hòa tan không thể để cho ngươi cứ như vậy thoát thân cự một gâm lôi quyển tiếu vũ hình biến sắc hữu quyền hung hăng nện ở trên mặt băng sáu phanh một tiếng bị đông cứng tại trong băng giới linh phát ra một cái không tiếng động kêu thảm ánh sáng trong mắt chợ tạm đạm xuống cách sáu khối băng văng từ phía giới linh cơ thể giống như là một cái thay đổi hình đồ chơi hướng về phía trước ném đi đụng ngã từng cái bán thú nhân mà những cái kia bị đụng ngã bán thú nhân tại bị đụng chúng trong nháy mắt liền lập tức tử vong tiếu vũ hinh đây là giới linh tại hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn chữa trị tuyệt đối không thể để cho nó có sống lại có thể tiếu vũ hinh không chút do dự sống tới nhưng mà ngay tại nàng hướng giới linh hướng thời điểm một người mặc trưởng bảo màu xanh lục nữ tử xuất hiện ở phía sau nàng chỗ không xa giơ tay lên bắn ra một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu xanh lục dừng tay đang chết một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xuất hiện ở trạch lệ đích bên cạnh thân chính là mặt lâu mắt thấy trạch lệ đích công kích đã ra tay nàng một bên nhắc nhở tiếu vũ huynh đánh lén vừa đem thủy thủ đâm vào một mặt kinh ngạc trạch lệ ngực Michael, vì không hiểm hộ ta trạch lệ đích cơ thể chậm rãi ngã xuống trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu đáng tiếc nghi vấn của nàng lĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án tiếu vũ huynh tại đập ra đi thời điểm cũng đã cảm thấy nguy hiểm tiếp cận nàng một bên một lần nữa thi triển dậy khải thuật cường hóa phòng ngự một bên triệu ra mạng áo ra đồng thời phóng xuất ra thần thánh ma pháp thánh viêm sáu trang xóa hoàn toàn hỏa diễm bỗng nhiên đem giới linh bọc lại cỗ kia giấu ở đấu đồng màu đen bên trong cơ thể lập tức kịch liệt run dậy lên một cỗ khói đen từ dưới nón lá bay ra ngoài lại có thể xuyên qua thánh viêm phát ra trong không khí cùng lúc đó trạch lệ thả ra đạo kia tia chớp màu xanh lục cũng trực kích xuống đem điếu vũ hinh bổ đến thể thân hướng về phía trước ném đi trên thân giày khải thuật hình thành năng lượng áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn áo khoác cũng bị lôi điện chấn động đến mức tiêu nát hóa thành từng mảnh cháy khô hồ điệp may mắn có mãng da hộ giáp bảo vệ cơ thể mới không để toàn thân đỏ lưu đánh chết giới linh một cái tích phân tám nghìn kinh nghiệm một ngay tại tiếu vũ huynh nhìn thấy nhắc nhở tin tức đồng thời nguy hiểm tiếp tục tiếp cận còn giữ lại tên kia giới linh đống nhiên bỏ giả cương cùng ba la chớ quay người giống như một đạo khói đen tựa như hướng tiếu vũ huynh hướng trong tay đại kiếm hai tay trên thân kiếm xuất hiện từng đạo màu tím đen hồ quang điện hướng về nàng chém xuống tới mà ở nàng bên cạnh một đạo thân ảnh nhỏ gầy theo sát tại một điểm hàn tinh đằng sau hướng tiếu vũ huynh bước tới chính là rô đau quá a à đây là tiếu vũ huynh tại toàn thân trong đau nhức ý niệm đầu tiên cơ thể trải qua vài lần cường hóa lại có dày khải thuật cùng mãng gia hộ giáp song trọng phòng hộ nàng tuyệt đối sẽ không một đạo thiểm điện liền có thể đem đánh chết nếu như không phải là muốn dùng thánh viêm tới tịnh hóa cái kia giới linh có thần thánh chi quan hộ thể kia chấp này tuyệt đối sẽ không kích thương nàng đây cũng là có chỗ được tất có chỗ mất đáng chết lại có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cảm giác nguy hiểm nhắc nhở tiếu vũ hinh có địch nhân đang đến gần nàng đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy cái kia toàn thân bao phủ tại một đoàn âm vũ lạnh leo bên trong giới linh cùng trong mắt tràn ngập khát máu hưng phấn rồ nạ tinh thần đại đạo quyền tiếu vũ hinh ra sức hướng giới linh vung ra một quyền to lớn quyền lực phanh một tiếng đem giới linh đập ngã mặt đất tầm vàng xuất hiện một cái to lớn cái hố, cái kia giới linh bị sống sờ sờ đánh tới đáy hố. đáng sợ ở bên cạnh tùy thời mà công rộ nạ thân hình lập tức trì trệ, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, có thể có cường đại như vậy quyền lực, một quyền vậy mà đem giới linh giết chết. Khúc Tiếu Vũ Hinh nguyên bản là bị thương nặng, lúc này một quyền đánh ra, lập tức có loại tặc đi nhà chống cảm giác. Mặc dù lập tức chuyển đến đánh giết tên thứ hai giới linh tin tức, nhưng khoảng cách thăng cấp còn kém một chút, nàng trở tay từ vòng tay chứa đồ lấy ra một cái làm bằng gỗ hình bình vật chứa, mở ra miệng liền được một hớp, một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng tại Tiếu Vũ thể nội di động, cấp tốc chữa trị nàng bị thương cơ thể xấu hảo chỉ là sao dùng có phần lãng phí lúc này dồ nạ cũng động hắn bây giờ tiếu vũ hinh tuyệt đối kích không ra quyền thứ hai chính là công kích thời điểm tốt đi chết đi đi chết đi hai tiếng kêu to gần như đồng thời vang lên một thanh to lớn loan đao mang theo một mảnh làm người sợ hãi hàn quang chém về phía dồ nạ cổ là ngũ tử ngưu nhìn thấy tiếu vũ hinh thân hãm nguy cảnh kịp thời cứu viện dồ nạ gặp ngũ tử ngưu thế tới hung mãnh thân hình giống như quỷ mị lui về phía sau quan huy thập tự chạm làm vang lên bên tai từng tiếng quát thời điểm dồ nạ cực kỳ hoảng sợ hắn vội vàng tưởng tượng cơ thể dừng lại sáu cuối cùng hắn đã được như nguyện Thân thể của hắn dừng ở tại chỗ, mà đầu người lại tại tiếp tục phi hành, hơn nữa nhìn cơ thể tại một mảnh trong kiếm quang sổ độ. Liên tại đây bên cạnh kịch chiến đồng thời, Phật La Đa cũng đang gặp phải sinh tử khảo nghiệm, trong bóng tối một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang Đông Dương đâm trúng lồng ngực của hắn, tiểu hạ tỷ người thân thể bay lên, tiếp đó lại phanh một tiếng rơi xuống đất. Phật La Đa mắt thấy Phật La Đa trung kiếm sơn mỗ cực kỳ hoảng sợ, đứng dậy bổ nhào vào Phật La Đa trước người, mà Phật La Đa ánh mắt hoảng sợ nhìn xem một cái đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa tên thanh niên kia nam tử. Ta ngược lại thật ra đã quên, trên người ngươi còn mặc một kiếm điệu bác đưa tặng bí ngân tòa giáp chỉ là nó có thể bảo vệ được thân thể của ngươi, còn có thể bảo vệ được đầu của ngươi cùng cổ sao không nghe chữ. Michael cười lạnh nói. Dừng tay Ám Vân tại không nơi xa la dày, có thể nàng lúc này cũng bị tên kia gọi Simon thần tuyển giả dây dưa, căn bản là không có cách trợ giúp Phật La Đa, mà cam đạo phu bọn người đồng dạng rơi vào chiến đấu kịch liệt không thể thoát thân. Xem ra không ai có thể cứu được ngươi. Phật La Đa cười đắc ý nói. Đối phương trong trận doanh thần tuyển giả cùng đội viên khác cũng đã bị hắn lấy giới linh cùng mấy phe thần tuyển giả kiềm chế, vì thế hắn thậm chí hy sinh trạch lệ bọn người mà hết thảy này, chỉ cần là đánh chết cái này tiểu hạ đi người, hết thảy đều đáng ra sáu vẻ giữ tận nụ cười xuất hiện ở khoe miệng của hắn mũi kiếm thẳng tắp đâm về phật la đa cổ họng hắn thậm chí đã cảm thấy trường kiếm đâm vào da thịt lúc xúc cảm cùng tiên huyết phun tung tóe đi ra ngoài ấm áp đây là trên mặt hắn tươi cười đắc ý bỗng nhiên đã biến thành hoảng sợ bởi vì hắn phát giác cư nhiên bị mười mấy cánh tay lớn bằng sợi đằng cuốn lại không chờ hắn làm ra ứng đối hai đầu cánh tay cũng bị cuốn lấy có thể có cái chủng này cái này không giống như là ma pháp đáng giận mắt cổ thật thấp mà gầm rú một tiếng trên thân bông Dương ra ra một mảnh đấu khí màu đỏ thắm hắn muốn lấy tu luyện hòa thuộc tính đấu khí phá hủy những thứ này sợi đằng. Bang một tiếng vang nhỏ từ phía sau chuyển đến michael trong lòng run lên đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy một cái phương đông nữ hài đang đẩy mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn cầm trong tay một trường sinh xắn cung nhỏ phúc một tiếng vang nhỏ ngay sau đó hắn liền cảm giác phần cổ một hồi nhói nhói sáu michael thậm chí còn chứng kiến phần cổ bắn ra huyết hoa sáu nguyên lai máu của ta cũng là nóng len ken trong tay hắn trường kiếm vô lực rơi vào trên mặt đất sáu ngoại trừ thần tuyển giả nhóm không có ai sẽ chú ý chiến đấu như vậy á mân cậy vào vừa mới nếm được cách đấu tiễn cùng người trước mắt này loại vật lộn đối phương kỹ xảo chiến đấu rõ ràng không bằng nàng lại luôn có thể đủ ở lúc mấu chốt né tránh công kích của nàng cái này khiến luôn luôn ưu nhã tinh linh cũng có chút kích động đến mức muốn chửi người khác đột nhiên simon sắc mặt biến đổi hắn một kiếm bức lui á mân thân hình nhanh chóng chui vào trong bóng tối hướng nơi xa chạy trốn chỉ chốc lát sau đã trốn được không thấy tăm hơi á mân đại hỉ nàng gọn tới phật la đa bên cạnh đem hắn từ dưới đất nâng đỡ vấn đạo phật la đa ngươi bị thương rồi sao không nhẹ chữ còn tốt không có phật la đa từ dưới đất ngồi dậy ta rõ ràng trông thấy hắn đâm chúng ngươi sơn mô hô ra mời cùng mai bên trong cũng không từ nơi nào chuyển ra tụ ở phật la đa bên cạnh là cái này đã cứu ta phật la đa không có cách nào giải khai áo khoác lộ ra bên trong một kiện màu bạc trắng hoa lệ áo giáp bí ngân tỏa giáp tất cả mọi người nghĩ đến cam đạo phu lời nói đột nhiên còn tại chiến đấu bán thú nhân cùng mạnh thú nhân này nao nhao chạy tư tán một lúc sau đã biến mất ở chung quanh đường hầm mỏ bên trong gặp quỷ chẳng lẽ bọn họ là gặp quỷ không thành kim lịch nói lầm bầm chỉ sợ là so quỷ còn muốn đáng sợ sinh vật tà ác cam đạo phu thấp giọng nói nhanh đi khải tắt đốc mẫu cầu nói hắn dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới, đám người vội vàng đuổi kịp. Hưu 6. Liên tiếp mũi tên bắn tại các nàng trước người, đám người không thể không dừng bước lại, Tiếu Vũ hình, Lệ bộ Lật cùng Á Mân nhau nhao bắn tên đánh trả, từng tiếng kêu thảm trong bóng đêm vang lên, chuyến gia nhân thể đang nhanh chóng rơi xuống lúc phát ra hô hô âm thanh. Nơi xa một cái thông đạo bên trong đống nhiên đi ra đỏ bừng tia sáng, vô số hỏa diễm từ trong thông đạo thoát ra, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, từ cái lối đi kia bên trong lẫn ẩn truyền đến như tựa như tiếng giống. Nhanh từ bên này đi cam đạo phu hướng nút ở phía xa đường hầm mộ ở giữa bắn tên bắn thú nhân phóng ra một cái phi dễ bạn, tiếp đó đám người bốc lên mưa tên hướng về phía trước lao nhanh vòi rồng tiếu vũ hinh bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo vòi rồng cùng phong trận nổi lên những cái kia bắn về phía viễn trinh đội mũi tên bị ma pháp phong bạo cuốn lên trở nên không còn có uy hiếp mười mấy danh tướng cơ thể nhô ra đường hầm mỏ bắn tên bán thú nhân thân bất do kỳ bị vòi rồng cuốn theo dự lên khi bọn hắn ngạc nhiên vòi rồng biến mất thời điểm dưới thân thể mới là đen nhánh không kiến giải đường hầm trong miệng lập tức phát ra tiếng đều thê lương Cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cằn cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sức ở đại lục chi đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm năm mươi hai trăm bốn mươi chín biến dị hình lập phương ma giới xa cổ ác ma bán thú nhân mưa tên mặc dù cho mọi người tạo thành quấy nhiêu rất lớn tốc độ không thể không rất xuống nhưng đáng sợ nhất vẫn là sau lưng cái kia không rõ tồn tại theo cái kia phiến nhiệt độ nóng bỏng đứng lên càng cao đám người tựa hồ đã nhìn thấy tử thần đang tại hướng bọn hắn giơ lên màu đen liêm đao cam đạo phu đằng sau vật kia rốt cuộc là cái gì dạ cương lớn tiếng hỏi viêm ma đế tử viễn cổ ác ma cam đạo phu âm thanh trầm trọng đáp rõ ràng cái này luôn luôn tự tin hơn gấp trăm lần lao vu sư đã phu đi những ngày qua chấn định đế tử viễn cổ ác ma thì có thể làm gì tiếu vũ hinh nhưng là một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng chúng ta ma giới viễn trinh đội gánh vác là cứu vớt trung thổ thế giới thần thánh sứ mệnh thần tới giết thần ma tới giết ma chỉ cần có một hơi tồn tại liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiếng nói phụ lạc hét to một tiếng sáu hay là gầm rú từ tiếu vũ huynh trong miệng phát ra tất cả mọi người có một loại mắt thấy mỹ nữ biến thành dã thu cảm giác bởi vì cái âm thanh này không phải nhằm vào bọn họ cho nên tất cả mọi người có thể chịu được chỉ có cam đạo phu đổi sắc mặt sáu không chờ nàng có chỗ biểu thị bốn phía bắn lén bán thú nhân nhóm đã phát ra kinh hoàng âm thanh mưa tên trận thưa thất xuống sau lưng loại kia từng bước ép sát cảm giác gáp bách cũng bỗng nhiên yếu bớt đám người chạy trốn tốc độ bỗng nhiên tăng tốc ngươi làm sao lại phát ra dở dạ gồng thai âm thanh cam đạo phu trên mặt tràn đầy sự khó hiểu khẩu kỹ tiếu vũ hinh thản như nói nếu không phải tại chạy trốn quá trình bên trong cam đạo phu chuẩn sẽ một cái liếc mắt ngã ngửa trên mặt đất sáu uy lực như thế mười phần long ngâm là một loại khẩu kỹ lúc này phía sau viêm ma nhưng là càng lúc càng nhanh tựa hồ đã phát hiện phía trước đang hư trương thanh thế mà những người học kia không biết vì cái gì bắn tới mũi tên lộ ra hưu khí vô lực không biết có phải hay không là bị mới vừa một tiếng long ngâm dung ra nội thương giống sau lưng chuyển đến viêm ma rít lên một tiếng một cỗ sóng nhiệt đông nhiên từ phía sau nhào tới tiếu vũ hinh cảm thấy quần áo đều phải cháy rồi sáu nàng trước đây quần áo đã gặp một lần hại đây là vừa rồi tiện tay kéo ra một kiện áo khoác bên trong còn mặc một bộ mãng da hộ giáp nàng bộ này trang phục nếu là đi trên đường cái bảo quản trên mặt đất nước bọt thành sông đối với điều kiện bản thân tiếu vũ hinh vẫn rất có tự tin nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng nguyện ý nhường hỏa lại đốt nướng một lần ngay tại nàng vừa mới thi triển ra dạy khải thuật muốn bảo vệ áo khoác của mình lúc cam đạo phu ra tay rồi một cái cường hãn vòng bảo vệ ma pháp đem hắn bao phủ lại đem đằng sau đuổi theo tới hỏa lưu hoàn toàn ngăn trở phía trước chính là khải tắt đốc mẫu cầu các ngươi nhanh hơn cầu cam đạo phu quát lớn hắn tiện tay rút ra một bảo kiếm bên hông tiếu vũ hinh lúc này mới nhớ tới ở trong nguyên tắc vị này vu sư cầm trong tay là một thanh thần kiếm tại trong điện ảnh một tay chấp nhất trèo trượng một tay mang theo bảo kiếm nếu như đổi lại một bộ tuyệt đẹp áo giáp hiện nhiên chính là một cái dốc trường bản phía trước lao triệu mây hình tượng hinh mau rời đi ở đây một cái tiếng sấm tựa như tiếng giống tại tiếu vũ hinh bên thai vang lên lão vu sư dùng một loại muốn ăn thịt người tựa như ánh mắt nhìn nàng chằm, chằm ta là trong đội niên linh lớn nhất người muốn vì các ngươi mỗi người phụ trách an toàn các ngươi đi trước tiếu vũ hinh một mặt thông qua tâm linh xiềng xích phân phó mạc lâu bọn người tránh mau một mặt đối với cam đạo phu nói cam đạo phu là một cái do binh nhiệm vụ của ta là bảo hộ cố chủ an toàn cam đạo phu thở dài phía trước diễm Quang quần quận hắn đã không có biện pháp nhường tiếu vũ hinh trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chủ ý liền thấp giọng nói chúng ta chỉ cần ngăn cản nó một chút liền tốt giống một tiếng gần ngay trước mắt gào thét chấn động đến mức tiếu vũ hinh sắc mặt một lần đưa tay chính là hơn mười mai băng trụ bắn vào trước mặt hỏa diễm chi trung mặc dù nói là dầu sôi lửa bỏng tương khắc thế nhưng cũng không phải tuyệt đối tiếu vũ hinh vô ý thức muốn dùng đòn công kích này sắc bén ma pháp thăm dò một chút đầu kia viễn cổ ác ma thực lực hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt có rút lại một chút ngay sau đó tựa như cùng một đoá thịnh hình đoá hoa tựa như đem những cái kia băng chủy hoàn toàn bao khỏa đi vào tiếp đó không mang theo mảy may tiếng vang tiêu thất hồng liên yêu hỏa cam đạo phu âm thanh trầm thấp nắm chặt trong tay vũ trượng có thể đem một cái tính công kích ma pháp thi triển thành đệ phèn sai ma đầu này viêm ma quả nhiên cường đại hưng hực trong ngọn lửa một thân ảnh cao to từng bước từng bước đi tới, đầu này viêm ma chân chính hình thái cho dù là nắm giữ tinh linh chi đồng tiếu vũ hình cũng không cách nào thấy rõ, nó giống như một cái màu đen quái vật, trên đầu có hai cái con sừng thú, một dải lông bẩm từ sau đầu một mực rủ xuống tới phần eo, phía trên lượn lờ một đạo hỏa diễm, nó mỗi bước ra một bước, dưới chân liền phun tung tóe ra một gặp hỏa diễm, tay trái của nó là một kiện sáu, hoặc giả thuyết là một chùm thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại binh khí hình dáng hỏa diễm, tay phải nhưng là một đầu hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cựu vi roi Lúc này, Phật la nhiều tại lệ gỗ lạc giả dạ cương đám người bảo vệ dưới đã tới khải tắt đốc mẫu cầu bên cạnh những người học kia cùng tiến thủ tại sư thiếu điều thân nữ ma công kích đến đã không cách nào đối với viên trinh đội các đội viên tạo thành uy hiếp trước mắt đáng sợ nhất chính là đầu kia càng ngày càng gần viên ma thanh âm khàn khàn trong bóng đêm vang lên mang theo một loại quỷ dị ma lực nhiều nghe được người đều cảm thấy rung động sáu đây là một đoạn cực kỳ khủng bố trung ngữ đến mức cam đạo phu cơ thể đều ở đây hơi hơi phát run hắn đột nhiên đem vu trượng hướng về phía trước nhất cử từng đạo lớn sấm xét bắn về phía hỏa diễm bên trong viên ma một khỏa đỉnh hỏa cầu thật lớn đột nhiên xuất hiện ở đường hầm mỏ đỉnh chót trong chốc lát hướng tiếu vũ huynh cùng cam đạo phu nện xuống tới cam đạo phu bố trí xuống vòng bảo vệ ma pháp tại ngăn cản một hồi phía sau rên dỉ một tiếng tuyên cao pha toái ánh sáng thần thánh tiếu vũ huynh cơ hồ trong cùng một lúc phóng xuất ra nàng phòng ngự mạnh nhất ma pháp sau đó một quyền hướng viêm ma đánh tới sáu tinh thần đại đạo quyền viêm ma thực lực tuyệt đối không phải các nàng hiện nay có thể ngăn cản liền như là giới linh một dạng sáu giới linh sở dĩ cường đại không chỉ bởi vì thực lực của bọn nó hơn nữa còn là bởi vì bọn chúng bất tử sinh mệnh tại sử thực lực cường thịnh nhất thời điểm những thứ này giới linh một khi tử vong liền sẽ lập tức phục sinh nhưng sự tồn tại đã mất đi trí tôn ma giới phía sau phục sinh bọn chúng trở nên rất khó mà lấy chín giới linh thực lực ở trung thổ các tộc phân liệt phía sau cơ hồ không có người có thể chế ước cho nên nói muôn ngàn lần không thể xem thường những thứ này bê tất nhiên giết không chết vậy sẽ phải nghĩ biện pháp áp chế nó cho nên tiếu vũ hinh không chút do dự thi triển ra mạnh nhất một quyển sáu sánh ngang một viên sao băng đụng sức mạnh tiếu vũ hinh thật sự rất hắn chờ một kích kia sức mạnh tốt nhất là đem đầu kia viêm ma giết chết Phanh thạch phá thiên kinh một quyền, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, viêm ma bị một quyền này thẳng tắp nện vào trong hố, bên trong truyền đến viêm ma gào thét thanh âm thống khổ. Cam đạo phu, chúng ta đi tiếu vũ huynh âm thầm kinh hãi, đầu này viêm ma quá không hợp làm, ít nhất cũng phải giả ra một phen dáng vẻ đáng thương, mạnh như vậy lực một quyền vậy mà không có cho nó tạo thành bao nhiêu tổn thương xấu. Cái khác nàng sai rồi, viêm ma sở dĩ phẫn nộ, cũng là bởi vì nó bị thương, hơn nữa còn là thương rất nặng nếu không phải thể chất của nó siêu cấp cường hãn e rằng lúc này đã chết ngoại trừ một chút trên đầu khớp xương có ám thương bên ngoài mặt ngoài thân thể vết thương đang nhanh chóng mà khép lại những cái kia nhỏ xuống huyết dịch hóa thành từng đoá từng đoá thiêu đốt hỏa diễm cam đạo phu là một cái giảo hoạt vũ sư nhưng là coi như là một tương đối thật thà trưởng giả hắn cố ý rơi vào tiếu vũ hinh sau lưng thỉnh thoảng vì nàng gọi bán thú nhân bắn tới mũi tên mà lúc này phật la trở lâu người đã nhanh đến khải tắt đốc mẫu cầu một bên khác hai người vừa mới leo lên đầu cầu sau lưng liền chuyển đến rít lên một tiếng sáu một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức phun lên tiếu vũ hinh trong đầu nàng hô to một tiếng nằm dạp người kỳ thực nàng còn cong eo như vậy đủ rồi nhưng cam đạo phu thân hình cao lớn thật đúng là chiếm được cái đại cuối đầu chỉ nghe hô một thanh âm vang lên một đạo sóng lửa từ hai người trên đầu lướt qua tiếu vũ hinh cảm thấy tóc đều phát ra mùi vị khác thường cái tiêu cựu vĩ roi từ hai người trên đầu lướt qua một loại cùng tử thần sai vai mà qua cảm giác tự nhiên sinh ra tiếu vũ hinh biết cam đạo phu tuyệt đối là làm chuyện gì chỉ là nàng không nhìn thấy vừa rồi cái tiêu cựu vĩ roi quét tới thời điểm tiếu vũ hinh cảm thấy mình năng lượng bảo hộ khải đều giống như bốc cháy đồng dạng không khí đều tựa hồ bị một roi này đánh nứt mười phần đáng sợ nhưng tại đi qua trên đầu nàng thời điểm loại cảm giác này tựa hồ không còn mấy liệt hiển nhiên là có nguyên nhân chỉ có cam đạo phu mới có thể làm được ngay tại hai người vọt tới đại kiều khoảng một phần ba lúc đầu kia viêm ma bức ép lấy một đoàn liệt diễm bỗng nhiên xông lên mặt cầu sáu nếu như bị nó đuổi theo cầu đoán chừng ma giới viễn trinh đội liền xem như con đầu cũng không đủ nó một cái tay đánh thế là cam đạo phu nhanh chóng niệm tụng một cái đoạn chú ngữ đột nhiên đem vu trượng ở trên cầu một đòn nặng ngày sáu cùng nguyên bản kịch thế giới tương tự vừa dậy vừa nặng cầu đá không phải là bị một cây đầu gô đập gãy mà là tại ma pháp tác dụng dưới vỡ nát giống viêm ma đại khái cũng không nghĩ đến cam đạo phu sẽ có quyết tuyệt như vậy thân thể khổng lồ không tự chủ được theo đá vụn rơi hướng phía dưới vực sâu đã tới bờ bên kia phật la chờ lâu người nhất thời phát ra một mảnh tiếng hoan hô tiếu vũ hinh lại khẩn trương nhìn chăm chú lên nàng biết đầu kia rảo hoạt viêm ma sẽ dùng cựu vĩ roi đem cam đạo phu cùng nhau kéo xuống vực sâu chỉ là nàng không muốn để cho đoạn kịch bản này phát sinh sáu tốt xấu cứu cái này lão vu sư một cái mạng kiểu gì cũng sẽ cho mình chút đồ vào ta đến nơi có phải hay không ảnh hưởng tới cam đạo phu tấn thăng nàng ngược lại là không nhìn thẳng quả nhiên ngay tại cam đạo phu cảnh giác hơi tiêu tan thở phào nhẹ nhõm thời điểm một đạo bóng roi từ phía dưới tật quấn muốn đem hắn kéo xuống cầu gãy cam đạo phu vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù ôm lấy cầu gãy cơ thể học là bị kéo đến trượt xuống dưới giải quyết vấn đề muốn tìm căn nguyên tiếu vũ hinh cũng không có hứng thú đi cùng một đầu viễn cổ ác ma đấu sức ngay tại cam đạo phu dưới thân thể trượt trong chốc lát nàng bắt đầu biến thân sáu mái tóc dài của nàng từ màu đen chậm rãi đã biến thành ngân sắc màu da trắng non cũng biến thành khỏe mạnh màu lúa mì hai cái lô thai thượng bộ biến mẹ bén cùng tinh linh càng thêm tương tự làm người ta kinh ngạc nhất chính là một đôi to lớn màu đen quang rực ở sau lưng của nàng bày ra phía trên hiện đầy màu bạc ma văn cùng ký hiệu mặt ngoài thân thể hiện ra một bộ cực kỳ tuyệt đẹp tinh linh áo giáp bên hông còn đeo theo một thanh ngân vỏ trường kiếm trôi kiếm đỉnh nạm một khóa to bằng chứng bổ câu đá quý màu đen bằng hữu cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sắc trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhưng nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc 6. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 251. Tiết 250, biến dị hình lập phương, ma giới chi sông ra ma dị thần thánh tinh linh á mân là gặp qua tiểu vũ huynh lần thứ nhất biến thân toàn bộ quá trình, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, có thể lệ gỗ lật nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng là lần thứ nhất tiểu vũ huynh lại là đặc biệt mạch, cho nên vị này luôn luôn phong dong ưu nhã tinh linh vương tử cũng kinh ngạc kinh hô. Không có khả năng 6 thần thánh tinh linh đã không có khả năng tái hiện khả năng này kim lịch lẩm bẩm nói làm cùng một độ cùng tinh linh mười phần thân mật chủng tộc tới nói hắn đương nhiên biết rõ thần thánh tinh linh lai lịch ngược lại là giả cương bọn người không rõ lắm âm thanh thật thấp mà hướng a mân tỉnh giáo lúc này tiếu vũ hinh hiện ra thần thánh tinh linh tợ phệt sau đó trên lưng quang dực vung lên người đã vọt xuống dưới ngay tại cấp tốc tiếp cận viêm ma thời điểm đầu này viễn cổ ác ma bắt đầu cảm thấy nguy cơ phủ xuống viễn cổ ác ma cùng viễn cổ tinh linh là cùng một thời đại sản phẩm chỉ bất quá cái trước đi vượt sâu cái sau đi không biết tên vị trí nếu như tiếu vũ hinh là chân chính thần thánh tinh linh cũng không phải là không thể cùng viêm ma đại chiến một trận chỉ là huyết mạch của nàng không thuần chỉ có thể bảo trì cái trạng thái này 10 phút cho nên loại kia kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong quyết đấu liền miễn đi phía dưới liền vậy cái kia đầu viêm ma cho dù nó thật là ma thần tái thế cũng khó có thể dưới loại trạng thái này phát huy toàn bộ thực lực viêm ma mở ra miệng rộng một cô nóng rực nham tương hình dáng vật cầm từ trong miệng của hắn phun ra ngoài thuận miệng nổ đờm cũng không phải thói quen tốt tiểu vũ hình đưa tay một cái phách không trưởng đã đem những cái kia vật chất đánh tan hơn phân nửa còn sót lại phun tung tóe tại trên khải giáp cũng không đủ làm hại liền tiếp theo hướng viêm ma bay đi giống viêm ma khẩn trương chỉ là trên không bất lực bên ngoài chỉ có thể dùng sức kéo rồi một lần cựu vĩ roi phía trên vang lên một tiếng kinh hô nhưng là phật la nhiều cùng dạ cương cùng một chỗ hỗ trợ kéo lại cam đạo phu chém giết viễn cổ ác ma ý nghĩ này rất mê người nhưng là tuyệt không thực tế cái này đầu viêm ma thực lực ít nhất phải so tiếu vũ hinh mạnh hơn ba bốn cái cấp độ thậm chí càng mạnh hơn nếu như nàng dám can đảm cận thân công kích rơi xuống còn chưa nhất định là ai cho nên ý nghĩ này chỉ ở tiếu vũ hinh trong đầu lóe lên một cái liền lập tức tiêu thất nàng nghiêng nghiêng mà từ viêm ma phía trên lướt qua một đạo mười mấy mét trường kiếm quang hung hăng chạm tại hỏa ma nắm chặt cựu vĩ roi dưới ngón tay giống một tiếng gào lên đau đớn từ viêm ma trong miệng chuyển đến tay phải của nó có ba ngón cơ hồ hoàn toàn bị tiếu vũ hinh một kiếm này chặt đứt lập tức cũng lại bắt không được kiểu vĩ roi cơ thể không tự chủ được rơi xuống cơ hồ cùng lúc đó một đạo hỏa diễm từ phía dưới phong tới cuốn về phía na căn kiểu vĩ roi như muốn đem hắn mang đi lưu lại tiếu vũ hinh đương nhiên không chịu sáu Kiểu vĩ roi tại vừa cách viêm ma nắm giữ thời điểm phía trên hỏa diễm đều tiêu tan đã biến thành một cây màu vàng sậm kiểu vĩ roi viên cổ ác ma sử dụng vũ khí đương nhiên là hảo tiếu vũ hinh là tuyệt đối không chịu để cho viêm ma một lần nữa phải phía sau nàng quang dược tật chấn nhanh chóng đi tới na căn cựu vĩ roi bên cạnh một phát bắt được tiếp đó hướng về phía trước bay nhanh tránh đi đạo kia tật quấn tới hỏa diễm vượt sâu chỗ sâu chuyển đến viêm ma tức giận tiếng giống đầu kia cựu vĩ roi cũng như vật sống tựa như tại trong tay nàng và mẹo dường như là tùy thời có thể phá không bay đi cựu vĩ roi sáu không rõ nên trang bị bị viêm ma linh hồn ràng buộc chưa giải mở phía trước không cách nào xác nhận hắn đẳng cấp đọc xong đoạn tin tức này tiếu vũ hinh vô cùng phiền muộn thiện tay đem hắn ném vào không gian chữ vật này mới khiến nó an tĩnh lại tiếp đó nàng liền nhanh chóng bay lên khải tắt đốc mâu cầu lớn tại trên cầu giải trừ thần thánh tinh linh tợ việt trạng thái sáu mười phút đã hơn phân nửa lại không chạm đất nàng liền muốn đi cùng viêm ma làm bạn mau bỏ đi giả cương cùng ba la chớ vọt tới nàng và cam đạo phu sau lưng nhổ đánh bán thú nhân nhóm lẻ kẻ bắn tên mũi tên lúc này cầu lớn đã đứt bán thú nhân nhiều hơn nữa cũng truy không một đoàn người cấp tốc quẹo vào một đạo thang đá phía trước cuối cùng thoát khỏi bán thú nhân công kích cảm ơn ngươi hình phủ thủy áo bảo sám trịnh trọng nói xin lỗi hắn bây giờ tựa hồ minh bạch vì thích long vương tiếu vũ hình hơn nữa đem ái nữ phái ra đi theo ngươi thu được phủ thủy áo bảo sám cam đạo phu tín nhiệm cùng hữu nghị độ thân thiện tăng thêm nhắc nhở tin tức lập tức thể hiện ra cũng không có tích phân kinh nghiệm hoặc đạo cụ chi cho khen thưởng không khách khí cam đạo phu chúng ta là đồng bạn đi thiếu vũ hình vô cùng rộng lượng nói sau lưng những người học okay, kia mặc dù không có biện pháp vượt qua vực sâu nhưng chống trận như cũ tại oanh minh đi qua một hồi đại chiến sinh tử cùng đạo vong sau đó tất cả mọi người có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác lúc này mới chú ý tới vết thương lớn nhỏ trên người hạ hân văn bắt đầu cho bọn hắn dùng ma pháp chữa thương chúng ta vô cùng may mắn cam đạo phu ra hiệu mọi người tại trên bậc thang ngồi xuống nghỉ ngơi cái này đầu viêm ma cũng không hề hoàn toàn khôi phục thực lực cho nên chúng ta mới có thể theo nó thủ hạ chạy trốn chẳng lẽ vừa rồi cái kia đầu viêm ma là thủ hạ lưu tình không thành mẫn khánh núi vừa mới trị song thương có chút không phục vấn đạo tại trong điện ảnh cái kia đầu viêm ma ra sân là chỉ có khí thế không có thực lực mặc dù rất huy hoàng đem cam đạo phu kéo xuống vực sâu nhưng cuối cùng nó vẫn là bị cam đạo phu làm thịt trở thành hắn lên lẹ vào thành phủ thủy áo bảo trắng bàn đạp cam đạo phu nghiêm mặt nói viêm ma tại viễn cổ ác ma bên trong là tương đương với bán thần tồn tại sở dĩ không có phát huy ra chân thật sức mạnh là bởi vì chư thần rời đi cái thế giới này thời điểm cũng xuống một cái bảo hộ tính chất kết giới mặc dù viêm ma thức tỉnh có thể bởi vì kết giới lực lượng áp chế nó chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa sức mạnh hơn nữa đánh mất năng lực phi hành nếu không thì xem như ta và hình liên thủ cũng không cách nào ngăn cản nó đây đã là rất khách khí trên thực tế bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản bằng không cũng không cần cầu gãy cầu sinh Cam đạo phu ngươi có thể giúp ta xem một chút cái này căn cựu vĩ roi vì không thể sử dụng sao không nhẹ chữ Tiếu Vũ Hinh nhớ tới Na căn cựu vĩ roi liền vội vàng đem nó lấy ra vừa mới từ không gian chữa vật đi ra Na căn cựu vĩ roi liền lập tức dây ruộng giống như là một đầu vằn mẹo xả muốn từ Tiếu Vũ Hinh trong tay tránh ra khỏi đây là bán thần vũ khí a cam đạo phu khẽ vươn tay nhưng là thoải mái mà nắm được nó cũng không phải làm trên tay của hắn tựa hồ hơi hơi nhấp nhóng một đạo quan mang na căn Cửu vĩ roi lập tức bất động kiện trang bị này đã bị viêm ma lấy linh hồn tiến hành hóa lại nếu như người khác muốn sử dụng nó nhất định phải trước tiên tiêu trừ trong đó viêm ma lưu lại linh hồn là cấn bằng không không ai có thể sử dụng ta đã ở phía trên thiết hạ một cái cấm chế tạm thời che giấu khí tức của nó bằng không viêm ma rất có thể lần theo khí tức của nó tìm cam đạo phu đem cựu vĩ roi đưa trả lại cho tiếu vũ huynh cá nhân ta đề nghị ngươi không cần gấp gáp lấy thực lực ngươi bây giờ liền xem như tiêu trừ viên ma lưu lại linh hồn là cấn, cũng không cách nào lập tức sử dụng nó. Mặc dù không hiểu Cam Đạo Phu là ý tứ, có thể Tiêu Vũ Hinh hay là đem cái này cần cựu vĩ roi thu vào chữ vật giới chỉ sáu, bây giờ không thể dùng, tương lai vẫn không được sao? Cam Đạo Phu hơi suy tư một chút, bỗng nhiên từ trên tay lột thêm một viên tiếp theo giới chỉ hình, hành vi của ngươi đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của ta, đây là ta đã đáp ứng đưa cho ngươi tiền thuê, xin ngươi cất kỹ hỏa chi giới nạp nhã, ma pháp phụ trợ, kim sát trang bị, ma giới tam bộ khúc bên trong đặc thù vật phẩm, sử dụng phía trước nhất thiết phải đi qua linh hồn ràng buộc người nắm giữ nắm giữ luyện kim năng lực người nắm giữ có thể thi triển tạo hình thuật bị tập kích lúc có thể tự động xuất hiện một mặt hỏa thuộc tính ma pháp thuẫn trang bị nhu cầu sơ cấp trở lên mà xì ẩn lại là luyện kim sư năng lực mạnh nhất vẫn là cái kia tự chủ năng lực phòng ngự tiếu vũ hinh nâng chiếc nhẫn này hơi có chút không biết làm thế nào cảm giác cam đạo phu tiếp tục nói chiếc nhẫn này ta đã giải trừ nhận chủ ngươi chỉ cần một lần nữa nhận chủ liền có thể tinh linh cũng không phải yêu thích chiến tranh chủng tộc bởi vậy bọn hắn cái này ba cái giới chỉ theo thứ tự là sáng tạo câu thông cùng trị liệu ba loại năng lực xuân cần cái này ba cái giới chỉ chính là ngấp nghẽ tinh linh ba giới năng lực bây giờ ba giới có thể giao phó ở một cái có thể bảo hộ bọn chúng mà lại không có lợi dụng bọn chúng thực hiện dã tâm trong tay người lại không quá an toàn người ta không có dã tâm tiếu vũ hinh trở về đạo thần thánh tinh không cần lợi dụng bọn chúng thực hiện dã tâm bên cạnh lệ gỗ là nói ở giữa thương thế của mọi người cũng đã trị liệu hoàn tất tiếu vũ hinh yên lặng đem viêm chi giới tiến hành nhận chủ một cô khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng sáu ta ngất tiếu vũ hinh không chút do dự hôn mê cơ thể mềm nhũn ngã xuống hinh tỷ ngươi mặc lâu bọn người giật nảy cả mình vội vàng đây không quan hệ Cam Đạo Phu khoát khoát tay các người nghĩ biện pháp tìm cáng cứu thương dơ lên nàng, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Ngũ Tử ngưu lảo thuật tựa như từ không gian chứa vật bên trong tìm ra hai chi trường thương, tiếp đó tìm chút dây thừng tại hai cây trường thương bên trên quấn ghim lên tới, chỉ chốc lát sau liền làm trở thành một cái đơn sơ cáng cứu thương. đám người ba chân bốn cẳng đem tiếu vũ hình mang lên, từng bước mà lên, đi qua một khúc ngặt lộ phía sau, phía trước xuất hiện quang mang chói mắt sáu. Cuối cùng đi ra Ma Thủy Á Đường hầm mỏ Ngay tại Cam Đạo Phu bọn hắn rời đi Ma Thủy Á Đường hầm mỏ thời điểm, một cái lẻ loi thân ảnh xuất hiện ở khải tắt đốc mẫu cầu sụp đổ phía bên kia người này chính là một phe khắc thần tuyển giả Simon. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Cam đạo phu bọn người biến mất phương hướng, lắc đầu cái này căn bản là một đám lao hổ cùng một đám lang chiến đấu, nắm giữ lợi hại đi nữa anh bước, cũng không ngăn nổi có tổ chức đàn sói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, có thể từ nơi này nhiệm vụ tập luyện bên trong thoát thân, chỉ tiết sáu. Ra quá lớn nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối màu xanh nhạt tinh hình dáng vật sóng một tiếng bốc nát, chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt bỗng nhiên đem hắn cơ thể bao phủ lại, chỉ chốc lát sau, thân ảnh của hắn tại ánh sáng màu xanh nhạt bên trong dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đối với ma thủy á đường hầm mỏ chuyện xảy ra tiếu vũ huynh bọn người hoàn toàn không biết gì cả một đoàn người nhanh chóng rời đi ma thủy á đường hầm mỏ tiến vào đinh phạ dẻo sơn cốc chờ bọn hắn đi tới dương quang phổ chiếu trong sơn cốc lúc lại quay đầu xem cái kia đã bị bóng tối bao trùm ma thủy á đường hầm mỏ cửa ra vào trong lòng đều có chút sợ hãi chúng ta mau rời đi nơi này đi vạn nhất cái kia đầu viêm ma chạy đến liền phiền thoái sơn mộ thấp giọng nói viêm ma rất khó rời đi nơi đó ngược lại là bán thú nhân rất có thể trước lúc trời tối chạy đến chúng ta nhất thiết phải trước đó mau chóng đuổi tới la tư lạc lập vạn rừng cam đạo phu lớn tiếng nói Cứu tác đã bản hoàn tất Hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sắt trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ hai trăm năm mươi hai tiết hai biến dị hình lập phương ma giới chi la tư la cờ lập hạn sần rừng lao thiên đừng đùa người tốt không tốt tiếu vũ hinh cảm thấy đầu góc đều phải bị hư nàng cảm thấy giống như là một cái to lớn sáu không hẳn là một cái dung lượng có hạn sinh vật tồn chứa khí vô số tin tức như thủy chiều hướng trong đại nao tràn vào sau đó lại phân loại chứa được. chẳng thể trách cam đạo phu dâu ria dài như vậy sẽ không phải chính là như vậy tàn phá a à. không tiểu thuyết internet không nói nhiều ý thức của nàng giống như là nhất cá lộ nhân giáp chờ đợi những tin tức kia từ hỏa chi trong nhận chuyển đến mà nhục thể cùng tinh thần song trọng đau đớn nhưng phải từ nàng tới tiếp nhận sáu bất quá bao lâu loại này kinh khủng tin tức truyền thâu cuối cùng kết thúc tại trước mắt của nàng xuất hiện một cái trong suốt tư liệu khung số hiệu một trăm bảy mươi ba hào thần tuyển giả đón nhận luyện kim thuật truyền thừa thu được sơ cấp luyện kim sư xưng hảo thật thành thục độ đạt đến một trăm lúc đem tự động tấn giai quả nhiên tại tài liệu cá nhân bên trong nghề nghiệp một cột bên trong ngoại trừ thần tuyển giả thần quyến giả bên ngoài lại nhiều cái sơ cấp luyện kim sư xưng hảo hơn nữa đằng sau còn có quen luyện độ không chữ tính toán bây giờ không để ý những thứ này tiếu vũ hinh trung quy là có thể cảm giác được mọi giới nàng chậm rãi mở mắt ra giữa trưa ánh mặt trời nóng rực chiếu lên nàng không khỏi híp mắt lại ai đây như thế không có nhãn lực sẽ không sợ đem tỷ phơi nói ra hình tỷ bên cạnh truyền đến hai tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng hai quả cái đầu nhỏ rõ xét nhưng là hạ hân văn cùng thân ngược lan bên cạnh truyền đến tiếng bước chân cùng ngũ tử châu âm thanh nói cho cái kia đại châu đần chạy chậm chút chấn động đến mức hoàng tiếu vũ hình hai tay khẽ trống từ dưới đất ngồi dậy ngoại trừ đầu có chút chóng bên ngoài cũng không có khó chịu dạng tất cả mọi người tốt ta không tiểu thuyết internet không nói nhiều đây là chỗ chúng ta mới vừa rời đi đỉnh phạ dẻo sân cốc cam đạo phu chậm rãi đi ngồi xuống trong tay còn nắm một điếu thuốc lá tư thế nhưng thật ra vô cùng đáo vị tin tức tốt là phía sau bán thú nhân nhất thời nửa khắc không đội kịp tin tức xấu đi sáu xuân cùng xạ dù mạn đã xác nhận chúng ta đường đi tới chúng ta trước hết đi la tư lạc lập bản sân rừng sau đó lại cân nhắc một bức anh nên làm cam đạo phu ngươi không có nói cho ta biết beo lên hỏa chi giới sẽ phải gánh chịu lớn như vậy xung kích tiếu vũ hình bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi chỗ bị tội không khỏi có chút tức giận hỏa chi trong nhẫn không chỉ có hoàn chỉnh tinh linh luyện kim thuật truyền thừa hơn nữa còn có xuân cùng về sau người sở hữu thêm vào luyện kim kinh nghiệm cái này đối ta tới nói là một cái gân gà một dạng trên người ngươi có tinh linh huyết mạch cũng có thể sử dụng bất quá để cho ta cảm thấy bất ngờ là ngươi lại có thể tại rất ngắn khôi phục thanh tỉnh, tinh thần lực đã phi thường cường đại xạ dù mạn cũng bất quá như thế ta một chút cũng không cảm thấy đây là đang khen tặng ta tiếu vũ huynh là rất nhớ thủ nếu như cam đạo phu nói trước một tiếng nàng kịp chuẩn bị có lẽ sẽ không như thế chật vật thật là khen tặng ngươi cam đạo phu cười ta một mực lo lắng không đối phó được xạ dù mạn gặp lại ngươi tinh thần lực sau đó ta cảm thấy cho dù đối kháng chính diện xạ dù mạn cũng có có thể chỉ cần chúng ta dắt tay xạ dù mạn cường đại cớ nào tiếu vũ huynh vấn đạo trên đời vô thần xạ dù mạn thực lực gần như bản thần nếu như mới vừa rồi là xạ dù mạn ở đây hắn nhất định có thể giải quyết đi đầu kia viêm ma cam đạo phu nói tất nhiên hắn cường đại như thế ngươi bằng có thể bảo đảm chúng ta dắt tay liền có thể đánh bại xạ dù mạn tiếu vũ huynh hỏi ngược lại nàng cũng không phải chất vấn mà là tại hỏi thăm cam đạo phu từ đầu tới lòng tin bây giờ nói không cần các loại la tư lạc lập hạn sần dừng lại nói cam đạo phu một mặt thần bí bộ dáng cũng rốt cuộc không chịu nhiều lời một chữ các vậy ngươi bây giờ nói tiếu vũ huynh khí đạo bỏ qua một bên cái này có chút không đứng đắn lao vũ sư Tiếu Vũ Hinh bắt đầu cùng các đội viên thảo luận chiến đấu được mất, kỳ thực lần chiến đấu này mặc dù kinh nghiệm, bản thân nàng cũng từng bị trọng thương, nhưng cái khác đội viên chịu phần lớn là ngoại thương, trải qua Hạ Hân Văn sau khi điều trị cũng đã khôi phục, ngược lại là đối lập trận doanh thần tuyển giả tử vong nằm luồn ngang, dựa theo trước mắt thống kê, một trận chiến này chỉ ít có 3 tên thâm niên thần tuyển giả cùng 2 tên. Người mới thần tuyển giả bị Trần Kha cùng Mẫn Khánh núi giết chết tử vong, nếu như song phương tiến vào thế giới này nhân số bằng nhau lời nói, vậy đối phương nhiều nhất chỉ còn lại một người sáu lúc này tiếu vũ hinh bọn người còn không cái kia gọi simon thần tuyển giả đã lợi dụng một loại đặc biệt kịch bản đạo cụ rời đi cái này kịch tình thế giới tại sau này ở trong nhiệm vụ chúng ta phải tăng cường đối với phật la đa bảo hộ một khi hắn xảy ra chuyện chúng ta liền sẽ thất bại trong căn tấc. tiếu vũ hinh cường điệu nói địch nhân thực lực mặc dù giảm mạnh nhưng càng như vậy công kích của đối phương thì sẽ càng tập trung vạn nhất toàn bộ đều nhằm vào phật la đa đó cũng là vô cùng phiền phức cần thiết phải chú ý còn có giới linh mặc dù nói lại tiêu diệt hai cái giới linh nhưng hai cái này giới linh cũng không phải thật sự là tử vong bọn chúng mặc dù tạm thời không thể phục sinh lại có thể cùng nó giới linh dung hợp cá thể thực lực hay là có thể tăng mạnh tương lai gặp gỡ vẫn là kình định. bảy cái giới linh chỉ cần bọn chúng không đi đến cùng một chỗ ta có thể giết được ba cái coi như lại giết mấy cái cũng không tính toán tiếu vũ huynh đàng hoàng thừa nhận nếu như đối phương vây công nàng một người tuyệt đối không phải đi thủ cái kia không sao chúng ta có thể giúp ngươi kiềm chế cam đạo phu thực lực cũng không yếu nếu như chúng ta cũng có thể giết nó một hai cái giới linh lần này nhất định sẽ lên cấp ngũ tử ngưu nói mai mai ngươi ở đây lúc chiến đấu nhiều chú ý một chút thần thánh ma pháp đối với phổ thông sinh vật tới nói là hồi máu nhưng đối với bất tử sinh vật tới nói đó chính là thiên phạt tại giới linh bị thương nặng thời điểm thần thánh ma pháp chỗ nhận được công kích hiệu quả là tốt nhất tiếu vũ hinh nhắc nhở đi qua cái này liên tiếp chiến đấu thân tuyển giả nhóm sức chiến đấu đều có giác đại để thăng nhất là là hai vị người mới tiến bộ càng thêm rõ ràng hơn nữa bọn họ cùng thú nhân huy chương bên trong triệu hoán vật ở giữa chiến đấu phối hợp càng ngày càng cao ít nhất tại đối phó phổ thông bán thú nhân mạnh thú nhân thời điểm bọn hắn không đến mức luôn cuống tay chân nghỉ ngơi tại một hồi chưa thỏa mãn thở dài kết thúc kim lịch trong miệng lẩm bẩm cũng không nói chút nhưng từ hắn động tác đến xem hiển nhiên là không quá tình nguyện ba la chớ trở nên trầm mặc rất nhiều hắn ngẫu nhiên xem phật la đa bộ ngực vị trí tiếp đó liền túi lầu xuống cũng không ở nghĩ chút chạm vạng tối thời điểm mọi người tại một tòa trên gò đất đóng quân giã ngoại lần này các nàng có thể dâng lên đống lửa ăn một chút nóng thức ăn và canh nóng nói thật phật la đa ta cảm thấy sắp biến thành ăn lông ở lô bán thú nhân ra mời mai bên trong các ngươi nói có đúng hay không chuyện như vậy chúng ta đã rất lâu không có uống canh cũng không có ăn nóng thức ăn sơn mỗ một bên cầm một cái môi lớn tử trong nồi khuấy động vừa nói bên cạnh ra mời cùng mai bên trong còn kém chảy nước miếng đầu đều nhanh chôn đến trong nồi đun nước đi chính là chính là loại ngày này đơn giản so gặp phải bán thú nhân còn đáng sợ hơn các tiểu tử các ngươi tốt nhất cách nồi đun nước xa một chút ta cũng không muốn mà nói ra đầu của các ngươi mảnh một cái lớn giọng từ sau bên cạnh văng lên ngũ tử như một tay nhấc lấy một cái tiểu hạ thì người đem bọn hắn ném một bên tới vì để cho các ngươi tại đường sau này chỉnh bên trong mạng sống ta tới khảo giác các ngươi một chút kiếm thuật nói xong hắn cứ gãy một cái nhánh cây coi như là kiếm cùng hai cái tiểu hạ thì người có bài bản hẳn hoi so chiêu sau khi ăn xong vài cái ngoan sau đó hai cái tiểu hạ thì người bắt đầu nghiêm túc ra dấu sáng sớm hôm sau đám người theo sơn đạo hướng đồi núi phía dưới đi đến theo một dòng suối nhỏ tiến lên cách đó không xa chính là một mảnh bãi cỏ mà lại hướng phía trước chính là rừng rậm nhìn thấy không đó chính là la tư lạc lập hạn sân rừng bán thú nhân là tuyệt đối không dám vào vào vùng rừng rậm kia lệ gộ Lạc nói vì ra thăm viếng đạo bởi vì nơi đó là tinh linh lãnh địa á mân nói lại đi tiến bình nguyên sau đó á mân cùng lệ gộ là thần sắc đều bông lòng rất nhiều đám người chịu tâm tình của bọn hắn lây nhiễm các bộ cũng sắp mấy phần thời điểm một đoàn người rốt cuộc đã tới rừng rậm bên dưới, dương quang từ trong cành lá vẩy xuống lưu lại rất nhiều loang lổ cái bóng đám người đi theo á mân cùng lễ gộ lặt tiến vào rừng rậm chỉ có kim lịch chậm rãi lẩm bẩm đi vào trong kim lịch ngươi ở đây nói phật la đa tò mò vấn đạo theo sát ta kim lịch mất hứng nhìn hắn một cái theo sát ta ở đây ở một cái vĩ đại nữ vũ sư ở đây không phải tinh linh lãnh địa sao không nhẹ chứ ra mời tò mò hỏi vị kia nữ vũ sư chính là một cái tinh linh kim lịch cảm xúc tựa hồ tệ hơn phật la đa nhìn thấy sắc mặt của hắn vội vàng biết điều ngậm miệng chỉ sợ vị này người lùn ăn nói lung tung đắc tội vị kia nữ vu sư đúng lúc này phật la đa đột nhiên á kinh hô một tiếng sắc mặt có chút biến hóa phật la đa chuyện cam đạo phu đột nhiên quay đầu bắt lại phật la đa tay hảo giống như có một âm thanh đang đối với ta nàng tựa như là ta là ma giới người nắm giữ hơn nữa còn ta ta đem gian ác mang vào mảnh này an tinh rừng rậm cam đạo phu hướng bốn phía liếc mắt nhìn an ủi không cần lo lắng có thể là chủ nhân chúng ta đến lên tiếng chào hỏi mà thôi chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi tốt lúc này trong rừng rậm ẩn ẩn chuyển đến sàn sạt thanh âm Tiếu Vũ Hinh thi triển thần chiếu quyết hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bóng người lắc lư, từng cái người đeo trường cung tinh linh cấp tốc giữa khu rừng di động, hướng ở đây đội sáu. Nhưng nàng cũng không có đem cái này tin tức nói cho Cam Đạo Phu bọn người, chỉ là âm thầm thông chi thần tuyển giả nhóm. Giống như có người ở đi lại. Phật La Đa thấp giọng nói, ngươi yên tâm, Phật La Đa, ta có lão ứng con mắt, hồ ly lô thay, không có sáu. Kim Lịch mà nói im bặt mà dừng, bởi vì có một tiếng màu xanh lá cây mũi tên đang chỉ vào cổ họng của hắn, hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, là tinh linh lúc này, từ chung quanh trong bụi cây lại nhảy ra rất nhiều tướng mạo tuấn mỹ tinh linh, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn nhắm ngay viện trinh đội các đội viên. Xin đừng hiểu lầm, chúng ta là cam đạo phu lớn tiếng nói. người lùn này mà nói nhiều lắm, liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể bắn hắn một cái. sĩ quan bộ dáng tinh linh từ phía sau cây bước đi thong thả đi ra, ánh mắt có mấy phần bất thiện nhìn xem kim lịch, rõ ràng đối với hắn lời nói mới rồi không quá ưa thích. cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghị quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự, hơn nữa nàng chủ tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẳng tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục tri đỉnh. xinh đẹp khổng tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự lạ từ